Chương 1931. Chuẩn đế Tam Trọng Thiên. Nguồn: Mê truyện audio.com. Thủy Thu cùng Kim Cửu Linh hai vị chuẩn đế tiến vào về sau, tại kia bí cảnh trong thế giới chẳng khác nào có năm vị chuẩn đế tại cùng lâm tầm kịch chiến. Hằng Tiêu vừa nghĩ tới đó, khóe môi tựu có quắp một trận. Dạng này nghịch thiên yêu nghiệt, phóng nhãn toàn bộ tinh không cổ đạo, đều có thể nói là phượng mau lân giác tồn tại. Tối thiểu theo Hằng Tiêu biết, cũng chỉ có giống như Lục Đại Đạo Đình bực này quái vật khổng lồ bên trong, có lẽ mới có thể có gặp thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua. Bí cảnh trong thế giới lại không từng truyền ra cái gì cầu viện thanh âm, cái này khiến hàng tiêu ám buông lỏng một hơi, như không được nữa, vậy coi như thật nên hắn tự thân lên trận ông thời gian một chén trà về sau, bí cảnh thế giới cửa vào nổi lên một trận liên y, lâm tầm thân ảnh lão đảo đi ra, áo quần rách nát, hút đầu phát ra, có vẻ hơi chật vật. Nhìn kỹ, sắc mặt hắn đều một trận yếu ớt, quanh thân khí cơ suy yếu. Hàng tiêu mí mắt giật một cái, quan thầm nghĩ. Tiểu hữu, thế nhưng là bọn hắn động thủ quá ác thương tổn tới ngươi, lâm tầm lắc đầu, cười nói. Không có, một trận chiến này có thể thống khoái chi cực, còn muốn đa tạ đạo hữu thành toàn. Hằng tiêu cười cười. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a à, tiểu hữu vừa kinh lịch một trận đại chiến, vẫn là về trước đi hảo hảo điều tức một phen, vẫn chắc thoáng cái tự thân cảnh giới. Lâm tầm gật đầu, cáo từ rời đi. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh rời đi, hằng tiêu không chịu được cảm khái. Bản thân tổ sư gia vị tiểu sư thúc này thật đúng là dữ dội đến rối tinh rối mù. Không đúng, bỗng dưng hằng tiêu ý thức được không thích hợp làm sao hoàng vũ thái tranh bọn hắn còn không ra hắn lách mình tiến vào kia bí cảnh thế giới khi nhìn thấy chính khoanh chân ngay tại chỗ hoàng vũ bọn người lúc hằng tiêu nhãn châu tử đều kém chút đến rơi xuống chỉ thấy vô luận là hoàng vũ thái tranh vẫn là kim cửu linh thủy thu hạ chú từng cái hoặc là mặt mũi bầm dập hoàn toàn thay đổi hoặc là quần áo tổn hại thê thảm như ăn mày đây chính là năm vị chuẩn đế là tuyền cơ đạo tông uy danh truyền xa đại nhân vật a nhưng bây giờ bọn hắn lại như bị từng cái chà đạp hành hung một trận bộ dáng kia để hàng tiêu đều có chút không đành lòng nhìn xuống. Tiểu tử kia liền là cái quái vật. Ai, già dạ, già, dạ, thật không còn dùng được. Chuyện hôm nay, ai dám tiết lộ, ta tuyệt đối cùng hắn liều mạng. Hoàng vũ bọn hắn từng cái nghiến răng nghiến lợi, thần sắc bi phẫn. Giờ khắc này, hàng tiêu càng thêm may mắn lúc ấy không có tự mình đi cùng lâm tầm luận bàn, bằng không mà nói, lúc này mọi người bộ dáng, tất nhiên cũng chính là kết cục của hắn. Chạy về động phủ thời điểm, lâm tầm liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa trước đó cùng năm vị chuẩn đế cảnh cường giả một trận chiến song phương đều là ước định không có sử dụng bảo vật cùng một chút đòn sát thủ lực lượng nhưng dù vậy dùng hắn lúc này chiến lực đã có thể chống lại lại năm vị chuẩn đế liên thủ trước đó hoàng vũ thái canh bọn hắn bộ dáng nhìn xem thê thảm kỳ thực là bởi vì vừa mới bắt đầu nhân số ít duyên cớ gánh không được lâm tầm toàn lực xuất thủ gây nên cho đến thủy thu kim cửu linh cuối cùng cùng một chỗ dết vào này mới khiến lâm tầm cảm thấy áp lực cực lớn cùng uy hiếp tại đấu thời gian chiến tranh bị áp chế một đầu Bất quá, Lâm Tầm rất tự tin, như vận dụng bảo vật, hoặc là cùng loại cấm thể bực này cấm kỵ thần thông, cuối cùng bị thua, khẳng định không thể nào là chính mình. Mà kinh lịch trận chiến này, để Lâm Tầm khắc sâu nhận biết đến chính mình chiến lực đồng thời, cũng rốt cuộc hiểu được thuộc về chuẩn đế cảnh huyền bí. Chuẩn đế, siêu thoát tại chúng thánh trước đó, đến gần vô hạn tại đế cảnh. Ở đây cảnh, tu đạo giả luyện thể, luyện hồn, luyện khí ba loại tu vi, hội, sẽ từng cái ngưng kết ra đại đạo thần hỏa. Lại được xưng làm chuẩn đế tam trọng diễm ngưng tụ ra một loại đại đạo thần hỏa, đáng nhìn làm chuẩn đế nhất trọng cảnh. Ngưng tụ ra hai loại, là chuẩn đế nhị trọng cảnh. Làm đem luyện thể, luyện khí, luyện thần ba loại đại đạo thần hỏa toàn bộ ngưng tụ, lại xưng làm chuẩn đế tam trọng cảnh. Thế gian chính thành chính chuẩn đế cảnh tồn tại, đều là ngưng lại tại chuẩn đế nhất trọng cảnh nội. Nguyên nhân ngay tại ở, những này tu đạo giả theo tu đạo bắt đầu, hoặc là chủ tu luyện khí, hoặc là chủ tu luyện thần, hay là luyện thể. Nguyên nhân chính là chỗ cầu tác đạo đồ, vẹn vẹn hạn chế tại một loại, cho nên dù là tại về sau tuế nguyệt bên trong đồng dạng bắt đầu chiếu cố cái khác hai loại đạo đồ tu hành nhưng tại trở thành chuẩn đế cảnh về sau bởi vì đại đạo căn cơ nguyên nhân mới có thể ngưng lại tại nhất trọng cảnh chậm chạp vô pháp đột phá giống như lâm tầm trước đó đánh chết những cái kia chuẩn đế vô luận là đến từ đế tộc khổng thị khuất nhiêu cùng khổng ân vẫn là hách liên thị kia sáu vị chuẩn đế cảnh tồn tại gần như đều ở vào chuẩn đế nhất trọng cảnh đồng dạng giống như trước đó hoàng vũ thái tranh các loại chờ năm vị tuyền cơ đạo tông chuẩn đế cảnh tồn tại cũng chỉ có Hoàng Vũ ở vào chuẩn đế nhị trọng cảnh, bốn người khác đều là ngưng lại tại một trọng cảnh. Mà dựa theo Hoàng Vũ thuyết pháp, toàn bộ tuyền cơ đạo tông bên trong, cũng chỉ có trưởng giáo hàng tiêu một người ở vào chuẩn đế tam trọng cảnh đại viên mãn tình trạng. Lâm tâm trước mắt, cũng vẻn vẹn chỉ biết là, chuẩn đế cảnh ba cái cửa ải, một cái sau một cái khó khăn, hạch tâm ngay tại ở, đại đạo thần hỏa ngưng luyện cực kỳ chi nạn. Một chút lão quái vật dù là sống vô số tuế nguyệt, cũng bởi vì vô pháp ngưng tụ ra loại thứ hai đại đạo thần hỏa, làm cho tu vi dừng bước, vô pháp tinh tiến. Mặt khác, chuẩn đế cảnh cũng là có tuyệt đỉnh hay không khác nhau. Tuyệt đỉnh chuẩn đế cùng chuẩn đế, liền như là tuyệt đỉnh thánh vương cùng thánh vương khác biệt, hoàn toàn liền là cách biệt một trời, cách xa cực lớn. Có thể dựa theo hoàng vũ bọn hắn thuyết pháp, trên đời tuyệt đỉnh nhân vật đông đảo, tuyệt đỉnh thánh cảnh cũng nhìn mãi quen mắt, có thể duy chỉ có tuyệt đỉnh chuẩn đế, cực kỳ sự hiếm thấy. Nguyên nhân ngay tại ở, tại phá thánh cảnh mà lên lúc, đem tao ngộ một trận cực kỳ đáng sợ tuyệt thế đại kiếp. Nhất là tuyệt đỉnh thánh vương, như muốn cưỡng ép chứng đạo đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh cơ hồ là không có bất luận cái gì công hy vọng có thể đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh người và người không được một đây là toàn bộ tin không thế giới chung nhận thức hiểu rõ những tin tức này cũng rốt cục để lâm tầm thanh tỉnh nhận thức đến chính mình bây giờ chiến lực có lẽ có thể vượt đại cảnh giới trụ sát chuẩn đế cảnh tồn tại có thế vạn nhất đụng phải tuyệt đỉnh chuẩn đế loại này cực kỳ hiếm thấy kinh khủng nhân vật khẳng định giữ nhiều lành ít tuyệt đỉnh chuẩn đế và người không được một cũng không biết tại phá thánh cảnh mà lên muốn chứng nhận chuẩn đế chi cảnh lúc, muốn tao ngộ chính là một trận rất lớn kiếp nạn, lâm tầm vừa nghĩ tới đó, cũng không nhìn được nghiêm nghị, tuyệt đỉnh chi lộ, vĩnh viễn tràn đầy hung hiểm cùng cấm kỵ, kinh khủng khó lường. Theo ngày này lên, lâm tầm lần nữa bế quan. Tu vi bên trên, hắn đã là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại có đột phá. Hắn trọng tâm đặt ở rèn luyện vũ đạo cùng lĩnh hội trên đại đạo. Tại lâm tầm bế quan đệ tam tháng. Trong động phủ, lâm tầm thân thể lập lòe, lưu chuyển hừng hực như nước thủy triều quan vũ, mà tại thể nội, phổi thần cung, bên trong thì có kinh người sinh mệnh rung động tại oanh chấn. Rất nhanh, theo một đạo như thiên địa sơ khai tiếng vang, tại lâm tầm đỉnh đầu linh đài chi địa, đột nhiên xông ra một đạo chói mắt vô cùng bạch quang. Chói lọi như ngày, sắc bén lóa mắt. Dần dần, khi một đạo bạch quang ngưng tụ, huyển hóa ra một đạo người mặc bạch bào, thân thể di tán lấy khiếp người khí tức bén nhọn thân ảnh, giống như một thanh trên trời rơi xuống thần kiếm, kỳ phong vô song, ánh sáng lạnh cửu tiêu. Bạch kim đạo thể kim người, một trong ngũ hành, tiên thiên khắc nghiệt chi nguyên, vạn vật chi nhuệ khí, chấp lạnh thấu xương sát phạt chi lực, quẩn hư không đạo khí chi tinh. Đây là một tôn bởi bạch kim thần thai thai ngén mà ra đại đạo phân thân, hắn khí tức phong mang tuyệt thế, lăng lệ phách tuyệt, có hay không kiên không phá vỡ, không có gì bất phá chi thần vận. Cái này cũng là lâm tầm tu luyện đến nay, ngưng tụ ra thứ năm tôn đại đạo phân thân. Đến tận đây, ngũ tạng thần thai đều là đã ngưng tụ làm đại đạo phân thân, để lâm tầm đối đại đạo hoàng đình kinh tu luyện, cũng là đạt đến ngũ vị cảnh viên mãn tình trạng. Cần biết, Đại Đạo Hoàng Định Kinh phân tứ đại cảnh, theo thứ tự là ngũ uẩn, ngũ sắc, ngũ vị, ngũ đức. Ngũ uẩn là tại ngũ tạng chi địa uẩn tích ra chân linh chi khí. Ngũ sắc là dùng chân linh chi khí ngưng tụ làm ngũ tạng thần thai. Ngũ vị thì là dùng ngũ tạng thần thai tu ngũ hành đạo thể, cũng chính là lâm tầm trước mắt vị trí cảnh giới. Sau đó chính là ngũ đức cảnh, làm đạt đến này cảnh, năm cổ đại đạo phân thân đem riêng phần mình có được thần thức cùng đạo hành, có được không kém gì bản Tôn Tu Vi. Bất quá, ngũ đức cảnh cực kỳ chi tối tâm, liên lụy đến phân hóa đạo hạnh cùng thần thức huyền bí, dùng Lâm Tầm bây giờ cảnh giới, còn vô pháp đi lĩnh hội cùng trưởng khống. Dựa theo hắn suy đoán, làm có được chuẩn đế cảnh tu vi lúc, có lẽ mới có thể có nội tình đi lĩnh hội ngũ đức cảnh huyền bí. Oanh. Theo Lâm Tầm tinh khí thần dung nhập bạch kim đạo thể bên trong, vô số giống như thủy triều thần diệu cảm ngộ sông lên đầu. Lặng im lĩnh hội hồi lâu, bạch bào Lâm Tầm trong lòng hơi động, quanh thân khí cơ bỗng nhiên oanh minh mơ hồ có thể thấy được vô số sắc bén lăng lợi bạch kim chi khí theo hắn cơ thể trong lỗ chân lông lướt đi đúng như ức vạn đạo kiếm phong cùng một chỗ hiện lên tản mát ra khiếp người ánh sáng phụ cận hư không đều bị xé nát phát ra suy suy nổ đùng xa xa nhìn một cái lâm tầm cả người giống như một thanh thiên kiếm lâm thế phong mang tất lộ thật giống như muốn đem ngày này đất này cái này hư không vạn vật tất cả đều một trảm hết sạch ngưng lâm tầm đưa tay quanh thân kia ức vạn mịt mờ bạch kim chi khí hướng hắn lòng bàn tay hội tụ cuối cùng hóa thành một điểm mũi nhọn ánh sáng một màn kia mũi nhọn hết cô động đến cực hạn cũng lăng lệ đến cực hạn chói mắt vô biên tự như có thể đem người linh hồn đều vỡ ra toàn bộ động phủ đều tại cái này một cái chớp mắt lâm vào một loại đại khủng bố khắc nghiệt không khí nhưng cuối cùng theo lâm tầm tâm niệm chuyển động điểm này lóa mắt lăng lệ chi cực mũi nhọn ánh sáng dần dần biến mất tại hắn lòng bàn tay có thể lâm tầm trong lòng vô pháp bình tĩnh bởi vì cái môn này thần thông tên gọi phong mang chi thứ là bạch kim đạo thể thiên phú lực lượng một đâm chi uy đáng kinh ngạc quỷ thần y theo lâm tầm suy đoán phong mang chi thứ vừa ra dù cho là chuẩn đế nhất trọng cảnh nhân vật sợ đều căn bản là không có cách tránh đi bởi vì một nhát này quá nhanh quá lăng lệ quá bá đạo hội tụ bạch kim đạo thể lực lượng tại một điểm bên trong bỗng nhiên bạo sát mà ra chỗ bộc phát ra cũng đáng sợ nhất thanh mộc đạo thể chưởng sinh tử khô vinh chi lực hoàng thổ đạo thể trưởng chúng sinh chi ấn, hắc thủy đạo thể, trưởng năm nước ba ngàn, xích hỏa đạo thể trưởng phần tẩn chi đồng mà bạch kim đạo thể, thì trưởng phong mang chi thứ. Bực này thiên phú lực sát thương, không thể nghi ngờ cũng là ngũ đại đạo thể bên trong nhất sắc bén một cái. Lâm tầm yên lặng thể ngộ lấy bạch kim đạo thể áo diệu, trong lòng cũng kinh tháng không thôi. Ngũ đại đạo thể phân thân, năm loại chí cường thiên phú, năm loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, tự như bực này đạo kinh, tuyệt đối có thể nói là khoáng cổ thước kim bởi vậy cũng càng thêm thể hiện ra cửu sư huynh các ngọc phát trên đại đạo tạo nghệ là bực nào chi kinh thái tuyệt diễm ra một chuyến xa nhà về nhà đến muộn thật có lỗi đêm nay khẳng định có canh thứ hai chỉ bất quá sẽ ở khoảng rạng sáng bởi vì kim ngư đến bây giờ còn chưa ăn cơm chương 1932 hồng hoang chi tú nguồn mê truyện audio com tu luyện ra bạch kim đạo thể về sau lâm tầm liền đem hết thảy suy nghĩ đều dùng tại đạo chi lĩnh vực hoàn thiện bên trên ông theo hắn lật tay lại óng ánh trong sáng, tròn trị như nguyệt đại đạo vô không bàn nổi lên, trong mâm một đôi cá bơi tự như thần bí ký hiệu diễn dịch ra vô số huyền diệu đạo vết tích. Đại đạo vô không bàn có thể trợ giúp tu đạo giả thôi diễn cùng cảm ngộ đại đạo gốc rễ chất. Lâm Tầm hít sâu một hơi, tâm thần đắm chìm trong đó. Một nháy mắt, hắn tự thân nắm trong tay đại đạo lực lượng, giống như từng đạo vết tích xuất hiện tại đại đạo vô không bàn bên trong. Như tinh yên thôn khung đạo, chân long chi đạo, thủy hỏa chi đạo, thái cực chi đạo, bất tử chi đạo đều là rõ ràng rành mạch mà hiện lên tại đại đạo vô không bàn bên trong, sau đó dùng dùng một loại có thể thấy rõ ràng thần diệu cảnh tượng, chiếu vào lâm tầm trong lòng. Theo hắn nghiêm túc cảm ngộ cùng thôi diễn, một cổ thần dị lực lượng cũng theo đó theo đại đạo vô không bàn bên trong tuôn ra, để hắn đối đại đạo lĩnh hội cùng thôi diễn tốc độ bỗng nhiên tăng lên một mảng lớn. Vô số dĩ vãng cảm thấy mơ hồ, tối tâm, hoang mang địa phương, đều là từng cái giải quyết dễ dàng. Loại kia giải hoặc về sau đạt được cảm ngộ, để lâm tầm cả người đều đắm chìm trong trong đó, khoái chăn nhạc tai vô pháp tự kiềm chế. Cùng này đồng thời, tại hắn thân ảnh hậu phương, đạo chi lĩnh vực hiển hiện, khi thì hóa thành lô đỉnh, khi thì hóa thành đại uyên, khi thì lại nặng quy nhất phiến hỗn độn. Hội tụ trong đó đại đạo lực lượng, theo lâm tầm không ngừng thôi diễn cùng lĩnh hội, cũng là trở nên càng ngày càng hùng hậu cùng cường thịnh. Thời quan như thoi đưa, bất tri bất giác đã vội vàng mấy tháng đi qua. Tại lâm tầm bế quan tu luyện thời điểm, ngoại giới cũng là gió nổi lên vân dũng. Theo luận đạo thịnh hội thời gian tới gần, Hồng Mông thế giới trừ bỏ trung thổ đạo châu bên ngoài, cái khác 48 cái châu cảnh nội luận đạo tuyển bạc, tất cả đều đã mất khá duy màng. Cùng Vân Châu đồng dạng, những này châu cảnh bên trong đều là thông qua luận đạo tuyển bạc phương thức, chọn lựa 10 vị trí đầu cường giả. 48 châu cũng liền đại biểu cho có 480 vị thông qua tuyển bạc mà hiện ra cường giả tuyệt thế, sẽ tại sau đó không lâu tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong hồng mông thế giới cỡ nào hạo hãn cùng rộng lớn dù là dứt bỏ trung thổ đạo châu không nói những châu khác cảnh nội cũng chia bố lấy ức vạn vạn chúng sinh nhưng cuối cùng cũng chỉ có 480 người có tư cách tham dự luận đạo thịnh hội căn bản không cần hoài nghi cái này 480 người tất nhiên là tuyệt đỉnh thánh vương bên trong chói mắt nhất các tuyệt một nhóm cường giả bất quá được quan tâm nhất vẫn là mỗi cái châu cảnh nội hạng nhất nhân tuyển huyền nguyệt cô nương những này liền là gần nhất sưu tập đến sở hữu tin tức kỳ thượng bày ra lấy mỗi một cái châu cảnh nội 10 vị trí đầu người có tên chữ, tu vi, lai lịch. Tuyền cơ đạo tông, khương hành, cơ càng các loại, chờ, truyền nhân cùng một chỗ, đem một phần ngọc giảng giao cho Kim Thiên Huyền Nguyệt. Đa tạ. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói lời cảm tạ về sau, tự lật xem. Nàng ánh mắt trực tiếp rơi vào các đại châu cảnh đệ nhất nhân trên thân, cái khác nhân vật thì đều tạm thời bị hắn không để ý, vương giật thần, thanh châu lượng đạo tuyển bạc hạng nhất, thanh châu đệ nhất đạo thống linh tuyết kiếm tông hạch tâm truyền nhân đệ nhất nhân, tuyệt đỉnh thánh vương viên mãn cảnh tu vi, người xưng thanh châu kiếm đạo đệ nhất thánh vương. Minh khỉ dạng, minh châu luận đạo tuyển bạc hạng nhất, hoàng tuyền đạo tông thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, tu minh thần đạo kinh, được vinh dự minh châu hồng tu đệ nhất thánh vương. Từ thanh tiên, tinh châu luận đạo tuyển bạc đệ nhất nhân, quần tinh chiến tông tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đệ nhất nhân, từng cái danh tự xem tiếp đi, để kim thiên huyền nguyệt trong lòng cũng dâng lên một loại không nói ra được áp lực cái này một phần trên danh sách, vẹn vẹn chỉ là bài danh tại bốn phía 18 châu hạng nhất cường giả, không một không thể nói là đương thế người phong lưu, một châu chi nhân tài kiệt xuất, kinh diễm quần luân. Dù là những này các châu đệ nhất nhân vô pháp cùng công tử so sánh, có thế tối thiểu cũng hẳn là là cùng lục độc bộ, vũ hoàng đồng dạng cường giả tuyệt thế. Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng thì thào. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là 48 châu chi địa hiện lên lóa mắt nhân vật, theo nàng biết, trung thổ đạo châu lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc bên trong nhân vật trọng yếu, chú định sẽ chỉ mạnh hơn, một cái sau một cái yêu nghiệt cùng biến thái. Huống chi, có thể tham dự vào lần này luận đạo thịnh hội, còn không chỉ hạn chế tại hồng mông thế giới, tại tinh không thế giới khác bên trong, đồng dạng có không biết bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt sớm đã ung ung kéo đến, đối với lần này luận đạo thịnh hội nhìn chăm chăm. Một trận vân châu luận đạo thi đấu, để cho chúng ta khắc sâu ý thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Khương Hành ở một bên cảm khái, mà bây giờ, qua một tháng nữa thời gian, luận đạo thịnh hội liền đem trình diễn đến lúc đó lại nên hiện ra bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi cái thế cường giả một lời nói để cơ càng có thế tuyền cơ đạo tông truyền nhân cũng đều thổn thức không thôi trên đời này mãi mãi cũng không thiếu càng cường đại nhân vật càng lợi hại ai dám chân chính xưng vô địch lại có cái nào dám nói bất bại hồi lâu kim thiên huyền nguyệt đem cái này một phần danh sách cẩn thận thu hồi nàng cũng sẽ không quên công tử bế quan trước từng căn dặn muốn để nàng nhiều sưu tập hòa luận đạo thịnh hội có liên quan tin tức 48 châu riêng phần mình tuyển bạc ra đệ nhất nhân, bây giờ đều đã bị trung thổ đạo châu một chút tuyệt thế thiên kiêu để mắc tới. Cơ càng bỗng nhiên nói, thậm chí có người tuyên bố, làm những này đệ nhất nhân tiến vào trung thổ đạo châu lúc, không đợi luận đạo thịnh hội bắt đầu, liền sẽ cho bọn hắn một hạ mã uy. Lời này vừa nói ra, để không ít người chấn động trong lòng. Nếu nói hồng mông thế giới là tin không cổ đạo bên trong đệ nhất đại giới, là chư thiên thượng hạ người chỗ đều biết đệ nhất giới. Như vậy trung thổ đạo châu, liền là hồng mông đệ nhất thế giới châu. Lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc cùng rất nhiều vô cùng kinh khủng đế tộc thế lực, đều là chiếm cứ trong đó, cũng bởi vậy hiện ra không biết bao nhiêu rực rỡ chói mắt yêu nghiệt nhân vật. Giống như lần này luận đạo thịnh hội, vì sao có thể hấp dẫn tinh không chiêu thiên chú ý vốn nhờ là tổ chức lần này thịnh hội, chính là lục đại đạo đình. Mà tại lục đại đạo đình những quái vật khổng lồ này bên trong, cái nào môn hạ không có mấy cái cường hoành đến hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường cân nhắc yêu nghiệt như những người này để mắc tới đến từ 48 châu đệ nhất nhân, kia hoàn toàn chính xác đủ để khiến bất luận kẻ nào đều không thể không coi trọng. Cái này có thế tuyệt đối không phải nói ngoa, theo ta được biết, hồng hoang đạo đình hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, cái kia có hồng hoang chi tú, danh hiệu khổng chiêu, tự từng nói qua, tại luận đạo thịnh hội trước khi bắt đầu, liền để các châu đệ nhất nhân toàn bộ cúi đầu. Cơ càng nói. Lời này vừa nói ra, Kim Thiên Huyền Nguyệt cũng không khỏi nhíu mày. Khổng chiêu. Nàng sao có thể có thế chưa nghe nói qua, người này liền đưa thân tại chư thiên thánh vương bản hạng năm, sớm tại mấy trăm năm trước, tự chấn động tinh không phía trên, thiên hạ đều biết. Người này đến từ đế tộc khổng thị, vừa có hồng hoang chi tú, tiếng khen, cũng có được khổng thị số một, xưng hào. Liên quan tới hắn danh hiệu cùng nghe đồn, thật sự là nhiều vô số kể. Ban đầu ở phù giao thuyền bên trên, công tử từng giết qua không ít khổng thị cường giả, tại đến hồng mông thế giới về sau, càng giết đến từ hồng hoang đạo đình khổng dục một đoàn người, nếu để khổng chiêu biết những chuyện này, khẳng định sẽ đem đầu mâu chỉ hướng công tử kim thiên huyền nguyệt nhớ tới dĩ vãng một ít chuyện, trong lòng có chút lo lắng phàm là có thể danh liệt chiêu thiên thánh vương bản 10 vị trí đầu, cái nào không phải danh dương tinh không phía trên tuyệt thế thiên kiêu mà khổng chiêu, có thể danh liệt thứ năm. Bất quá, công tử thế nhưng không phải người bình thường có thể so sánh, cái này khổng chiêu như thực có can đảm tìm công tử phiền phức, thắng bại vẫn là hai chuyện. Kim Thiên Huyền Nguyệt Lâm vào suy nghĩ. Một cái bài danh thứ năm khổng chiêu, cũng dám nói ra bực này lời nói, thật không biết, bài danh tại lúc trước hắn những người kia, lại nên đáng sợ đến bực nào, có người thì thào. Theo ta được biết, Hiện nay bà danh tại chư thiên thánh vương bản 10 vị trí đầu nhân vật, nếu không phải vì có tư cách tham dự vào lần này luận đạo thịnh hội, đã sớm phá cảnh mà lên, chứng đạo chuẩn đế. Có tiếng người trầm thấp, nói ngắn gọn, những này yêu nghiệt tồn tại, cả đám đều đang áp chế cảnh giới, tại luận đạo thịnh hội bên trên, ai đụng phải ai không may. Cái này cũng không thấy, theo ta được biết, chư thiên thánh vương bản vẹn vẹn chỉ là một cái danh sách, cũng không có thể trong thiên hạ sở hữu nhân vật lợi hại tất cả đều bày ra kỳ thượng. Cũng có người phân tích nói, giống như những cái kia đến từ tinh không thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt bên trong, khẳng định cũng có không kém gì khổng chiêu chi lưu nhân vật cái thế. Không nói cái khác, liền nói kim độc nhất đạo hữu, cái tên căn bản cũng không có xuất hiện tại chiêu thiên thánh vương bản bên trên, nhưng bây giờ, hắn nhưng là chúng ta vân châu luận đạo đệ nhất nhân. Một lời nói, dẫn tới không ít tán đồng thanh âm. Không tệ, ta cũng nghe nói, bởi vì lần này luận đạo thịnh hội hấp dẫn chiêu thiên thượng hà mọi ánh mắt, huyền hoàng đạo định còn quyết định, muốn tại lần này thịnh hội bên trên, một lần nữa đối chiêu thiên thánh vương bản tiến hành bài danh, cơ càng bỗng nhiên nói, giống như kim độc nhất đạo hữu vô luận tại luận đạo thịnh hội bên trên thứ tự như thế nào, chỉ bằng hắn bây giờ chiến lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đưa thân bản danh sách phía trên, còn như cuối cùng có thể bài danh bao nhiêu, vậy phải xem hắn tại luận đạo thịnh hội bên trên biểu hiện. kim thiên huyền nguyệt yên lặng nghe, cũng không phát biểu ý kiến, nhưng nàng tin tưởng tại luận đạo thịnh hội bên trên dùng công tử chiến lực, sợ cũng sẽ tao ngộ đến một chút không tưởng tượng được đại địch. Dù sao, trận này thịnh hội lực ảnh hưởng hoàn toàn có thể dùng thịnh huống chưa bao giờ có, vạn năm khó gặp để hình dung, cùng cảnh bên trong kỳ tài, yêu nghiệt, thiên kiêu hội tụ cùng một chỗ, thực lực sẽ chỉ một cái sau một cái càng biến thái. Cũng không biết, công tử cuối cùng có thể tại luận đào thịnh hội bên trên đoạt được cỡ nào thứ tự kim thiên huyền nguyệt kinh ngạc. Tự như dạng này nghị luận, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong gần như phát sinh ở hồng mông thế giới mỗi một cái châu cảnh nội, không biết bao nhiêu thế lực lớn, bao nhiêu tu đạo giả đang mong đợi dạng này một trận thịnh hội tiến đến thiên hạ các nơi gió nổi lên vân dũng, liên quan tới luận đạo thịnh hội tin tức càng là càng ngày càng nghiêm trọng. Mà liên quan tới lâm tầm các loại, chờ, 48 cái các châu đệ nhất nhân, càng là trở thành các phương chú ý tiêu điểm. Đương nhiên, mọi người chú ý tên gọi kim độc nhất. Đồng dạng, tại trung thổ đạo châu, liên quan tới lâm tầm các loại, chờ, 48 cái đệ nhất người có tên đang, cũng nhất nhất hiện ra tại lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc các loại, chờ, thế lực lớn bên trong đối với đây hết thảy, đang lúc bế quan bên trong lâm tầm không hề hay biết. Đoạn thời gian gần nhất, bằng vào đại đạo vô không bàn trợ giúp, để hắn đạo chi lĩnh vực cũng càng thêm trở nên cường đại lên, đã ẩn ẩn bày biện ra một loại cực điểm trọng vẹn vận vị. Có thế cuối cùng kém từng cái chút ít hỏa hầu, vẫn chưa được a à, cái này một ngày, lâm tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, mày nhăn lại. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đem bản thân đạo chi lĩnh vực thôi diễn đến cực điểm viên mãn tình trạng, nhưng chính là một bước này, giống như một cái bích chướng, để lâm tầm phí hết tâm tư thử trăm ngàn lần, cũng không thể đem nó đánh vỡ. Canh thứ hai đưa lên. Mặc dù đã muộn, nhưng không có thiếu càng. Chương 1933. Chư Thiên Thánh Vương bản 10 vị trí đầu. Nguồn. Mê truyện audio com Xem ra, vẹn vẹn chỉ dựa vào bế quan khổ tu là không được. Lâm tầm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn từ bỏ tiếp tục nén thử dự định. Hắn vương người đứng dậy, đi ra động phủ. Cái này một ngày, cự ly luận đạo thịnh hội mở ra thời gian chỉ còn lại một tháng, lâm tầm theo bế quan bên trong đi ra. Năm tháng tỉnh tu, để hắn một thân đạo hành sinh ra rất nhiều thuế biến. Tu vi đột phá tới tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ, có thể cùng năm vị chuẩn đế cảnh cường giả đối kháng. Ngưng tụ ra bạch kim đạo thể, trưởng khống thiên phú thần thông, phong mang chi thứ, đến tận đây đem đại đạo hoàng định kinh đạt đến ngũ vị cảnh viên mãn tình trạng, có được năm tôn đại đạo phân thân. Bằng vào đại đạo vô không bàn trợ giúp, tương đạo chi lĩnh vực thúc đẩy một bước hoàn thiện, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến cực điểm viên mãn tình trạng. Các loại thuế biến cùng thu hoạch, để lâm tầm chiến lực cũng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn cùng năm tháng trước không giống với lúc trước, công tử, những này là có quan hệ luận đạo thịnh hội một chút tin tức cùng tư liệu. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng trong mắt mang theo vẻ vui sướng, hai tay đem một khối ngọc giản đưa cho lâm tầm, năm tháng không thấy, nàng nhảy cảm phát giác được, tự gia công tử khí tức trở nên càng thêm sâu không lường được. Lâm tầm ngồi tại một gốc thanh tùng phía dưới, cầm qua ngọc giản, tùy ý lật xem thanh châu đệ nhất nhân vương giật thần minh châu đệ nhất nhân minh khỉ dạng tinh châu đệ nhất nhân từ thanh tiên từng cái lóa mắt vô song danh tự 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 như từng cái truyền kỳ mỗi một cái đều có đại khí vận đại khí phách nội tình kinh thế chỉ là lâm tầm nhưng trong lòng không có chút trung động nào từ khi đã có được vượt cảnh chém giết chuẩn đế chiến lực về sau cùng thế hệ bên trong đã cực ít có người có thể vào được hán pháp nhãn kim thiên huyền nguyệt tố thủ pha trà thỉnh thoảng nhìn một chút lâm tầm khóe môi ngậm lấy một tia liền chính nạn đều không hề hay biết uyển chuyển ý cười từ rất nhanh, Lâm Tầm tự chú ý tới một cái tên, Đồng Châu Đệ Nhất Nhân. Huyền Cửu giận. Trong đầu tình không tự cấm địa hiện ra một cái cười đùa tí tửng, người mặc áo gai tuấn tú thiếu niên hình tượng. Năm đó tại phù giao thuyền bên trên vượt qua tinh không lúc, cái này tự xưng tiểu cửu táo gai thiếu niên, có thể thích nhất ghé vào trên đầu tường xem náo nhiệt. Lâm Tầm lại không nghĩ rằng, gia hỏa này lại nhảy lên thành đồng châu cảnh nội luận đạo tuyển bạc đệ nhất nhân. Xem ngọc giảng bên trên tư liệu giới thiệu, Huyền Cửu giận, cổ sư chi đế tộc huyền thị hậu duệ trưởng đạo chi lĩnh vực chúng diệu chi thư chiến lực mạnh đồng châu thánh vương cảnh nội không người có thể đạt chúng diệu chi thư lâm tầm cũng không nhìn được hiếu kỳ bực này đạo chi lĩnh vực nên cỡ nào thần diệu rất nhanh lâm tầm lại thấy được một cái tên quen thuộc linh kha tử đây là một cái ngây thơ chân thành mạo như thiếu niên hòa thượng đến từ có tiểu tây thiên danh xưng nam hoa cổ sát lâm tầm tin tưởng nhớ rõ năm đó ở côn lôn khư linh kha tử nhìn thấy chính mình lúc lộ ra nhất là nhát gan cùng e ngại xem chính mình như hồng thủy mãnh thú cái này cũng cho lâm tầm lưu lại khắc sâu ấn tượng lâm tầm lại không nghĩ rằng cái này nhìn vô cùng nhát gan hòa thượng lại trở thành ma châu luận đạo tuyển bạc đệ nhất nhân ma châu đây chính là một phương tự như ma giới cương vực tu ma giả thiên hạ cũng bị coi là hồng mông thế giới đại hung chi giới nhát gan như vậy linh kha tử lại nhảy lên mà thành này châu đệ nhất nhân cái này quá làm cho người ta bất khả tư nghị xem trên tư liệu ghi chép Linh Kha Tử có được thiên phú chi lực, vô trần Phật tâm, trưởng khống đạo chi lĩnh vực và lam bồ đề, có không đánh mà thắng chi uy. Có ý tứ. Lâm Tầm cười cười, tiếp tục đọc qua ngọc giảng, cho đến một lát sau, hắn lúc này mới đem trong ngọc giảng tư liệu từng cái xem hết. Công tử, ngươi có thể từng nghe nói qua khổng chiêu, Kim Thiên Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói. Hắn là ai, Lâm Tầm khẽ giật mình. Lúc này, Kim Thiên Huyền Nguyệt liền đem khổng chiêu thân phận giới thiệu một lần, cái gì, hồng hoang chi tú, khổng thị số một, cái gì chư thiên thánh vương bản thứ năm, bất thế ra tuyệt thế yêu nghiệt nghe được lâm tầm đều một trận kinh ngạc cho đến nghe nói khổng chiêu tuyên bố muốn tại luận đạo thịnh hội trước đó liền để thiên hạ các châu đệ nhất nhân tận cuối đầu lúc lâm tầm lập tức cười lên cái này đế tộc khổng thị hậu duệ có thể một cái sau một cái phách lối a à, đương nhiên đây là lâm tầm cái nhìn của mình đối cái khác tu đạo giả mà nói khổng chiêu tuyệt đối là một cái kinh khủng đến đủ để khiến bất luận kẻ nào kiên kỵ tồn tại cũng có tư cách dám như vậy tuyên bố công tử, lúc trước ngài từng lấy vũ huyền cái thân phận này, giết khổng dục một nhóm người, mặc dù không lo lắng sẽ bị khổng chiêu khám phá thân phận của ngài, nhưng nếu tại luận đạo thịnh hội bên trên đụng phải người này, ngài đều cẩn thận một chút. Kim Thiên Huyền Nguyệt dặn dò. Lâm Tầm ư ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Năm đó tại Côn Lôn Khư Lúc, hắn từng giết qua không biết bao nhiêu lục đại đạo đình cùng thập đại chiến tộc cường giả, dùng hắn bây giờ chiến lực, cũng căn bản không có khả năng lại đi kiên kỵ cùng thế hệ bên trong bất luận kẻ nào lại rảnh rỗi hàng huyên một hồi, hằng tiêu vội vàng tìm đến. tiểu hữu xuất quan thuận tiện, ta vừa tiếp vào tin tức, trời sáng thời gian lúc, đại hư đạo tông trưởng giáo quan hư liền sẽ mang theo vân châu luận đạo 10 vị trí đầu người xuất phát tiến về trung thổ đạo châu. hằng tiêu nói, lâm tầm cùng kim thiên huyền nguyệt liếc nhau, đều là gật đầu đáp ứng. bọn hắn một cái là vân châu luận đạo đệ nhất nhân, một cái thì danh liệt đệ thất, đều có tư cách tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong. nếu như thế, chúng ta lập tức liền xuất phát. Cùng ngày, hàng tiêu liền dẫn lâm tầm, Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng rời đi, tiến về Đại Hư Đạo Sơn. Đại Hư Đạo Tông Một tòa rộng lớn trong cung điện, làm lâm tầm, Kim Thiên Huyền Nguyệt đến lúc, đã nhìn thấy lục độc bộ, Vũ Hoàng, Tô Mộ Hàng, Tạ Vũ Hoa, Vương Đồ, Lãnh Tu Gia, đằng Nghi Thần, Quy Sơn Hạnh bọn người, đều là đã đến. Gia hỏa này khí tức trở nên càng thêm tối tâm, xem ra đoạn thời gian này, hắn Tu Vi cũng lại có tinh tiến. Khi thấy lâm tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt lúc, trong đại điện không ít ánh mắt đều nhìn qua nhất là làm phát giác được lâm tầm biến hóa lúc không ít người ánh mắt đều là ngưng tụ cùng này đồng thời lâm tầm cũng chú ý tới vô luận là lục độc bộ vũ hoàng vẫn là những người khác cũng đều trong năm tháng này có rõ rệt biến hóa hiển nhiên đoạn thời gian này bên trong cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là hắn tại đạo đồ bên trên có đột phá lục độc bộ mấy người cũng cũng giống như thế lúc này nhân số đã đến đủ trời sáng thời gian lúc Ta liền sẽ mang theo các ngươi cùng một chỗ, tiến về trung thổ đạo châu, đi tham gia kia bởi Lục Đại Đạo Đình cùng một chỗ tổ chức Luận Đạo Thịnh hội. Đại Hư Đạo Tông trưởng giáo Quan Hư thân ảnh, xuất hiện ở trong đại điện, một câu lệnh, làm, giữa sân bầu không khí nghiêm nghị yên tĩnh. Nhớ kỹ, vô luận các ngươi đến từ cái nào tông môn, lại là cái gì thân phận, tại đến trung thổ đạo châu về sau, liền chỉ có một cái thân phận Vân Châu cường giả. Quan Hư nói, đợi chút nữa, ta sẽ đem ta hiểu rõ đến có quan hệ Luận Đạo Thịnh hội tin tức, giao cho các ngươi, thừa dịp đêm nay các ngươi chi gian cũng có thể tiến hành một chút giao lưu. Lại dặn dò một chút vụn vặt công việc, quan hư giao cho lâm tầm 10 người một người một khối ngọc giảng. Trong ngọc giảng, ghi lại tin tức vô cùng kinh người, cùng ngoại giới lưu truyền không giống, kỹ càng bày ra lấy lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc các loại, chờ, quái vật khổng lồ, sẽ tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong cường giả danh sách. Đồng thời, cũng có một chút liên quan tới tin không thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt tư liệu, những người này cũng tương tự hội, sẽ tham dự vào luận đạo thịnh hội. Trong đại điện, chỉ còn lại lâm tầm 10 người, riêng phần mình đều là đang nghiên cứu trong ngọc giảng nội dung. Lâm tầm lần đầu tiên nhìn thấy, liền là một nhóm chói mắt nhất cường giả danh sách. Thương tử diễn, bàn vũ đạo đình hạch tâm đệ tử, chư thiên thánh vương bản thứ 10, thái cổ đế tộc thương thị hậu duệ, thiên phú dị lẫm, nội tình siêu phàm, trưởng khống đạo chi lĩnh vực bác hoang độc tôn. Thái cổ đế tộc thương thị thủy tổ, cùng khổng thị, hư thị, côn thị thủy tổ đồng dạng, chính là thái cổ thất yêu đế một trong, hào vân tàng yêu đế. Đồ thiên giác, càng không đạo định hạch tâm đệ tử chư thiên thánh vương bản thứ chín thập đại chiến tộc hát thủy chiến tộc thuần huyết hậu duệ trưởng khống đạo chi lĩnh vực vạn thủy lưu thương tổ phi vũ chúng ma đạo định hạch tâm đệ tử chư thiên thánh vương bản thứ tám yên vũ nhu huyền hoàng đạo định hạch tâm đệ tử chư thiên thánh vương bản đệ thất phong bắc linh thái cổ đế tộc phong thị thuần huyết hậu duệ chư thiên thánh vương bản thứ sáu khổng chiêu từng cái danh tự xem tiếp đi cho lâm tầm cảm giác chỉ có một cái phản phất như chư thiên thánh vương bản mười vị trí đầu liệt kê gần như muốn bị lục đại đạo đình truyền nhân chiếm lấy không còn không nghĩ tới di vô nhai hoàng phủ thiếu nông lăng hồng trang ba người lại cũng tham dự vào lần này luận đạo thịnh hội bỗng dưng trong đại điện vang lên giật mình thanh âm vương độ kia non nớt tự như hài đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng lo lắng chi sắc những người khác cũng nhao nhao ghé mắt thần sắc nghiêm nghị di vô nhai bàn vũ đạo đình hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân chế bá chư thiên thánh vương bản hạng nhất 600 năm, nhất chi độc tú, đến nay không người có thể rung chuyển nó địa vị. Tên của hắn, tại toàn bộ tinh không cổ đạo bên trên đều lưu truyền rộng rãi. Đây là một cái tới gần tại thật vô địch nhân vật truyền kỳ. Hoàng Phủ Thiếu Nông, càng không đạo định hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân, chư thiên thánh vương bản thứ hai. Tại di vô nhai còn chưa cuộc khởi thời đại, thì lại lấy Hoàng Phủ Thiếu Nông xưng tôn, có một không hai chư thiên thánh vương bản phía trên. Cái này, đồng dạng là một cái vô pháp dùng lễ thường cân nhắc kinh khủng yêu nghiệt mà Lăng Hồng Trang thì là huyền hoàng đạo đình hạch tâm truyền nhân, nàng cuộc khởi có thể dùng kỳ tích để hình dung, vẹn vẹn không đến trăm năm thời gian, hắn tại chư thiên thánh vương bản bên trên bài danh tự phù diêu mà lên, cho đến bây giờ, một mực chiếm cứ vị thứ ba. Rất nhiều người suy đoán, như lại cho Lăng Hồng Trang một chút thời gian, liền là đi xung kích thứ nhất, thứ hai vị trí cũng rất có hy vọng. Mà bây giờ, vô luận là Di Vô Nhai, Hoàng Phủ Thiếu Nông, vẫn là Lăng Hồng Trang, hiển nhiên cũng đều sẽ tham dự vào lần này luận đạo thịnh hội bên trong tin tức này là trước kia ai cũng chưa nghe nói qua làm cho lục độc bộ vũ hoàng tạ vũ hoa bọn người trong lòng cũng quay cùng một hồi xem ra lần này luận đạo thịnh hội muốn xa so với trong tưởng tượng càng khó giải quyết a à, tô mộ hàng thang nhẹ quan hư đưa cho cái này một phần ngọc giảng danh sách mỗi một cái danh tự giống như một tòa đại sơn áp bách ở trong lòng bên trên để cho người ta cảm thấy áp lực vô hình nào chỉ là khó giải quyết quả thực là biến thái những cái kia đến từ tin không thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt thế nhưng đều không phải là ăn chay đằng nghi thần cười khổ, ta cũng hoài nghi, tự như chúng ta như vậy nhân vật, tại tham dự vào luận đạo thịnh hội lúc, sợ đều sẽ biến thành vật làm nền. Một lời nói, mọi người thần sắc đều là sáng tối chập chờn. Cho dù là lục độc bộ cùng Vũ Hoàng, đều nhíu mày lại, cẩn thận đang nghiên cứu ngọc giảng bên trên nội dung, không dám có một tia lãnh đạm. Mà từ đầu đến cuối, lâm tầm đều lộ ra rất bình tĩnh, tích chữ như vàng, không đã từng cùng đến nghị luận bên trong. Chương 1934 Thịnh sự Đại Mạc Nguồn mê truyện audio com trong ngọc giảng nội dung hoàn toàn chính xác đủ để cho bất luận cái gì tu đạo giả sợ mất mật nhưng cũng không bao quát lâm tầm sớm tại có thể không tá trợ bảo vật phía dưới vẫn như cũ có thể kháng trụ năm vị chuẩn đế cảnh cường giả liên thủ thời điểm hắn tâm cảnh liền đã phát sinh cải biến cùng cảnh người có lẽ còn chăm chú vào cùng cảnh nhân vật đứng đầu trên thân lúc lâm tầm sớm đã bắt đầu đi suy nghĩ như gặp được tuyệt đỉnh chuẩn đế nên như thế nào đối kháng vấn đề Huống chi, lúc mới đầu, Lâm Tầm căn bản là đối luận đạo thịnh hội không có hứng thú. Nếu không phải bởi vì Lý Huyền Vi sư huynh nói qua, lần này luận đạo thịnh hội mục đích là tiến về kia cổ tiên cấm khu tìm kiếm hỗn độn trọng bảo, Lâm Tầm căn bản không thể lại tham dự vào. Kim huynh, đối với lần này luận đạo thịnh hội, ngươi như thế nào xem? Bỗng nhiên, Lục Độc Bộ mở miệng, hỏi thăm Lâm Tầm cách nhìn. Lập tức đại điện ánh mắt của những người khác cũng đều nhìn qua, Lâm Tầm chính là Vân Châu luận đạo thi đấu thực chí danh quy đệ nhất nhân ai cũng không thể lại không chú ý hắn cách nhìn. Lâm tầm khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói. Hiện tại nói cái gì đều nói còn quá sớm, làm luận đạo thịnh hội chân chính kéo ra màn che lúc, liền có thể thấy một lần kết quả cuối cùng. Câu trả lời này để không ít người có chút thất vọng. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại phát hiện lâm tầm loại này quan điểm không phải không có lý. Quả thật, lần này phàm là tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong, gần như đều là đương thế nhất đẳng nhân vật phong vân, thậm chí càng không thiếu một chút có thể xưng biến thái nhân vật hung ác nhưng ai lại dám nói, giống như ở đây bọn hắn những người này, liền không có tại luận đạo thịnh hội bên trên hiển lộ tài năng cơ hội nói ngắn gọn, không đánh một trận, làm sao có thể phân cao thấp dựt sáng sớm ngay. Một chiếc thần quan lưu chuyển bảo thuyền theo đại hư đạo tông bay lên không, chở đại hư đạo tông trưởng giáo quan hư cùng lâm tầm 10 người, hướng trung thổ đạo châu bay đi. Cùng này đồng thời, hồng mông các nơi trên thế giới, đều là lần lượt diễn ra đồng dạng một màn. Theo các châu luận đạo tuyển bạc bên trong lan truyền ra 10 hạng đầu cường giả, đều là tại cường giả dẫn đầu dưới, theo bốn phương tám hướng, xuất phát tiến về trung thổ Đạo Châu. Trận này quy mô chưa từng có luận đạo thịnh hội rốt cục muốn tiến đến thiên hà phong vân, sẽ bởi vậy hội tụ trung thổ Đạo Châu, liền là không biết lần này thịnh hội bên trên, đến tột cùng có bao nhiêu lóa mắt nhân vật có thế trổ hết tài năng. Rửa mắt mà đợi là được. Hồng mông thế giới từng cái địa phương, đều đang nghị luận, vô số tu đạo giả đều là sinh lòng chờ mong, đây chính là một trận vạn cổ không có thịnh sự, có thể đoán được, tại luận đạo thịnh hội bên trên, thế tất sẽ có rất nhiều tuyệt thế kỳ tài, cái thế anh hào gặp lại luận đạo tranh phong thử một lần cao thấp hồng mông thế giới một mảnh không biết chi địa bên trong dãy núi vần quanh ít ai lui tới một tòa bị băng tuyết đông kết hồ nước phía trên ngồi xếp bằng một thân ảnh cầm trong tay cần câu không nhúc nhích tựa như vạn cổ không đổi bàn thạch sưu một đạo thần hồng đột nhiên theo tại chỗ rất xa chân trời bay lượn mà tới kia câu cá thân ảnh vẫn như cũ không nhúc nhích trong tay hắn cần câu lại nhẹ nhàng lắc một cái liền đem kia một đạo thần hồng trói buộc chặt mang về trước người ngồi một mình băng hồ 300 năm, ma luyện tâm cảnh đến nay, rốt cục để cho chúng ta đến lần này cơ hội thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy kia tự như như tảng đá không nhúc nhích thân ảnh, vương người đứng dậy, giãn ra một thoáng vòng eo. Oanh! Tại trước người hắn, bị băng tuyết đông kết mặt hồ bỗng nhiên nổ tung sụp đổ, thiên khung tầng mây, phụ cận hư không đều bỗng nhiên sụp đổ. Giờ khắc này, một cổ vô biên kinh khủng sắc bén khí tức, theo kia một thân ảnh xông lên ra, lệnh, làm, phụ cận dãy núi đều là rung động, vạn vật vi vu lại nhìn thân ảnh kia, áo bào phiêu dắt, mắt như thần nhận, vĩ ngạn như thần. Di vô nhai, hoàng phủ thiếu nông, lăng hồng trang ha ha, đã nhiều năm như vậy, không biết các ngươi phải chăng còn nhớ rõ ta nguyệt như hỏa, nam tử khóe môi nhất lên một vòng lãnh ý, thân ảnh hư không tiêu thất. Oanh! Tại hắn biến mất về sau, kia băng hồ bên trong, xông ra một đầu khí tức kinh khủng cự thú, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, nó kia một thân trên lân phiến bao trùm lấy đều là trầm rạp tối tâm đạo văn. Đây là mảnh này không biết chi địa một loại hồng hoang dị thú, có được chuẩn đế cảnh tu vi, nhưng lại bị băng phong nơi đây 300 năm, trấn áp tại một thanh cần câu phía dưới. Hồng mông thế giới. Thiếu chủ, thời cơ đã đến. Một tên lão bộc cung cung kính kính cúi đầu lên tiếng, tại trước người hắn đại địa bên trên, có một cái ma khói liên tục huyết ngay ngắn. Theo lão bộc thanh âm rơi xuống, kia huyết chỗ giếng sâu, vang lên một đạo âm nhu thanh âm. Luận đạo thịnh hội bắt đầu sao, đúng vậy. Lão bộc cung kính nói. Cuối cùng tới, như lại không đến, ta lần sau thức tỉnh cũng không biết phải tới lúc nào nương theo lấy kia âm nhu thanh âm vang lên khi một ngụm máu giếng bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo hát sắc ma khí bay thẳng vân tiêu trong chốc lát tự như màn đêm buông xuống thập phương chi địa đều là bao trùm tại thâm trầm hát sắc ma khí phía dưới lão bộc toàn thân khẽ run rẩy lộ ra vẻ kinh ngạc hắn nhưng là một tôn lão bối chuẩn đế nhưng lúc này lại cảm thấy một loại không hiểu hàng ý tim đập nhanh không thôi cũng liền vào lúc này kia như mực liên tục ma khí bên trong đi ra một đạo thon dài thân ảnh áo trắng như tuyết, không nhiễm trần thế. Hắn ngũ quan ôn nhuận tuấn lãng, toàn thân chảy xuôi quang minh khí tức, có thể hết lần này tới lần khác theo hắn hành tẩu, dưới chân lại có một vài bức thần bí ma đạo đồ án nổi lên. Tri Bạch Một cái gần như không muốn người biết đặc biệt danh tự, một cái yên lặng tại trấn ma huyết ngay ngắn bên trong nhân vật tuyệt thế. Tri Bạch thủ hắc Thân tuôn ra quang minh, mà cất bước tại hắc ám. Cùng này đồng thời từng cái dấu ở rộng lớn hồng mông thế giới các nơi nhân vật lợi hại thậm chí một chút đều không để ý luận đạo thịnh hội chân chính tuyệt thế yêu nghiệt cũng bắt đầu lần lượt hiển hiện thân ảnh tuôn hướng cùng một cái địa phương trung thổ đạo châu huyền hoàng đạo đình một tòa đơn giản cổ lão trong nhà tranh lần này luận đạo thịnh hội liên lụy đến cổ tiên cấm khu một việc vô thượng tạo hóa khi thật sự kéo ra màn che lúc cái này chưa thiên thượng hạ con mắt tất nhiên đều sẽ nhìn chằm chằm phân phó hướng cái khác đạo đình truyền đạt tin tức để bọn hắn các phái một tên đế cảnh nhân vật đến đây, cùng một chỗ chủ trì lần này thịnh hội. Trong nhà tranh, một tên người mặc cổ sư đạo phẩm, tướng mạo gầy gò, toàn thân không có chút nào khí tức ba động, nhìn mạo không đáng chú ý lão giả, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, lạnh nhạt lên tiếng. Rõ. Nhà tranh bên ngoài, vang lên một đạo cung kính phát ra từ nội tâm thanh âm, thanh âm chủ nhân, là một người tướng mạo thanh kỳ, dáng vẻ nho nhã trung niên nam tử, đầu đội màu, uy nghiêm bất phàm. Người này, chính là huyền hoàng đạo đình trưởng giáo thái thúc hoàng một cái danh chấn hoàng vũ uy hiếp chư thiên thông thiên nhân vật càng là một tôn sớm tại thượng cổ thời đại đã đặt chân đế cảnh cử phách nhân vật nhưng lúc này hắn lại thần sắc trang túc mang theo cung kính hương vị bởi vì tại kia trong nhà tranh tỉnh tu chính là huyền hoàng đạo đình một vị cấp độ hóa thạch sống lão già một cái tự như định hải thần châm nhất đạo chi tổ lão tổ nhưng còn có cái khác dặn dò thái thúc hoàng nói khẽ luận đạo thịnh hội nhìn như chỉ là tiểu bối tranh phong Kỳ thực liên lụy đến cổ tiên cấm khu, hỗn động trọng bảo chi tranh, cho dù là đế cảnh nhân vật, cũng không có khả năng thờ ơ. Trong nhà tranh, đạo bào lão giả nói, nhưng vô luận như thế nào, lần này luận đạo quy củ sớm đã lập thành, đã luận đạo thịnh hội địa điểm tại chúng ta huyền hoàng đạo đình, như vậy cái quy củ này, coi như bởi chúng ta tới bảo vệ, không phải để bất luận kẻ nào làm trái. Thái thúc hoàng gật đầu. Lão tổ yên tâm là được. Nói đến, ta cũng rất chờ mong, trong lúc lần luận đạo kết thúc lúc, kia sinh ra tại cổ tiên cấm khu bên trong hỗn động trọng bảo, lại sẽ tiêu lạc nhà ai? Đạo bào lão giả ung dung mở miệng. Không chỉ là lão tổ, thiên hạ thế lực chú định cũng vô cùng quan tâm việc này, dù sao, có một kiện đến từ không biết chi địa hỗn động trọng bảo, coi như tương đương có được mở một phương đạo đình căn cơ. Thái thúc hoàng mắt quan lưu chuyển huyền diệu thần mang. Huyền hoàng đạo đình xuất hiện, nhưng đồng dạng là bởi vì một kiện hỗn động trọng bảo huyền hoàng đạo bia. Không khoa trương địa thuyết, huyền hoàng đạo định có thể cùng cái khác ngũ đại đạo đình sống vai, xếp vào lục đại đạo đình, bên trong, huyền hoàng đạo bi chính là căn nguyên của nó. Mà lần này tại kia, cổ tiên cấm khu, bên trong, lại sắp xuất hiện hiện như thế nào một kiện hỗn độn trọng bảo không thể nghi ngờ, đây là tin không chư thiên thượng hạ, chú ý nhất một cái tiêu điểm. Dùng thuốc hoàng bực này để cảnh nhân vật, cũng đều vô pháp không động tâm. Đi thôi, nhớ kỹ, vô luận xuất hiện cái gì phong ba, đều là dựa theo luận đạo thịnh hội quy cũ đến đủ. Trong nhà tranh, đạo bào lão giả ngữ khí nghiêm túc, Thái Thúc Hoàng gật đầu, lĩnh mệnh mà đi. Chương 1935 Cửu Thiên Chiến Sa Nguồn Mê Truyện Audio.com Trong hư không, một chiếc bảo thuyền na di lao vùng vụt. Trên thuyền, quan hư bố trí yến hội, mời lâm tầm 10 người uống rượu trò chuyện. Trung thổ Đạo Châu, từ sư tự có, chúng đế hội tụ chi địa, đạo tổ ẩn thế chỗ, xưng hào, tự như ta như vậy nhân vật, tại đến nơi đó về sau, cũng căn bản không đáng chú ý quan hư cảm khái nơi đó vô cùng phồn hoa cùng cường thịnh không chỉ là thế lực đông đảo cường giả như rừng tùy tiện sách ra một cái thế lực đặt tại những châu khác cảnh nội đều thuộc về bá chủ tồn tại lâm tầm bọn người lặng im nghe trong lòng cũng không nhịn được ngẩn người mê mẩn trung thổ đạo châu hồng mông thế giới tâm tạng chi địa tình không chư thiên cường thịnh nhất một phương đạo thổ nghe đồn này châu cương vực sự rộng lớn tự tự như vô biên vô ngần căn bản là vô pháp đánh giá như đem hồng mông thế giới những châu khác cảnh so sánh từng tòa lớn nhỏ không đều hồ nước, như vậy trung thổ đạo châu liền là một mảnh ung dương đại hải. Đợi lần này luận đạo thịnh hội kết thúc lúc, nếu có nhàn hạ, các ngươi đại khái có thể tại trung thổ đạo châu du lịch một phen, lãnh hội thoáng cái một phương này đạo thổ cường thịnh cùng rực trở, chuyện này với các ngươi về sau tu hành chú định có không thể đo lường chỗ tốt. Quan hư giống như một vị hiền hòa trưởng bối, cùng lâm tầm bọn hắn chuyện phím, không có chút nào kiêu ngạo có thể nói. Lâm tầm không biết những người khác như thế nào cái nhìn, tối thiểu hắn đối quan hư ấn tượng vô cùng tốt, đây là một cái có ngực lớn vạt áo, đại khí lượng tiền bối. Đương nhiên, mục đích của chúng ta chuyến này là luận đạo thịnh hội, chờ đến trung thổ đạo châu, ta sẽ dẫn lấy các ngươi trước tiên tiến về thanh mang thần sơn, quy chấn hoàng vũ huyền hoàng đạo đình liền chiếm cứ kỳ thượng. Đến lúc đó, thiên hạ nhất các tuyệt tuyệt đỉnh thánh vương cảnh nhân vật, đều là hội, sẽ, hội tụ trong đó, cùng các ngươi đồng dạng tham dự vào luận đạo thịnh hội bên trong. Theo ta được đến tin tức, lần này thịnh hội để cho huyền hoàng đạo đình trưởng giáo thái thúc hoàng tiền bối tự mình chủ trì làm quan hư nói đến đây không ít người đều hít vào khí lạnh thái thúc hoàng sớm tại vô số năm trước đã chứng đạo là đế một tôn thông thiên nhân vật dành chấn tinh không uy hiếp tứ hải có thái hạo đại đế phong hào có thể đoán được làm luận đạo thịnh hội kéo ra màn che lúc thế tất lại có rất nhiều đế cảnh nhân vật làm tân khách xuất hiện tại thịnh hội bên trên quan hư trong con ngươi đều toát ra một vòng ước mơ một trận luận đạo thịnh hội, không chỉ lệnh, làm, thiên hạ vô số kinh thái tuyệt diễn tuyệt đỉnh thánh vương hội tụ một đường, lại còn hấp dẫn đến chúng đế xem lễ, có thể nói là vạn cổ không có. Oanh! Bỗng dưng, nơi xa vang lên một trận kịch liệt tiếng xé gió. Quan hư lập tức dừng ngữ, vương người đứng dậy, mang theo lâm tầm một đoàn người đi ra buồn nhỏ trên tàu, đã nhìn thấy tại chỗ rất xa hư không, có một đầu to lớn vô cùng, tự như một khối trôi nổi đại lục, hỏa ngoan long thú, tại hư không phi động. Hỏa ngoan long thú trên lưng, chở đi một tòa linh tú thần sơn, bên trên thần sơn cung khuyết sang sát nối tiếp nhau. Ha ha ha, thế nhưng là quan hư đạo hữu, hỏa ngoan long thú bên trên, hiện ra một đạo cực kỳ khôi vĩ thân ảnh, cười to lên. Nguyên lai like là thương nha đạo hữu. Quan hư cười chắp tay. Ai, đi đường quan trọng, tự không cùng ngươi bắt chuyện, chờ đến thanh mang thần sơn, ta lại tới tìm ngươi uống rượu. Tốt. Đi trước một bước. Cái kia đạo khôi ngô thân ảnh lên tiếng chào hỏi, tự thúc đẩy hỏa ngoan long thú mau chóng đuổi theo. Đây là tinh châu đệ nhất đạo thống quần tinh chiến tông trưởng giáo, giống như ta, lần này gánh vác mang lĩnh tinh cầu châu 10 vị trí đầu nhân xăm thêm luận đạo thịnh hội nhiệm vụ. Quan Hư giải thích một câu. Tinh châu ta nhớ được tinh châu đệ nhất nhân gọi từ thanh tiên, một thân tiên cơ ngọc dáng dấp, dung nhan như vẻ, bị coi là tinh châu đệ nhất tiên tử. Có người cười khẽ, đáng tiếc, vừa rồi lại không thể thấy vị này tuyệt thế giai nhân phong thái. Không ít người cũng đi theo cười lên. Lần này luận đạo thịnh hội bên trên, nào chỉ là quần tinh rực rỡ, mà còn có rất nhiều danh liệt tinh không tuyệt diễm bản tuyệt thế giai nhân xuất hiện. Hai ngày sau, bảo thuyền lái vào trung thổ đạo châu cương vực. Đáng tiếc, vì đi đường, lâm tầm bọn hắn căn bản là không có cách tinh tế lĩnh hội tới trung thổ đạo châu phong mạo. Đây là thông hướng thanh mang thần sơn, hư không hàng đạo, tiến vào bên trong, một nén nhang bên trong, liền có thể đến huyền hoàng đạo đình. Một tòa cổ xưa thành trì trước đó, nổi lơ lửng từng đầu thần hồng đường hầm, quan hư chỉ vào trong đó một đầu thần hồng nói. Hư không hàng đạo. Một loại mở ở thế giới bích chướng bên trong đường đi, tiến vào bên trong, có thể trực tiếp tới mục đích. Chỉ có lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc bực này quái vật khổng lồ, mới có thể năng lực bố trí bực này thần diệu đường đi. Nếu là thông qua truyền tống cổ trận đến Na Di, liền cần liên tiếp thay đổi truyền tống cổ trận, hao phí đại lượng đạo tinh không nói, lại không quyệt canh đổi lộ tuyến lúc, cực kỳ phiền phức. Dù sao, cái này trung thổ đạo châu quá lớn, tự như rộng lớn vô ngần, nếu không mượn nhờ hư không hàng đạo, vẹn vẹn đến thanh mang thần sơn, đều muốn đi cả ngày lẫn đêm chỗ bôn ba không biết bao nhiêu ngày. Đi. Quan hư xuất ra một cái thần bí huyền hoàng lệnh bài, nhẹ nhàng nhoáng một cái, kia trong hư không một đầu thần hồng lập tức nổi lên mỹ lệ bóng loáng, hiện ra một đạo môn hộ. Vèo một tiếng, tại quan hư dẫn đầu dưới, bảo thuyền lướt vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hư không hàng đạo bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng, tự như tiến vào một mảnh tối tăm mờ mịt hỗn độn thế giới bên trong đồng dạng cũng là tại cái này một đầu thông hướng thanh mang thần sơn hư không hàng đạo bên trong, Lâm Tầm bọn hắn lần lượt gặp được rất nhiều thân ảnh. Có cưỡi cự đại bảo thuyền, có ngồi cưỡi tại cự thú phía trên, có dẫm lên tường vân, có khống chế pháp bảo trên đường đi, Quan Hư không ngừng cùng người chào hỏi, đồng thời cũng cho Lâm Tầm bọn hắn giới thiệu thân phận của đối phương, đều là giống như bọn họ, đến từ hồng mông thế giới những châu khác cảnh cường giả. Như Minh Châu, Thanh Châu, Tuyết Châu các loại. Nguyên lai like tên kia liền là Minh Khỉ Dạng. Thật nhiều người a. À mỗi một cái khí tức đều như vậy kinh khủng này mới khiến người hướng tới không phải sao lục độc bộ vũ hoàng tạ vũ hoa vương đồ mấy người cũng đều cảm khái không thôi dọc theo con đường này bọn hắn gặp được rất nhiều các châu lóa mắt nhân vật mỗi một cái đều có khác biệt phong thái cùng khí thế từ đầu đến cuối lâm tầm lẳng lặng nhìn xem trong lòng kỳ thực cũng kinh thán không thôi nếu không tham dự lần này luận đạo thịnh hội ai có thể nghĩ tới cái này thiên hạ lóa mắt nhân vật lại sẽ như thế nhiều anh bỗng nhiên một đạo oanh minh vang vọng tại cái này giống như hỗn động hư không hàng đạo bên trên. Một tòa cổ xưa chiến xa bằng đồng thau từ phía sau lao vụt mà đến, tản mát ra ù ù như lôi minh thanh âm. Chỉ thấy cái này chiến xa bằng đồng thau, giống như trước thời thái cổ thần chi tọa giá, thần hạ lưu chuyển, đạo quan bay lả tả, hiện ra các loại đại đạo dị tượng. Mà kéo động chiến xa bằng đồng thau thì là tám đầu màu xanh hung cầm, mỗi một đầu hung cầm, vũ dực nếu như đám mây che trời, mọc lên một cái chân, toàn thân tản mát ra kinh khủng vô biên hỏa diễm, loại kia khí tức, hồn nhiên không kém gì chuẩn đế cảnh tồn tại. Thái cổ đại hung tất phương điểu. Vẫn là đằng đẳng tám đầu. Mà bây giờ, lại vẻn vẹn chỉ là sung làm kéo động chiến xa nhân vật cửu thiên chiến xa. Đây là cực ma kiếm đế tọa giá. Rất nhiều đi đường thân ảnh, đều không ước mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Một chút dẫn đội nhân vật già cả càng là lộ ra vô cùng vẻ kiên dè, dạ, không chút do dự mang theo bên người mọi người nhượng bộ tại một bên, không người cúi đầu. Cực ma kiếm đế. Đại đạo cửu thiên cung chi chủ, tinh không tam đại ma đạo đế quân một trong, một tôn quát tháo chư thiên, mà uy ngạo thế kinh khủng tồn tại. Đại đạo cửu thiên cung, nội tình mặc dù không bằng lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc các loại, chờ, quái vật khổng lồ, có thể bởi vì có cực ma kiếm đế tại, dù cho là lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc bực này quái vật khổng lồ, cũng đều không dám khinh thường đại đạo cửu thiên cung tồn tại. Không khoa trương địa thuyết, cực ma kiếm đế một người, tự chống lên toàn bộ đại đạo cửu thiên cung. Mà lúc này, khi thấy cực ma kiếm đế tọa giá xuất hiện, ai có thể không sợ hãi, ai dám bất kính trong lúc nhất thời, khu vực phụ cận bên trong, nhường ra một đầu cực kỳ rộng rãi con đường, vô số đi đường thân ảnh đều là tránh lui một bên, bầu không khí yên tĩnh. Bao quát quan hư, giờ phút này cũng đều không người, cúi đầu, cũng truyền âm căng dặn lâm tầm bọn người, báo cho cực ma kiếm đế thân phận. Thật là uy phong. Lâm tầm cũng không nhịn được lộ ra vẻ chấn động. Một cổ chiến xa xuất hiện mà thôi, còn vô pháp xác định cực ma kiếm đế phải chăng tại kỳ thượng, nhưng khi xuất hiện lúc, lại như quân vương giá lâm, trên đường đi dẫn vô số cường giả đều là cúi đầu. Cực ma kiếm đế, cái này nên kinh khủng bực nào một vị tồn tại ân bổng dưng, lâm tầm trong con người lướt qua một vòng dị sắc, ở trên người hắn, một khối gác lại nhiều năm, cơ hồ bị không để ý quên lệnh bài, tại lúc này bỗng nhiên nổi lên một vòng thanh quan. Cửu thiên trên chiến xa, màn che che lấp, trong đó không gian cực kỳ chi đại, giống như một tòa rộng lớn, hoa lệ hành cung. Một cái bộ dáng nghiêng lệ thanh thuần, đôi mắt đen nhánh sáng rực như bảo thạch tự như thiếu nữ áo trắng, dùng tuyết bạch tay nhỏ nâng bưng lấy quai hàm, suy nghĩ xuất thân. Tại trước người nàng công văn bên trên, chất đầy đến từ tinh không chư giới kỳ trân dị quả, món ngon điểm tâm, tùy ý loại kia, đều có thể nói là giá trị liên thành, hiếm có chi cực, đủ để cho một chút lão quái vật đều thèm nhỏ dãi. Mà bây giờ, những bảo bối này đều thành thiếu nữ áo trắng đồ ăn vặt. Nhưng nhìn, nàng đối với mấy cái này đồ ăn vặt còn không có chút nào cảm thấy hứng thú, tiểu trùng, thế nào còn đang suy nghĩ cái kia tên là lâm tầm tiểu tử, trung ương chủ tọa bên trên, một người mặc quần áo màu xanh trung niên nam tử một trận bất đắc dĩ. Hắn thân ảnh thon gầy, lông mi lỏng lẻo, thái dương sương rõ ràng, tùy ý ngồi, có một loại sơ cuồng không bị trói buộc hương vị. Lúc nói chuyện, hắn lấy xuống bên hông hoàng bị hồ lô, uống một hớp rượu, trong lòng hơi có chút phức tạp. Những năm này đi qua, tiểu trùng nha đầu này quan tâm nhất cùng nhớ mong, đúng là cái kia cổ hoang vực mau đầu tiểu tử. Phải biết, những năm gần đây, vì đền bù trước kia ấy nấy, hắn lục soát la thiên dưới kỳ trân, dùng hết hết thảy thủ đoạn đi là nữ nhi tốt chỉ cần nữ nhi nói lên yêu cầu, hắn tuyệt đối không chút do dự đáp ứng. Có thể để hắn bất đắc dĩ là, chính mình cái này nữ nhi lại vẫn một mực đối tên kia gọi lâm tầm tiểu tử nhớ mãi không quên. Cái này khiến hắn cái này làm cha, đều rất ghen ghét. Cha, ngươi nói lâm tầm ca ca hội, sẽ tham dự vào luận đạo thịnh hội sau, thiếu nữ áo trắng thanh thúy nói, thanh y nam tử vuốt vuốt đầu lông mày, nói. Cái này cũng khó mà nói, năm đó ta nói muốn dẫn hắn đến tinh không cổ đạo tu hành, có thế tiểu tử kia có thế một tiếng cự tuyệt, ta cũng hoài nghi, hắn cho tới bây giờ còn tại cổ hoang vực bên trong thanh âm im bặt mà dừng. Bởi vì hắn bỗng nhiên trông thấy, thiếu nữ áo trắng thanh tịnh trong mắt to, nước mắt trưng rưng, một bộ rất thương tâm dáng vẻ. Thanh y nam tử lập tức lúng cúng, hắn tu hành đến nay, bể nghệ chiêu thiên, sơ cùng tiêu sái, cái gì đều không sợ, cái gì đều không để vào mắt. Nhưng hôm nay, Duy chỉ có liền sợ nữ nhi không cao hứng. Chương 1936 Nhân sinh nơi nào không gặp lại Nguồn Mê truyện audio.com tiểu trung, tiểu tử này cũng có khả năng đã đến tinh không cổ đạo. Thanh y trung niên ông nhu nói, ngươi thử tưởng tượng, năm đó hắn tại côn lôn khư bên trong náo ra động tỉnh cỡ nào chi đại, toàn bộ tinh không cổ đạo đều bị chấn động. Thiếu nữ áo trắng hít sâu một hơi, nói, cha, ta chính là lo lắng lâm tầm ca ca, mới có thể rất lo lắng hắn. Thanh y trung niên trầm ngâm nói, năm đó côn lôn khư chi hành kết thúc lúc, thông hướng tinh không cổ đạo con đường bên trên, bị trùng điệp vòng vây, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ người nào phát hiện tiểu tử này hạ lạc, đồng thời những năm gần đây, toàn bộ tinh không chư thiên bên trong, cũng một mực không có người thấy tiểu tử này, sở dĩ ta mới có thể hoài nghi, hắn cực có thể quay về cổ hoang vực. Thiếu nữ áo trắng khẽ giật mình, nói. cha, ngươi nói là muốn nhìn thấy lâm tầm ca ca, còn được hồi trở lại cổ hoang vực A à kia nếu không chúng ta bây giờ liền đi đi, ta cũng không có hứng thú đi cái này luận đạo thịnh hồi xem lễ. Thanh y trung niên một trận cười khổ, nói. Tiểu trung cũng không phải là ta mâu thuẫn ngươi đi gặp người này mà là kia cổ hoang vực đã sớm bị cấm kỵ lực lượng bao trùm nằm đó ta đưa ngươi theo cổ hoang vực mang về lúc có thể bỏ ra cái giá không nhỏ thiếu nữ áo trắng u u thở dài buồn bã nói vậy cái này nhưng làm sao bây giờ mới tốt thanh y trung niên vừa muốn nói cái gì con ngươi chỗ sâu đột nhiên dâng lên một vòng dị sắc bạch gần như trước tiên một cổ đáng sợ ý chí lực lượng vô thanh vô tức theo cửu thiên trên chiến xa lướt đi bao phủ hướng lâm tầm bọn hắn chỗ bảo thuyền quan hư thân thể cứng đờ mình, hô hấp đều khó khăn. Trong lòng của hắn hải nhiên. Cái này chẳng lẽ là cực ma kiếm đế khí tức cùng này đồng thời, lâm tầm, lục độc bộ, vũ hoàng, tạ vũ hoa bọn người toàn thân một trận không tự tại, tự tự như bị thượng thương chi nhãn nhìn chầm chầm, toàn thân trong ngoài bí mật, đều có một loại bị rình mò không còn cảm giác. Đây là bọn hắn đều cùng nhau biến sắc. Vãn bối đại hư đạo tông Quang hư, xin ra mắt tiền bối, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối khoan thứ. Quan hư không mình hành lễ truyền âm trái tim của hắn nhảy rộn, đã là mồ hôi đầm đìa. Hắn dám khẳng định, kia một đạo kinh khủng ý chí lực lượng, tất nhiên đến từ cực ma kiếm đế, đây chính là tinh không ma đạo tam đại đế quân một trong. Một cái có thể đủ cùng lục đại đạo đình trưởng giáo bình khởi bình tọa thông thiên cử phách. Dù là hắn quan hư một chân đã bước vào đế cảnh, nhưng lúc này đều có một loại nhỏ bé như con kiến hôi thấp thỏm cảm giác. Bên cạnh người bên trái người trẻ tuổi thứ nhất kêu cái gì, lại là cái gì lai lịch, một thanh âm tại quan hư tâm hồ vang lên, phiêu phiêu miễu mịt mù, giống như đại đạo luân âm, lại có một loại vô hình chí cao uy nghiêm. Quan hư con ngươi ngưng tụ, vẫn là kiên trì nói ra. Khởi bẩm tiền bối, người này tên Kim Độc Nhất, Vân Châu luận đạo thi đấu đệ nhất, kia một thanh âm ồ một tiếng, tự hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng này đồng thời, bao phủ tại quan hư, lục độc bộ bọn người trên thân khí tức khủng bố cũng biến mất theo không thấy, làm cho bọn hắn toàn thân đều một trận nhẹ nhõm. Vì chỉ có lâm tầm như có gai ở sau lưng, thân thể cứng nhắc bởi vì kia một cổ khí tức kinh khủng giống như một thanh phong mang, ở trên dưới đánh giá quanh người hắn hết thảy, làm hắn đều có một loại đợi làm thịt dê con cảm giác vô lực. Nửa ngày, một thanh âm tại hắn tâm cảnh bên trong vang vọng. Ngươi trẻ tuổi, ta có thể rất chờ mong ngươi tại luận đạo thịnh hội bên trên biểu hiện. Thanh âm lượng lờ, sau đó trừ khử không thấy. Lâm tầm khẽ giật mình, đây là ý gì hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia cửu thiên chiến xa sớm đã tại tám đầu tất phương điểu dẫn dắt dưới, ù u lái về phía tại chỗ rất xa. Chúng ta cũng đi thôi. Cùng này đồng thời, quan hư như trút được gánh nặng mở miệng không còn dám lưu lại thúc đẩy bảo thuyền tiếp tục đi tới cửu thiên trên chiến xa thanh y nam tử cười nói tiểu trung, chúng ta không cần lại đi cổ hoang vực thiếu nữ áo trắng ngơ ngác vì sao thanh y nam tử ung dung đứng dậy ánh mắt nhìn chăm chú nữ nhi ta cam đoan lần này luận đạo thịnh hội người chắc chắn sẽ không thất vọng thiếu nữ áo trắng một chút suy nghĩ trong mắt đen nhánh sáng lên nhảy cẩn nói Ngươi sẽ không phải là nói, lâm tầm ca ca sẽ xuất hiện tại luận đạo thịnh hội lên đi thanh y nam tử trong lòng thầm khen, không thẹn là ta hạ hành liệt nữ nhi, mắt sáng như đút a. À. Đi xem một cái chẳng phải sẽ biết. Hắn cởi mở cười to. Do dự nửa ngày, thiếu nữ áo trắng cuối cùng nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ mình thân phận bị nhìn xuyên bảo thuyền bên trên, lâm tầm trong lòng một trận kinh nghi bất định. Bất kể như thế nào, tối thiểu không có phát sinh cái gì khó khăn trắc trở, vẫn là để lâm tầm ám buông lỏng một hơi. Mới vừa rồi bị cực ma kiếm đế khí tức khóa chặt lúc, tư vị kia đơn giản dày vào chi cực. Hắn lật tay lại, hiện ra một khối xanh tươi ướt ác tính phù. Tính phù bên trên, lạc ấn lấy một cái thiết họa ngân câu tùy ý trương dương đạo văn hạ. Một chữ, lại như đế tôn gặp cửu thiên, mờ mờ ảo ảo có bể nghệ hoàng vũ, chấn nhiếp bác hoang chi ý, khối này tính phù, là năm đó tại cổ hoang vực, hạ tiểu trùng phụ thân hạ Hà hành liệt tặng cho. Đến nay lâm tầm cũng sẽ không quên, lúc trước hạ Hà hành liệt mang theo hạ tiểu trùng lúc trời đi, từng một bước đạp phá thiên khung, phù diêu mà đi. Thiên địa trật tự pháp tắc lực lượng, đều không thể ngăn cản hắn rời đi loại kia bá đạo tư thái để lâm tầm lần thứ nhất khắc sâu ý thức được cái gì gọi là đâm phá thiên cũng làm cho hắn đánh giá ra hà tiểu trùng phụ thân nên là một tôn đế cảnh tồn tại mà tại vừa rồi làm cửu thiên chiến xa xuất hiện lúc khối này bởi hạ hà hành liệt tặng cho tín phù bỗng nhiên sinh ra một ti ba động theo sát lấy khi cực ma kiếm đế khí tức tự bao phủ mà đến lại nghĩ tới đối phương mới vừa nói câu nói kia lâm tầm trong đầu kìm lòng không được hiện ra một cái ý niệm trong đầu cái này cực ma kiếm đế sẽ không phải liền là hạ tiểu trùng phụ thân an nghĩ đến cái này hắn bất động thanh sắc đứng dậy đơn độc tìm tới quan hư nói tiền bối có thể hay không cùng ta giảng một chút cái này cực ma kiếm đế sự tình quan hư nghĩ nghĩ nói cực ma kiếm đế chiến đạo tài thường cổ thời đại chiến lược thâm bất khả trắc nổi danh nhất một trận chiến tích là năm đó hắn từng một người một kiếm một mình tiến về chúng ma đạo đình khiêu chiến. Lúc ấy chúng ma đạo đình ứng chiến có 5 vị đế cảnh lão quái vật, có thể không như nhau bên ngoài, đều là thua ở cực ma kiếm đế dưới kiếm phong. Trải qua trận này, cực ma kiếm đế danh tự triệt để vang vọng hoàng vũ, được tôn sùng là ma đạo tam đại đế quân một trong. Liên quan tới hắn lai lịch, có thể nói là chúng thuyết vân vân, đến nay không có một cái nào xác thực thuyết pháp, thế nhân vẹn vẹn biết rõ hắn gọi hạ hành liệt. Nghe tới cái này, lâm tầm con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ, chấn động trong lòng. Hạ hành liệt hạ tiểu trùng phụ thân đúng là đại đạo cửu thiên cung chi chủ quy chấn chư thiên cực ma kiếm đế dùng lâm tầm chi tâm cảnh cũng không khỏi hiếp sâu một hơi cái này chân tướng để hắn đều cảm thấy vô cùng bất ngờ khó có thể tin tưởng cho đến hồi lâu hắn mới thoáng tỉnh táo rốt cuộc minh bạch cực ma kiếm đế hẳn là thông qua kia một khối màu xanh tính phù nhận ra thân phận của mình hạ hà hành liệt tiền bối tới tiểu trùng có phải hay không cũng đi theo tại hắn bên người lâm tầm hiển hiện liên miên đồng thời hạ hà hành liệt tiền bối hẳn là cũng nhìn ra thân phận của mình một khi bại lộ liền sẽ dẫn phát đại phong ba, mới có thể không cùng chính mình nhận nhau a, à, chuẩn bị sẵn sàng, muốn đến thanh mang thần sơn. Bỗng dưng, quan hư lên tiếng. Chỉ thấy tự như giống như hỗn độn hư không hàng đạo chỗ sâu, hiện ra một đạo rực rỡ môn hộ. Làm lâm tầm bọn hắn chỗ bảo thuyền tiến vào bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Oanh. Một trận lông trời lở đất tự như kịch liệt lắc lư, cảnh tượng trước mắt đấu chuyển tinh di tự như biến hóa. Làm tầm mắt rõ ràng lúc, một phương thần tú tự như tiên cảnh thế giới, tự chiếu vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Chỉ thấy thiên khung xa xăm trống trải, ráng lạnh bốc hơi, hỗn độn chi khí diễn hóa thành từng sợi sương mù, từ thiên khung bên trên buông xuống. Đại địa bên trên, dãy núi mênh mông, núi non chập trùng. Mỗi một ngọn núi đều là trung linh dục tú, bay lạ tả thần hy, tản mát ra nguyên thủy, cổ lão, hùng hồn khí tức thần thánh. Vẹn vẹn xa xa nhìn qua, lâm tầm bọn hắn tự sinh lòng chấn động, mảnh này thiên địa, giống như trong truyền thuyết tiên cảnh, trong không khí tràn ngập đại đạo khí tức, có thể bị cảm nhận được rõ ràng, hô hấp chi gian, linh khí nồng nặc trước cam tuyền tràn vào thể nội, khuếch tán toàn thân, làm người ta phiêu phiêu dục tiên. Thanh mang thần sơn. Nghe đồn, tại lúc mới đầu, mảnh này thiên địa chính là một mảnh không biết chi địa, về sau bị Huyền Hoàng Đạo Đình tổ sư phát hiện, cũng thu được sinh ra ở đây trong núi hỗn độn trọng bảo, Huyền Hoàng Đạo bia, từ đó mở ra Huyền Hoàng Đạo Đình. Thanh mang thần sơn, từ đây cũng thành thế nhân đều biết một phương đạo đình chi địa, diên tồn đến nay đã có vô ngần tuế nguyệt. Lúc này, lâm tầm bọn hắn chỗ chi địa, ở vào huyền hoàng đạo đình ngoài sơn môn, nhưng dù cho như thế, trong ánh mắt nhìn thấy cảnh tượng, đã có thể nói là hùng vĩ mười phần. Các ngươi theo ta tới, chớ có tự tiện hành động. Thu hồi bảo thuyền, quan hư mang theo lâm tầm mười người phiêu nhiên rơi xuống đất, đi vào một ngọn sơn môn trước. Nơi này, sớm đã hội tụ rất nhiều thân ảnh, đều là cùng lâm tầm bọn hắn đồng dạng, là đến từ hồng mông thế giới những châu khác cảnh mười vị trí đầu người. Vân châu đạo hữu mời chờ đợi ở đây. Một tên đến từ huyền hoàng đạo đình, người mặc huyền y thanh niên, ở phía xa ngoắt, thái độ không lạnh không nhạt, không thấp hèn không lên tiếng. Làm phiền tiểu hữu chỉ dẫn. Quan hư chấp tay, mang theo lâm tầm bọn hắn đi đi qua. Hắn nhưng là vân châu đệ nhất đạo thống trưởng giáo, có thể đối mặt kia huyền hoàng đạo đình bên trong một cái người tiếp dẫn đệ tử lúc, lại biểu lộ ra cực lớn tôn trọng. Bởi vậy, cũng có thể thấy được huyền hoàng đạo đình địa vị cùng uy thế, cỡ nào chi siêu nhiên cùng kinh khủng. Các ngươi ở đây chờ một lát, chờ đến từ 48 châu đạo hữu đến đông đủ, ta sẽ vì các ngươi từng cái an bài đặt chân chi địa. Huyền y thanh niên dặn dò một câu, tự vội vàng mà đi. Trước sơn môn, đến từ các châu cường giả đều là tại lẫn nhau đánh giá, thấp giọng nghị luận cái gì. Đồng dạng, lục độc bộ, tạ vũ hoa bọn người, cũng đang đánh giá ở đây những người khác, phân biệt thân phận của đối phương cùng lai lịch. Nhất là các châu luận đạo đệ nhất nhân, càng nhận lấy rất nhiều ánh mắt chú ý, xem, người kia hẳn là kim độc nhất, vân châu luận đạo đệ nhất nhân, lục độc bộ đều bị hắn đè ép một đầu. Kim độc nhất, Danh tự này nghe bá đạo, có thể người khác thế nào thấy cũng rất điều thấp a. À. Các loại tiếng nghị luận vang lên. Đối với theo bốn phía quan tới ánh mắt đàm phán hòa bình luận âm thanh, Lâm Tầm không để ý, tâm cảnh cũng chưa từng bị ảnh hưởng gì. Bỗng nhiên, một đạo vui cười tiếng vang lên. Ha ha, nhân sinh nơi nào không gặp lại, huyền nguyệt cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tầm khẽ giật mình, ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy cách đó không xa địa phương, một người mặc áo gai, cười đùa tí tẩn thiếu niên hướng bên này đi tới chương 1937. Khổng chiêu đáng sợ. Nguồn. Mê truyện audio com Áo gai thiếu niên dáng vẻ bại hoại, cà lơ phất phơ. Rõ ràng là huyền cửu giận. Cái kia từng cùng lâm tầm, kim thiên huyền nguyệt cùng một chỗ cưỡi phụ giao thuyền vượt qua tinh không thiếu niên, tiểu cửu. Là ngươi kim thiên huyền nguyệt khẽ giật mình, nhưng chưa nói tới nhiều kinh ngạc. Bởi vì lúc trước chỗ dò thăm thông tin bên trong, đã để nàng biết rõ, cái này cười đùa tí tửng gia hỏa, bây giờ đã là đồng châu luận đạo thi đấu đệ nhất nhân. Hắn tới tham gia luận đạo thịnh hội vốn cũng không kỳ quái ha ha huyền nguyệt cô nương còn nhớ rõ ta áo gai thiếu niên cười hì hì lộ ra rất nhiệt tình cái kia ta nhớ được ngươi không phải cùng vũ huyền huynh cùng một chỗ hành động sao hắn ở đâu nói ánh mắt của hắn bắt đầu ở lâm tầm lục độc bộ vũ hoàng bọn người trên thân dò xét vũ huyền công tử không tại kim thiên huyền nguyệt nói áo gai thiếu niên ồ một tiếng bỗng nhiên cười mỉm truyền âm nói ban đầu ở phù giao thuyền bên trên lúc ta tự nhìn ra vũ huyền gia hỏa này tăng dịch cho cải trang, bây giờ hẳn là lại đổi một loại thân phận xuất hiện đi, nếu ta suy đoán không tệ, bên kia kim độc nhất, có phải hay không liền là tên kia kim thiên huyền nguyệt rõ ràng mắt ngưng tụ. Cũng không đợi nàng mở miệng, áo gai thiếu niên tự khoát tay nói. Không cần giải thích, trong lòng ta tin tưởng là được, đúng, người giúp ta nói cho hắn biết, lần này luận đạo thịnh hội bên trên, chúng ta đều là cùng một bọn, trừ phi là dựa theo quy của quyết đấu luận bàn, nếu không, chúng ta chi gian cũng không thể tự giết lẫn nhau nói hắn cười hướng cách đó không xa lâm tầm nhẹ gật đầu liền xoay người mà đi kim thiên huyền nguyệt nhíu đại mi gia hỏa này đến tột cùng là đang thử thăm dò hay là thật đã đoán được công tử thân phận công tử vừa rồi lập tức nàng truyền âm cho lâm tầm đem vừa rồi áo gai thiếu niên từng cái báo cho lâm tầm nghĩ nghĩ nói tiểu tử này hẳn là cũng vô ác ý không cần phải lo lắng kim thiên huyền nguyệt nhẹ gật đầu nhìn không được lại truyền âm nói công tử chúng ta thật muốn cùng tên kia kết minh lâm tầm thuận miệng nói xem thời cơ hành sự là được. Theo thời gian chuyển dời, đi vào thanh mang thần sơn trước các cường giả càng ngày càng nhiều, gần như đều là hồng mông thế giới các châu mười vị trí đầu nhân vật. Không phải nói, lần này luận đạo thịnh hội bên trên, tin không thế giới khác một chút tuyệt thế yêu nghiệt cũng tới sao, vì sao đến nay chưa từng thấy đến, có người nói thầm. Những này tuyệt thế yêu nghiệt, đều do bên người trưởng bối mang theo, sớm đến, căn bản không cần tiến hành cái gì luận đạo tuyển bạc, liền có thể trực tiếp tham dự vào luận đạo thịnh hội, cùng chúng ta cũng không phải một loại người có tiếng người khí mang theo ghen tuông. Giống như bọn hắn ở đây những người này, cũng coi là các châu bên trong chói mắt nhất một nhóm thiên chi kiêu tử, không chỉ xuất thân bất phàm, lại là cùng thế hệ bên trong nhân vật kiệt xuất, cực kỳ chói mắt, nhưng tại trước đó, nhưng cũng trải qua lần lượt tuyển bạc mới đoạt được tham dự lần này luận đạo thịnh hội tư cách. So sánh cùng nhau, những cái kia đến từ tin không thế giới khác tuyệt thế yêu nghiệt, không cần tuyển bạc tự có bực này tư cách, tự nhiên làm cho lòng người bên trong rất không công bằng. Đâu chỉ bọn hắn, lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc truyền nhân, không đồng dạng cũng có thể trực tiếp tham dự luận đạo thịnh hội sau nhược tâm bên trong không phục đại khái có thể tại luận đạo thịnh hội bên trên đem bọn hắn từng cái đánh bại như thế mới có thể chứng minh chính mình mà không phải nói cái gì ngồi chăm chọc ngay tại giữa sân nghị luận âm ỉ thời khắc bỗng nhiên một đạo lạnh lẽo như băng thanh âm vang lên tai không phục đứng ra một câu lệnh làm toàn trường ghé mắt nhao nhao nhìn về phía đồng dạng một cái địa phương chỉ thấy kia một tòa cổ xưa trước sơn môn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh chắp tay tại cổng liếc nhìn mọi người đây là người dáng người cực kỳ thon dài nam tử người mặc ngũ thải hà áo đầu đội vân quang thắt lưng triền vàng ống ánh đai lưng ngọc khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo một vòng không che giấu chút nào giọng mỉa mai vẻ băng lãnh một mình hắn đứng tại kia quanh thân hào quang mờ mịt rực rỡ rực rỡ có khoáng thế phong thái có một người đã đủ giữ quan ải chi bể nghệ khổng chiêu đúng là hắn chẳng lẽ hắn thật muốn tại luận đạo thịnh hội trước đó tự động thủ giữa sân một trận sao động vậy đến từ các châu lóa mắt nhân vật không ít đều lộ ra ngưng trọng kiên kỵ vẻ giật mình khổng chiêu chiêu thiên thánh vương bản thứ năm hồng hoang đạo đình hạch tâm truyền nhân đế tộc khổng thị thế hệ tuổi trẻ chói mắt nhất một viên tinh thần rất sớm trước kia hắn chính là danh chấn tinh không một cái tuyệt thế kỳ tài bị không biết bao nhiêu cùng thế hệ chỗ ngưỡng vọng mà nhìn thấy hắn xuất hiện để cho người ta lập tức đều nhớ tới một sự kiện phía trước vài ngày từng có tin tức truyền ra, nói khổng chiêu tuyên bố, muốn tại luận đạo thịnh hội trước đó, liền để thiên hạ các châu đệ nhất nhân tận cuối đầu. Hiển nhiên, giờ phút này khổng chiêu xuất hiện, phản phất tại xác minh tin tức này. Trong lúc nhất thời, giữa sân nguyên bản tiếng nghị luận không tại, đúng là trở nên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh. Những cái kia dẫn đầu các châu cường giả đến đây đại nhân vật, cũng đều từng cái biến sắc, không nghĩ tới còn không có tiếng vào huyền hoàng đạo đình sơn môn, cái này khổng chiêu ngược lại sớm xuất hiện. Lâm tầm lường người này một chút, thần sắc lạnh nhạt, trong lòng ngược lại là nhớ tới một chuyện khác. Tại phù giao thuyền bên trên lúc, mình đích thật giết không ít đế tộc khổng thị cường giả, cho dù là tại đến hồng mông thế giới về sau, kia khổng dục, khổng ân, khuất nhiêu một nhóm người, cũng bị chính mình giết chết. Bất quá, lúc ấy chính mình là dùng vũ huyền thân phận xuất hiện, khổng chiêu dù cho là lại hoài nghi, cũng đoạn không có khả năng hoài nghi đến trên đầu mình. Đương nhiên, lâm tầm cũng không có khả năng kiên kiện người này. Cần biết, bây giờ đế tộc khổng thị thủy tổ bị coi là thái cổ thất yêu đế một trong độc thiên yêu đế bây giờ còn bị trấn áp tại hán đại đạo vô trung tháp bên trong tính toán thời gian tiếp qua không đến một năm sợ sẽ muốn bị triệt để luyện hóa gạt bỏ tại thế mắt thấy không người nói chuyện đứng tại trước sơn môn khổng chiêu thần sắc lộ ra càng thêm lãnh đạm cùng khinh thường nói không phải mới vừa có người không phục sao vì sao bây giờ lại không người dám chiến ra một câu xem thường toàn trường anh hào một chút các châu đệ nhất nhân đều lộ ra lãnh ý cũng không chờ bọn hắn có hành động tự bị bên người đại nhân vật từng cái khuyên can cùng cảnh cáo để bọn hắn tại luận đạo thịnh hội bắt đầu trước chớ có hành động theo cảm tính để tránh gây nên phiền toái không cần thiết dù sao đây là huyền hoàng đạo đình hắn khổng chiêu có lực lượng ở đây dương oai nhưng bọn hắn những này đến từ những châu khác nhân vật cũng không dám làm như thế tự loại này chỉ dám ở sau lưng nghị luận người khác không phải là lại không lá gan đứng ra thấy một lần mặt hàng dù cho là tham dự vào luận đạo thịnh hội cũng bất quá cùng chịu chết không có gì khác biệt khổng chiêu lắc đầu lộ ra vẻ thất vọng. Hôm nay hắn đứng ở đây, chính là muốn để các châu toàn bộ cúi đầu, vốn cho là, tại chính mình khiêu khích phía dưới, sẽ có người giận dữ đứng ra. Không ngờ rằng, lại lại không người dám trả lời, cái này cùng đều cúi đầu tự hồ cũng không có gì khác biệt, nhưng lại khổng chiêu cảm thấy cảm giác không thú vị. Đạo hữu, luận đạo thịnh hội còn chưa bắt đầu, bây giờ nói những này, thật có chút nói còn quá sớm. Rốt cục, có người không kiên nhẫn mở miệng, tối thiểu ta biết, ở đây những này đồng đạo bên trong, cũng không phải là sợ phiền phức, mà là không muốn tài luận đạo thịnh hội bắt đầu trước tự nhiên đâm ngang đó là một oai hùng anh phát nam tử ánh mắt như điện ngôn từ khá lịch sự dẫn tới không ít người gật đầu tự nhiên đâm ngang ha ha các ngươi đơn giản là kiên kỵ thôi khổng chiêu cười lên dáng vẻ trương dương như vậy đi trong các ngươi ai như cho là có đánh bại ta khổng chiêu thực lực cũng có thể phóng ngựa tới ta cam đoan vô luận là hồng hoang đạo đình vẫn là ta khổng thị tông tộc đều không sẽ tìm các ngươi phiền phức ngôn từ âm vang bá khí mười phần cái này khiến không ít cường giả ý động, bọn hắn kiên kỵ, hoàn toàn chính xác chỉ là khổng chiêu thân phận mà thôi. bỉ nhân Yến Châu Hạ bay thà, nguyện thừa này cơ hội, cùng đạo hữu luận bàn một hai. Một cái ngọc bào nam tử đứng ra, ngọc thụ lâm phong, khí vũ phi phàm. Rất nhiều người tinh thần nhất chấn. Hạ bay thà, Yến Châu luận đào hạng ba, tuyệt đỉnh thánh vương viên mãn cảnh tu vi, được vinh dự Yến Châu luyện thể đệ nhất thánh vương. Rốt cuộc có người đứng ra đã kích kia khổng chiêu phách lối khí diễm, các châu cường giả đều chờ mong, trong lúc nhất thời, hạ bay thà nghiễm nhiên trở thành giữa sân được chú ý nhất một vai. Lâm Tầm cũng lộ ra vẻ hứng thú. Một cái là chiêu Thiên Thánh Vương bản thứ năm, một cái là Yến Châu Luận Đạo người thứ ba, loại này quyết đấu tầm thường có thể căn bản là không gặp được. Ba chiêu. Khổng Chiêu đánh giá hạ bay thà một chút, tự duỗi ra ba ngón tay, như ba chiêu vô pháp đưa người trấn áp, ta Khổng Chiêu lập tức đi khỏi, rời khỏi lần này luận đạo thịnh hội. T, một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, cái này Khổng Chiêu không khỏi quá tự tin mà đối hạ bay thà mà nói, khổng chiêu lời này đơn giản tự như một cái nhục nhã quá lớn, làm hắn sắc mặt đều âm trầm xuống. Ba chiêu liền muốn đánh bại chính mình cuồng vọng. Đúng lúc này, khổng chiêu ngang nhiên xuất kích, thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa, mọi người tầm mắt bên trong, chỉ có thể nhìn thấy một đạo rực rỡ ngũ thải thần hồng, tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, người khác đã đi tới hạ bay thà trước người, một chưởng nhấn ra. Chiêu thứ nhất. Oanh. Theo hắn một chưởng nhấn ra, ngũ sắc đạo quang ngưng tụ làm một tôn chói mắt thần ấn, tản mát ra kinh thiên oanh minh. Hạ bay thả con ngươi có rụt lại, toàn lực đối cứng. Có thế sau một khắc, cả người hắn liền bay ngược ra ngoài, tại bên ngoài hơn 10 trượng hư không rơi xuống, trong môi ho ra máu, phụ cận hư không đều bị hắn đâm đến sụp đổ, đại địa rạn nứt. Rất nhiều người biến sắc. Tự như bọn hắn bực này lóa mắt nhân vật, từng cái đều là thân kinh bách chiến, ánh mắt sắc bén, một chút nhìn ra, hạ bay thà cũng không phải là bị đánh một trở tay không kịp, mà là tại đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, bị chính diện trọng tỏa nhìn thấy cái này, Lâm Tầm trong lòng cũng hiển hiện một cái dự phán. Nếu thật là liều mạng tranh đấu, cái này hạ bay thà chỉ sợ một chiêu cũng đỡ không nổi, phản phất như xác minh Lâm Tầm suy đoán. Chiêu thứ hai, hạ bay thà toàn lực ứng phó chống cự, vẫn như trước bị đánh tan, cả người đều bị đánh đến nhập vào mặt đất, đầy bụi đất, thân thể run rẩy. Hoàn toàn liền là không có chút nào chống đỡ chi lực. Chiêu thứ ba, khổng chiêu một cước đạp ở hạ bay thà trên đầu. Đến tận đây, toàn trường tỉnh mịch. Dù cho là các châu luận đạo đệ nhất nhân, thần sắc đều trở nên ngưng trọng vô cùng, trong lòng phiên gian đảo hải vô pháp bình tĩnh. Hạ bay thà, một châu chi thứ ba, cỡ nào cường đại nhưng tại cùng khổng chiêu trong quyết đấu, hoàn toàn bị tuyệt đối nghiền ép. Căn bản không cần hoài nghi, như khổng chiêu nguyện ý, mũi chân chỉ cần phát lực, liền có thể tại chỗ đánh chết đi hạ bay thà. Giờ phút này, nhìn xem dẫm lên hạ bay thà đầu, thân ảnh cao ngạo tự như thần chi khổng chiêu, tất cả mọi người lúc này mới khắc sâu ý thức được, chiêu thiên thánh vương bản thứ năm phân lượng, ra sao hắn chi trọng đây chính là một châu chi địa hạng ba thật là đủ yếu a à tiếp xuống loại nhân vật này cũng đừng nhảy ra ngoài miễn cho mất mặt xấu hổ khổng chiêu kia lãnh đạm mà khinh thường thanh âm tại cái này tỉnh mịch bầu không khí bên trong vang lên tự như từng thanh từng thanh dao găm sát bén đâm tại mỗi người trong lòng chương 1938 nghìn tay nguồn mê truyện audio com ngoài sơn môn hoàn toàn yên tĩnh đến từ các châu lóa mắt nhân vật sắc mặt đều là hiển hiện một vòng vẻ lo lắng khổng chiêu cường đại làm bọn hắn run sợ cùng kinh hãi khổng chiêu kia khinh thường lời nói thì để bọn hắn trong lòng đều là rất không thoải mái có thế rất hiển nhiên khổng chiêu căn bản không thèm để ý những này phịch một tiếng mũi chân hắn vẫy một cái trên đất hạ bay thà tự bị đá bay ra ngoài sau đó hắn lúc này mới chậm rãi nói ra còn có cái nào không phục sau có một tên áo đen nam tử đứng ra giận hiện ra sắc ngươi có thế danh liệt một châu chi đệ nhất khổng chiêu hỏi áo đen nam tử khuôn mặt lập tức đỏ lên khổng chiêu lập tức cười, khoát khoát tay chỉ, nói. Ngươi không phục cũng không được, bởi vì ngươi không đủ tư cách khiêu chiến ta. Nói đến đây, hắn tự như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên nói. Ai là Kim Thiên Huyền Nguyệt Bạch? Vân Châu trận doanh bên này, tạ vũ hoa, vương đồ đám người ánh mắt đều là nhìn về phía Kim Thiên Huyền Nguyệt. Cùng này đồng thời, Kim Thiên Huyền Nguyệt đi ra, lạnh nhạt nói. Thế nào, ngươi muốn cùng ta luận bàn, nàng thần sắc thanh lãnh, tuyệt mỹ như tiên, vừa mới đứng ra tự hấp dẫn giữa sân rất nhiều ánh mắt luận bàn không khổng chiêu ánh mắt tứ không kiên sợ chỗ tại kim thiên huyền nguyệt kia yểu điều uyển chuyển thân ảnh bên trên quét mắt tộc ta đệ khổng dục mặc dù rất bất kham mà dù sao cũng là khổng thị một viên có thể hắn lại bị một cái tên là vũ huyền gia họa giết chết ngươi nên tin tưởng việc này a à, lâm tầm long mày không dễ phát hiện mà chấp chấp ngược lại là không nghĩ tới khổng chiêu sẽ ở giờ phút này nhấc lên chuyện này đồng thời đem đầu mâu chỉ hướng kim thiên huyền nguyệt kim thiên huyền nguyệt thanh âm mát lạnh lạnh nhạt nói biết rõ ta chỉ có thể nói ngươi tộc đệ chết tốt lắm chết được đại khoái nhân tâm như hắn còn sống về sau còn không biết muốn vì các ngươi khổng thị dẫn xuất bao nhiêu tai họa bị người kiên kỵ khổng chiêu thân phận làm thái cổ bạch đế hậu duệ nàng cũng không kiên kỵ những thứ này ta không thèm để ý những thứ này đã thấy khổng chiêu ánh mắt lạnh lẽo ta chỉ muốn biết kia vũ huyền ở nơi nào vũ huyền ở đây đại đa số người đều là không hiểu ra sao chỉ có đến từ thanh châu những cường giả kia mơ hồ nhớ rõ phía trước một đoạn thời gian từng có một cái tên là vũ huyền cường giả tại thanh châu lâm an thành bên ngoài nhất cử giết chết khổng dục một đoàn người đưa tới một trận sóng to gió lớn hiển nhiên giờ phút này khổng chiêu nói tới chính là cái này vũ huyền buông cười vũ huyền ở nơi nào ta sao có thể có thể biết kim thiên huyền nguyệt cười nhạo khổng chiêu thần sắc trở nên băng lãnh ngươi cho rằng ta không biết lúc trước liền là ngươi kim thiên huyền nguyệt cùng vũ huyền cùng một chỗ hành tẩu hôm nay ngươi nếu không cho một cái thuyết pháp coi như đừng trách ta tại cái này luận đạo thịnh hội trước đó đưa ngươi trấn áp một lời nói túc sát chi khí tràn ngập. Trảm. Áp ngươi có thể thử một chút. Kim Thiên Huyền Nguyệt ánh mắt cũng biến thành băng lãnh, đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Giờ phút này, liền quan hư đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết, đầu lớn như cái đấu, không biết nên như thế nào hóa giải trước mắt trận này phân tranh. Bởi vì một cái là hồng hoang đạo đình truyền nhân, đế tộc khổng thị hậu duệ, một cái là thái cổ bạch đế hậu duệ, cái nào đều là không thể trêu chọc nhân vật. Lâm tầm một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, khi nhìn thấy một màn này, trong lòng sát cơ lóe lên, triệt để phán quyết khổng chiêu tử hình. Đã thấy lúc này khổng chiêu cười đắc ý, nói. Đây chính là huyền hoàng đạo đình trước đó, bởi vì một trận luận đạo thịnh hội, cái này tin không chiêu thiên thượng hạ sở hữu ánh mắt, tất cả đều đã hội tụ ở đây, ngươi kim thiên huyền nguyệt như ở đây bị trấn áp, cái này mặt mũi coi như ném đi được rồi, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi kim thiên thị cũng đều sẽ bởi vì ngươi mà hổ thẹn. Đây chính là không che giấu chút nào uy hiếp. Kim thiên huyền nguyệt lạnh nhạt nói. Ta chỉ biết là, khổng dục chết rồi, ngươi khổng chiêu lại ngay cả hung thủ cũng không tìm tới chỉ dám ở chỗ này kêu gào cùng dương oai đơn giản mất hết các ngươi khổng thị mặt mũi miệng lưỡi bén nhọn khổng chiêu thân ảnh đột nhiên biến mất nguyên địa đúng là không chút do dự động thủ sau một khắc hắn tự xuất hiện tại kim thiên huyền nguyệt trước người bàn tay như trảo huyển hóa ra ngũ sắc thần hồng giống như một mặt rực rỡ rực rỡ lưới lớn bao phủ xuống nhanh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi rất nhiều người đều đã biến sắc trước đó hạ bay thà thân là yến châu luận đạo người thứ ba đều không có chút nào chống đỡ chi lực bị bẻ gãy nghiền nát trấn áp mà lúc này danh liệt vân châu đệ thất kim thiên huyền nguyệt đâu có thể nào ngăn trở khổng chiêu trấn áp đáng tiếc mọi người không để ý đến một điểm kim thiên huyền nguyệt cái này hạng bảy hoàn toàn là đánh hạnh vận thiêm trúc ra cùng nàng thực lực bản thân cũng không xứng đôi càng quan trọng hơn là chư thiên thánh vương bản bên trên nàng danh liệt thứ 49. mươi tại kim thiên huyền nguyệt trước người một vòng màu trắng kiếm phong lướt đi, như một vòng hàng quan kinh động cửu tiêu, một trạm phía dưới, khổng chiêu một kích này bị đơn giản hóa giải. Đã thấy khổng chiêu thần sắc tự nhiên, lại đánh ra một chưởng. Oanh! Một chưởng này ngưng tụ lúc, giống như thiên tôn trong tay một khối ngũ sắc đạo ấn lâm thế, phát ra hủy diệt thế gian sát phạt lực lượng. Kim thiên huyền nguyệt rõ ràng mắt co rụt lại, cơ thể phát lạnh, vừa muốn né tránh lúc. Chỉ thấy một vòng chật lóe tài năng, cô động đến cực điểm, cũng lăng lệ đến cực điểm, rực rỡ lóa mắt rất nhiều mắt người đều không mở ra được, cảm thấy một loại nhói nhói cảm giác. Theo sát lấy, đinh tai nhức óc quanh minh vang vọng, kia một đạo ngũ sát trưởng ấn bị đánh xuyên, bỗng nhiên nổ tung, hóa thành quan vũ bay lả tả. Sau đó, tiếng trên rỉ vang lên, uy thế như là thần khổng chiêu, bạch 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 rời khỏi mấy bước, hắn bàn tay ở giữa, chảy xuôi dưới đỏ thấm huyết. Giữa sân mọi người lúc này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào, đã có một thân ảnh ngăn tại Kim Thiên Huyền Nguyệt trước đó, một bộ nguyệt bạch y áo, tuấn tú xuất trần. Chính là Lâm Tâm là hắn Kim độc nhất, hắn dám nhúng tay việc này khó lường a, à, bất ngờ không đề phòng, khổng chiêu đều bị thua thiệt. giữa sân vang lên xôn xao âm thanh, ánh mắt tất cả đều tập trung tại lâm tầm trên thân, tràn ngập giật mình, đều không nghĩ tới, hắn hội sẽ nhúng tay vào Kim độc nhất, Vân Châu luận đạo đệ nhất, khổng chiêu mở miệng, giờ khắc này hắn trong con người phun trào tự như thiêu đốt thần mang, như nước thủy triều sát ý sông lên trời không, cả người uy thế kinh khủng vô biên. trước mắt bao người, hắn lại bị kích thương bàn tay ở giữa bị xé nứt một đạo vết kiếm, cái này khiến trong lòng của hắn tức giận. Lâm Tầm lạnh nhạt nói: "Cường nhân của ngươi là Vũ Huyền, không phải Huyền Nguyệt cô nương, ngươi lại như thế nhằm vào nàng, không cảm thấy dọa người, Lục Độc Bộ, Tạ Vũ Hoa bọn người đều là cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn trong ấn tượng, Kim Độc nhất từ trước đến nay rất trầm mặc, phản phất như sự tình gì đều không quan tâm. Nhưng lúc này, hắn lại hiếm thấy chủ động xuất thủ, đồng thời đối mặt khổng chiêu bực này kinh khủng nhân vật, đều một điểm cũng không sợ." Ha ha, ha ha ha, ngươi thì tính là cái gì, cũng có tư cách giáo huấn ta, khổng chiêu giận quá mà cười. Hắn dậm chân tiến lên, sát cơ lộ ra, đã ngươi xen vào việc của người khác, vậy lần này sẽ vì này trả giá đắt. Oanh! Tại phía sau hắn, mờ mờ ảo ảo có đỏ, xanh, hắc, rõ ràng, hoàng năm loại thần quang lướt lên, mịt mờ lưu chuyển, mờ mịt đạo quang, chói lọi chói mắt chi cực. Đây là đế tộc khổng thị thiên phú trong huyết mạch lực lượng ngũ sắc thần quang. Trong truyền thuyết, đế tộc khổng thị thủy tổ bản thể, vốn là một đầu ngũ sắc khổng tước, trưởng khống ngũ sắc thần quan, nhẹ nhàng quét một cái, liền có thể phá hủy các loại bảo vật. Xong, khổng chiêu tức giận, cái này kim độc nhất cho dù không chết, cũng phải trọng thương. Rất nhiều trong lòng người phát lạnh. Nhất là quan hư, cháy bỏng vô cùng, hắn đối lâm tầm ấn tượng vô cùng tốt, lúc đầu cực kỳ coi trọng lâm tầm, còn hy vọng hắn có thể tại luận đạo thịnh hội bên trên rực rỡ hào quang, là vân châu tu đạo giới tranh huy. Ai có thể nghĩ, luận đạo thịnh hội còn chưa bắt đầu, tự phát sinh dạng này đại phong ba. Ở đây bên trong, chỉ có trong lòng hai người trấn định nhất. Một cái là Kim Thiên Huyền Nguyệt, nàng hiểu rõ nhất Lâm Tầm nội tình. Một cái là áo gai thiếu niên Huyền Cửu giận, theo Lâm Tầm chủ động nhúng tay việc này, hắn tự lập tức xác định, cái người này khẳng định liền là Vũ Huyền. Cho nên, khi thấy Lâm Tầm cùng Khổng Chiêu đối đầu lúc, trong lòng của hắn chỉ có một loại phấn khởi cùng chờ mong cảm giác, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bởi vì hắn quá rõ ràng, cái người này là bực nào hung mảnh một vai, giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn chơi đến so với ai khác đều trùng mất cũng không các loại, chờ, một trận chiến này bộc phát, một đạo trầm hồn thanh âm vang lên, khổng chiêu, chúng ta thế nhưng là khách nhân, có thể nào ở đây làm to chuyện mau trở lại. Một câu, vang vọng thiên địa ở giữa, mịt mờ tối tăm, giống như đại đạo thanh âm lâm thế, tất cả mọi người thần sắc nghiêm lại, tự nhiên sinh ra kính sợ cảm giác. Chủ nhân của thanh âm này, hẳn là một tôn đế cảnh tồn tại. Khổng chiêu bước chân dừng lại, thần sắc sáng tối chập chờn, trầm mặt một lát, chỉ một ngón tay lâm tầm, nói. luân đạo thịnh hội bên trên, ta tất tru ngươi từng chữ nói ra, sát cơ như sôi. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất tại kia bên trong sơn môn, mọi người tại đây đều không hẹn mà cùng chỗ nhẹ nhàng thở ra, phản phất như tháo bỏ xuống đặt ở trong lòng hòn đá. Trên thực tế, trước đó khổng chiêu mang cho bọn hắn áp lực hoàn toàn chính xác quá lớn, một người mà thôi, có thấy cái kia quyến cuồng trương dương, tùy tiện quái đảng uy thế, để ai cũng vô pháp không coi trọng. Cái này kim độc nhất ngược lại là hảo vận, để khổng chiêu ăn thiệt thòi nhỏ, còn may mắn tránh đi một trận hung hiểm sát kiếp rất nhiều người âm thầm cảm khái. Bọn hắn cũng không biết rõ, thời khắc này lâm tầm, trong lòng cũng có chút thất vọng, bởi vì hắn đã làm tốt thu thập khổng chiêu chuẩn bị, chưa từng nghĩ, lại phát sinh ngoài ý muốn. Áo gai thiếu niên cũng rất thất vọng, không nhìn được cục cục. Cũng không biết cái nào lão gia hỏa như thế mất hứng, sớm không mở miệng, muộn không mở miệng, hết lần này tới lần khác lúc này mở miệng, phụ cận một chút cường giả đều là kinh ngạc, tắt lưỡi không thôi, gia hỏa này ai vậy, dám đối một tôn cực có thể là đến từ hồng hoang đạo đình đế cảnh nhân vật cầu nhau có thể áo gai thiếu niên không thèm để ý những thứ này. Hắn không chỉ không sợ như khổng chiêu nhân vật như vậy, còn chưa không thèm để ý câu nói này liệu sẽ hội, sẽ, làm tức giận một tôn đế cảnh nhân vật. Bởi vì hắn họ huyền. Một cái dòng họ, như vậy đủ rồi. Lâm tầm cũng nghe đến cái này âm thanh nói thầm, nhìn không được lượm áo gai thiếu niên một chút, gia hỏa này làm sao còn như vậy thích xem náo nhiệt áo gai thiếu niên phát giác được lâm tầm ánh mắt hì hì cười một tiếng khu tay nói ca môn ngươi vừa rồi thật là ngưu lâm tầm không nhìn thẳng hắn trong lòng đại khái đã đánh giá ra áo gai thiếu niên khẳng định đã xác định thân phận của mình đương nhiên hắn chỗ nhìn ra cái thân phận này là vũ huyền cho nên lâm tầm cũng không lo lắng cái gì trừ đây hắn còn có mặt khác cái khác thân phận một cái lâm đạo uyên một cái mới là hắn thân phận thật sự lâm tầm cùng này đồng thời bên trong sơn môn theo khổng chiêu rời đi, một chút nguyên bản nhìn chầm chầm ngoài sơn môn động tỉnh ánh mắt, đều là lần lượt thu về. Bên trong sơn môn trên một khối nham thạch, ngồi sổng lấy một tên gánh vác trường kiếm nam tử, tóc dài rối tung, vạt áo rộng mở, dáng vẻ không bị trói buộc. Hắn một bên mang theo một cái hồ lô rượu uống rượu, một bên nói ra. Cái này kim độc nhất có chút ý tứ. Rạng sáng trước hội, sẽ, tận lực buồn một càng. Rất nhiều đồng hài hỏi Kim Ngư vì sao không tại chương mạc, bởi vì hai ngày này bị bình xịt phun rất không tâm tình chương 1939. Huyền Hoàng Nội Tình. Nguồn. Mê truyện audio com Bên trong sơn môn, thanh tuyền lưu thủy, cổ nham chồng chất. Gánh vác trường kiếm nam tử tùy ý ngồi chồng hổm ở nham thạch bên trên, vạt áo rộng mở, thoải mái uống rượu, có một loại thô kệch giả tính. Tổ phi vũ. Chúng ma đạo đình hạch tâm truyền nhân, chư thiên thánh vương bản thứ 8. Cho dù là đột nhiên nhúng tay, đánh khổng chiêu một trở tay không kịp, thế nhưng không phải người bình thường có thể làm được, cái này kim độc nhất xác thực đáng giá chú ý một hai một bên suối nước trước một tên nam tử đem giày thoát hai cái chân nhà ngâm suối nước bên trong trong tay thì tại đọc qua một bộ điển tịch nam tử một bộ tố y dung mạo tuấn tú mặt mày nhu hòa có mái tóc dài màu bạc thần sắc ôn hòa ôn nhuận đồ thiên giác càng không đạo đình hạch tâm truyền nhân chư thiên thánh vương bản thứ chín loại trừ cái này kim độc nhất cái này châu đệ nhất nhân bên trong, cũng có mấy cái nhân vật đặc biệt, như kia đồng châu đệ nhất nhân huyền cửu giận, nếu ta suy đoán không tệ, tất nhiên là đến từ cái kia huyền thị con em. Trên một cây cổ thụ, một đạo uyển chuyển thân ảnh đứng ở xanh biết đầu cành, người mặc vân nghề, mái tóc bàn búi tóc, cơ thể băng thanh ngọc khiết, mi tâm lạc ấn một cái kỳ dị kim sắc đạo văn. Từng sợi tự như như mộng ảo mông lung mưa bụi quan trạch, lượng lờ tại nàng thon dài thân thể bốn phía, làm cho người ta cảm thấy thần bí thoát tục cảm giác. Yên Vũ Nhu Huyền Hoàng Đạo Đình Hạch Tâm Truyền Nhân, chư thiên thánh vương bản đệ thất. Cái nào huyền gia, tổ phi vũ thu hồi hồ lô rượu, kinh ngạc hỏi. Cái này chư thiên thượng hạ, còn có cái nào huyền gia đáng giá chúng ta lưu ý, yên vũ nhu thanh âm nhược ngọc đeo len ken, tiếng trời êm tai. Không nghĩ tới, loại kia điều thấp thần bí một cái cổ sư chi đế tộc, lại cũng có con em tham dự vào trận này luận Đào thịnh hội, đồ thiên giác cảm khái tự như nói. Nào chỉ là cái này huyền cửu giận, một chút trước kia khinh thường tại tham dự luận Đào thịnh hội yêu nghiệt nhân vật, thế nhưng cũng nhìn không được xuất hiện, tỷ như nguyệt như hỏa, tri bạch. Đương yên vũ nhu báo ra hai cái danh tự này lúc, vô luận là tổ phi vũ, vẫn là đồ thiên giác, tất cả đều là khẽ giật mình, theo sát lấy con ngươi cùng nhau nhíu lại. Đi thôi, lần này luận đạo thịnh hội bên trên, chú định lại có rất nhiều không tưởng tượng được nhân vật hung ác xuất hiện, kiên vũ nhu thân ảnh mông lung, phiêu nhiên lướt xuống đầu cành, lên núi môn chỗ sau bước đi. Dạng này chẳng phải là càng tốt hơn, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sao là kinh hỷ, tổ phi vũ vỗ vỗ lưng sau trường kiếm, cười một tiếng, cũng nhanh chân rời đi kinh hỷ cũng có thể là kinh hải a đồ thiên giác thở dài đi theo thanh mang thần sơn bên trong một tòa hỗn độn khí tràn ngập đỉnh núi đứng vững vàng một tòa thần thiết đổ lên mà thành cổ lão cung điện tại sắc trời hạ lưu chảy xuống thần thánh trang túc khí tức đại điện bên trong sớm đã hội tụ không ít đại nhân vật Vẹn vẹn theo bộ dáng bên trên xem có nam có nữ trẻ có già có có thế đồng phục đều là đế cảnh nhân vật mỗi một cái trên thân đều có nước cờ không hết truyền kỳ cố sự mỗi một cái đi ra ngoài đều đủ để làm cho cả tin không vì đó rung động khổng chiêu người này, quá mức làm càng, mong rằng thái thúc huynh chớ có bị chê cười. Một tên đến từ hồng hoang đạo định lão giả cười khổ mở miệng, hắn một bộ đạo bào, tóc thưa thớt, giống như gần đất xa trời nông thôn lão ông. Nhưng tại tinh không chiêu thiên bên trong, hắn lại có một cái đủ để khiến chúng sinh đều là trung sợ phong hào tuyệt ấn chiến đế. Trên đại điện thủ vị trí bên trên, dáng vẻ nho nhã, tướng mạo thanh kỳ thái thúc hoàng cười nói. Khổng chiêu người này đích thật là phong mang tất lộ, trương dương bể nghệ, trước đó nhưng làm những châu khác tuổi trẻ người đắc tội một lần. Đương nhiên, đây là trò đùa nói. Làm huyền hoàng đạo đình trưởng giáo, một vị thanh danh vang vọng hoàng vũ thông thiên nhân vật, thái thúc hoàng còn không đến mức đi so đo như vậy một kiện việc nhỏ. Chư vị có thể nhìn ra kia kim độc nhất là lai lịch gì, bỗng nhiên, một tên váy đỏ nữ tử mở miệng, nàng ngồi ngay ngắn ở đó, toàn thân hiện lên từng đầu hỏa diễm ngư, tại nàng quanh thân tới lui, rất sống động. Nhìn kỹ, kia mỗi lần một đầu hỏa diễm ngư nhi rõ ràng là bởi chí cao đế cảnh pháp tắc giao chức mà thành. Nàng, chính là càng không đạo đình hỏa linh đại đế một tôn sớm tại thượng cổ thời đại đã chứng đạo nữ đế tính tình như băng sát phạt quả quyết một thân chinh chiến chư thiên thượng vết ra hách hách đế uy người này sử dụng công pháp và thủ đoạn đều là có thể xưng huyền diệu nhưng cẩn thận phân biệt lại không cách nào nhìn ra manh mối gì có lẽ là đến từ tinh không thế giới khác có người trầm ngâm kim độc nhất danh tự này lên được thật là bá đạo có người cười lấy treo chọc không ít đế cảnh nhân vật đều đi theo cười lên một mực ngồi ở một bên uống rượu hạ hành liệt trong lòng nhẹ nhõm không ít còn tốt còn tốt, những lão già này cũng giống như mình, cũng bị tiểu tử kia lừa gạt đi qua quả nhiên, rất nhanh, tự không người lại chú ý lâm tầm. Đang ngồi những này để cảnh nhân vật, cũng không có khả năng tướng tâm nghĩ đặt ở tuổi trẻ tiểu bối bên trên. Trước đó sở dĩ nói đến khổng chiêu cùng lâm tầm, cũng là bị hai người tại ngoài sơn môn một trận tranh phong hấp dẫn. Các vị, 10 ngày về sau, lần này luận đạo thịnh hội liền đem kéo ra màn che, cái này chưa thiên thượng hạ ánh mắt, cũng đều đem hội tụ ở đây, thừa này cơ hội, liên quan tới luận đạo thịnh hội một việc thích hợp, ta muốn theo mọi người cùng nhau tâm sự. Ngồi ở vị trí đầu thái thúc hoàng mở miệng, một câu, để đại điện bầu không khí trở nên an tĩnh lại. Ngoài sơn môn, không có chờ đợi quá lâu, đến từ hồng mông thế giới 48 châu cường giả đã lần lượt đến đông đủ. Lúc này liền có huyền hoàng đạo đình tu đạo giả xuất hiện, tiếp dẫn lấy mọi người tại đây tiến nhập sơn môn. Bên trong sơn môn, tự thành một phương thế giới. Chỉ thấy dãy núi linh tú, thiên địa như vẻ, trên bầu trời hỗn động khí như thác nước rủ xuống, thần hy vạn đạo, quan hà tràn ngập. Sơn Hà Chi Giang, có sang sát nối tiếp nhau của lão cung điện phân bố, có từng đầu thần hồng nói thầm, kết nối đang tọa là các nơi Sơn Phong Chi Giang, có linh cầm thần thú hành tẩu, có kỳ hoa dị thảo tô điểm tự liền trong không khí, đều là nồng đậm như cam tuyền linh khí, hành tẩu trong đó, giống như tiến vào một phương tiên chi tịnh thổ, đi tới chư thần nơi dừng chân quốc gia. Lâm tầm chờ đến từ các châu lóa mắt nhân vật, tu hành đến nay, cũng được chứng kiến rất nhiều đồng thiên phúc địa, tầm mắt cùng lịch duyệt đều cực kỳ phong phú. Nhưng khi đến nơi đây lúc, vẫn như cũ có một loại choáng váng cảm giác, nội tâm chấn động liên tục. Đây chính là thanh mang thần sơn. Lục đại đạo đình một trong huyền hoàng đạo đình chiếm cứ chi địa, càng là một phương đủ để cho chư thiên thượng hạ bất luận cái gì tu đạo giả hướng tới thánh địa. Trên đường đi, lâm tầm bọn hắn nếu không phải bị dẫn theo, sợ đều sớm đã mê thất trong đó. Bởi vì một phương này thiên địa đơn giản có thể so với một phương thế giới, khắp nơi đều là chi chít khắp nơi phúc địa, đang chéo tinh tế, hào hãng bao la hùng vĩ. Cuối cùng, lâm tầm đám người bọn họ được an bài tại một tòa tên là Thiên Nhất, trên ngọn núi núi này chừng cao vạn trượng, nguy nga hùng hồn, kỳ thượng tọa lạc lấy từng sàn đình viện, giống như một đầu uốn lượn như trường long, phân bố kỳ thượng. Lâm tầm các loại, chờ, vân châu cường giả, được an bài tại giữa sườn núi vị trí một loạt trong đình viện. Chư vị, 10 ngày sau luận đạo thịnh hội, sẽ tại huyền hoàng chủ phong tổ chức, đến lúc đó sẽ có người đến đây tiếp dẫn, tại trong lúc này, chư vị nếu không có chuyện khác nghi, mong rằng chớ muốn rời khỏi nơi đây. Tiếp dẫn lâm tầm bọn hắn đến đây huyền hoàng đạo đình cường giả dặn dò một phen, liền quay người mà đi cho đến lúc này, Quang hư phản phất như mới cảm giác nhẹ nhõm không ít, ánh mắt phức tạp cảm khái nói. Cùng huyền hoàng đạo đình so sánh, chúng ta vân châu cảnh nội đạo thống cộng lại, đều hoàn toàn không đáng chú ý a à, hắn nhưng là vân châu đệ nhất đạo thống trưởng giáo, tại vân châu cảnh nội, cũng là một vị đủ để cho chúng sinh ngưỡng vọng tồn tại. Có thế từ khi đi vào huyền hoàng đạo đình, lại lại có một loại cũng không dám thở mạnh câu thúc, kính sợ cảm giác. Lâm tầm, lục độc bộ mấy người cũng đều sinh lòng cảm khái. Cái này huyền hoàng đạo đình, quả thực quá không phải nơi này khắp nơi có thể thấy được một ngọn cây cọng cỏ, không khỏi là ngoại giới hiếm thấy khoáng thế thần trân, mà phân bố nơi đây những cái kia đồng thiên phúc địa, càng là kinh người, đều là chôn giấu có đủ để cho đế cảnh nhân vật đều động tâm hỗn động linh mạch, bao trùm lấy cổ lão đạo vết tích. Không khoa trương địa thuyết, liền là một con lợn tại bực này thế gian hiếm có phúc địa bên trong tu hành, nói không chính xác đều có thể chứng đạo thành thánh. Không phải là chúng ta không bằng lục đại đạo đình hạng người, thật sự là bọn hắn có tu hành tài nguyên, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Vương đồ thở dài những người khác cũng đều một trận thổn thức. Lục đại đạo đình truyền nhân vì sao từng cái cường đại đến tự như yêu nghiệt vẹn vẹn theo huyền hoàng đạo đình phen này khí tượng bên trong, liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. Lâm Tầm nói, tu hành tài nguyên chỉ là một phần, đại đạo tìm kiếm, xét đến cùng còn phải xem riêng phần mình năng lực, tâm cảnh không đủ, lịch luyện không đủ, ý chí không kiên, dù có thiên đại tài nguyên, cũng chú định chẳng làm được trò trống gì. Không ít người đều khẽ giật mình, chợt đều lộ ra vẻ suy tư. Quan Hư gật đầu nói, nói không sai, bất quá, tự như huyền hoàng đạo định bực này thế lực, tại thu đồ lúc, nhất định là trải qua trùng điệp sàng chọn cùng khảo nghiệm, lựa chọn người, tất nhiên cũng đều là vạn người không được một tuấn kiệt, như thế, mới có thể để bọn hắn truyền nhân từng cái lộ ra như vậy lóa mắt, mới có thể để huyền hoàng đạo định có được hôm nay chi cơ nghiệp. Chuyện phím một phen, mọi người ai đi đường nấy, trở lại chính mình định viện. Hôm nay chứng kiến hết thảy, đối bọn hắn mà nói, đều là một trận trước nay chưa từng có kinh lịch, đồng thời luận đạo thịnh hội sẽ tại 10 ngày kéo về phía sau khai màn che, bọn hắn cũng cần thời gian đến để chuẩn bị một tòa đình viện bên trong lâm tầm một chút dò xét liền đi vào trong đó một tòa gian phòng khoanh chân ngay tại chỗ bắt đầu ngồi xuống tâm cảnh từ đầu đến cuối chưa từng bị ảnh hưởng gì quả thật nơi này là huyền hoàng đạo đình là thiên hạ tu đạo giả trong lòng triều thánh chi địa Tòa trấn lấy không biết bao nhiêu đế cảnh thần thoại thậm chí cực có thể còn có nhất đạo chi tổ tồn tại có thế cái này lại như thế nào lâm tầm rất rõ ràng hắn này tới mục đích là luận đạo thịnh hội lòng bàn tay một viên ngọc giảng nổi lên lâm tầm thần thức dò vào trong đó bắt đầu tĩnh tâm bắt đầu tìm hiểu tới cái này một viên ngọc giảng là huyền không sư huynh chứng đạo thành thánh về sau tu hành tâm đắc hội tụ lấy hắn có thể trở thành chư thiên thượng hạ thánh cảnh vô địch tâm huyết cùng bí mật đối cái khác tu đạo giả mà nói căn bản là vô pháp lĩnh hội mai ngọc giảng này bên trong chỗ ghi lại nội dung bởi vì liên lụy đến xưa nay chưa từng có đại đạo chi lộ quá mức không lưu loát cùng khó hiểu có thể đối lâm tầm mà nói lĩnh hội phần này ngọc giảng lúc đơn giản tự như tại đại đạo trên đường gặp ngàn năm một thổi tri kỷ, trong đó chỗ ghi chép đều là để hắn có gặp nhau hận muộn, cùng chung chí hướng cảm giác. Nguyên lai, like, Huyền Không sư huynh năm đó đã từng thành đạo chi lĩnh vực mà hoang mang hồi lâu, lâm tầm mắt đen sáng lên, đọc qua đến có quan hệ Huyền Không ngưng tụ đạo chi lĩnh vực một chút cảm ngộ cùng tâm đắc. Bù một càng, còn thiếu canh một. Đạn sáng trước đó, không có thể đem bổ canh bù đắp, tương đương với kim ngư nuốt lời một lần, ở chỗ này cùng mọi người nói xin lỗi. Kim Ngư trước khi kết hôn sau đều không có quyệt canh, lại tại bổ canh bên trên ra chỗ sơ xuất, đích thật là bởi vì trong sinh hoạt xuất hiện rất nhiều vùng vặt tục sự. Nhưng mời đồng hài bọn họ yên tâm, chờ hết thảy ổn định, đổi mới sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Chương 1940 Người phong lưu còn xem hôm nay. Nguồn Mê truyện audio com Cái gì gọi là cực điểm dùng bất cứ thủ đoạn nào vậy? Đây chính là huyền không tại ngưng kết, đạo chi lĩnh vực, lúc sở ngộ ra huyền bí nơi này dùng bất cứ thủ đoạn nào không phải tứ không kiên sợ làm việc mà là đem tự thân hết thảy lực lượng đều là ngự dụng đến cực điểm tình trạng lâm tầm thi thao tốt một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào tu đạo giả chiếu cố luyện thể luyện khí luyện hồn tam chủng đạo đồ này đáng nhìn làm tu vi trừ đây còn có tâm cảnh ý chí trí tuệ nếu có thể đem đây hết thảy lực lượng đều là thôi diễn đến cực điểm dung nhập đạo chi trong lĩnh vực loại kia lực lượng nên có cỡ nào kinh khủng sau đó, Lâm Tầm đắm chìm trong trong tham ngộ, không hề hay biết thời gian trôi qua. Mười ngày về sau, sáng sớm. Mời Thanh Châu Đạo Hữu theo ta đến đây. Mời Minh Châu Đạo Hữu theo ta mời đến. Mời, từng đạo thanh âm, tại thiên nhất phong trên dưới vang vọng. Chỉ thấy một chúng huyền hoàng đạo đình truyền nhân xuất hiện ở phía xa hư không, bọn hắn là tới đón dẫn các châu cường giả. Bởi vì hôm nay, luận đạo thịnh hội liền đem kéo ra màn che. Trong động phủ, khoanh chân ngồi tỉnh tọa lâm tầm đột nhiên mở ra con ngươi đứng dậy lĩnh hội huyền không sư huynh lưu lại ngọc giảng mười ngày chi công bù đắp được một trận đại đạo tạo hóa lâm tầm chắp tay tại cổng đi ra động phủ ngoài động phủ lục độc bộ vũ hoàng tạ vũ hoa vương đồ bọn người sớm đã tề tựu đi thôi vô luận thành bại chỉ cần không phụ một thân sở học liền đầy đủ quan hư thần sắc nghiêm nghị tiến hành căn dặn hắn chỉ là người dẫn đường chuyến này nhiệm vụ đã hoàn thành tiếp xuống liền muốn xem lâm tầm chính bọn hắn biểu hiện đa tạ tiền bối một đường trong năm. Lâm tầm bọn người đều là chấp tay hành lễ. Quan hư tuy là đại hư đạo tông trưởng giáo, nhưng lại cũng không cửa hộ ý kiến, trên đường đi đối bọn hắn cực kỳ chiếu cố, làm người ta phát ra từ nội tâm tôn trọng. Đi. Phụ trách tiếp dẫn một tên huyền hoàng đạo Định truyền nhân đằng không mà lên, mang theo lâm tầm một đoàn người hướng xa mới bay vút đi. Kim Huynh, ta nghe nói lần này luận đạo thịnh hội, sẽ tại huyền hoàng bí cảnh bên trong triển khai, đi qua tranh đấu, cuối cùng sẽ chỉ có 108 người trổ hết tài năng, những người khác đều là sẽ bị đào thải, không có duyên phận tiến về kia, cổ tiên cấm khu, tranh đoạt cơ duyên. Trên đường, lục độc bộ bỗng nhiên truyền âm cho Lâm Tầm, ta cùng tạ Vũ Hoa, Vương Độ, Tô Mộ Hàng, lãnh tu gia đều đã thương nghị, khi tiến vào huyền hoàng bí cảnh, về sau, liền sẽ kết làm minh hữu, không biết Kim Huynh cùng huyền nguyệt cô nương phải chăng có hứng thú cùng một chỗ hành động, Lâm Tầm khẽ giật mình, không có gấp đáp ứng, mà là suy nghĩ nói. Vũ Hoàng, đằng nghi thần, quy sơn hành ba người đâu, lục độc bộ nói. Vũ Hoàng ba người bọn họ kết minh. Lâm Tầm nói: "Như vậy đi, chờ tiến vào Huyền Hoàng bí cảnh, như có cơ hội, sẽ cùng một chỗ hành động, ta cùng Huyền Nguyệt cô nương định sẽ không chối từ." Lục Độc Bộ vui vẻ gật đầu nói: "Như thế tốt lắm." Ngay tại lúc nói chuyện, Lâm Tầm bọn hắn đã đi tới một tòa cổ sư thần tú ngọn núi bên trên, tại một mảnh khoảng không vô cùng trên bình đài hạ xuống. "Thật nhiều a." À. Vương Đồ nhìn xem chung quanh, tại bình đài phụ cận đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn thân ảnh ở trong đó, đến từ những châu khác cường giả được an trí tại cùng một mảnh khu vực bên trong, đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật, phân bố tại một phiến khu vực. Trừ đây, lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc các loại, chờ, trung thổ đạo châu cường giả, thì hội tụ tại mặt khác một phiến khu vực. Tự như tạo thế chân vạc. Làm lâm tầm bọn hắn đến lúc, cũng đưa tới không ít chú mục. Xem, tên kia liền là kim độc nhất, tại 10 ngày trước đến thanh mang thần sơn lúc, từng để khổng chiêu ăn thiệt thòi nhỏ. Nhìn, cũng không có gì đặc biệt đây mới gọi là thâm tàng bất lộ. Rất nhiều tiếng nghị luận đều là quay chung quanh lâm tầm triển khai, tự liền đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật, cùng lục đại đạo đình các loại, chờ, truyền nhân, cũng đều có không ít ánh mắt rơi vào lâm tầm trên thân. Khổng chiêu thế nhưng là chiêu thiên thánh vương bản thứ năm tồn tại, rất sớm đã danh chấn tinh không, nhưng lại tại 10 ngày trước, bị lâm tầm kích thương, mặc dù là vết thương nhỏ, nhưng vẫn là đưa tới rất nhiều chú ý, cũng bởi vậy, khi thấy lâm tầm xuất hiện lúc, mới có thể gây nên rất nhiều chú ý đàm phán hòa bình luận. Hừ, hồng hoang đạo định chỗ trận doanh khổng chiêu thần sắc sáng tối chập chờn trong lòng có một loại không nói ra được tức giận lâm tầm càng bị người chú ý tự càng để hắn cảm giác thật mất mặt tiểu tử bị người chú ý tư vị có phải hay không rất thoải mái ngươi yên tâm chờ tiến vào huyền hoàng bí cảnh ta tất trấn sát ngươi hắn băng lãnh truyền âm không che giấu chút nào chính mình sát cơ lâm tầm thần sắc bất động chỗ liếc mắt nhìn hắn liền không tiếp tục để ý tới kim độc nhất chúng ta lại gặp mặt rất nhanh lại có người truyền âm lâm tầm dương mắt nhìn lại chỉ thấy càng không đạo đình trận doanh một bộ áo bào tím thân ảnh hiên ngang chuyên hút hoành chính đem ánh mắt nhìn tới chuyên hút hoành thần sắc rất bình tĩnh nhìn không ra hỉ nộ nói lần trước tại vân châu tuyền cơ đạo tông ta thu ngươi một kiện bảo vật lần này ta nghĩ thắng trở về ba kiện lâm tầm đối với người này ấn tượng rất không tệ có chơi có chịu quang minh lỗi lạc cho dù là địch cũng là một cái đáng giá tôn trọng địch nhân hắn nghĩ nghĩ nói ta có thể cho ngươi cơ hội nhưng nếu thua nữa cũng đừng dây dưa nữa ta. Chuyên hút hoành thần sắc động lại, gia hỏa này giọng điệu vẫn là cùng lúc ấy đồng dạng cùng A, à, tốt. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng đáp ứng. Rất nhanh, lâm tầm lại thấy được một chút thân ảnh quen thuộc. Như chúng ma đạo đình hoa tinh ly, cùng đao chiến tộc đường tô, nam hoa cổ sát linh kha tử hoa tinh ly tóc trắng như tuyết, rủ xuống thắt lưng, một tấm khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, năm đó ở cung lôn khư tam đại cấm địa phong thiện đài bên trên, đã từng tại thánh cảnh phong thiện, dẫn phát kinh người dị tượng. Cùng đao chiến tộc đường tô, thì là một cái tính tình cực kỳ phóng khoáng thoải mái nữ tử, một bộ hát bào, thân ảnh thon thả, cơ thể sau mở dê đều muốn rõ ràng, hiện ra sáng bóng trong suốt. Nam hoa cổ sát Linh Kha Tử, thì là cái ngây thơ chân thành tiểu hòa thượng, chỉ cần nhìn thấy lâm tầm tự một bộ sợ hãi muốn chết sợ hãi bộ dáng. Loại trừ bọn hắn, lâm tầm còn chứng kiến tại côn lôn khư bàn đào bí cảnh bên trong từng có gặp mặt một lần thuần vu ca, nghe nói đến từ đế tộc thuần vu thì còn có một số thân ảnh quen thuộc, cũng đều là tại côn lôn khư bên trong gặp qua, nhưng lâm tầm lại cũng không biết rõ đối phương danh tự nhưng không thể nghi ngờ, phàm là có thể tham dự vào luận đạo thịnh hội, nhất định là không giống tầm thường nhân vật. Những cái kia liền là đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật. Thật nhiều a, à, đều chừng hơn 500 người. Một trận tiếng nghị luận vang lên, đưa tới lâm tầm chú ý, chẳng qua là khi ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt lúc, lại không biết cái nào. Cái này rất bình thường. Cần biết, tinh không cổ đạo quá hạo hãn rộng lớn, vẹn vẹn cửu đại tinh vực bên trong, tự phân bố không biết bao nhiêu thế giới, Lâm Tầm tự tiến vào tinh không cổ đạo đến nay, còn chưa đủ thời gian 10 năm, cũng chú định không thể nào giải quá nhiều chuyện. Không bằng hắn cũng tin tưởng, những này đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật, đã có tư cách trực tiếp tham dự vào luận đạo thịnh hội, vậy liền chú định hắn thực lực không phải bình thường. Lăng Hồng trang tới. Bỗng dưng, có người kêu ra tiếng. Giữa sân nguyên bản nghị luận thanh âm ngừng lại, mọi người đều cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía cùng một cái địa phương. Nơi xa, một vòng ánh sáng màu lửa đỏ hà lưu chuyển, Phúc chốc hóa thành một đạo xinh xắn linh lung thân ảnh, nàng một bộ đồ đen, mái tóc đen nhánh chải lũng thành một đầu bím tóc, phiêu dắt phía sau, lộ ra một tấm cô tiểu, băng lãnh dung nhan tuyệt thế. Theo nàng đến, không ít người thần sắc đều trở nên ngưng trọng lên. Lăng Hồng Trang Huyền hoàng đạo đình hạch tâm truyền nhân, vẽn vẹn không đến trăm năm thời gian, liền một mực chiếm cứ chư thiên thánh vương bản hạng ba, dẫn vô số anh hào cạnh không lưng. Hoàng phủ thiếu nông, ta đều tới, ngươi còn không ngoi đầu lên sau, lăng hồng trang sau khi xuất hiện, không nhìn thẳng ở đây đông đảo ánh mắt dò xét, lạnh nhạt lên tiếng. Ha ha, ta sớm đã tới, chỉ là ngươi lăng hồng trang trong mắt không có ta thôi. Một đạo trong sáng tiếng cười vang lên, theo sát lấy, một tên người mặc vàng sáng chiến bào, dáng vẻ tiêu sái nam tử xuất hiện giữa sân. Hắn thân ảnh như thương thẳng tắp, con ngươi lập lòe, nhất cử nhất động, mờ mờ ảo ảo có góc nhìn xuống sơn hà, cười nhìn chúng sinh siêu nhiên phong phạm. Theo hắn xuất hiện, giữa sân lại là một trận sao động, hoàng phủ thiếu nông. Càng không đạo định nhân vật trọng yếu, chư thiên thánh vương bản thứ hai tại di vô nhai còn chưa cuộc khởi thời đại thì lại lấy hắn vi tôn có một không hai chư thiên thánh vương bản phía trên trong lúc nhất thời giữa sân mọi ánh mắt gần như đều bị lăng hồng trang hoàng phủ thiếu nông hấp dẫn đây chính là uy vọng tới so sánh lâm tầm chỗ cải trang kim độc nhất thanh danh cũng vẻn vẹn chỉ hạn chế tại vân châu bên trong mà lăng hồng trang hoàng phủ thiếu nông hai người đều là danh chấn hồng mông thế giới chư thiên đều biết lóa mắt tồn tại duy nhất có thế đè ép bọn hắn phong thái, có lẽ chỉ có tên kia liệt chiêu thiên thánh vương bản đệ nhất Di Vô Nhai. Di Vô Nhai đạo huynh đâu, vì sao không thấy hắn xuất hiện, có người hỏi. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về bàn vũ đạo đình chỗ trận doanh, bởi vì Di Vô Nhai chính là bàn vũ đạo đình hạch tâm truyền nhân. Nhà ta Di Sư Huynh ngay tại trên đường chạy tới. Một tên bàn vũ đạo đình cường giả lạnh nhạt mở miệng, có một loại như có như không kiêu ngạo. Di Vô Nhai Sư Huynh không đến, nhưng ai cũng coi thường hắn tồn tại. Bởi vì hắn là một cái truyền kỳ, một cái chế bá chư thiên thánh vương bản hạng nhất 600 năm bá chủ, đến nay không người có thể trung chuyển. Bỗng dưng, có người mở miệng. Hừ, cái này di vô nhai kiêu ngạo càng lúc càng lớn. Một câu, để bàn vũ đạo đình cường giả đều là khẽ giật mình, theo sát lấy sát mặt đều âm trầm xuống, tại bực này trường hợp, lại có người dám đối di vô nhai sư huynh ngữ ra bất kính. Ở đây những người khác cũng đều một trận kinh ngạc. Rất nhanh, bọn hắn liền thấy người nói chuyện, kia là một thân ảnh vĩ ngạn nam tử, áo bào phiêu dắt, chắp tay tại cổng làm nhìn về phía hắn lúc, rất nhiều mắt người đều một trận nhói nhói, phản phất như thấy được một thanh cắm vào vân tiêu tuyệt thế thần kiếm, phong mang dịu thế. Rất nhiều người đều không hiểu ra sao, người này là ai tại chỉ có chút ít một nhóm nhỏ người con ngươi ngưng tụ, nguyệt như hỏa. Hắn lại thật đến rồi. Làm lâm tầm ánh mắt nhìn về phía người này lúc, cũng không nhìn được sinh lòng một vòng kinh dị, khí tức thật là mạnh mẽ, so với kia lăng hồng trang, hoàng phủ thiếu nông đều không thua bao nhiêu. Không phải hắn kiêu ngạo càng lúc càng lớn, là chúng ta quá lâu chưa từng xuất thế đi lại một đạo âm nhu thanh âm vang lên sau đó một mảnh hát sắc ma khí như sương mù tràn ngập từ đó đi ra một đạo hiên ngang thân ảnh áo trắng như tuyết không nhiễm trần thế hắn toàn thân chảy xuôi quan minh khí tức nhưng hành tẩu lúc dưới chân lại hiện ra một vài bức quỷ dị khiếp người ma đạo đồ án chương 1941 huyền hoàng bí cảnh nguồn mê truyện audio com tri bạch một cái gần như không muốn người biết đặc biệt danh tự, một cái yên lặng tại trấn ma huyết ngay ngắn bên trong nhân vật tuyệt thế. Tri bạch thủ hắc. Thần tuôn ra quang minh, mà cất bước tại hắc ám. Khi thấy tri bạch xuất hiện, cũng rất nhiều người đều sững sờ, lơ ngơ. Có thể giống như Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông, chuyên hút hoành bọn người, thì đều là trước tiên nhận ra tri bạch thân phận. Theo sát lấy, trong mắt của bọn họ cũng cùng nhau ngưng tụ. Vô luận là tri bạch, vẫn là nguyệt như hỏa, đều là thuộc về loại kia không để ý tới thế sự, nhưng lại có vô cùng kinh khủng nội tình yêu nghiệt nhân vật. Danh lợi đối bọn hắn mà nói, sớm đã như mây bay, trong lòng duy nhất chấp nhất chính là đại đạo. Không đến cái này luận đạo thịnh hội, thật đúng là không biết trên đời này lại có nhiều như vậy nhân vật lợi hại, giờ phút này, lâm tầm cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Tại hắn cảm giác bên trong, ở đây loại trừ lăng hồng trang, hoàng phủ thiếu nông, tri bạch, nguyệt như hỏa bọn người bên ngoài, còn có cái khác một chút cực kỳ khí tức cường đại có phân bố tại kia tinh không thế giới khác yêu nghiệt bên trong có phân bố tại lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc các loại, chờ, trung thổ đạo châu trận doanh bên trong. Cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, tại cái này không người chú ý địa phương, đồng dạng có không thể khinh thường nhân vật hung ác. Cho đến chờ đợi hồi lâu, mọi người tại đây cũng không đợi đến Di Vô Nhai. Nhưng không có người sẽ cho rằng, Di Vô Nhai hội, sẽ, không tới. Ken. Ken. Một trận tiếng chuông du dương vang lên, phản phất theo cửu thiên bên trên truyền đến, làm cho toàn trường bầu không khí đều trở nên yên lặng lại. Ngọn núi này, tên gọi huyền hoàng, chính là huyền hoàng đạo đình chủ phong. Lâm tầm các loại, chờ, một đám cường giả hội tụ chi địa, ở vào sơn phong giữa sườn núi cự đại trên bình đài. Mà lúc này, theo kia tiếng chuông du dương vang lên, tại huyền hoàng chủ phong bên trên, phút chốc hiện ra lần lượt từng thân ảnh. Mỗi lần một thân ảnh, đều là tự như xa cuối chân trời, làm cho người ta cảm thấy không thể tiếp xúc, chỉ có thể ngưỡng vọng chí cao cảm giác. Nhưng bọn hắn khí tức thì đâu đâu cũng có, giống như ngồi cao cửu thiên thần chi, góc nhìn xuống thế gian khi cầm đầu, bất ngờ chính là Huyền Hoàng Đạo Đình trưởng giáo, một tôn uy hiếp chư thiên thông thiên đại nhân vật. Ở bên cạnh hắn, đi theo Hồng Hoang Đạo Đình Tuyệt Ấn Chiến Đế, càng Khôn Đạo Đình Hỏa Linh Đại Đế, Bàn Vũ Đạo Đình Vân nham Phong Đế, Chúng Ma Đạo Đình Nhiên khung Ma Đế. Năm vị đế cảnh, đại biểu cho ngũ đại đạo đình uy nghiêm, loại trừ thần bí nhất Quy Nguyên Đạo Đình bên ngoài, lục đại đạo đình đại nhân vật đều đã đến đông đủ. Tại năm vị đế cảnh nhân vật phía sau, còn có thập đại chiến tộc chiêu thiên thái cổ đế tộc các loại chờ một đám kinh khủng thế lực phái ra đế cảnh nhân vật giống như cực ma kiếm đế hạ hành liệt cũng đồng dạng ở trong đó phóng nhãn khẽ đến chừng hơn hai mươi vị đế cảnh đơn giản tự như từng tôn vô thượng thần chi giả lâm thế gian loại kia hùng vĩ một màn để lâm tầm các loại chờ một đám tham dự luận đạo thịnh hội cường giả đều sinh lòng chấn động hít vào khí lạnh đế cảnh chiếu rọi chiêu thiên uy hiếp hoàng vũ tự như chí cao chúa tể tầm thường thời điểm căn bản là không gặp được tung tích của bọn hắn hiển hiện. Nhưng lúc này, lại lập tức hiện ra một đám đại đế. Vẻn vẹn tình cảnh như vậy, tại hồng mông thế giới dĩ vãn tuế nguyệt bên trong, đều cơ hồ chưa từng xảy ra. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này chưa thiên thượng hạ kinh khủng thế lực lớn, đối với lần này luận đạo thịnh hội là bực nào coi trọng. Trang diện yên tĩnh, trang túc, thiên địa đều tự như đứng im. Huyền hoàng đạo đình trưởng giáo thái thúc hoàng lạnh nhạt lên tiếng, lần này luận đạo thịnh hội ý nghĩa chi đại, bản tọa đã mất lại tiếp tục lắm lời, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lần này luận đạo, có chúng ta một đám đế cảnh tọa trấn, đương nhiên sẽ không để bất luận cái gì xúc phạm quy tắc sự tình phát sinh. Thanh âm u u, giống như đại đạo luân âm, vang vọng mỗi cái cường giả trong lòng. Lần này tham dự luận đạo thịnh hội cường giả, tổng cộng có 1,849 người, trong đó, đến từ những châu khác cường giả 480 người, trung thổ đạo châu cường giả 816 người, đến từ tinh không thế giới khác cường giả 553 người tiếp xuống, các ngươi đem cùng một chỗ tiến vào huyền hoàng bí cảnh tiến hành tuyển bạc nói thái thúc hoàng tay áo vung lên oanh tại lâm tầm bọn người chỗ kia cự đại bình đại trên không đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy khổng lồ môn hộ chảy ra nguyên thủy thương mang khí tức môn hộ bên trong chính là huyền hoàng bí cảnh kia là thanh mang thần sơn diên tồn đến nay giữ lại hoàn hảo nhất một mảnh không biết chi địa các ngươi khi tiến vào huyền hoàng bí cảnh trước mỗi người đều là hội sẽ mang theo một khối mệnh phù khi tiến vào về sau các ngươi chi gian có thể tùy ý đối chiến cùng chém giết, cướp đoạt người khác mệnh phù. Nhớ kỹ, sở đoạt đến mệnh phù càng nhiều, tuyển bạc thành tích liền càng cao. Bị cướp đoạt mệnh phù người, không cần phải lo lắng bị giết chết nguy hiểm, tại các ngươi bị giết trước đó, liền sẽ bị trước tiên bị na di ra huyền hoàng bí cảnh. Nghe tới cái này, không ít người đều ám buông lỏng một hơi. Chỉ cần không ngờ xuất hiện tử vong sự tình, đối bọn hắn mà nói, lần này luận đạo tuyển bạc tựu không cần lại kiên kỵ cái gì. Cũng đúng, tham dự lần này luận đạo thịnh hội, đều là đương thế nhất đẳng lóa mắt nhân vật, cũng chú định không có khả năng cho phép xuất hiện tử vong sự tình, nếu không một trận tuyển bạc xuống tới, tổn thất kia coi như quá lớn. Lâm tầm như có điều suy nghĩ. Lần này huyền hoàng bí cảnh luận đạo tuyển bạc, cũng không thời gian hạn chế, cho đến cuối cùng còn lại 108 người lúc, tuyển bạc liền sẽ kết thúc. Thái thúc hoàng thanh âm tiếp tục đang vang vọng. 108 người. Lâm tầm các loại, chờ, một đám cường giả đều rung lên trong lòng, ai cũng dự cảm đến, huyền hoàng bí cảnh bên trong chú định đem lên diễn một trận điên cuồng huyết tinh chi cực chém giết. Quá điên cuồng. Cần biết, tham dự lần này luận đạo thịnh hội, khoảng chừng 1,849 người, nhưng tại huyền hoàng bí cảnh tuyển bạc bên trong, lại vẹn vẹn chỉ có 108 người có thể thắng được, cái này cạnh tranh cỡ nào chi tàn khốc, nhớ kỹ, tại huyền hoàng bí cảnh bên trong, không phải vận dụng đế bảo, không phải vận dụng bí pháp cấm kỵ, không được sử dụng bất luận ngoại lực gì. Các ngươi nhất cử nhất động, đều là sẽ bị bản tọa cùng cái khác một đám đế cảnh đạo hữu xem ở đáy mắt, vô luận ai xúc phạm quy củ, đều là giết chi. Đều là giết chi. Cuối cùng ba chữ, lệnh, làm, không biết bao nhiêu người toàn thân cứng đờ, thần sắc biến ảo, có một đám đại đế giám thị, ai dám xúc phạm quy củ mà lúc này, lâm tầm cũng rốt cuộc minh bạch vì sao phía trước trên đường tới, lục độc bộ sẽ chủ động đưa ra, muốn cùng chính mình kết minh. Rất rõ ràng, lục độc bộ sớm đã biết rõ lần này luận đạo tuyển bạc nội tình, cho nên sớm bắt đầu chuẩn bị như thế suy đoán, cái này ở đây hơn 1,800 tên lóa mắt nhân vật, sợ là từ lâu trong bóng tối ký kết không biết bao nhiêu minh ước. Giờ khắc này, Lâm Tầm cũng cảm thấy áp lực. Hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng nếu là bị một đám người cùng một chỗ nhằm vào đã kích, tình huống kia chú định cũng sẽ trở nên nghiêm trọng vô cùng. Tại huyền hoàng bí cảnh tuyển bạc kết thúc về sau, lan truyền ra kia 108 người, liền có được tiến vào cổ tiên cấm khu tư cách. Tin tưởng các ngươi vô cùng rõ ràng, tiến vào cổ tiên cấm khu lại ý vị như thế nào? phen này vừa ra, giữa sân lại là một trận sôi trào. Cổ tiên cấm khu. Hồng mông thế giới bác đại cấm khu một trong, nghe đồn có một kiện thần bí khó lường hỗn độn trọng bảo đảng sinh tại trong đó, ai có thể có được, ai liền có thể để mà một kiện không kém hơn, huyền hoàng đạo bia, vô thượng chi bảo. Ai có thể có được, ai liền có thể có được mở một phương, đạo đình, căn cơ. Đây mới là lần này luận đạo thịnh hội, tại sao lại bị chư thiên thượng hạ chỗ chú ý nguyên nhân chỗ. Nếu không phải như thế, lần này luận đạo thịnh hội bên trên, cũng không khả năng sẽ có nhiều như vậy để cảnh nhân vật hội tụ ở này. Hiện tại, các ngươi có thể hành động. Theo thái thúc hoàng thanh âm rơi xuống, chỉ thấy hiện lên ở kia cự đại trên bình đài vòng xoáy môn hộ, đột nhiên nổi lên một trận kỳ dị tối tâm liên y nguyên bản đứng tại trên bình đài lâm tầm, lục độc bộ, vũ hoàng các loại, chờ, 1,849 vị cường giả thân ảnh, tất cả đều bị một tầng tối tâm lực lượng lôi cuốn, xông vào kia một cơn lốc xoáy môn hộ bên trong. Vẹn vẹn mấy hơi thở chi gian, bình đài trên không trống rỗng, sở hữu tham dự luận đạo thịnh hội cường giả, tất cả đều biến mất không thấy. Đến cuối cùng, cũng không có người chú ý tới, kỳ chế bá chư thiên thánh vương bản đệ nhất 800 năm di vô nhai đến tột cùng có tới không? Nếu là tới, hắn lại tại chỗ nào huyền hoàng đỉnh núi chính, thần thiết đổ lên mà thành cổ lão cung điện trước đó. Thái thúc hoàng lúc này mới mở miệng cười nói. Các vị đạo hữu, huyền hoàng bí cảnh chính là một mảnh giữ lại hoàn hảo nhất không biết chi địa, cùng cổ tiên cấm khu có một chút tương tự địa phương, ở trong đó tiến hành tuyển bạc, sẽ đối những cái kia chiến thắng mà ra người trẻ tuổi có chỗ tốt cực lớn đông đảo đế cảnh đều là gật đầu. Ông! Thái thúc hoàng đưa tay một điểm, nơi xa hư không bên trên, đột nhiên hiện ra một cái cự đại thế giới hình dáng, giống như một bức tranh, trên không trung chậm chậm triển khai. Một đám đế cảnh đều là đem ánh mắt xem đi qua. Trong bức họa chỗ lộ ra, chính là huyền hoàng bí cảnh, cái này đích xác là một phương thần bí thế giới, tràn ngập cổ lão nguyên thủy khí tức. Theo ngoại giới bên trong, có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy một phương thế giới này sơn sơn thủy thủy, cùng bị đưa vào trong đó hơn một ngàn tên tham dự luận đạo cường giả thân ảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, trận này tuyển bạc sợ là muốn tiếp tục một đoạn thời gian rất dài, thừa này cơ hội, chúng ta cũng có thể cùng ngồi đàm đạo, giao lưu một phen. Thái Thúc Hoàng nói, đã phân phó, tại núi này đỉnh phía trên, bày xuống công văn cùng bộ đoàn, mời một đám đế cảnh từng cái ngồi xuống. Nói đến, Thái Thúc Huynh nhưng biết, kia cổ tiên cấm khu bên trong đảng sinh một kiện hỗn độn trọng bảo, đến tột cùng là vật gì, lúc này tự có người hỏi ra âm thanh. Khó mà nói a. À. Thái Thúc Hoàng than nhẹ, cổ tiên cấm khu, đây chính là một mảnh đủ để cho đế cảnh cũng không dám vượt lôi trị một bước không biết hung địa, như thế suy đoán, kia trong đó tạo ra bảo vật, chú định cũng không giống bình thường. Ta sao nghe nói, kia cổ tiên cấm khu bên trong tạo ra, chính là một cái tràn ngập hỗn động khí thần bí hồ lô, hồ lô chưa chắc, ta nghe nói là một tôn đen nhánh bảo bình. Không phải nói, kia là một gốc bao trùng thiên vũ gốc cây, tại một đám đế cảnh nghị luận lúc, bọn hắn đồng thời cũng đang chăm chú cùng lưu ý huyền hoàng bí cảnh bên trong động tỉnh, không có người nào lơ là sơ suất cha, ngươi không phải nói lâm tầm ca ca hội, sẽ, tham dự vào sao, có thấy hắn ở đâu, hạ tiểu trùng ngồi tại hạ hành liệt bên người, thanh tịnh mắt to nhìn chầm chầm vào kia một bộ như vẻ thế giới màn sáng, cẩn thận tìm kiếm. Từng sợi tối tâm lực lượng, đưa nàng cùng hạ hành liệt thân ảnh bao trùng. Đây là hạ hành liệt thủ đoạn, không ngờ sẽ bị đang ngồi cái khác đế cảnh nhân vật nghe được. Hạ hành liệt hỏi một đằng, trả lời một nẻo, cười tủng tỉm nói. Tiểu trùng A, à, ngươi vừa rồi cũng nhìn được nhiều như vậy kinh thái tuyệt diễm nhân vật, ở trong đó có hay không bị ngươi thấy vừa mắt ngươi cứ việc nói, cha tới giúp ngươi tham mưu một chút. Hạ tiểu trùng lập tức cấp nhãn. Thiếu canh một sẽ ở thứ sáu tuần này trước đó bổ ra, giống như nuốt lời gấp bội đền bù. Chương 1942 Tử bác giác cung đăng Nguồn Mê truyện audio.com Cha, ngươi còn không biết à, những người kia cho dù tốt, có thể ta đều không lọc nổi mắt xanh. Hạ tiểu trùng thở phì phò nói, hận không thể cắn chính mình cái này không đứng đắn phụ thân một cái hạ hành liệt cố nén ý cười nói có thế ta cảm giác kia kim độc nhất cũng rất không tệ ngươi nghe một chút danh tự độc nhất vô nhị nhiều bá khí mắt thấy hạ tiểu trùng tức giận đến nước mắt đều nhanh ra hạ hành liệt không còn dám trêu chọc vội vàng nói tốt tốt cha trước đó đùa với ngươi hạ tiểu trùng đáng thương nháy nháy mắt nói cha vậy ngươi dù sao cũng nên nói cho ta một chút lâm tầm ca ca đến tột cùng có hay không tại cái này luận đạo thịnh hội lên đi đến ngay đây hạ hành liệt không chút do dự đáp hạ tiểu trùng kia thanh tịnh đen nhánh con mắt lập tức sáng lên cả người đều tỏa ra một loại kinh người thần thái nói hắn ở đâu hạ Hà hành liệt trong lòng lại là một trận ghen ghét nhà đầu này là bị ma quỷ ám ảnh sao làm sao tâm tâm niệm niệm đâm chiêu suy nghĩ đều là tiểu tử kia cái này khiến hắn đường đường cực ma kiếm đế làm sao chịu nổi a à? đợi luận đạo thịnh hồi kết thúc lúc ngươi sẽ biết nửa ngày hạ Hà hành liệt hữu khí vô lực nói dù vậy hạ tiểu trùng đã rất thỏa mãn nàng bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhìn chăm chú diễn hóa ra huyền hoàng bí cảnh cảnh tượng màn sáng, đầy cõi lòng ước mơ nói. Đợi nhìn thấy lâm tầm ca ca, ta nhất định muốn mời hắn đi chúng ta đại đạo cửu thiên cung làm khách hạ hành liệt ngẩn ngơ, càng thêm hữu khí vô lực. Cha, ngươi trân tàn, thần quan rượu, không phải còn có một bình sao, đến lúc đó, ta muốn lấy ra chiêu đãi lâm tầm ca ca. Nghe tới lời này, hạ hành liệt khóe môi đều hung hăng run rẩy thoáng cái, cái này nha đầu chết tiệt kia, vì tiểu tử kia, cũng bắt đầu lập mưu nảy ra bản thân lão tử vốn liếng thật đúng là nữ đại không còn dùng được a hạ hành liệt đầy bụng lòng chua sót trăm mối lo nếu như thế xuống dưới về sau nhưng như thế nào là tốt huyền hoàng bí cảnh lâm tầm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng cảnh tượng trước mắt biến đổi tự xuất hiện ở một tòa hạp cốc bên trong bạch đoạn đau đột nhiên lướt đi du tẩu lâm tầm thân thể bốn phía cảnh giác đánh giá bốn phía phát giác cũng không có nguy hiểm về sau lúc này mới nhẹ nhõm không ít hắn lật tay lại đã nhiều hơn một khối ngọc phù là bởi một loại kỳ dị màu xanh xương thú rèn luyện mà thành kỳ thượng lạc ấn lấy giống như con dung đại đạo đồ văn. Đây chính là mệnh phù. Một khi mất đi, tự mang ý nghĩa bị đào thải bị loại. Thu hồi mệnh phù, lâm tầm không có gấp hành động, mảnh này hẻm núi phụ cận, chỉ có hắn một người, tối thiểu tạm thời vẫn là an toàn. Đạt được mệnh phù càng nhiều, tự mang ý nghĩa phải trải qua chém giết càng nhiều, ta không giết người, người tất sát ta, lâm tầm suy nghĩ, nếu là một chọi một, hắn cũng có thể không sợ bất luận kẻ nào, có thể giống như lục độc bộ, tạ vũ hoa bọn hắn đồng dạng, kết minh cùng một chỗ hành động chú định không phải số ít. Cái này khiến Lâm Tầm cũng không thể không cảnh giác. Nhất là giống như Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông những người này, nếu là kết minh cùng một chỗ hành động, đây tuyệt đối là một cái đại uy hiếp. Hồi lâu, Lâm Tầm làm ra quyết đoán. Hắn tay áo vung lên, bắt đầu ở mảnh này trong hạp tốc hành động. Một cây cán bị hắn mang theo ở trên người trận kỳ, giống như như nước chảy trút xuống, cắm vào hẻm núi khu vực khác nhau bên trong nửa ngày, một tòa đạo văn cấm trận đột nhiên thành hình. Ẩn. Theo Lâm Tầm bấm niệm pháp quyết, cái này một tòa tối tâm không hiểu xâm nghiêm đại trận, đột nhiên mai danh ẩn tích, biến mất tại thiên địa ở giữa. Thỏ không còn có ba hang, huống chi người hồ, Lâm Tầm phủi tay, thầm nghĩ trong lòng, dù là liền là xuất hiện hung hiểm, tối thiểu cũng có một cái có thể cung cấp dấu kín địa phương. Tại cái này huyền hoàng bí cảnh, đối Lâm Tầm mà nói, đáng sợ nhất không phải là đối thủ mạnh bao nhiêu, mà là tại trong chém vết thụ thương. Một khi thụ thương, cho dù cường đại như Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông bực này nhân vật, sợ cũng sẽ bị vô số ánh mắt để mắt tới. Dù sao, có thể tham dự lần này luận đạo thịnh hội, gần như đều là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, từng cái đều là phong vân hạng người, đã ở đây cảnh bên trong có được hướng tới viên mãn tu vi, lẫn nhau ở giữa chiến lược chênh lệch, cũng không lớn. Tự như bực này nhân vật chi gian, như lại lẫn nhau liên thủ, cùng một chỗ kết bạn hành động, có thể nghĩ uy hiếp là bực nào chi lớn. Lâm tầm ở đây bày trận, liền là trước một bước tiến hành đề phòng, để tránh tao ngộ cái gì hung hiểm tình trạng lúc, không đến mức bị đuổi giết e rằng chỗ có thể trốn. Tiếp xuống, phải nhanh cùng huyền nguyệt tụ hợp, nếu có thể cùng lục độc bộ bọn hắn kết minh, cũng là một cái cách làm ổn thỏa, bất kể như thế nào, tiếp xuống hành động, tự nhiên cẩn thận, như gặp đối thủ, có thể sát tắt giết, không thể giết tự lập tức bỏ chạy, suy tư lúc, lâm tầm thân ảnh lóe lên, hướng nơi xa lao đi. Huyền hoàng chủ phong bên trên thái thúc hoàng các loại chờ một đám đế cảnh đều là đang chăm chú huyền hoàng bí cảnh bên trong động tĩnh Trước đó bọn hắn cũng đều cho rằng, bản thân truyền nhân không giống tầm thường, không cần phải lo lắng cái gì, nhưng cẩn thận quan sát về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện tham dự lần này luận đạo thịnh hội, từng cái đều không khéo cây độc chi cực, từng cái có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cái nào đều không tốt chọc. Giống như tiến vào huyền hoàng bí cảnh về sau, có người trước tiên tự tế ra một đám khôi lỗi phân tán ra, giúp đỡ do đường. Có người thân ảnh huyển hóa, hóa thành đầy trời cát bụi, biến mất vô tung vô ảnh có thi thúc đẩy giống như thủy triều dòng lũ độc trùng hiện tại những người tuổi trẻ này nhưng so sánh năm đó chúng ta mạnh hơn nhiều từng cái cổ tay cao minh có đế cảnh nhân vật cười cảm khái đại đạo chi lộ tự nhiên là một đời người mới thắng người cũ ngươi xem lại còn có người huyễn hóa làm một dòng sông dung nhập huyền hoàng bí cảnh thiên địa bên trong tiểu tử kia không phải vừa tiến vào huyền hoàng bí cảnh tựu đánh chết một người đoạt được cái thứ nhất mệnh phù người này là ai không biết tự hồ là một cái đến từ thế giới khác tiểu yêu nghiệt những này đế cảnh nhân vật đàm tiếu, dáng vẻ nhẹ nhõm. Cũng có người phát hiện Lâm Tầm bày trận thủ đoạn, không nhìn được mỉm cười lời bình. Người này ngược lại là Cơ Linh, trước chuẩn bị cho mình một đầu đường lui. Lời này vừa nói ra, ngay tại uống rượu hạ Hà hành liệt đặt chén rượu xuống, nói: "Tiểu tử này cũng không chỉ là Cơ Linh, không có gì bất ngờ xảy ra, 108 cái tiếng vào cổ tiên cấm khu danh ngạch bên trong, tất có tiểu tử này một cái." Lời này vừa nói ra, để không ít đế cảnh khẽ giật mình. Bởi vì đều nhìn ra kia kim độc nhất cũng không phải là cái gì cổ xưa lão đại đạo thống lừng lẫy hạng người vẹn vẹn chỉ là vân châu một cái luận đạo đệ nhất mà thôi nhưng bây giờ cực ma kiếm đế lại tự như đối dạng này một người trẻ tuổi mắt khác đối đãi sẽ không phải là bởi vì người này từng tại sơn môn trước đó đánh cho bị thương khổng chiêu nguyên nhân a à, có người cười lấy trêu chọc cái này khiến hồng hoang đạo đình tuyệt ấn chiến đế nhíu nhíu mày ánh mắt thì nhìn về phía hạ Hà hành liệt đạo hữu thật như này cho rằng đương nhiên hạ Hà hành liệt ngữ khí tùy ý bản tọa cũng không phải nhằm vào các ngươi hồng hoang đạo đình, chỉ muốn nói, cái này kim độc nhất xa so với các ngươi trong tưởng tượng lợi hại, không tin, rửa mắt mà đợi là được. Hắn nói như vậy, cũng là có chỗ cân nhắc, vạn nhất lâm tầm biểu hiện được quá kinh người, có hiện tại làm nền, tối thiểu cũng có thể để ở đây chúng đế không đến mức quá kinh ngạc. Bằng không mà nói, khẳng định sẽ khiến rất nhiều lão già chú ý, nói không chính xác liền sẽ cho lâm tầm dẫn tới cái gì phong ba dù sao, là nghịch thiên dịch dung pháp, bị một đám đế cảnh để mắt tới, đâu có thể nào thật có thể thiên y vô phùng tuyệt ấn chiến đế trong lòng hơi có chút không vui, cảm giác hạ hành liệt liền là tại nhầm vào khổng chiêu, nhắm vào mình hồng hoang đạo đình. Có thể trở ngại cực ma kiếm đế thân phận, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Cần biết, hạ hành liệt ma đầu kia, thế nhưng là hỉ nộ vô thường, một khi bảo nổi, mới mặc kệ cái gì luận đạo thịnh hội, ai cũng ngăn không được. Chỉ có hạ tiểu trùng một mặt hồ nghi, phụ thân hắn vì sao như vậy lưu ý kia kim độc nhất, sẽ không phải cái kia chính là lâm tầm ca ca chỗ đóng vai nghĩ đến cái này, nàng cũng bắt đầu lưu ý lên kim độc nhất. Chú ý tới một màn này, hạ hành liệt trong lòng cũng không khỏi cảm khái, nhìn một cái, đây chính là ta hạ hành liệt nữ nhi, sao một cái thông minh cao minh vừa rời đi kia phiến hẻm núi không bao lâu. Quanh một trận chiến đấu ba động theo tại chỗ rất xa truyền đến. Lâm tầm gần như trước tiên vận chuyển toan nghe khí, cả người như hóa thành trong suốt, khí tức quanh người tất cả đều bị che lấp, lặng yên không một tiếng động tới gần đi qua. Chỉ gặp nơi xa một mảnh huyết sắc trên hoang dã, đang có lấy một trận đại chiến bộc phát, một phe là năm người, một phe là hai người, lẫn nhau thi triển đạo pháp thần thông, kịch liệt chém giết trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, thần huy oanh minh. Những này là đến từ hồng mông thế giới các châu lóa mắt nhân vật, từng cái đều là cường giả tuyệt đỉnh, chiến đấu, lực hủy diệt kinh người. Bất quá cái này huyền hoàng bí cảnh cực kỳ thần diệu, thiên địa sơn hà chi gian, bao trùm lấy không biết tối tâm trật tự lực lượng, làm cho trận này chiến đấu kịch liệt hủy hoại lực, muốn xa so với trong tưởng tượng nhỏ hơn. Đặt tại ngoại giới, tuyệt đỉnh thánh vương ở giữa hỗn chiến động một tí liền có thể phần sơn chữ hải phá vỡ một mảnh bao la hùng vĩ sơn hà nhưng tại huyền hoàng bí cảnh đều rất khó rung chuyển dãy núi đây chính là thiên địa trật tự khác biệt các vị không cần đánh kề bên này khu vực bên trong tối thiểu ẩn núp hơn 10 cường giả tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ làm ngư ông đắc lợi trong lúc kịch chiến một tên hát bào nam tử kêu to cái gì hơn 10 vị những người khác chấn động trong lòng ai cũng không rõ ràng huyền hoàng bí cảnh lớn bao nhiêu còn tưởng rằng vẻn vẹn chỉ là một trận kịch chiến, trong thời gian ngắn sẽ không dẫn tới đối thủ, có ai nghĩ được, lặng yên không một tiếng động sớm có người ẩn núp đến đây. Rầm rầm bọn hắn thần thức khuếch tán ra, tiến hành cảm ứng cùng điều tra. Nhưng lại tại lúc này, kia trước đó trước hết nhất lên tiếng hát bào nam tử bỗng dưng cười ha hả. Dẫn hồn diệt nguyên đèn, lên. Trong tay hắn, bay ra một chiếc tử sát bát giác đèn lồng, bất đèn chập chờn đột nhiên phóng xuất ra từng đầu chói lọi hỏa diễm thần hồng. Những cường giả kia phóng thích ra thần thức, lập tức như bị từng đầu hỏa diễm công xiền trói lại hung hăng đốt cháy không ít người mắt tối sầm lại thần hồn kịch liệt đau nhức phát ra kêu trên không tốt đây là nhằm vào thần hồn bí bảo đáng chết tiểu tử này chơi lừa gạt tiếng kêu to vang lên những cường giả này có thế mỗi một cái đều là cực kỳ chói mắt tồn tại nhưng lúc này lại tất cả đều không chút do dự lựa chọn bỏ chạy trốn được sau kia hát bào nam tử cười lớn đỉnh đầu lơ lửng tử sắc bát giác đèn lồng thân ảnh lấp lóe bỗng dưng chém ra một đao xôn xao một người trốn chi không bằng bị thao thiên hừng hực đau khí bao trùm mắt thấy liền đem chết mất chỉ thấy hư không quay cuồng một hồi đem người này lộ ra huyền hoàng bí cảnh nguyên bản thuộc về người này một viên màu xanh mệnh phù cũng theo đó rơi xuống bị kia hắc bào nam tử ông đồm trong tay hắn căn bản không có bất luận cái gì dừng lại cười lớn hướng một tên khác cường giả đánh tới đỉnh đầu tử sắc bát giác đèn lồng lưu chuyển phóng thích ra hỏa diễm thần hồng một mực đính vào những cường giả kia trên thân tự như trói buộc thần hồn tỏa liên vô pháp vùng thoát khỏi bực này quỷ dị thần hồn bí bảo, để lâm tầm con ngươi đều là ngưng tụ. Chương 1943 Đen ăn đen Nguồn Mê truyện audio com Sau đó thời gian bên trong, kia hát bào nam tử bằng vào một chiếc tử sắc bát giác đèn lồng quỷ bí lực lượng, lần lượt lại đánh tan bốn cái đối thủ. Nhất làm người ta phẫn nộ chính là, cùng hắn cùng một chỗ hành động cường giả bên trong, cũng có một cái bị hắn thừa cơ trấn áp. Bốn người kia tại bị đánh giết trước, tự bị một trận dịch chuyển tức thời trong hư không lực lượng lôi cuốn, lộ ra huyền hoàng bí cảnh, lưu lại cái này đến cái khác mệnh phù. Đáng tiếc, không thể đem bọn hắn tất cả đều lưu lại. Hắc bào nam tử có chút tiếc nuối xoạch thoáng cái miệng, chợt, sắc mặt hắn khẽ biến. Ai, lúc nói chuyện, người khác sớm đã hóa thành một vệt bóng đen, hướng tại chỗ rất xa phóng đi, đúng là trực tiếp chạy trốn, có thể còn tại nửa đường, hắc bào nam tử tự, tự bị ngăn lại. Một đạo tuấn nhổ thân ảnh hiện lên ở trước người hắn, duỗi ra một cái tay. Đem mệnh phù giao tới, ta có thể để ngươi bị đào thải đến có tôn nghiêm chút ít. Người này tự nhiên là lâm tâm. Hắc bào nam tử thần sắc sáng tối chập chờn, hắn vẫn thật không nghĩ tới, thật đúng là diễn ra bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sự tình. Hít sâu một hơi, hắn lộ ra một cái nụ cười thân thiện, nói. Ta biết ngươi, tên là Kim Độc Nhất, đến từ Vân Châu Quanh. Không đợi hắn nói xong, lâm tầm nhô ra tay phải bỗng nhiên vung lên, hung hăng chém dết mà xuống, giống như dơ lên một tòa viễn cổ thần sơn, ném mạnh mà ra, bá đạo vô biên thật ác độc gia hỏa. Hắc bào nam tử trong lòng máy động, ý thức được gặp được so với mình ác hơn vai trò, hắn không chút do dự, toàn lực xuất thủ. 3. Có thể vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn tự bị một chưởng xoay tại trên trán, thân thể giống như cọc gỗ đồng dạng hung hăng nện vào sâu trong lòng đất, trước mắt ứa ra kim tinh, kém chút đau nhức choáng đi qua. Hắc bào nam tử hoảng sợ nói: "Đừng giết ta, mình phù hết thảy cho ngươi." Trong lòng hắn hải nhiên, cần biết, hắn nhưng là đại du châu luận đạo đệ nhất nhân, nhưng bây giờ liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Như thế suy đoán, cái này kim độc nhất nên khủng bố đến mức nào, thật đúng là cho là ta là đến cùng ngươi nói nhảm, lâm tầm tiến lên, công ngón búng ra, một tia kiếm khí lướt đi, đâm thẳng kia hắc bào nam tử mi tâm. Không. hắc bào nam tử kêu to, tại bị kiếm khí đâm trúng một cái chớp mắt, người khác tự bị lộ ra cái này huyền hoàng bí cảnh, đào thải ra khỏi cục. Trên mặt đất, chỉ để lại năm cái màu xanh mệnh phù, bị lâm tầm ôm đồm trong tay nhanh, liền là bên này. Nhớ kỹ, vô luận gặp được ai, đều là giết không tha. Còn không đợi lâm tầm rời đi, một tràng tiếng xé gió vang lên, tại chỗ rất xa khu vực, một đám thân ảnh đằng đằng sát khí hướng bên này lướt đến. Lâm tầm con ngươi ngưng tụ. Chỉ thấy kia là hơn 10 tên nam nữ, đều là đến từ thập đại chiến tộc nhân vật tuyệt thế, có huyết lân chiến tộc, thiên quỷ chiến tộc, đào ngột chiến tộc một màn này, để lâm tầm trong thoáng chốc nhớ tới tại cung lôn khư lúc tràn cảnh, khi đó, hắn đã từng giết qua không biết bao nhiêu cường giả trong đó có thập đại chiến tộc bên trong nhân vật hung ác, giống như đào một chiến tộc đào kiếm hành, thiên quỷ chiến tộc diêm tu các loại. Sư, lâm tầm na di hư không, quay người mà đi. Huyền hoàng bí cảnh luận đào tuyển bạc vừa mới bắt đầu, còn không phải chân chính liều mạng thời điểm. Huống chi, liền là toàn lực đánh chết cái này hơn 10 người, thế tất lại có càng nhiều cường giả bị hấp dẫn tới, để cho mình biến thành mục tiêu công kích, đến lúc đó, hậu quả tự nghiêm trọng chạy trốn là vân châu kim độc nhất hắn vừa rồi tất nhiên tranh đoạt không ít mệnh phù mau đuổi theo lên hơn 10 cường giả khí thế hung hung mắt thấy lâm tầm bỏ chạy trực tiếp tự đuổi theo đúng là không có dừng tay ý tứ hiển nhiên lâm tầm bây giờ thân phận căn bản không đủ để để bọn hắn trong lòng còn có kiên kỵ cái này rất bình thường như đổi lại là như là lăng hồng trang hoàng phủ thiếu nông bực này kinh thế nhân vật bọn hắn đừng nói đuổi chỉ sợ sớm tại trước tiên tự lựa chọn bỏ chạy trong lúc nhất thời trong hư không động quan chói lọi từng cái nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đuổi sát lâm tầm không thả. Ven đường bên trên, thỉnh thoảng cũng có cường giả thân ảnh ẩn hiện, khi thấy một màn này lúc, đều dọa đến vội vàng chạy trốn, căn bản cũng không dám trộn rộn vào đây. Cũng có một chút nhân vật hung ác phát giác được một màn này về sau, trong bóng tối theo đuôi. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu vô luận là loại tình huống nào, đều chú định sẽ ở cái này huyền hoàng bí cảnh trung tầng liên tiếp phát sinh sinh chỉ là, đến tột cùng ai sẽ trở thành con mồi, ai có thể cười đến cuối cùng, liền muốn xem riêng phần mình năng lực cùng vận khí. Lâm tầm vừa đang ăn đen một cái, tự bị một đám người để mắt tới, trong lòng cũng không còn gì để nói, càng thêm cảm khái lần này luận đạo tuyển bạc tàn khốc cùng kịch liệt. Oanh! Để lâm tầm ngoài ý muốn chính là, khi hắn lướt qua một mảnh cổ mộc tham xoa xăm lâm lúc, vùng rừng rậm kia lại như sóng tới, đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số cây cối, đằng điều phá không mà lên, ngăn cản tại hắn con đường phía trước xôn xao lâm tầm thân thể lưu chuyển mịt mờ kiếm khí kiếm khí giao thoa chi gian gào thét phách trảm đem kia vô số cây cối đằng đều chém nát mảnh gỗ vụn cùng toái diệp đều cùng nhau bị bột mình chết cùng này đồng thời đầy trời trong bụi mù một thân ảnh lướt ầm ầm ra một cây trường mâu như bạch hồng quán nhật đâm về lâm tầm đây là người thân thể thon gầy áo bào xám nam tử ánh mắt thâm trầm khí tức như vực sâu xuất thủ lúc tốc độ nhanh chóng đơn giản đạt tới dọa người tình trạng hiển nhiên hắn sớm đã ẩn núp ở chỗ này ông cây đợi thỏ lâm tầm xuất hiện để hắn không chút do dự khai thác hành động hậu phương là hơn 10 cường giả đang điên cuồng truy đuổi phía trước lại dết ra dạng này một cái đối thủ để lâm tầm cũng không khỏi nhíu mày mắt đen bên trong có một vòng lạnh lẽo sát cơ chợt lóe lên hắn không tránh không né bỗng nhiên thả người tiến lên một cái nắm lấy kia một cây đâm tới chiến mâu bàn tay phát lực âm chiến mâu trực tiếp bị lâm tầm đoạt trong tay hung hăng quét qua kia áo bào xám nam tử tự bị hung hăng đập bay ra ngoài mà theo Lâm Tầm đưa tay ném một cái, một cây chiến mâu dùng không thể địch nổi lăng lệ chi thế, phóng tới kia áo bào xám nam tử. Không được. Áo bào xám nam tử hoảng hốt, vừa muốn né tránh, chiến mâu đã phá sát mà tới, kia kinh khủng trí mạng khí tức đem hắn toàn thân đều bao trùm. Xung sau một trận dịch chuyển tức thời trong hư không ba động, lôi cuốn lấy áo bào xám nam tử biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên, tại cái này sống chết trước mắt, hắn cũng bị đào thải ra khỏi cục. Chỉ là trước khi đi, hắn một mặt kinh ngạc cùng không cam lòng, vẫn khó có thể tin chính mình cứ như vậy bại tên kia chỉ là vân châu luận đạo đệ nhất nhân mà thôi nhưng vì sao chiến lực khủng bố như thế gặp được ta tính ngươi không may lâm tầm đưa tay bắt lấy cái này áo bào xám nam tử lưu lại mệnh phù lại lần nữa hướng phía trước lao đi cái gì tiết kiếm nam một kích tự bị đào thải tiết kiếm nam đây chính là đến từ đại hàng tinh vực đệ nhất giới yêu nghiệt nhân vật bị rất nhiều người nhìn kỹ sao có thể có thế tựu như vậy bị đào thải đáng chết chúng ta đánh giá thấp cái này kim độc nhất chiến lực hậu phương ngay tại truy đuổi lâm tầm hơn mười cường giả từng cái biến sắc hít vào khí lạnh, đuổi theo thân ảnh đều trở nên chậm chạp. Lâm Tầm không biết Tiết Kiếm Nam, nhưng bọn hắn nhận biết. Tại những cái kia đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật bên trong, cái này Tiết Kiếm Nam cũng là số một nổi danh nhân vật. Ai có thể nghĩ, hắn lại sẽ ở một kích phía dưới tự bại còn muốn truy sau mọi người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta một đường truy kích, đã gây nên rất nhiều người chú ý, bây giờ cái này kim độc nhất cho thấy lực lượng lại như thế đáng sợ, ta cảm thấy, vẫn là thu tay lại tốt nhất. Có người trầm ngâm thôi, cứ như vậy đi, cái này Huyền Hoàng Bí cảnh bên trong, Ngọa Hổ Tàng Long, tự như cái này kim độc nhất, vẹn vẹn chỉ là một châu chi đệ nhất, lại có bực này kinh khủng chiến lực, cái này lúc trước, ai dám tin tưởng tai, nghĩ kiên trì đến cuối cùng trổ hết tài năng thật là khó khăn a, à? những cường giả này lẫn nhau nghị luận, cuối cùng vẫn từ bỏ truy kích. Thế nào, cái này kim độc nhất biểu hiện không tệ a, à? ngoại giới, Hạ Hành Liệt cười lên tiếng. Trước đó phát sinh từng màn, đều bị bọn hắn những này để cảnh nhân vật xem ở đáy mắt, nhất là khi nhìn thấy Lâm Tầm đánh tan tiết kiếm năm một màn kia lúc, hạ Hà hành liệt con ngươi chỗ sâu cũng hiện lên vẻ khác lạ. Nhiều năm không thấy, cái này đến từ cổ hoang vực người trẻ tuổi, trở nên càng thêm cường đại cũng đúng, năm đó hắn có thể tại côn lôn khư bên trong náo ra lớn như vậy động tĩnh, cũng chú định không có khả năng là bình thường nhân vật có thể so sánh. Biểu hiện lại không sai, còn không phải bị đuổi giết một đường, hồng hoang đạo định tuyệt ấn chiến đế lạnh nhạt nói. Hạ Hà hành liệt trong con ngươi lãnh mang lóe lên, ngoài miệng lại cười nói. Nói đến truy sát, chư vị nhìn xem cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, tên kia gọi lăng hồng trang nữ qua qua lựa chọn đơn độc hành động kết quả đây bị trọn vẹn ba nhóm cường giả cùng một chỗ truy sát vì sao còn không phải bởi vì uy hiếp của nàng quá lớn lo lắng nàng cùng những người khác liên thủ nói như vậy cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong ai còn có thể là đối thủ của nàng huyền hoàng đạo đình trưởng giáo thái thúc hoàng một trận cười khổ lăng hồng trang là huyền hoàng đạo đình truyền nhân hạ hành liệt tình huống này hoàn toàn chính xác đang phát sinh không chỉ lăng hồng trang giống như hoàng phủ thiếu nông tổ phi vũ yên vũ nhu ứng thiên giác các loại, chờ, danh liệt chư thiên thánh vương bản 10 vị trí đầu nhân vật tuyệt thế, chỉ cần là một mình vừa xuất hiện, thế tất sẽ bị để mắt tới, gây nên vây công. Dù sao, uy hiếp của bọn hắn quá lớn. Cho nên nói, kim độc nhất biểu hiện, tự lộ ra không tầm thường. Hạ hành liệt ung dung nói, đang ngồi đông đảo đế cảnh nhân vật cuối cùng đã nhìn ra, cực ma kiếm đế rõ ràng là đối cái này kim độc nhất ưu ái có thừa, để cho người ta cũng không khỏi hoài nghi, cái này kim độc nhất có thể hay không cùng hắn cực ma kiếm đế có cái gì nguồn gốc, bực này tuyển bạc khảo nghiệm, thật đúng là tàn khốc đến không cách nào tưởng tượng. Một vùng núi non bên trong, lâm tầm xác định lại không người truy tung về sau, lúc này mới tại một đỉnh núi dừng lại bước chân, trong lòng có chút lo lắng kim thiên huyền nguyệt an nguy. Vừa rồi kinh lịch từng màn, đều là tại rất ngắn thời gian bên trong phát sinh, lâm tầm không chút nghi ngờ, như một khi bị những người kia dây dưa kéo lại, sẽ chỉ dẫn tới càng ngày càng nhiều đối thủ. Đáng sợ nhất là, dù là liền là đang chạy trốn trên đường, cũng cực có thể sẽ bị người đột nhiên đánh lén. Không được, nhất định phải nhanh tìm tới huyền nguyệt cô nương, nếu không, người cô đơn nạn, chỉ sợ cũng sẽ cũng giống như mình, bị rất nhiều rất nhiều người vây công. Lâm tầm hít sâu một hơi, lần nữa triển khai hành động. Hắn vận chuyển toan nghe khí, nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải không ít cường giả có thể gần như đều là kết bạn mà đi ít thì ba bốn người nhiều thì hơn mười người lâm tầm không có hành động thiếu suy nghĩ trực tiếp lách qua dùng hắn thực lực hôm nay cũng có thể đủ tại không kinh động đối phương tình huống dưới lặng yên rời đi tiếp tục tiến lên trọn vẹn một nén nhang sau làm lâm tầm đứng yên tại một tòa nham trên đá điều tra con đường phía trước lúc bỗng nhiên con ngươi ngưng tụ thân ảnh dùng tốc độ khó mà tin nổi đột nhiên bay lên không oanh gần như cùng một thời gian dưới chân hắn khối kia nham thạch nổ tung, một đạo sắc bén vô song kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Chương 1944 Tự giết lẫn nhau Nguồn Mê truyện audio com Bạch Kiếm khí trùng tiêu, hung vĩ rực rỡ, mơ hồ có nhật nguyệt tinh thần hiển hiện trong đó, thật giống như thiên thượng tinh hà lao ngược lên trên. Thân ở cao không lâm tầm mắt đen ngưng tụ, thật mạnh kiếm khí. Không khoa trương địa thuyết, dù cho là tại Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, lâm tầm đều chưa từng thấy đến đâu cái cường giả có thể thi triển ra như thế kinh thế một kiếm không thể nghi ngờ xuất thủ là một cái kẻ tàn nhẫn chỉ thấy lâm tầm công ngón búng ra một vòng chói mắt thái huyền kiếm khí trấn sát mà xuống cùng đối phương kiếm khí đụng vào nhau oanh nơi này hư không hỗn loạn mảnh vụn kiếm khí bắn tung tóe như mưa a à. mang theo thanh âm kinh ngạc bên trong một đạo cực kỳ hiên ngang thân ảnh nổi lên tóc dài xõa vai ánh mắt như kiếm cả người khí tức tự như một cái thiên thượng tiên kiếm lâm bụi lăng lệ chi cực. Xa xa nhìn một cái, để cho người ta con mắt đều có gai đau cảm giác. Vân Châu Kim độc nhất, nam tử con ngươi khóa chặt trong hư không lâm tầm, phong mang khiếp người. Nguyệt như hỏa. Lâm tầm cũng trước tiên nhận ra thân phận đối phương, không nhìn được nhíu mày. Đối phương là loại kia ẩn thế không ra quái thai, cực kỳ chi cường đại, tại lần này luận đạo trước khi bắt đầu, thậm chí không đem di vô nhai, lăng hồng trang, hoàng phủ thiếu nông bọn người để ở trong mắt. Người này cùng tri bạch đồng dạng, đều là nhìn như thanh danh không hiển hách, kỳ thực thâm bất khả trắc kinh khủng nhân vật chỉ là lâm tầm lại không nghĩ rằng lại sẽ ở giờ phút này đụng phải đối phương có ý tứ có thể ngăn cản ta ẩn núp đã lâu một kiếm ngươi cái tên này cũng coi là một đối thủ không tệ nguyệt như hỏa khóe môi nhất lên một vòng lạnh buốt đường cong ngươi nếu có thể đón thêm ta một kiếm ta lập tức né tránh một bên để ngươi rời đi lúc nói chuyện nguyệt như hỏa mỉm cười trong công ngươi bỗng dưng hiện lên tinh mang lấy tay tại nắm vào trong hư không một cái ông một đạo ba thước kiếm khí màu xanh ngưng tụ mà ra, rực rỡ như đại nhật, lóa mắt huy hoàng, phụ cận hư không đều tùy theo băng liệt khai, tự như không chịu nổi kiếm này chi uy. Ta tu chính là ba thước chi kiếm, cầm ba thước thanh phong, nhưng tại đại đạo không trở ngại. Nguyệt Như Hỏa phất ống tay áo một cái, đi. Kiếm khí màu xanh vút không mà lên, giống như một đạo trường hồng, muốn xuyên qua nhật nguyệt. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm cũng không khỏi lộ ra kinh diễm chi sắc, thật là lợi hại kiếm đạo lực lượng, viên mãn hạo hẳn, cô động như một, nhìn như là một kiếm, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ tinh diệu đạo chi lĩnh vực lực lượng lâm tầm không có khinh mạng tay phải đầu ngón tay đột nhiên điểm ra bạch hắn đầu ngón tay hiển hiện một vòng hàng mang chói lọi đến cực điểm cũng trực trở lăng lệ đến cực điểm một sát na thiên địa đều ảm đạm phản phất như chỉ còn lại cái này một vòng ánh sáng phong mang chi thứ bạch kim đạo thể thiên phú thần thông một đâm chi uy đáng kinh ngạc quỷ thần dù cho là chuẩn đế nhất trọng cảnh nhân vật đều rất khó tránh đi phanh 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 một trận nổ đùng vang vọng nguyệt như hỏa kiếm khí màu xanh từng khúc nổ tung giống như mỹ lệ rực rỡ màu xanh lưu ly tại sụp đổ quan vũ phiêu tán rơi rụng thoáng qua ba thước thanh phong đều bột mịn đủ rồi sau lâm tầm không có tiếp tục động thủ thu hồi đầu ngón tay thần thông lực lượng lạnh nhạt mở miệng nguyệt như hỏa giật mình tự như thật bất ngờ không nghĩ tới một cái vân châu luận đạo đệ nhất nhân lại có thể chống đỡ được chính mình chân chính lực lượng hắn như có điều suy nghĩ xem ra cái này châu cường giả bên trong cũng chưa chắc đều là dễ dàng tới bối phận, kim độc nhất, ngươi có thể rời đi. Lâm tầm liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp rời đi. Thật sự là hắn không có tính toán cùng đối phương chém giết, bởi vì liền hắn cũng không có nắm chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem đối phương đánh tan. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, lần sau gặp nhau lúc, ta hội, sẽ, tái xuất một kiếm, nếu ngươi còn có thể ngăn trở, lần này huyền hoàng bí cảnh bên trong, ta liền không còn ra tay với ngươi. Nguyệt Như Hỏa cất cao giọng nói. Vậy thì chờ lần sau sẽ bàn. Lâm Tầm cũng không quay đầu lại. Mắt thấy Lâm Tầm thân ảnh biến mất ở phía xa, Nguyệt Như Hỏa lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng suy nghĩ, người này chiến lực tối thiểu đều có thể đưa thân Chư Thiên Thánh Vương bản 10 vị trí đầu liệt kê cũng không biết, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong như loại này thâm tàn bất lộ nhân vật hung ác lại có bao nhiêu suy nghĩ lúc, hắn thân ảnh lóe lên cũng biến mất nguyên địa. Nguyệt Như Hỏa người này chính là thập đại chiến tộc Thiên Nguyệt chiến tộc hậu duệ, tại 600 năm trước đã có được đưa thân Chư Thiên Thánh Vương bản trước ba nội tình ngoại giới huyền hoàng đạo đình trưởng giáo thái thúc hoàng chậm chậm mở miệng nguyên bản ta huyền hoàng đạo đình dự định vì đó bài danh nhưng lại bị một lão quái vật nhắc nhở nói người này thà tranh đệ nhất không làm thứ hai như hắn không đủ tư cách đưa thân đệ nhất tự vĩnh viễn không muốn đem hắn danh tự xếp vào chiêu thiên thánh vương bản bên trong chiêu thiên thánh vương bản là bởi huyền hoàng đạo đình phát bố thái thúc hoàng mới mở miệng lập tức để đang ngồi cái khác đế cảnh nhân vật lộ ra sắc mặt khác thường nguyệt như hỏa Người này hoàn toàn chính xác vô cùng gây gớm a, à, kim độc nhất có thể ngăn cản người này chi kiếm đạo, nhưng đồng dạng không đơn giản. Hạ Hành Liệt lạnh nhạt mở miệng. Mọi người khẽ giật mình, cũng không khỏi cười lên, bất quá ngược lại là không ai phản bác, bởi vì vừa rồi Lâm Tầm ngăn trở Nguyệt Như Hỏa một kiếm kia một mạng, bọn hắn đồng dạng xem ở đáy mắt. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, chân chính nhân vật lợi hại gặp được, cũng sẽ không dễ dàng liều chết, chờ lấy xem đi, thời gian càng lâu, trận này tuyển bạc tựu càng đặc sắc. Có đại đế nhân vật nói nhỏ không tệ, sóng lớn đã các bắt đầu gặp kim, chờ đến cuối cùng mới có thể nhìn ra, cái này chư thiên thượng hạ tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong, chói mắt nhất chính là những cái kia nhân vật. Ta có thể rất chờ mong di vô nhai biểu hiện. Tri bạch cũng không tệ. Ha ha, ta đối một chút dị số càng cảm thấy hứng thú, tỉ như kim độc nhất, tỉ như vậy đến tự huyền gia tiểu gia hỏa, sau so như đến tự tin không thế giới khác một chút tiểu yêu nghiệt, đúng, dùng kinh hỷ cùng ngoài ý muốn tuyển bạc, mới khiến cho người cảm thấy hứng thú. Ngoài giới nghị luận lúc, huyền hoàng bí cảnh bên trong thì tràn đầy kịch liệt, kiềm chế, khẩn trương không khí. Mỗi một cái khu vực, gần như thời thời khắc khắc đều sẽ trình diễn một trận lại một trận kịch liệt chém giết, phần lớn là vây công, thỉnh thoảng cũng sẽ trình diễn ngõ hẹp gặp nhau một đối một chiến đấu. Vô luận là ai, đều là thi triển ra áp đáy hầm thủ đoạn, toàn lực ứng phó. Không cam lòng kêu to, phẫn nộ gào thét, cùng bị đào thải lúc tuyệt vọng gào thét tại huyền hoàng bí cảnh khác biệt địa phương diễn ra. Có thể tham dự vào lần này luận đạo, đều là chư thiên thượng hạ nhất đẳng nhân vật tuyệt đỉnh, là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong nhân tài kiệt xuất hạng người. Mỗi người đều có thiên phú của mình cùng đòn sát thủ, ra sức chém giết lúc, chỗ trình diễn chiến đấu cũng thường thường lộ ra thảm liệt vô cùng. Thậm chí, một chút nguyên bản bị người nhìn kỹ nhân vật tuyệt thế, đều đang vây công sa súc bại, thảm tao đào thải. Cũng có một chút nhìn như không đáng chú ý, thanh danh không hiển hách nhân vật, thì bộc phát ra kinh thế lực lượng, triển khai nghịch tập đảo ngược tập cuối cùng chỉ là cực thiểu số. Người có tên, cây có bóng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ như hoàng phủ thiếu nông lăng hồng trang tổ phi vũ yên vũ nhu đồ thiên giác những này danh liệt chư thiên thánh vương bản 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt đều là biểu hiện được cực kỳ chói mắt dù là một thân một mình bị vây nhốt đều có thể bình yên đào thoát tại cái này vô số người phong lưu cạnh cùng nhau chinh phạt trong chém giết lâm tầm biểu hiện chưa nói tới kinh diễm cũng chưa nói tới không người hỏi thăm hắn một mực chú ý cẩn thận chỗ tiến lên đang tìm kiếm kim thiên huyền nguyệt hạ lạc trên đường đi mắt thấy không biết bao nhiêu huyết tinh chém giết có thấy hắn đều không có trộn rộn. Cũng không phải là không muốn đi cướp đoạt mệnh phù, mà là rất rõ ràng, mệnh phù có thể về sau đoạt, nhưng nếu Kim Thiên Huyền Nguyệt bị đào thải, kia chú định liền là một cái vô pháp vãn hồi tiếc núi. huống chi, lần này luận đạo vừa mới bắt đầu, người tham chiến nhân số đông đảo, thường xuyên có thể đụng tới, có thể càng về sau, trải qua nhiều lần đào thải về sau, người lại càng ít, có thể sống đến phía sau, thực lực cũng chú định hồi, sẽ càng ngày càng kinh khủng. Nhưng đồng dạng, sống đến sau cùng, chỉ sợ mỗi người trong tay đều góp nhặt có đại lượng mệnh phù đôi này lâm tầm mà nói đồng dạng là cơ hội đến lúc đó đào thải một cái đối thủ liền có thể đoạt được nhiều cái mệnh phù quanh hai ngày sau ngay tại tiếng lên lâm tầm bỗng nhiên phát giác được một trận kinh thiên động địa thanh âm truyền đến có chém chết đồng thời quy mô không nhỏ trong hai ngày này hắn sớm đã gặp nhiều những chuyện tương tự cũng không kỳ quái nguyên bản định đường vòng mà đi tránh ra thật xa nhưng rất nhanh hắn tự dừng bước mày nhăn lại một đôi nhược uyên mắt đen bên trong đều hiện lên một vòng hàng ý lặng yên không một tiếng động hắn dựa vào đi qua phía trước là một mảnh hoang vu vùng quê đang có một trận chiến đấu ở trong đó bộc phát đang có năm người đang vây công hai người năm người kia bên trong cầm đầu một bộ tay áo lớn hắc bào toàn thân bốc hơi tối tăm mờ mịt sương mù khí tức bể nghệ bá đạo bất ngờ chính là vũ hoàng ở bên cạnh hắn bốn người đều là lâm tầm chưa từng gặp qua khuôn mặt xa lạ hai nam hai nữ khí tức đều là quỷ dị mà tối tăm hung hãn chi cực sớm được chứng kiến thần chiếu cổ tông thủ đoạn lâm tầm, một chút tự đánh giá ra, vũ hoàng bên người bốn người, tất nhiên cũng tới tự thần chiếu cổ tông. Cái này khiến trong lòng của hắn không nhìn được nghi hoặc, ngoại giới nhiều như vậy để cảnh nhân vật, chẳng lẽ tự nhìn không ra vũ hoàng bọn hắn là đến từ hắc ám thế giới nhưng nếu nhìn ra, tại sao lại để hắc ám thế giới người đều tham dự vào lần này luận đạo ở trong đó, nhất định có không muốn người biết huyền cơ. Mà khi nhìn thấy cùng vũ hoàng bọn người kịch liệt chém giết hai cái đối thủ lúc, Lâm Tầm trong lòng không nhìn được dân lên một vòng lạnh ý, hai người này, rõ ràng là Đằng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành, đều là Vân Châu Luận Đạo 10 vị trí đầu cường giả, cùng Lâm Tầm cùng một chỗ đến đây tham gia Luận Đạo Thịnh hội. Mà theo Lục Độc Bộ nói, Vũ Hoàng, Đằng Nghi Thần, Quy Sơn Hành ba người sớm đã kết minh, quyết định cùng một chỗ hành động. Nhưng bây giờ, hai người này lại gặp nhận lấy đến từ Vũ Hoàng vây công. Căn bản cũng không cần nghĩ, Lâm Tầm liền biết Đằng Nghi Thần hai người bị Vũ Hoàng hố. Như đổi lại cái khác tu đạo giả lâm tầm căn bản không thèm đế ý có thể đằng nghi thần quy sơn hành dù sao đều giống như hắn đến từ vân châu bị toàn bộ vân châu tu hành giới ký thác kỳ vọng như tự như vậy bị vũ hoàng bọn người hố đi vậy liền quá làm cho người ta phẫn nộ âm âm trong chiến trường đằng nghi thần cùng quy sơn hành bị vây nhốt áp chế đến không ngóc đầu lên được lộ ra vô cùng phí sức lại trên thân đã là bị thương đầy rẫy vũ hoàng chắp tay ngào nghễ đứng tại bên ngoài sân tiến hành lượt trận bốn người khác thì cùng một chỗ điên cuồng xuất kích mỗi một cái chiến đấu đều vô cùng cường hoành, lại là cùng một chỗ vây công, áp bách đến đằng nghi thần hai người hiểm tượng hoàng sinh, tùy thời đều có bị đánh tan có thể. Hai vị, chớ có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đây chính là luận đạo tuyển bạc, ta không giết các ngươi, các ngươi tất nhiên cũng sẽ bị những người khác giết chết, thà rằng như vậy, còn không bằng đem các ngươi mệnh phụ đưa cho ta. Bên ngoài sân, Vũ Hoàng thần sắc lạnh khóc mà đạm mạc hắn tuy là dùng vân châu luận đạo hạng ba thân phận tham dự lần này luận đạo nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không có đem chính mình xem như vân châu cường giả đối đãi chương 1945 thợ săn cùng con mồi nguồn mê truyện audio com đằng nghi thần cùng quy sơn hành đều là cảm giác chính mình thật lâm vào tuyệt cảnh không đề cập tới vũ hoàng vẻn vẹn hiện tại vây công bọn hắn bốn người tự cường đại đến làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng mà khi nghe được vũ hoàng kia lạnh khóc vô cùng nữ hai người tức giận đỏ ngầu cả mắt tất cả đều triệt để điên cuồng. Ghê tẩm. Cùng bọn hắn liều mạng. Nhưng vào lúc này, Vũ Hoàng, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. À? Một đạo lạnh lẽo thanh âm tại thiên địa ở giữa vang lên. Vũ Hoàng cùng ngay tại vây công bốn người đều cùng nhau dương mắt, thấy được một đạo lẽ loi xuất trần thân ảnh na di hư không mà tới. Đằng nghi thần hai người đều là rung lên trong lòng, lộ ra vẻ không thể tin được. Kim Huynh. Làm thân hãm tuyệt cảnh, sắp bị đào thải lúc, bỗng nhiên có người từ trên trời giáng xuống, vậy đơn giản giống như một vòng phá vỡ hắc ám ánh sáng, để bọn hắn tuyệt vọng phẫn nộ trong lòng sinh ra một vòng hy vọng, cảm thấy trước nay chưa từng có cùng hỉ cùng kích động. Các ngươi tiếp tục, ta đến ngăn lại hắn. Vũ Hoàng Sơ Khai vừa mới giật mình, chật tự khôi phục tỉnh táo, thần sắc lãnh khốc. Hắn thân ảnh lóe lên, sương mù bốc hơi, giống như một tôn đến từ địa ngục thần ma, hướng lâm tầm bạo sát mà đi. Bạch. Hắn trong con mắt lộ ra bốn cái dựng thẳng mắt, kích xạ ra hắc, rõ ràng, xanh, tím bốn loại thần quan diễn dịch ra quỷ dị khó lường tứ tượng thí linh đồ mà hắn trong lòng bàn tay thì hiện ra một đạo chảy xuôi mùi huyết tinh tỏa liên hung hăng quất trôi mà ra trước kia vũ hoàng thân là đế chi sứ giả bể nghệ tự phụ nhưng tại vân châu luận đạo thi đấu bên trên lại thảm bại tại lâm tầm trên tay bị chà đạp đến thê thảm chi cực coi là vô cùng nhục nhã lúc này nhìn thấy lâm tầm nhúng tay chính mình sự tình để hắn thù mới hận cũ đều là cùng nhau xông lên đầu vừa mới xuất thủ liền như là liều mạng hung uy thao thiên chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cản ta lâm tầm mỉm cười ở trên người hắn đột nhiên lướt đi ức vạn mịt mờ kiếm khí hừng hực trực trở gào thét mà ra thập phương kiếm vũ chỉ bất quá lần này là bị sắc bén nhất khắc nghiệt bạch kim đạo thể diễn dịch loại kia sát phạt lực lượng hoàn toàn cùng dĩ vãng không giống âm âm khắp thiên kiếm vũ bao trùm hư không đều bị xé nứt khai vô số khe hở vũ hoàng công kích tuy khủng bố nhưng ở qua trong giây lát tự bị vô số kiếm khí xoắn nát mà cả người hắn đến nhanh đi lại càng nhanh hơn trực tiếp bị một mảnh chi chít kiếm khí bổ vào trên thân, hung hăng đánh bay ra ngoài. Quần áo trên người sụp đổ, cơ thể thượng phù hiện ra từng đạo đậm máu vết kiếm. Một kích, tự bị trọng tỏa. Nguyên bản đang chuẩn bị tiếp tục vây công đằng nghi thần, quy sơn hành bốn người, đều là toàn thân cứng đờ, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ hoàng bực này đế chi sứ giả, sao có thể có thế như vậy không chịu nổi tự liền đằng nghi thần quy sơn hành hai người đều tắt lưỡi ban đầu ở vân châu luận đạo thi đấu bên trên bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy qua vũ hoàng cùng lâm tầm ở giữa kịch liệt chém giết lúc đó vũ hoàng mặc dù bại thế nhưng không có bị bại nhanh như vậy liền một chiêu cũng đỡ không nổi cái này quá bất khả tư nghị ngươi ngươi như thế nào như vậy cường đại vũ hoàng lộ ra vẻ kinh nộ hắn đều không thể tin được lúc này mới đi qua bao lâu đối thủ này đã khủng bố như thế hắn nhưng không biết ban đầu ở Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, Lâm Tầm nguyên bản tự có chỗ giữ lại, không có thi triển cực điểm chiến lực. Theo Vân Châu luận đạo thi đấu kết thúc sau trong vòng nửa năm, Lâm Tầm tu vi đột phá, nhảy lên rảo bước tiến lên tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ, liền để lấy tương đạo chi lĩnh vực cũng thôi diễn sắp cực điểm viên mãn tình trạng. Cả người chiến lực sớm đã cùng dĩ vãng hoàn toàn không giống. Mà vì cứu trợ đằng nghi thần hai người, Lâm Tầm nhưng đồng dạng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ban đầu ở Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, ngươi có thể vận dụng đế bảo, cũng có thể vận dụng kia nhằm vào lực lượng thần hồn quỷ dị bí bảo, nhưng tại cái này huyền hoàng bí cảnh, ngươi coi như không còn bực này cơ hội. Lâm Tầm lúc nói chuyện, thân ảnh vọt tới trước, sát cơ một mực khóa chặt tại Vũ Hoàng trên thân, mà ta cũng không có khả năng cho ngươi thêm cơ hội. Âm âm vô tận mưa kiếm bao phủ ra, mỗi lần một đạo thái huyền kiếm khí đều là lạc ấn lấy thần diệu pháp tắc lực lượng, ngưng tụ ra kiếm ý, lít nhà lít nhít bao trùm mà ra. Loại kia tràn cảnh hoàn toàn có thể gọi là là che khuất bầu trời. Vũ Hoàng biến sắc, xoay người bỏ chạy. Nửa năm qua này, thực lực của hắn đồng dạng có chỗ đột phá, vốn cho rằng đã có được rửa sạch nhục nhã cơ hội, nhưng mới rồi một kích kia lại làm cho hắn phát hiện, cái này kim độc nhất lực lượng chi đáng sợ, muốn vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Ta nói qua, lần này sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội." Lạnh nhạt thanh âm bên trong, vô tận kiếm khí phút chốc lóe lên, hóa thành sâm nghiêm vô song một tòa kiếm trận, đem phương này khu vực đều phong tỏa, đúng như một tòa kiếm chi lao ngục. Đây là Thái Huyền kiếm kinh bên trong một loại thần diệu thủ đoạn kiếm chi phiền lung khai vũ hoàng ngửa mặt lên trời gào thét quanh thân bốc hơi hung hung sương mù xám cả người hóa thành một đầu hung lệ vô song trọng minh điểu vỗ cánh bay cao đây là bản thể của hắn cũng là hắn chí cường thủ đoạn chỉ thấy tầng tầng u ám quan ảnh tại hắn hai cánh chi gian hiện lên giống như tầng tầng ma vực hàng lâm thế gian quỷ dị đáng sợ chỉ là tại kiếm chi phiền lung trấn sát dưới kia tầng tầng quan ảnh đều là như bọt biển bị sát phạt phá toái ầm vang tán loạn kiếm khí cắt xuống, vũ hoàng thân thể trong nháy mắt hiện ra vô số sâu đủ thấy xương vết kiếm, tiên huyết như thác nước chảy xuôi phiêu tán rơi rụng. Không. Vũ hoàng muốn trách cả mí mắt, có thể nương theo lấy một trận hư không ba động, cả người hắn tự bị mang đi, triệt để đào thải ra khỏi cục. Gặp lúc trời đi, trong ánh mắt đều là khắc cốt hận ý cùng không cam lòng. Cuối cùng, tại hắn biến mất địa phương, có một đống mệnh phù rơi xuống, chừng 13 khối nhiều, bị lâm tầm ôm đồm trong tay. Sau đó, lâm tầm ánh mắt nhìn về phía vũ hoàng kia bốn tên đồng bạn đi những người này đã ý thức được không ổn nhất là làm mắt thấy vũ hoàng thảm trạng lúc càng là kim suất mồ hôi lạnh cả người giờ khắc này đều không ước mà cùng lựa chọn bỏ chạy chém bá một tiếng đoạn đau lướt đi cùng này đồng thời lâm tầm thân ảnh lấp lóe truy sát hướng một người khác đằng nghi thần cùng quy sơn hành đầu có thể nào bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy tại lâm tầm xuất thủ đồng thời cũng đều đã giết tới một lát sau cái này bốn cái đến từ thần chiếu cổ tông cường giả, lần lượt bị đánh tan, đào thải ra khỏi cục, giữa sân lưu lại một chỗ mệnh phù, nhưng cộng lại cũng chỉ có tám khối, kém xa vũ hoàng một người có số lượng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tại thần chiếu cổ tông bên trong, bốn người này địa vị hẳn là kém xa vũ hoàng cái này đế chi sứ giả. Đa tạ kim huynh tương trợ. Đằng nghi thần cùng quy sơn hành tiến lên, cảm kích mở miệng, bọn hắn cùng lâm tầm căn bản chưa nói tới lớn bao nhiêu giao tình, nhưng lần này, lại là lâm tầm cứu được bọn hắn, cái này khiến bọn hắn ngoại ý muốn sau khi cũng càng thêm cảm kích dù sao trước đó bọn hắn cùng vũ hoàng kết minh nhưng lại bị vũ hoàng cho hố một cái như thế so sánh để bọn hắn làm sao có thể không cảm kích lâm tầm ân cứu mạng chúng ta đều là đến từ vân châu tương hỗ trợ giúp cũng là chuyện đương nhiên lâm tầm cười cười đang lúc nói tiếp thứ gì lúc hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa cũng vào lúc này một trận tiếng vỗ tay vang lên tại chỗ rất xa địa phương một nhóm thân ảnh bằng hư mà hiện cầm đầu là một tên nam tử, một bộ tố y, dung mạo tuấn tú, mặt mày nhu hòa. Hắn có mái tóc dài màu bạc, khí độ ôn nhuận tuấn nhã. Đồ thiên giác. Càng không đạo đình hạch tâm truyền nhân, chư thiên thánh vương bản thứ 9. Tại phía sau hắn đi theo bảy tám tên nam nữ, đều là càng không đạo đình hạch tâm truyền nhân, từng cái khí tức cường hoành, nối liền thiên vũ, tự như một đám thần chi tự như. Đằng nghi thần cùng quy sơn hành thì đều cùng nhau biến sắc, trong miệng phát khổ. Lúc này mới vừa biến nguy thành an, đánh tan vũ hoàng bọn người lập tức liền lại nhảy ra một đám càng kinh khủng nhân vật cái này không khỏi cũng quá xui xẻo một chút chỉ có lâm tầm thần sắc bất động trong hai ngày này hắn gặp nhiều những chuyện tương tự có người nhìn như vừa đánh tan đối thủ thật vất vả mới thu hoạch được một chút mệnh phù còn chưa kịp cao hứng tự lại có đối thủ dết ra đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của như loại này bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu sự tình tại cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong quả thực là nhìn mãi quen mắt thời, thời khắc khắc đều ở trên diễn chỉ bất quá lần này là bị chính hắn đụng lên. Ai có thể nghĩ tới, một cái vân châu luận đạo đệ nhất nhân lại có được như thế chiến lực mạnh mẽ bằng vào ta thấy, ngày đó tại huyền hoàng đạo định ngoài sơn môn, khổng chiêu bị ngươi kích thương, đảo chưa nói tới là cái gì ngoại ý muốn. Đồ thiên giác thanh âm trong sáng, làm người ta như một xuân phong, đám người bọn họ đi tới, khí cơ đều là một mực khóa chặt tại lâm tầm trên người bọn họ, nhìn như chưa từng động thủ, kỳ thực một trận vây công chi chiến đã là hết sức căng thẳng. Ngươi bây giờ nhảy ra, không phải là cho là mình sau kia khổng chiêu càng mạnh lâm tầm thần sắc tự nhiên không ta chỉ là chiếm nhiều người bất quá dù là lần này vô pháp đưa ngươi lưu lại cũng tất có thể dùng đoạt một chút mệnh phù đồ thiên giác cười nói đương nhiên nếu là thật sự liều mạng ta cũng phải cân nhắc một chút muốn trả ra đại giới đến tột cùng lớn đến bao nhiêu lâm tầm có chút ngoài ý muốn nói sở dĩ ngươi định làm gì đồ thiên giác nghĩ nghĩ nghiêm túc nói ra đem các ngươi vừa cướp được mệnh phù giao ra, chúng ta liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi nghĩ đến thật đẹp. Lâm tầm cười, gia hỏa này thật sự cho rằng mang theo một đám càng không đạo định cường giả, tự ăn chắc chính mình đồ thiên giác xem thường nói. Ý nghĩ nha, không nghĩ đến đẹp một chút, chẳng lẽ còn muốn đi chỗ xấu nghĩ, ta cũng có một cái to gan ý nghĩ, không biết ngươi có muốn hay không nghe, lâm tầm cười đến rất trực trở. Rửa tay lắng nghe. Đồ thiên giác nói, kết quả của trận chiến này, các ngươi khẳng định không chịu nổi lâm tầm nghiêm túc nói đồ thiên giác đôi mắt nhắm lại trong lòng cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn gia hỏa này thật chẳng lẽ không có nhìn ra thế cục đối với hắn cực kỳ bất lợi nhưng vì sao hắn còn tự tin như vậy đi mà liền tại hắn suy nghĩ lúc lâm tầm đã mang theo đằng nghi thần cùng quy sơn hành cùng một chỗ không chút do dự na di hư không mà đi đồ thiên giác khẽ giật mình yên lặng nói không nghĩ tới ngươi kim độc nhất cũng không thành thật chỉ là bị ta đồ thiên giác để mắt tới các ngươi lại có thể chạy trốn tới chỗ nào bạch sau một khắc đám người bọn họ đã cùng nhau đuổi theo. Một người trong đó phất tay tế ra một khối tràn ngập hư ảo quan trạch gia thú, đem đồ thiên giác bọn người thân ảnh bao trùm, tại Na Di hư không lúc, tốc độ đúng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hư không thú gia. Một loại vô biên thần diệu bảo vật, cực kỳ hiếm thấy, mỗi một khối đều có thể nói là giá trị vô lượng, bảo vật này tuy không phải đế bảo, có thể nói nhất cường đại diệu dụng liền là đang tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không lúc, có thể coi thường hư không quy tắc trói buộc. Ngắn ngủi trong chốc lát mà thôi, xa xa, đồ thiên giác bọn hắn đã tin tưởng trong thấy lâm tầm bọn người bỏ chạy thân ảnh. Chương 1946 Bắt rùa trong hũ Nguồn Mê truyện audio com Kim Huynh, bọn hắn đuổi theo tới. Đằng nghi thần sắc mặt đại biến, phát giác được phía sau có từng đạo cường hoành thần thức đã khóa chặt trên thân. Như có gai ở sau lưng. Lần này là Kim Huynh đã cứu chúng ta, chỗ này còn có thể lại để cho Kim Huynh đi theo chúng ta gặp nạn. Kim Huynh ngươi đi trước, hai người chúng ta vì ngươi ngăn cản địch nhân. Quy Sơn Hành cắn răng nói. Một cái đồ thiên giác, cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng, mà lúc này cũng không chỉ là đồ thiên giác một người, mà là một đám càng không đạo định nhân vật trọng yếu. Đồng thời, bọn hắn đã dần dần đuổi theo, thế thì còn đánh như thế nào lúc nói chuyện, Quy Sơn Hành quay người, liền muốn đi liều mạng, lại bị lâm tầm một cái níu lại, hung hăng sách đi qua. Ta cứu các ngươi, cũng không phải để các ngươi lại đi chịu chết. Lâm tầm cao mày nói, các ngươi như thật cảm kích ta, liền theo ta cùng một chỗ toàn lực bỏ chạy. Bỏ chạy chữ này theo lâm tầm trong miệng nói ra để đằng nghi thần cùng quy sơn hành trong lòng đều là một trận chua sót, nếu không phải vì bọn hắn kim huynh chỗ này có thể sẽ gặp bực này đối đãi tốt bất kể như thế nào thật đến thời khắc sống còn ta hai người chắc chắn liều lĩnh là kim huynh tranh thủ cơ hội đúng đằng nghi thần hai người thần sắc kiên quyết lâm tầm gặp đây khóe môi nổi lên một vòng nụ cười như có như không không uổng công chính mình cứu được bọn hắn nghĩ như vậy đầy đủ kim độc nhất trước ngươi lời thề song sắc tuyên bố nếu là chém giết hậu quả là chúng ta không thể thừa nhận, làm sao bây giờ lại chạy trốn, hậu phương xa xa truyền đến đồ thiên giác kia thẳng nhiên tiếng cười. Phô trương thanh thế thôi. Sư huynh, không cần cùng người này nhiều lời, chờ đem bọn hắn đào thải lúc, bọn hắn liền sẽ rõ ràng cùng chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Những cái kia càng không đạo định nam nữ đều lộ ra khinh thường, lạnh lẽo chi sắc. Lâm tầm không để ý đến, toàn lực na di. Trên đường đi, cũng nhìn thấy một chút cường giả thân ảnh ẩn hiện, nhưng khi trông thấy khí thế hung hung đồ thiên giác bọn người lúc, đều là thần sắc đột biến, tránh ra thật xa. Khi tự hồ là kim độc nhất, gia hỏa này quá xui xẻo, ta vốn cho rằng khổng chiêu sẽ là cái thứ nhất hướng hắn động thủ, chưa từng nghĩ, liền đồ thiên giác nghiệp để mắt tới hắn. Có muốn đuổi theo hay không đi lên, ngu xuẩn, đồ thiên giác một đoàn người để mắt tới con mồi, nào có chúng ta kiếm tiện nghi phần các loại tiếng nghị luận, tại lâm tầm bọn hắn một đường trên đường chạy trốn vang lên, gần như cũng không coi trọng lâm tầm bọn người. Cái này khiến đằng nghi thần hai người tâm cảnh càng thêm nặng nề, tràn ngập ấy nấy, cho rằng lâm tầm nếu không phải cứu trợ bọn hắn, căn bản sẽ không tao ngộ lớn như thế khó khăn. Mà lúc này, đồ thiên giác bọn người đuổi theo thân ảnh càng ngày càng gần, thế cục tràn ngập nguy hiểm. Kim độc nhất, ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, giao ra mệnh phù, ta cam đoan không còn làm khó dễ các ngươi. Đồ thiên giác thanh âm đã trở nên có chút lãnh đạm, hắn cho dù tốt tính khí, cũng không thích những cái kia minh ngoan bất linh, không biết thời thế đối thủ. Cùng nay đồng thời, hắn truyền âm cho bên người mọi người. Chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đồng thủ, phải dùng thế lôi đình vạn quân, nhất cử phá vỡ đối phương. Cái khác càng không đạo đình hạch tâm truyền nhân đều là cùng nhau gật đầu, trong con người có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hội, đúng lúc này, ngay tại phía trước bỏ chạy lâm tầm bỗng nhiên quay người, ánh mắt nghiền ngẫm, các vị thật sự cho rằng kim mổ là e ngại trốn tránh, đồ thiên giác nhướng mày, vung tay lên, đám người bọn họ đột nhiên dừng bước, cùng lâm tầm ở giữa cự ly đã chỉ còn lại không tới ba ngàn trường. Kim Huynh ngươi nếu không phải không có nắm chắc, vì sao muốn một đường lẫn trốn, đồ thiên giác ánh mắt thâm trầm, hắn một mực chưa từng khinh thường lâm tầm. Theo lâm tầm tại huyền hoàng đạo đình ngoài sơn môn kích thương khổng chiêu, lại đến vừa rồi dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế đào thải vũ hoàng, cho thấy thực lực, lệnh, làm, đồ thiên giác cũng căn bản không dám khinh thường. Cho nên, vô luận ban sơ, vẫn là hiện tại, đồ thiên giác tại đối phó lâm tầm lúc, một mực lộ ra rất khắc chế, như đổi lại những cường giả khác, hắn đâu có thể nào nói nhảm, sớm trước tiên tự động thủ. Lâm tầm mỉm cười nói. Ta chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, dự định bắt rùa trong hũ thôi. Bắt rùa trong hũ. Đồ thiên giác khẽ giật mình, thần thức khuếch tán thập phương, đây là phiến hẻm núi, tại huyền hoàng bí cảnh bên trong tự như dạng này hẻm núi nhiều vô số kể, cũng không có gì là đặc biệt chỗ. Có thế một nháy mắt, đồ thiên giác tự như ý thức được cái gì, sắc mặt biến hóa, chợt quát lên. Lui. Chỉ là thôi một bước. Theo lâm tầm tay áo vung lên, dùng mảnh này hẻm núi làm trung tâm, mảnh này thiên địa đột nhiên biến đổi, ban ngày rơi vào vĩnh dạ, sơn hà hóa thành huyết sắc, vô số như nước thủy triều đạo văn trận đồ ầm vang hiển hiện, hóa thành vô tận đáng sợ trận đạo lực lượng. Âm âm chỉ thấy trận này bên trong, lôi điện giao minh, gió nổi lên vân dũng, có vô tận thần huy quét sạch, có liên tục đạo âm oanh minh, khi thì có chư thần gào thét vang vọng, khi thì có thần ma đẫm máu thương xót truyền ra. Tự như một phương xâm la luyện ngục. Đáng chết. Chúng ta bị lừa rồi tên khốn này sớm có chủ mưu, chúng ta đều bị hố. Những cái kia càng không đạo định hạch tâm truyền nhân cả đám đều biến sắc, kinh sợ lên tiếng. Một tòa đại trận mà thôi, còn có thể vây khốn ta các loại, chờ, không thành đừng nói nhảm, trước phá trận, sau đó diệt kim độc nhất kia ti tiện đồ vật. Đồ thiên giác hít sâu một hơi, qua trong giây lát tỉnh táo lại, tâm cảnh cường đại đến đáng sợ. Oanh! Không có chút nào chần chờ, bọn hắn ngang nhiên xuất kích, thi triển ra các loại đạo pháp cùng bảo vật, điên cuồng tự như toàn lực oanh kích. Đại trận bên ngoài, đằng nghi thần cùng Quy Sơn hành đều là ngẹn họng nhìn trân trối, bị trước mắt cái này nghịch chuyển một màn chấn động. Kim huynh, nguyên lai like ngươi sớm đã chuẩn bị có hậu thủ. Nghĩ không ra a, à, Kim huynh ngươi đúng là một vị đạo văn sư. Hai người lúc này mới ý thức được, vì sao trên đường đi Lâm Tầm sẽ có vẻ trấn định như thế, đều là cảm thấy trở nên kích động cùng vui sướng. Lâm Tầm cười nói. Hai vị lại nhìn ta bắt rùa trong hũ. Trong bàn tay hắn liên tiếp bấm pháp quyết chỉ thấy kia một tòa bao trùm thiên địa đại trận quanh minh vận chuyển, lộ ra ra kinh người khí tượng. Lực lượng kinh khủng dòng lũ diễn hóa thành kiếm khí, đao mang, lôi đình, hỏa diễm, tại trong đại trận sốc lên một trận sát phạt. Bị nhốt trong đó đồ thiên giác bọn người, lập tức áp lực tăng gấp bội, bốn phương tám hướng chi địa, đều bị đáng sợ trận pháp lực lượng bao trùm. Dết! 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 Đồ thiên giác bọn hắn đều là điên cuồng, toàn lực xuất kích. Không thể không nói, đám người bọn họ lực lượng có thể nói là thế gian nhất đẳng mạnh mẽ, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong đỉnh phong hạng người, đổi lại là tầm thường đạo văn cấm trận, căn bản cũng không có thể đem bọn hắn vây khốn. Bất quá, lâm tầm đạo văn cấm trận không tầm thường, những trong năm này, theo hắn tu vi liên tục tăng lên, để hắn có thể bố trí ra đạo văn cấm trận lực lượng cũng là càng ngày càng cường đại. Không khoa trương địa thuyết, theo bố trí xuống trận này một khắc này, lâm tầm vốn là xem như vì chính mình chuẩn bị một đầu đường lui mà đối đãi, quy lực chỗ này có thể sẽ yếu đi. Chỉ một lát sau a à, một đạo bị đau thét lên tại trong đại trận vang vọng một tên càng không đạo đình truyền nhân bất ngờ không đề phòng bị một đạo theo dưới chân đột nhiên lướt đi kiếm khí quét trúng kém chút đem hắn chặn ngang chặt đứt sắp gặp tử vong trước đó cả người hắn bị na di ra huyền hoàng bí cảnh đào thải ra khỏi cục ngưu sư đệ ghê tẩm những người khác đều là tự như bị kích thích đến đỏ ngầu cả mắt cho dù là đồ thiên giác sắc mặt đều âm trầm xuống trong con ngươi xâm nhiên như băng nổi lên kinh khủng thần mang triều tịch trước đó hắn tuấn tú ôn hòa thông dong tự nhiên, có một loại phong lưu tuấn nhã phong thái, nhưng lúc này, vô luận là thần sắc vẫn là khí tức, đều là lộ ra lãnh khốc túc sát chi cực. Hắn trên đường đi một mực rất cẩn thận, nhưng vẫn là không nghĩ tới, lại bị người trên đường đi nắm cái mũi cho hố. Nghĩ đến đây dạng từng màn sẽ bị ngoại giới những cái kia đế cảnh đại nhân vật tin tường xem ở đáy mắt, trong lòng hắn tự tuôn ra một cổ khó tả xấu hổ giận dữ cảm giác. Không, lại là một đạo lộ ra không cam lòng kêu sợ hãi vang lên, lại một tên càng không đạo đình truyền nhân bị đào thải, người này thảm hại hơn, bị một đạo lôi đình bổ đến kinh ngạc, cơ thể huyết nhục đều khét, nguyên bản còn có thể dãy dù thoáng cái, ai có thể nghĩ, xét đánh về sau, theo sát lấy liền là một đạo kiếm khí, đâm thẳng cổ họng, cuối cùng vẫn bất hạnh bị đào thải bị loại. Một màn này, tức giận đến đồ thiên giác đều không thể trong khống chế tâm lửa giận, tiếng như kinh lôi. Kim độc nhất, ngươi không khỏi quá hèn hạ. Đợi ta phá trận lúc, tất gấp mười hoàn trả. Đại trận bên ngoài, đang toàn lực điều khiển trận pháp lâm tầm không nhịn được cười. Hèn hạ trước đó các ngươi lấy nhiều khi ít, một đường truy sát lúc, đầy tính toán là cái gì, dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Đồ thiên giác, nếu để ta kính trọng ngươi, cũng đừng cầu nhau, trước phá trận lại đặt xuống ngoan thoại. Oanh! Thoại âm rơi xuống, lâm tầm nhất cổ tác khí, đem đại trận bỗng nhiên vận chuyển tới cực điểm tình trạng. Trong lúc nhất thời, đại trận kia bên trong âm phong liên tục, sát khí bừng bừng, còn kèm theo từng đợt chửi ầm lên âm thanh. Những cái kia càng không đạo định truyền nhân đều lúng cuốn, tức hỗn hỉnh, vừa kinh vừa sợ. Chỉ là, mặc cho bọn hắn giải dụ như thế nào cùng chém giết đều phí công, trận này uy năng, đều có thể vây chết chuẩn đế cảnh nhân vật, bọn hắn có thể chèo chống đến bây giờ, đã cực kỳ chi nạn được. Ghê tởm. Lão tử tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cứu ta, sau đó thời gian bên trong, cái này đến cái khác càng không đạo đình truyền nhân bị đào thải, cho dù là đồ thiên giác liều mạng cứu giúp, đều lực có thua. Bởi vì giờ khắc này hắn, cũng đã bị thương, tuy nói không nổi nghiêm trọng, lại làm cho hắn lộ ra vô cùng chật vật. Đạo văn cấm trận đáng sợ ngay tại đây một khi bị nhốt trong đó, muốn phá trận, trừ phi cũng có được giống nhau tầng thứ đạo văn tạo nghệ, nếu không chỉ dựa vào mang lực đi xông vào, rất khó thoát khốn ra. Đại trận bên ngoài, Đặng Nghi Thần cùng Quy Sơn Hành đã xem trận trong mắt. Một tòa đại trận, khốn trụ bao quát đồ thiên giác ở bên trong một đám càng không đạo đình hạch tâm cường giả. Chuyện này quả thật tự như một kiện chuyện không thể nào, tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng làm cho đến bọn hắn nhìn về phía lâm tầm ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước, trước khi bọn hắn có thể căn bản không biết, lâm tầm tại linh văn một đạo bên trên tạo nghệ lại sẽ như thế chi khủng bố thời khắc này ngoài giới huyền hoàng đỉnh núi chính thái thúc hoàng hạ Hà hành liệt các loại chờ một đám đế cảnh đại nhân vật cũng đều bị cái này bắt rùa trong hũ một màn hấp dẫn một nước vô ý đầy bàn đều thua như chính diện đối quyết đồ thiên giác chưa chắc không phải kia kim độc nhất đối thủ có thể hết lần này đến lần khác chỗ lại bị như vậy hố một cái một vị đế cảnh nhân vật thổn thức kim độc nhất người này đạo văn thủ đoạn cực kỳ chi thần diệu chư vị phải chăng có thể từ đó nhìn ra người này sư thừa lai lịch có đại nhân vật trầm ngâm. Đang ngồi đế cảnh nhân vật cũng đều nghi ngờ trong lòng, cái này chư thiên thượng hạ, cũng không thiếu tạo nghệ siêu tuyệt đạo văn tông sư, có thể mỗi một cái đều có lấy sư thừa lai lịch, có thể bị nhận ra tới. Có thể duy chỉ có kim độc nhất sử dụng đạo văn thủ đoạn, lại lại để bọn hắn từng cái đế cảnh tồn tại đều không thể nhìn ra manh mối gì. Cái này quá kỳ quái. Đêm nay hội sẽ bổ canh. Chương 1967 vô miệng chi đế nhảy xe tơ, tơ nội dung liền mạch nguồn mê truyện audio com đang ngồi đế cảnh nhân vật đều đến từ lục đại đạo đình thập đại chiến tộc các loại chờ quái vật khổng lồ cả đám đều không biết sống bao nhiêu tuế nguyệt phóng nhãn chư thiên thượng hạ cái gì đạo văn truyền thừa chưa thấy qua nhưng bây giờ lại lại đều không thể nhìn ra một người trẻ tuổi đạo văn truyền thừa cái này không thể nghi ngờ tự lộ ra rất kinh người nếu là lộc trận đế còn sống nhất định có thể nhận ra loại này truyền thừa Hạ Hành Liệt bỗng nhiên mở miệng. Một câu, là lệnh, làm, giữa sân bầu không khí yên tĩnh, không ít đại nhân vật thần sắc đều trở nên mất tự nhiên. Lộc trận đế. Một cái cũng không đặt chân đế cảnh, lại dùng đạo văn chi lực, bị thế nhân tôn sùng là đế nhân vật truyền kỳ. Thường cổ thời đại, chúng đế đạo chiến bên trong, thanh lộc trận đế từng bố trí xuống vô sinh sát trận, vây khốn 13 vị đế cảnh nhân vật. Cuối cùng, diệt sát ngũ đế, cái khác 8 vị đế cảnh đều bị trọng thương. Mà khi đó, Lộc Trận Đế mới vẹn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh tu vi. Tiếc nuối là, có lẽ cũng bởi vì bị giới hạn tu vi, thời khắc cuối cùng, Lộc Trận Đế lực lượng suy kiệt, bị người thừa cơ đánh lén, khi một tòa nhiễm đế cảnh tiên huyết, vô sinh sát trận cũng theo đó hủy diệt. Sau trận chiến này, Lộc Trận Đế sinh tử chưa biết, nhưng thế nhân đều là xem hắn như thần minh, cho rằng hắn trận đạo chi uy, có khả năng cùng đế tranh phong, cho nên tôn sùng làm Lộc Trận Đế. Một cái chưa từng thành đế, lại bị công nhận là tại đạo văn chi lộ bên trên có được đế cảnh chi lộ truyền kỳ giống như vô miệng chi đế mà hắn một tay bày ra vô sinh sát trận cũng bị coi là cổ xưa vãn kim đến chiêu thiên thứ 9 trận xếp tại vô sinh sát trận trước đó đại trận đều là đã là đế cảnh phạm trù thậm chí là tổ cảnh phạm trù vô thường chi trận mà lộc trận đế dùng chuẩn đế chi tu vi bày ra vô sinh sát trận có thể đưa thân cái bài danh này đã là một cái đủ để kinh động vàng cổ hành động vĩ đại bất quá một đoạn này chuyện cũ năm xưa sớm đã tại vô ngần tuế nguyệt phù trầm bên trong bị tuyệt đại đa số người quên mất có thể đối đang ngồi đế cảnh đại nhân vật mà nói, giống như một cái khắc cốt minh tâm ấn ký, căn bản là không có cách quên. Bởi vì năm đó lộc trận đế chỗ đối phó những cái kia đế cảnh nhân vật bên trong, không ít đều đến từ lục đại đạo đình cùng thập đại chiến tộc. Cho nên làm cực ma kiếm đế hạ hành liệt nhất lên cái tên này lúc, một chút đế cảnh nhân vật sắc mặt mới có thể trở nên mất tự nhiên. Một trận tiểu bối luận đạo tranh phong mà thôi, nâng lộc trận đế làm gì càng không đạo đình hỏa linh nữ đế mở miệng, nàng cả người vòng quanh quyển như hỏa ngư tự như đế cảnh pháp tắc, hai đầu lông mày đều là lãnh ý giờ phút này đồ thiên giác các loại chờ một đám càng không đạo đình truyền nhân bị một tòa đại trận vây khốn làm nàng trong lòng đều một trận phiền muộn tất cả mọi người rất thức thời không còn đàm luận việc này ai cũng tin tưởng kia đồ thiên giác là càng không đạo đình hạch tâm một trong bị hỏa linh nữ đế nhìn kỹ cho là hắn nhất định dùng trổ hết tài năng tham dự vào kia cổ tiên cấm khu tranh phong bên trong nhưng bây giờ đồ thiên giác đã có bị đào thải có thể cái này khiến hỏa linh nữ đế tâm tình đâu có thể nào tốt Duy chỉ có hạ hành liệt mỉm cười lên tiếng. Cái này kêu là gieo gió gạt bão, tự cho là có thể lấy nhiều khi ít, ai có thể nghĩ lại bài cái ngã nhào, ngược lại là kim độc nhất người này, không hổ là bị bản tọa nhìn kỹ người, mờ mờ ảo ảo có bản tọa năm đó ba phần phong thái. Một câu, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hỏa linh nữ đế trong con ngươi thần mang lóe lên, hư lạnh nói. Hạ hành liệt, lời này của ngươi là ý gì? Hạ hành liệt lông mày nhướng lên, lạnh nhạt nói. Thế nào, tiểu bối chi tranh, còn không cho phép bản tọa lời bình một phen ngươi lời không phục không bằng chúng ta luận bàn một phen hỏa linh nữ đế trận mắt tròn xoe thái thúc hoàng vội vàng nói hai vị chỉ là một trận luận đạo không cần nổi giận hạ hành liệt cười cười nói hoàn toàn chính xác không đáng giá bất quá bản tọa vẫn là câu nói kia ngươi không phục ta cam đoan phụng bồi tới cùng một câu bình thản tự nhiên lại bá đạo mười phần cần biết hỏa linh nữ đế nhưng cũng là một vị chấn động tinh không chí cao tồn tại phía sau còn đứng lấy càng khôn đạo đình tại cái này hồng mông thế giới cái nào dám đối nàng bất kính có thể hạ hành liệt tự dám. Đây chính là cực ma kiếm đế, hành tẩu chư thiên những năm này, vô luận là lục đại đạo đình, vẫn là thập đại chiến tộc, còn chưa bao giờ hắn sợ qua. Hỏa linh nữ đế cuối cùng vẫn cố nén nội tâm tức giận, không có tiếp tục tranh chấp, nàng cũng tin tường hạ hành liệt bản tính, đây chính là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão đau đầu. À, tiểu tử này đủ hung ác, lại trực tiếp sát nhập vào đại trận kia bên trong. Bỗng dưng, một cái đế cảnh kinh ngạc lên tiếng, tâm thần của mọi người cũng theo đó bị hấp dẫn đi qua huyền hoàng bí cảnh, hẻm núi trong đại trận. Nhanh, trận này mặc dù thần diệu, nhưng lực lượng đã gần như khô kiệt, chúng ta chỉ cần nhất cổ tác khí, liền có thể đem nó phá diệt. Đồ thiên giác tinh thần nhất chấn, đã nhận ra tòa đại trận này biến hóa. Lúc này, bên cạnh hắn đi theo 8 người, đã có bốn người bị đào thải, mỗi một cái đều là càng không đạo đình hạch tâm truyền nhân, tổn thất không thể bảo là không lớn. Đợi sau khi rời khỏi đây, nhất định phải làm cho kia kim độc nhất đẹp mắt. Thứ đáng chết này, nhất định phải vì thế trả giá đắt chỉ còn lại những người kia hận đến nghiến răng nghiến lợi từng cái tại đặt xuống ngoan thoại không cần các loại chờ đi ra hiện tại chúng ta liền có thể giải quyết một cái bỗng dưng một đạo lạnh nhạt thanh âm vang vọng lâm tầm thân ảnh đột ngột xuất hiện trong đại trận oanh tiếng nói còn không có rơi xuống người khác đã bạo lướt mà tới đoạn đao bao phủ ra dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng một tên người mặc kim giáp cao lớn nam tử ai cũng không muốn không đến tại phá trận thời khắc mấu chốt lâm tầm lại sẽ chủ động dết vào đây đồng thời động thủ như thế vừa nhanh vừa mạnh bất ngờ không đề phòng kim giáp nam tử căn bản đã không có né tránh cơ hội chỉ có thể đối cứng cúc hắn gầm thét quanh thân bốc hơi lên lông hổ chi tướng trong lòng bàn tay một thanh kim sắc cự chủ y một tiếng ầm vang hung hăng ném ra vô song kim sắc đạo quang cũng theo đó phóng thích mà ra một màn kia đơn giản tựa như vung lên kim sắc đại nhật nền xuống thần dũng cái thế ken đoạn đao cùng cự chủ y giao phong sinh ra xé rách màn nhĩ tiếng vang thần huy bắn tung tóe. Chỉ thấy cái kia kim sắc cự chu y đúng là bị đoạn đao bổ làm hai. Đoạn đao dư thế không giảm, trực tiếp chém về phía kim giáp nam tử, kia vô song phong mang, đâm vào kim giáp nam tử con mắt đều không mở ra được, tâm thần dân lên đại khủng bố. Một chiêu cũng đỡ không nổi gia hỏa này, như thế nào như vậy cường đại làm trong đầu vừa hiện ra những ý niệm này, kim giáp nam tử đã bị đào thải ra khỏi cục. Một hệ liệt động tác, đều là tại thoáng qua kết thúc, mắt thấy kim giáp nam tử tao ngộ, làm cho những người khác cũng căn bản không kịp tương trợ, toàn thân đều nổi lên hàng ý chữ sư đệ. Đồ thiên giác triệt để nổi giận, tóc dài bay múa, con mắt xích hồng. Đây đã là bị đào thải cái thứ năm đồng bạn. Mà hắn đồ thiên giác không gây lực hóa giải. Đi chết. Trong tiếng trống giận dữ, đồ thiên giác thi triển cực điểm chi lực, một thanh tím ống ánh phi kiếm lướt lên, diễn hóa ra một phương kiếm vực. Kiếm vực bên trong, càng không hào hẳn, tử khí đông lai, đại nhật huy hoàng, có vô tận tiếng tụng kinh vang vọng, giống như một phương thần thánh quốc độ. Đạo chi lĩnh vực tử cấm kiếm vực anh chỉ là một kích này còn chưa từng đụng chạm lâm tầm tự bị đại trận lực lượng ngăn cản lâm tầm cười cười chỉ vào đặt mình vào chi địa trận này phá diệt trước đó ta là chúa tể lúc nói chuyện hắn thân ảnh lấp lóe giống như một đạo hư ảo quan ảnh phút chốc xuất hiện tại một tên hoàng y nữ tử trước người đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái hơi hợt hoàng y nữ tử đang sợ hãi trong tiếng thét chói tai trực tiếp bị na di ra huyền hoàng bí cảnh xôn xao mà tại hoàng y nữ tử bị đào thải lúc vô số thái huyền kiếm khí lưu chuyển, ống ánh rực rỡ, theo lâm tầm thể nội gào thét mà ra. Giờ khắc này lâm tầm, thật tự như chúa tể, phàm là bị hắn để mắt tới, chiến đấu đều là trong phút chốc tự kết thúc. Cái này đến cái khác đối thủ đều bị đánh tan bị loại. Vẹn vẹn không đủ năm cái trong nháy mắt, giữa sân loại trừ đồ thiên giác bên ngoài, những người khác lần lượt đều bị đào thải. Kim độc nhất. Ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Đồ thiên giác đều muốn giận điên lên, tóc tai bù xù, cực điểm điên cuồng lần này vốn là một trận săn bắn hành động, hắn tràn ngập lòng tin, có ai nghĩ được, một tòa đại trận xuất hiện, lệnh, làm, hết thảy cũng thay đổi. Cái này khiến tâm hắn đều đang chảy máu. Âm ầm theo đồ thiên giác quanh kích, nguyên bản đã chống đỡ không nổi đạo văn cấm trận, đúng là tại lúc này triệt để hủy diệt. Cái này khiến lâm tâm khẽ giật mình, chợt cười nói. Đại trận không còn không sao, nên bắt ba ba đã tai kiếp khó thoát. Trong lời nói, đem đồ thiên giác coi là ba ba cái này kích thích đồ thiên giác cộng tốc đều từng chiếc đứng đấy, quát ầm lên. Đi chết. Bạch tử cấm kiếm vực mở rộng mà ra, hóa thành hạo hãn chi giới, tử khí bốc hơi, đại nhật hình một mình, sơn hà càng không đều có hạo nhiên kiếm khí gào thét mà ra. Lâm Tầm không có khinh thị, đồ thiên giác có thể đứng hàng chư thiên thánh vương bản thứ 9, hắn chiến lực cường thịnh, tại lúc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù là liền là Vũ Hoàng, tới so sánh đều kém một mảng lớn. Đồng thời, thời khắc này đồ thiên giác gần như điên cuồng, nghiễm nhiên nhất phái liều mạng tư thái, chỗ phóng thích ra uy năng, để lâm tầm đều một trận sợ hãi tháng phục. Cường. Không thể tưởng tượng nổi cường. Chỉ là. Còn chưa đủ uy hiếp được chính mình. Lâm tầm hít sâu một hơi, thân thể lập lòe phát sáng, sĩ thịnh dịu nhãn, có ức vạn mịt mờ kiếm khí hội tụ tại hán đầu ngón tay, hóa thành một điểm cô đồng đến cực điểm kiếm ý, cái này một cái chớp mắt, thiên địa ẩm đạm, chỉ có một vòng kiếm ý tỏa ra ánh sáng chói lọi. Phong mang chi thứ cùng đánh tan vũ hoàng lúc không giống lần này phong mang chi thứ lâm tầm cũng không giữ lại đem cái này thuộc về bạch kim đạo thể thiên phú thần thông lần thứ nhất chân chính thi triển đứng tại ngoại giới đằng nghi thần cùng quy sơn hành chỉ cảm thấy trong mắt trong lòng thần hồn bên trong cùng nhau sinh ra nhói nhói như tê liệt cảm giác hết thảy cảm giác bên trong đều là trắng xóa kiếm khí không nhịn được cùng nhau hải nhiên đây là cỡ nào lực lượng theo sát lấy oanh minh tiếng va chạm vang vọng mảnh này hẻm núi đều rung động lắc lư phụ cận hư không nếu như vải vóc xé rách ra vô số khe hở lực lượng kinh khủng loạn lưu cũng theo đó che mất phiến khu vực này cái này thật đáng sợ cái này một cái chớp mắt tại ngoại giới một đám đế cảnh nhân vật cũng không khỏi động dung tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong một kích này đã có thể nói là khoáng cổ thước kim cực kỳ hiếm thấy hạ hành liệt con ngươi híp híp nguyên bản bưng lên chén rượu dừng lại hỏa linh nữ đế thân thể nghiêng về phía trước trong con ngươi đạo quan bốc hơi nhìn không chuyển mắt làm khói bụi di tán hẻm núi phụ cận đã là một mảnh vết thương giống như bị viễn cổ hoang thú chà đạp đại địa rạng nứt, núi đá vỡ vụn, có cây bột mịn, bày biện ra trách nát tàn toái cảnh tượng. Mà giữa sân, hai thân ảnh sừng sững. Một thân thể đẫm máu, tóc tai bù xù, thần sắc yếu ớt trong suốt, khóe môi có vết máu chảy xuống, cánh tay phải nơi bả vai có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Một quần áo sạch sẽ, không nhiễm trần thế, giống nhau lúc trước. Cái trước là đồ thiên giác. Cái sau là lâm tầm. Bổ canh ở buổi tối 11 điểm trước. Chương 1968 biến cố chợt hiện. Nguồn Mê truyện audio com Mắt thấy một màn này, chúng đế đều lộ ra một vòng dị sắc. Lần này nhưng không có đại trận chi lực trói buộc, đồng thời đồ thiên giác vẫn là tự như liều mạng tiến hành công phạt, nhưng tại chính diện đối cứng bên trong, lại gặp bị thương nặng. Tới so sánh, lông tóc không hao tổn kim độc nhất, tự lộ ra phá lệ bắt mắt. Một chút đế cảnh ánh mắt liếc qua hỏa linh nữ đế, phát hiện cái sau hai đầu lông mày đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng, rõ ràng tâm tình rất xấu trái lại hạ hành liệt, thì một lần nữa dơ ly rượu lên, thống khoái mà uống một hơi cạn sạch. Nhân sinh chi nhạc, làm phù đại bạch. Cái này. Đằng nghi thần cùng quy sơn hành cũng đều sửng sốt. Đồ thiên giác danh liệt chư thiên thánh vương bản thứ 9, lại lại đều không phải là kim độc nhất đối thủ, nguyên lai, like, từ vừa mới bắt đầu ta liền đánh giá thấp ngươi, cũng đúng, ai có thể nghĩ tới tại vân châu bực này địa phương, lại hiện ra ngươi dạng này một cái thâm tàn bất lộ gia hỏa, đồ thiên giác thần sắc âm tình bất định, thật sự là hắn gặp thương thế không nhẹ, có thể chưa nói tới nhiều khẩn trương, chuyện này chỉ có thể chứng minh hắn còn có ác chủ bài lâm tầm cũng nhìn ra điểm ấy hắn nhấc chân tiến lên thần sắc tự nhiên nói nhìn ra được trong tay ngươi còn có ý vào như không cần tiếp tục sợ sẽ không có cơ hội đồ thiên giác mặt không chút thay đổi nói ngươi có thể thử một chút hắn giờ phút này lộ ra vô cùng trấn định chỉ là lâm tầm có thể không thèm để ý những này tại cái này huyền hoàng bí cảnh sớm có quy củ không phải vận dụng đế bảo cũng không phải vận dụng cấm kỵ ngoại lực kể từ đó, có thể làm cho lâm tầm kiên kỵ thủ đoạn, gần như đều không tồn tại. Vô luận đồ thiên giác là thật có vô cùng kinh khủng ác chủ bài, vẫn là đang hư trương thanh thế, lâm tầm đoạn sẽ không như vậy mà dừng tay. Nhưng lại tại lâm tầm muốn ra tay lúc, bỗng nhiên dừng bước. Cùng này đồng thời, một đạo êm tai thanh âm du dương từ đằng xa lượng lờ vang lên, giống như tiếng trời. Kim huynh, làm gì đuổi tận dết tuyệt, một đạo uyển chuyển thon dài thân ảnh hiển hiện, quanh thân mưa bụi mông lung, tựa như ảo mộng, nàng mái tóc đen nhánh bàn búi tóc, lộ ra một tấm tươi mát thoát tục dung nhan tuyệt thế. Yên Vũ Nhu Chiêu Thiên Thánh Vương Bản Đệ Thất, huyền hoàng đạo đình hạch tâm truyền nhân, một vị danh mãn thiên hạ tuyệt diễm nữ tử. Liên quan tới nàng sự tích, nhiều không kể xiết. Luận đạo tuyển bạc, lẫn nhau tranh phong, có thể nào gọi đuổi tận giết tuyệt, lâm tầm dừng bước, thần sắc lạnh nhạt. Đằng nghi thần cùng quy sơn hành đều là như lâm đại địch, tóc gáy đều dựng lên đến, đều không nghĩ tới, tại bậc này trước mắt, không ngờ giết ra một vị danh dương thiên hạ tuyệt thế yêu nghiệt. Kim Huynh nói không sai, bất quá, đã ta kịp thời đuổi tới, Kim Huynh cảm thấy như tiếp tục đánh xuống, còn có bao nhiêu phần thắng, Yên Vũ Nhu thân ảnh nhẹ nhàng, rơi vào giữa sân, một cổ mắt lạnh mùi thơm cũng theo đó tràn ngập mà ra. Nàng phong thái lỗi lạc, có siêu nhiên xuất trần vẻ đẹp. Vũ Nhu cô nương, lần này làm phiền ngươi. Đồ thiên giác ánh mắt phức tạp, bản thân hắn nông nên kiên cường, nếu không phải bị bất đắc dĩ, cũng đoạn sẽ không hy vọng người khác đến đây tương trợ. Nguyên bản dừng bước lâm tầm mỉm cười, lại lần nữa tiến lên, nói, ngươi hỏi ta có bao nhiêu phần thắng, ta nghĩ nghĩ, tối thiểu đối phó các ngươi hai cái, còn có niềm tin chắc chắn. Một câu, bể nghệ mười phần. Đồ thiên giác cùng Yên Vũ Nhu đều là khẽ giật mình, tự như khó có thể tin. Xem ra, Kim Huynh cũng không cam tâm đến đây dừng tay, dự định đụng một cái. Yên Vũ Nhu tin mau như huyễn, thanh âm rõ ràng vui mừng, nhìn không ra có bất kỳ tâm tình chập chờn, nhưng tại trên người nàng, lại có tự như liên y đại đạo lực lượng tràn ngập. Hừ, hắn đây là căn bản không có đem ngươi ta để ở trong mắt đồ thiên giác sắc mặt khó coi nhưng lại tại lúc này lâm tầm lần nữa dừng bước bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đằng nghi thần cùng quy sơn hành chợt quát lên cẩn thận hai người phản ứng cũng không chậm lâm tầm thanh âm còn chưa rơi xuống bọn hắn tự bản năng tiến hành né tránh chỉ là cũng đã đến muộn một bước âm âm chỉ thấy một mảnh màu đen kiếm ảnh phút chốc từ trên trời giáng xuống giống như một đạo nội tình đen tối đen nhánh kiếm khí hiện ra sắc bén ánh sáng chói mắt gào thét mà xuống kiếm khí oanh minh chi chíp như thiên hà chi thủy, áp sập kia phiến hư không, cũng đem đằng nghi thần cùng quy sơn hành thân ảnh bao phủ. Không. Kim huynh, mau trốn. Qua trong giây lát, hai người cùng nhau bị đào thải bị loại, gặp bị đào thải, quy sơn hành đều tại quan tâm lâm tầm an nguy, phát ra lo lắng gào thét. Mắt thấy một màn này, lại không tới kịp đi cứu trợ, để lâm tầm thần sắc bỗng nhiên trở nên băng lãnh một đôi nhược uyên thâm trầm mắt đen bên trong phun trào như sôi sát cơ chính mình cứu đồng bạn bây giờ lại bị người tập kích tại chính mình ngay dưới mắt thảm tao đào thải, cái này khiến lâm tầm nội tâm đều dâng lên không nói ra được ý xấu hổ cùng phẫn nộ. Màu đen kiếm ảnh di tán lúc, giữa sân xuất hiện một cái gánh vác trường kiếm, vạt áo rộng mở, mang theo một cái bầu rượu nam tử, toàn thân tràn ngập thô kệch giả tính. Tổ phi vũ Chư thiên thánh vương bản thứ 8, chúng ma đạo định hạch tâm truyền nhân. Kim Huynh nhìn rất tức giận kỳ thật rất không cần phải, ngươi vừa rồi cũng đã nói, đây là luận đạo tuyển bạc, lẫn nhau tranh phong mà thôi. Tổ phi vũ nụ cười tùy ý, huống chi, Bọn hắn chỉ là đào thải ra khỏi cục, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, Kim huynh ngươi cũng đừng tức điên lên thân thể." Ngôn từ bên trong tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc. Lúc nói chuyện, hắn cùng Đồ Thiên Giác, Yên Vũ Nhu trao đổi một ánh mắt, sau một khắc, từ khác nhau phương hướng, đem khí cơ bao phủ hướng Lâm Tầm. Bầu không khí trong nháy mắt khắc nghiệt vô cùng. Trận này truy sát, trước sau biến số rất nhiều, đầu tiên là Lâm Tầm đánh tan Vũ Hoàng bọn người, sau đó Đồ Thiên Giác một đoàn người xuất hiện, đối Lâm Tầm tiến hành truy sát. Nhưng đến đầu đến đồ thiên giác bọn người lại bị vây khốn, tổn thương thảm trọng, vốn cho rằng hết thảy đều đem trần ai lạc địa, ai có thể nghĩ, yên vũ nhu cùng tổ phi vũ lần lượt xuất hiện, làm cho thế cục lại lần nữa phát sinh biến cố. Giờ phút này, lâm tầm giống như là bị ba vị danh liệt chư thiên thánh vương bản 10 vị trí đầu nhân vật hung ác để mắt tới, tình cảnh cũng theo đó sinh ra nghịch chuyển. Một màn này, cũng là hấp dẫn ngoại giới một đám đế cảnh ánh mắt. Nhà ôi, không nghĩ tới bây giờ người trẻ tuổi giáo hoạt như vậy, phân thuộc tam đại đạo đình ba tên tiểu gia hỏa, lại đều sớm trong bóng tối kết minh, lúc nào, các ngươi tam đại đạo đình truyền nhân quan hệ trong đó, càng trở nên tốt như vậy, hạ hành liệt ngữ khí không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Huyền hoàng bí cảnh bên trong, cùng nhau liên thủ hành động tình huống rất phổ biến, có thể giống như đồ thiên giác, yên vũ nhu, tổ phi vũ như vậy, đều đã là chư thiên thánh vương bản 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt, lại lại đều lẫn nhau kết minh, cái này quá là hiếm thấy. Huyền hoàng đạo đình trưởng giáo thái thúc hoàng cười khổ. Đệ tử ở giữa sự tình, chúng ta sao có thể quản được quá nhiều, hạ huynh suy nghĩ nhiều chúng ma đạo đình nhiên khung ma để lạnh lùng nói hạ hành liệt quy củ bên trong nhưng cũng không có nói không cho phép ra lẫn nhau cùng một chỗ hành động hắn thân ảnh khô gầy hốc mắt sụp đổ một đôi mắt như như chim ưng khiếp người hất lên một bộ hát bào tùy ý ngồi ở kia giống như cửu thiên ma chủ hạ hành liệt cái này kim độc nhất là gì của ngươi ngươi như thế nào khắp nơi bảo vệ cho hắn hỏa linh nữ để nhìn không được chất vấn bản tọa nhìn xem không vừa mắt không được sao hạ hành liệt hỏi lại mắt thấy bọn hắn lại muốn nổi tranh chấp, thái thúc hoàng vội vàng điều đình. Các vị, chỉ cần không xuất hiện phá hư quy tắc sự tình, đều có thể bỏ mặt không quan tâm, chúng ta nhưng chớ có vì vậy mà tổn thương hòa khí. Thái thúc hoàng đều đau cả đầu. Để cảnh nhân vật, chấp chưởng nghịch chuyển càng không thông thiên chi lực, mỗi một cái đều có chiếu rọi chư thiên chi uy, nhưng không có một cái là dễ đối phó. Cùng này đồng thời, huyền hoàng bí cảnh bên trong. Phát giác được đồ thiên giác, yên vũ nhu, tổ phi vũ ba người địch ý, lâm tầm trầm mặt một lát sau, nói, bút trướng này, chúng ta về sau chậm rãi tính. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Ha ha, lần này nếu để ngươi đi, chúng ta mặt mũi còn đi chỗ nào đặt, tổ phi vũ nhìn cười không được, cái này kim độc nhất, không khỏi cũng quá đem mình làm nhân vật, quẳng xuống một câu ngoan thoại tự như như vậy đi không có cửa đâu. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lóe lên, hư không tiêu thất. Sau một khắc, vô số nặng như ngàn tấn kiếm khí màu đen như màn đêm, ầm ầm nghiền ép lấy hư không, hướng lâm tầm trấn sát mà xuống. Đen nhánh kiếm khí, nặng nề như thần sơn núi lớn, lưu động tối tâm mà đáng sợ đạo quan, chi chít hội tụ vào một chỗ, đơn giản muốn oanh sát sơn hà, phá diệt càng khôn. Lâm tầm nhìn cũng không nhìn, nâng quyền đã ra. Quyền kinh tự như lô không phải là lô, tự như uyên không phải là uyên, dùng không thể tưởng tượng nổi uy thế đem kia đầy trời trấn sát mà xuống kiếm khí màu đen tất cả đều nuốt hết bột mình. Oanh! Phụ cận hư không đều chấn động hỗn loạn, tổ phi vũ thân ảnh bị chấn động đến theo trong hư không lão đảo rời khỏi, sắc mặt không nhìn được khẽ biến. Gia hỏa này, quả nhiên không là bình thường đáng sợ ngưng. Hoàn toàn mông lung mộng ảo tựa như mưa bụi, xuất hiện lâm tầm trước người, ngưng tụ làm một tấm vẫy mực mưa bụi bức tranh, bỗng nhiên thu nạp. Yên Vũ Sơn Hà. Đây là Yên Vũ Nhu đạo chi lĩnh vực, nhìn như tràn ngập tình thơ ý họa, kỳ thực trong đó bao hàm toàn diện, tràn ngập khó có thể tưởng tượng sát phạt chi lực. Đông. Lâm Tầm nhìn cũng không nhìn, lại là một quyền đánh ra, kia mưa bụi mờ mịt bức tranh vừa mới ngưng tụ thành hình, tự ầm vang sụp đổ. Yên Vũ Nhu tinh mâu trận to, tràn ngập kinh ý nàng vốn chỉ là muốn ngăn cản lâm tầm đem nó lưu lại ai có thể nghĩ nàng thủ đoạn đều không thể đưa đến nửa điểm tác dụng làm nàng cùng tổ phi vũ cùng một chỗ nếu lại xuất thủ lúc lâm tầm thân ảnh sớm đã nghênh ngang rời đi xa xăm vô tung lại truy đã căn bản không kịp thân chịu trọng thương đồ thiên giác không có xuất thủ dùng hắn bây giờ trạng thái cũng không kịp xuất thủ làm mắt thấy tình cảnh như vậy lúc sắc mặt cũng là phá lệ âm trầm ba người cùng một chỗ liên thủ đều không thể lưu lại đối phương như một đối một chúng ta sợ đều không phải là đối thủ của hắn, gia hỏa này so với Nguyệt Như Hỏa, tri bạch những này thâm tàn bất lộ yêu nghiệt nhân vật, cũng không thua kém bao nhiêu. Tổ Phi Vũ vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên bản chúng ta chi gian trong bóng tối kết minh, là vì muốn đối kháng cùng loại Nguyệt Như Hỏa, tri bạch, vì vô nhai bực này nhân vật, nhưng bây giờ xem ra, lại muốn thêm ra một cái kim độc nhất. Yên Vũ Nhu thần sắc cũng hiếm thấy nghiêm túc. Kim độc nhất. Một cái vân châu đi ra nhân vật mà thôi, nhưng lại có vô pháp tưởng tượng nghịch thiên chiến lực, cái này đủ để cho bất luận kẻ nào không thể coi thường. Gia hỏa này đã ghi hận bên trên chúng ta, thời gian kế tiếp bên trong, hắn chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Hiếp sâu một hơi, cường tự dằn xuống phẫn hận trong lòng, đồ thiên giác lúc này mới thanh âm âm trầm nói, hai vị cảm thấy, tiếp xuống nên làm cái gì, đánh rắn không chết, phản bị hắn hại, mệnh phù muốn tranh đoạt, nhưng nên biến mất uy hiếp cũng nhất định phải biến mất, nếu không, nói không chính xác hội, sẽ, chỉnh ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Tổ phi vũ con ngươi thâm trầm, theo ý ta, làm triệu tập chúng ta có khả năng triệu tập đến tất cả lực lượng, triệt để đem người này đá ra khỏi cục. Bổ canh đưa lên, rốt cục trả sạch. Chương 1969 Là y che gió che mưa Nguồn Mê truyện audio com Tốt Ta đến triệu tập ta càng không đạo định lực lượng Đồ thiên giác không chút do dự đáp ứng Lần này tham dự vào luận đạo thịnh hội càng không đạo định truyền nhân Chừng hơn 30 người Trước đó bị lâm tầm đào thái 8 người vẻn vẹn chỉ là một phần trong đó vũ nhu cô nương ngươi đây tổ phi vũ ánh mắt nhìn về phía yên vũ nhu chúng ta ở giữa hợp tác chỉ là cá nhân ta hành vi ta không muốn bởi vì chuyện của chúng ta lại đi phiền phức tông môn những sư huynh đệ khác yên vũ nhu nói khẽ bất quá thật muốn đi đối phó kia kim độc nhất ta khẳng định cũng sẽ tham dự vào tổ phi vũ khẽ giật mình cười nói không sao việc này bởi ta cùng đồ huynh cùng đi triệu tập nhân mã liền có thể lúc này ba người liền triển khai hành động ngoại giới, mắt thấy lâm tầm thế như trẻ tre, phá vỡ tổ phi vũ, đồ thiên giác, yên vũ nhu ba người vòng vây, một đám đế cảnh lại là một trận kinh ngạc. Trước đó, bọn hắn đều cảm giác, ba vị chư thiên thánh vương bản mười vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt cùng một chỗ liên thủ, lâm tầm chú định giữ nhiều lành ít. Ai có thể nghĩ, lâm tầm cho thấy chiến lược mạnh, lại lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ. Người này, thật đúng là ngoài dự liệu cường đại, không có gì bất ngờ xảy ra, đã có thể đi cùng Lăng Hồng Trang, Hoàng Phủ Thiếu Nông, Di Vô Nhai bực này nhân vật đánh đồng huyền hoàng đạo đình trưởng giáo thái thúc hoàng kinh ngạc lên tiếng lời này xuất từ một vị danh chấn chư thiên đạo đình trưởng giáo miệng đã là một cái cực kỳ khó lường đánh giá thái thúc huynh bản tọa nhìn kỹ người đâu có thể nào là người tầm thường nhưng so sánh hạ hành liệt cười mỉm uống một chén rượu càng không đạo đình hỏa linh nữ đế chúng ma đạo đình nhiên khung ma đế hai đầu lông mày đều là hiển hiện một vòng che lấp trong lòng bọn họ kỳ thực cũng có chút giật mình không nghĩ tới vây khốn phía dưới lâm tầm có thể dễ dàng như thế tự nghênh ngang rời đi hiện nay người này thực lực đã bạo lộ ra thời gian kế tiếp bên trong, sợ là sẽ phải trở thành các phương trong mắt địch nhân. nhiên khung ma đế lạnh lùng nói, huống chi, tại kia huyền hoàng bí cảnh bên trong, người này tự hồ không có nhiều có thể kết minh động đạo, một người cô đơn, có thể rất khó đi đến cuối cùng. Hạ hành liệt suy chỗ bật cười. Bản tọa một người liền có thể chống lên đại đạo cửu thiên cung, vì sau này tiểu tử không có thể một người giết tới cuối cùng các ngươi a à, lòng mang thành kiến về sau, nói ra ngữ đều trở nên buồn cười nói đến đây, hắn lại lười nhát tranh luận, sự thật cũng thường thường so tranh luận càng có sức thuyết phục. Hắn rất chờ mong lâm tầm tiếp xuống biểu hiện. Tốt. Bỗng dưng, hỏa linh nữ đế con ngươi sáng lên, chỉ vào huyền hoàng bí cảnh bên trong một chỗ. Chư vị lại xem, một trận chiến đánh tan chính vị cùng thế hệ nhân vật đứng đầu, ta càng không đạo đình hoàng phủ thiếu nông biểu hiện như thế nào kia là một mảnh hẻm núi, vừa kinh lịch một trận thảm liệt chém giết. Cuối cùng chỉ có hoàng phủ thiếu nông một người đứng ở giữa sân, oai hùng anh phát, vĩ ngạn như thần chúng đế đô gật đầu không thôi hoàng phủ thiếu nông cường đại sớm đã không thể nghi ngờ kỳ quái di vô nhai người này tại trước khi bắt đầu tự chưa từng xuất đầu lộ diện bây giờ đều đã tiến vào huyền hoàng bí cảnh nhiều ngày hắn đúng là một mực ẩn núp ẩn nấp tại một chỗ dưới mặt đất hang động hắn đây là muốn làm cái gì cũng có người nhíu mày lên tiếng di vô nhai bàn vũ đạo đình hạch tâm truyền nhân chư thiên thánh vương bản đệ nhất một cái lấp lánh tinh không nhân vật truyền kỳ nhưng tại lần này luận đạo thịnh hội bên trên hắn lại có vẻ vô cùng điều thấp nhất là khi tiến vào huyền hoàng bí cảnh về sau, một mực ẩn nút ẩn nấp, hồn nhiên không có bất kỳ cái gì tính toán ra tay. Cái này tự nhiên để cho người ta kỳ quái. Theo bản tọa xem, người này đúng như lông lặng vượt sâu, giấu đi mũi nhọn thủ vụng, tranh đoạt mệnh phù đối với hắn mà nói, sợ là căn bản không có lực hấp dẫn gì. Có người như có điều suy nghĩ. Nghe nói, người này đã áp chế tự thân cảnh giới 300 năm, sớm đã có được đặt chân tuyệt đỉnh chuẩn đế cảnh đáng sợ tiềm năng, không tệ, hắn bị coi là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh thật vô địch, gần nhất mấy trăm năm qua, đã không còn đối bất kỳ đồng bối nào xuất thủ qua. À, đây là khinh thường tại cùng cùng thế hệ người tranh giành chúng đế nghị luận, vì vô nhai không thể nghi ngờ là một cái cho dù ai đều không thể coi nhẹ nhân vật truyền kỳ, dù là hiện nay mới chỉ là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh. Coi như bằng hắn bây giờ có nội tình cùng danh vọng, về sau đạo đồ chú định bất khả hạn lượng. Huyền hoàng bí cảnh bên trong. Phá vỡ trùng vây, nên ngang rời đi về sau, lâm tầm nhưng trong lòng không cái gì vui sướng. Trước đó, đằng nghi thần cùng Quy Sơn hành hai người tại hắn ngay dưới mắt bị người đánh lén, thảm tao đào thải, cái này khiến nội tâm của hắn có một cổ lửa giận vô hình. Bút trướng này, chúng ta chậm rãi tính. Lâm tầm ở trong lòng tái diễn câu nói này. Trước đó, nếu là toàn lực chém giết, hắn đồng dạng có nắm chắc đem đồ thiên giác, tổ phi vũ, yên vũ nhu ba người trấn áp, chẳng qua là lúc đó thế cục căn bản không cho phép hắn liều mạng như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đó phát động đại trận vây khốn đồ thiên giác đám người đồng tỉnh, sớm đã đưa tới không biết bao nhiêu người chú ý, đến lúc đó, đem lại một lần bày biện ra ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi tình huống ân đang suy nghĩ lúc lâm tầm trong con ngươi lãnh mang lóe lên tại hắn trong thần thức khu vực phụ cận bên trong đang có mấy cái cường giả trong bóng tối đuổi theo hai nam một nữ theo hắn ăn mặc cách ăn mặc bên trên để lâm tầm nhận ra đối phương là đến thập đại chiến tộc một trong thiên quỷ chiến tộc cường giả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lâm tầm dừng bước điểm phá đối phương hành tung kim đạo hữu đơn độc hành động quá nguy hiểm không bằng chúng ta cùng một chỗ hợp tác như thế nào kia hai nam một nữ liếc nhìn nhau theo trong bóng tối đi ra cầm đầu một tên mực bào thanh âm nam tử ôn hòa nói hiển nhiên bọn hắn nhận ra lâm tầm thân phận lâm tầm nói thật có lỗi không tâm tình mực bào nam tử cười cười nói kim huynh ngươi thật không còn suy nghĩ một chút thanh âm bên trong đã mang lên như có như không uy hiếp lâm tầm khẽ giật mình lườm ba người này một chút đại khái đã đánh giá ra ba người này rõ ràng không rõ ràng trước đó chính mình cùng đồ thiên giác đám người chiến đấu. Bằng không mà nói, sợ là căn bản cũng không dám như vậy nói chuyện với mình. Lắc đầu, lâm tầm không tiếp tục để ý tới, lách mình tiến lên. Hắn không muốn lại trì hoãn thời gian, phải nhanh một chút tìm tới kim thiên huyền nguyệt, sau đó liền bắt đầu đi bắt đầu chuẩn bị là đằng nghi thần, quy sơn hành chuyện báo thù. Nho nhỏ một cái vân châu luận đạo đệ nhất mà thôi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bỗng dưng, lệnh, làm, một tên thanh niên mặc áo bào bạc hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vừa sải bước ra, rút đao chém ra. Bạch. Đao khí sáng rỡ, giống như một đạo dài đến mấy ngàn trường sắc bén thiểm điện, phát ra lăng lệ xâm nhiên khí tức hủy diệt, có cổ lão đồ đằng huyền bí bốc hơi trong đó. Mực bào nam tử nheo mắt, vừa muốn đi ngăn cản, thôi một bước. Chỉ thấy lâm tầm cũng không quay đầu lại, phía sau lại có thổi phòng lập lòe kiếm khí nổ bắn ra mà ra. Phốc. Xâm nhiên như thiểm điện đao khí sụp đổ bay tán loạn mà ngân bào nam tử thì bị một đạo đạo kiếm khí trảm tại trên thân, da tróc thịt bông, tiên huyết bắn tung tóe. Cũng không kịp kêu thảm, tại chỗ tự bị Na Di ra huyền hoàng bí cảnh. Mà Lâm Tầm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, từ đầu đến cuối đều chưa từng quay đầu nhìn qua một chút, thậm chí đều không có đi thu lấy kia rơi xuống mệnh phù. Mực bào nam tử cùng bên người nữ tử hít sâu một hơi, tê cả da đầu, trong lòng hải nhiên, lúc này mới ý thức được đá phải một khối đại tắm sắt. Lại tiến lên không bao lâu, lâm tầm lông mày lần nữa nhíu một cái. Trong thần thức, lại lần nữa cảm ứng được một đạo khí tức, đang từ đường phía trước bên trên nhanh chóng na di mà tới. Chỉ là sau một khắc, Lâm Tầm tự ngơ ngẩn. Chỉ thấy tại chỗ rất xa trong hư không, lướt đi một đạo yếu điệu thân ảnh, thanh mỹ như tiên, phong thái như thần. Chỉ là, nàng kia như tuyết trắng noãn y phục lại lây dính điểm điểm vết máu, tinh hồng chói mắt, một tấm gương mặt xinh đẹp cũng có chút trắng bệch, trên thân khí tức ẩn ẩn bày biện ra hỗn loạn dấu hiệu. Huyền Nguyệt, Lâm Tầm con ngươi khuếch trương, nàng như thế nào biến thành bộ dáng này công tử khi thấy lâm tầm kia một đạo thân ảnh quen thuộc kim thiên huyền nguyệt rõ ràng trong mắt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng như trút được gánh nặng tự như thở dài một hơi nói còn tốt công tử ngại các nhân thiên tướng cũng không có xảy ra chuyện trước đừng quản ta ngươi là thế nào bị thương lâm tầm sớm đã nên đón trên dưới hơi đánh giá kim thiên huyền nguyệt trong lòng cũng là rung lên thời khắc này kim thiên huyền nguyệt cơ thể bên trên có kiếm thương vết đau quyền ấn vết cao một chút địa phương da thịt đều mơ hồ bạch cốt ẩn hiện loại kia vết thương chồng chất một màn, đơn giản nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tầm kia lộ ra đau lòng cùng quan tâm ánh mắt, để Kim Thiên Huyền Nguyệt trong lòng dân lên trận trận ấm áp. Ổn ổn nổi lòng, nàng lúc này mới nói ra. Ta trước đó nghe được tin tức, nói công tử ngay tại càng không đạo đình đồ thiên giác một đoàn người truy sát, sở dĩ tự lập tức chạy đến, ai có thể nghĩ nửa đường bên trên lại gặp đến đánh lén, bị vây chặt trên đường. Nói đến đây, nàng yếu ớt tuyệt mỹ trên dung nhan nổi lên một vòng ý cười, ngửa đầu nhìn xem lâm tầm, nói. Còn tốt, bọn hắn không thể ngăn lại ta hiện tại lại gặp được công tử không việc gì ta cũng có thể triệt để yên tâm thanh âm êm dịu khoan khoái tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt nhân sinh lần thứ nhất lâm tầm thật tình như thế mà nhìn trước mắt kim thiên huyền nguyệt trong lòng phát run nàng bị thương nặng như vậy lại chỉ muốn lấy muốn tới cứu trợ chính mình khi thấy chính mình không việc gì nàng lại là như vậy vui sướng cùng cao hứng hồn nhiên không có ý thức được chính nàng thương thế là bực nào chi trọng trong lúc nhất thời, lâm tầm nội tâm đều có một loại không nói ra được hổ thẹn. Năm đó tại phù giao thuyền bên trên lúc, Kim Thiên Huyền Nguyệt liền đi theo ở bên cạnh hắn, nguyên bản kiêu ngạo tự phụ, bị thái cổ đế tộc Kim Thiên thì phụng như trên lòng bàn tay Minh Châu nàng, cũng từ ngày đó bắt đầu, chịu mệt nhọc, không oán không hối chỗ sung làm lên hậu đạo giả nhân vật. Cùng nhau đi tới, nàng ở trước mặt mình cho tới bây giờ đều là một bộ khôn khéo, dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, vì chính mình pha trà, chiếu cố chính mình ăn ở, vì chính mình phân ưu giải nạn, vì chính mình nàng thế nhưng là thái cổ bạch đế hậu duệ là phụ phong kiếm đế cưng chiều vô cùng tâm đầu nhục vì chính mình trả giá nhiều như vậy có thể chính mình giống như chưa từng để ý nhiều qua lâm tầm giật mình tại kia nổi lòng như phiên giang đảo hải dĩ vãng từng màn giao chức não hải để hắn nhìn thấy kim thiên huyền nguyệt kia vui sướng nụ cười lúc chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau buồn công tử ngài thế nào kim thiên huyền nguyệt nhìn không được nói nàng cảm giác kim thiên lâm tầm có chút khác thường kia chăm chú nhìn trong ánh mắt của mình dũng động quá nhiều dĩ vãng không có tâm tình chập chờn không có gì. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm Cường tự kềm chế nội tâm lăn lộn cảm xúc, hai tay đặt tại Kim Thiên Huyền Nguyệt trên bờ vai, nói, Huyền Nguyệt, từ giờ trở đi, ngươi tự an tâm dưỡng thương, ta đến vì ngươi che gió che mưa. Từng chữ nói ra, mang theo một loại không cho làm trái hương vị. Chương 1970 Lại xuất hiện ma thần phong thái. Nguồn Mê truyện audio com Che gió che mưa Rải rác bốn chữ, để Kim Thiên Huyền Nguyệt ngay người, thanh tịnh như sau trong mắt có nước mắt không tự chủ tràn mi mà ra dĩ vãng nàng là cao quý thái cổ đế tộc kim thiên thì thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu danh mãn một vực có thế từ khi đi theo lâm tầm bên cạnh thân nàng giống như bỏ qua hết thảy bắt đầu lại từ đầu đem nội tâm kiêu ngạo cùng tự phụ hoàn toàn thu liễm tự tiến vào hồng mông thế giới cùng lâm tầm một đường sớm chiều làm bạn tổng trải qua mưa gió từng có vui sướng sung sướng cũng từng có chua xót cùng quỷ khuất nhưng bây giờ theo lâm tầm nói ra câu nói này kim thiên huyền nguyệt bỗng nhiên cảm giác đi theo lâm tầm đến nay sợ tố sợ vi, đâm chiêu suy nghĩ. Hết thảy đều đã đáng giá. Người sao còn khóc, lâm tầm ngơ ngác, trong lòng rất gấp gáp, còn tưởng rằng kim thiên huyền nguyệt trong lòng có giấu cái gì thiên đại ủy khuất. Ta. Trong lòng cao hứng. Kim thiên huyền nguyệt hít một hơi, kềm chế nước mắt, gương mặt xinh đẹp nổi lên không hiểu thần thái, nói, công tử, che gió che mưa bốn chữ, đối ta mà nói, cả một đời đều sẽ khắc vào trong lòng, sẽ không đi quên. Lâm tầm mỉm cười nói. Ta nói được thì làm được, đi, ta trước dẫn ngươi đi xả giận. Ta. Kim Thiên Huyền Nguyệt vốn muốn nhắc nhở Lâm Tầm, không muốn như vậy lỗ mãn, có thể lời đến khóe miệng, lại bật thốt lên, công tử, ta nghe ngươi. Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng nội tâm đều một trận thẹn thùng, cảm giác này thật giống như mình bị người khi dễ, tìm được có thể chỗ dựa tự như. Đi thôi. Lâm Tầm nói, nguyên bản bởi vì đằng nghi thần, Quy Sơn Hành hai người tao ngộ, liền để hắn nhẫn nhịn một bụng vô danh hỏa khí không chỗ phát tiết bây giờ liền kim thiên huyền nguyệt đều bị khi phụ thành bộ dáng như vậy, cái này khiến lâm tầm lại không cách nào ẩn nhẫn. Sư, lâm tầm vung tay áo, một đóa tường vân nổi lên, chở hắn cùng kim thiên huyền nguyệt cùng một chỗ, bỗng dưng mà đi. Trên đường, lâm tầm cũng là hiểu rõ đến, vây công kim thiên huyền nguyệt đám người kia đến từ hồng hoang đạo đình, cầm đầu tên gọi tân như giáp, danh liệt chư thiên thánh vương bản thứ 17. Loại trừ tân như giáp, những người khác cũng đều là hồng hoang đạo đình nhân vật trọng yếu, nếu không phải như thế, cũng sẽ không để Kim Thiên Huyền Nguyệt Đụng phải trọng thương như thế. Bọn hắn đuổi tới, vượt quá lâm tầm dự kiến, mới xuất phát không bao lâu, một đoàn người thân ảnh tự xuất hiện tại tại chỗ rất xa trên đường, Kim Thiên Huyền Nguyệt một chút tự nhận ra người cầm đầu. Công tử mời xem, tên kia liền là Tân Như Giáp. Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng trong mắt hiện lên lãnh ý, trước đó trận chiến kia, nàng nói hời hợt, kỳ thực hung hiểm vô cùng, nếu không phải nàng để mạng lại liều, sớm bị đào thải ra khỏi cục. Lâm Tầm Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy kia cầm đầu là cả người khoác trên vai đạo bào màu xanh lam, thân ảnh thon gầy, mặt như mỹ ngọc nam tử, chân đạp một cái tùng văn cổ kiếm tại đỉnh đầu, hiện ra một đóa đóa đại đạo chi hoa, dị tượng kinh người, một đám nam nữ theo sát phía sau, càng thêm làm nổi bật đến hắn thần võ bất phàm. Nha, thái cổ đế tộc Kim Thiên thị đương đại đại tiểu thư đây là tìm được giúp đỡ, khi nhìn thấy Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt lúc, tân như giáp bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đều lộ ra trêu tức ý cười. Chật chật, ta còn tưởng là vị kia anh hùng hào kiệt, nguyên lai chỉ là vân châu luận đạo đệ nhất nhân kim độc nhất huyền nguyệt tiểu thư ngươi cái này sẽ không phải là bệnh cấp tính loạn chạy chữa a có người mỉm cười thần sắc nghiền ngẫm vẫn là câu nói kia phàm là bị chúng ta hồng hoang đạo đình để mắt tới con mồi liền không có có thể chạy trốn có thể huống chi khổng dục sư huynh thù cũng không thể không báo cầm đầu tân như giáp lạnh lùng mở miệng lâm tầm giờ mới hiểu được những này hồng hoang đạo đình truyền nhân sợ dĩ đối kim thiên huyền nguyệt xuất thủ lại vẫn là bởi vì cái kia chết tại trong tay mình khổng dục huyền nguyệt ngươi hãy nhìn kỹ, hôm nay bọn hắn nếu có thể đào tẩu một cái, công tử ta tự có lỗi với ngươi đoạn đường này làm bạn. Lâm tầm mắt đen sâu thẳm, nội tâm phun trào sát ý như dung nham mãnh liệt, sắp ức chế không nổi. Tân như giáp bọn người đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, chật tự cười vang, một cái vân châu lượng đạo đệ nhất nhân mà thôi, giọng điệu lại lớn như vậy, cái này không khỏi cũng quá kỳ hoa. Lâm tầm bây giờ chiến lược đến tột cùng khủng bố đến mức nào liền kim thiên huyền nguyệt đều không chắc, nàng chỉ biết là, những này cười vang gia hỏa, tiếp xuống chú định đều phải xui xẻo kim độc nhất, khuyên ngươi một câu, mau đem danh tự sửa lại, tự loại người như ngươi, còn dám lấy bực này danh tự, không sợ chết yếu sao một cái kim bào nam tử cười trêu chọc. Có đúng không? Lạnh nhạt lạnh lẽo thanh âm bên trong, lâm tầm động, đưa tay tại hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Tại hắn kim bào nam tử đỉnh đầu, một đạo thương mang chỉ lực ngưng tụ mà ra, dũng động tối tâm khó lường đáng sợ đạo quan. Chỉ lực nhẹ nhàng đè ép. Oanh! Khi phiến hư không đều sụp đổ sụp đổ, kim bào nam tử phát ra gào thét, toàn lực đối cứng, có thể hắn thân ảnh lại bị áp bách đến từng tấc từng tấc lâm vào mặt đất, cơ thể bên trên gân xanh bạo tráng, khuôn mặt kìm nén đến đều nhanh chảy xuống huyết tới. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào chống cự lại, giống như mai cái đinh tự như, bị hung hăng nhập vào đại địa, đại địa đều tùy theo ầm vang chấn động một cái. Nương theo lấy một trận hư không ba động, kim bào nam tử bị đào thải bị loại, trước sau, bất quá dây lát ở giữa. Tân như giáp đám người trên mặt nụ cười đều là ngưng kết, thân thể phát lạnh, trước đó một màn kia, để bọn hắn đều xử trí không kịp đề phòng cũng căn bản không nghĩ tới, Lâm Tầm đúng là nói động thủ tự động thủ. Cái thứ nhất, Lâm Tầm bắt đầu tính toán, thần sắc không buồn không vui, chỉ có mắt đen bên trong có thao thiên lửa giận cùng sát cơ tại bốc hơi. Hắn cần phát tiết. Cùng tiến lên. Tần như giáp hét to. Tại đỉnh đầu hắn, một đóa đóa đại đạo pháp tắc ngưng tụ nhụy hoa tỏa ra, hiện ra từng sợi tuyệt thế sắc bén kiếm khí, chém về phía Lâm Tầm. Hoa nở 36, kiếm cảm cửu trọng thiên. Cùng này đồng thời, cái khác hồng hoang đạo định truyền nhân cũng ngang nhiên xuất kích hoặc thôi động thần diệu vô biên đạo pháp hoặc tế ra tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật quy thế một cái sau một cái khiếp người loại kia một màn đủ để khiến bất luận cái gì tuyệt đỉnh thánh vương run sợ chỉ là lâm tầm thần sắc trầm tĩnh giống như không hề hay biết áo quần hắn phần phật nghênh vọc lên một thanh đoạn đao bang bang rõ ràng năm giống như cảm nhận được chủ nhân nội tâm sát ý cùng nhắm người mà phệ tại quanh người hắn có hay không ngần thái huyền kiếm khí lưu trôi mà ra hóa thành kiếm mạc mưa kiếm, kiếm bảo tát, kiếm chi sơn sông. Giờ khắc này, quanh người hắn tinh khí thần tại lửa giận kích thích dưới tự như lò lửa lớn oanh minh sôi trào, hết thảy lực lượng đều bị toàn lực vận chuyển mà ra. Giờ khắc này, hắn không có ý định lại giữ lại. Dết. Mái tóc đen dài bay lên, lâm tầm thân ảnh rực rỡ, giống như một vòng tài năng tuyệt thế, tại thiên địa ở giữa lấp lóe, khí tức bể nghệ như ma thần. Âm âm chiến đấu bộc phát, phương này thiên địa rung chuyển, hỗn loạn thần huy cùng bảo quan kịch liệt giao chức, khoách tán ra, lệnh, làm, hư không hỗn loạn, lệnh, làm, núi đá cỏ cây bột mình. Phốc. Vẹn vẹn ba cái trong nháy mắt, liền có một người bị đoạn đau đâm xuyên lòng ngực, cả người bị đánh đến hung hăng bay rớt ra ngoài, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không đợi hắn thân ảnh rơi xuống đất, ngay tại giữa không trung bị mang ra huyền hoàng bí cảnh. Dết, nhanh dết. Giờ khắc này, tân như giáp cũng biến sắc, chân chính lúc giao thủ, bọn hắn mới ý thức tới đối thủ chiến lực là bực nào đáng sợ. Nguyên bản cái này nên là một trận vây khốn chi chiến, nhưng đối phương lại như một thanh mũi nhọn, đem bọn hắn vây công mạnh mẽ vỡ ra, thế như chẻ tre. Mười cái trong nháy mắt. Giữa sân lại lần nữa có không cam lòng gầm thét vang vọng, một người bị Thái Huyền kiếm khí chỗ diễn hóa kiếm sơn trấn áp, thân thể rạn nứt chảy máu, đào thải ra khỏi cục. Thời khắc này Lâm Tầm, nghiễm nhiên nếu như đánh đầu thắng đó, thần dũng cái thế. Đối thủ của hắn là một đám tuyệt đỉnh thánh vương, là lục đại đạo đình một trong hồng hoang đạo đình nhân vật trọng yếu, mỗi một cái đều có lấy cực kỳ hùng hậu đại đạo căn cơ, đặt tại ngoại giới, đều có thể nói là cùng cảnh bên trong bá chủ tồn tại. Có thế giờ phút này, tại lâm tầm công phạt phía dưới, bọn hắn lại có vẻ rất bất kham. Vô luận là ai, phàm là bị lâm tầm để mắt tới, kết cục chú định chỉ có một cái đào thải. 30 trong nháy mắt. Ghê tẩm, nghiệt chướng. Nương theo chấn thiên gào thét, đằng đẳng ba cái hồng hoang đạo đình truyền nhân, bị lâm tầm dùng thiên nguyên nhất trảm quét ngang, thân thể như như diều đứt dây, hung hăng bay ra ngoài. Bọn hắn miệng mũi phun máu, trước mắt ứa ra kim tinh, còn không đợi đứng vững thân ảnh, Lâm Tầm đã lại lần nữa trùng sát mà tới, bẻ gãy nghiền nát đem bọn hắn cùng một chỗ đánh tan, đào thải ra khỏi cục. Khi vô song vô địch tư thái, để tân như giáp bọn người đều là muốn trách cả mí mắt, kinh sợ đến cực hạn, bọn hắn vô pháp tưởng tượng, một cái vân châu luận đạo đệ nhất nhân chiến lực, như thế nào như thế chi nghịch thiên cùng đáng sợ, hoàn toàn lật đổ bọn hắn cố hữu nhận biết. Dết. Lâm Tầm mắt đen lạnh lẽo, mặc dù chưa từng vận dụng đạo chi lĩnh vực, có thể hắn bây giờ lực lượng, giơ tay nhất chân chi gian, liền lạc ấn lấy đạo chi lĩnh vực huyền bí, tràn đầy vô song uy năng. Tại bực này sát phạt phía dưới, tân như giáp bọn hắn trận hình hoàn toàn bị tách ra, đừng nói cùng một chỗ cùng nhau chặn ép lâm tầm, còn được thời thời khắc khắc tiến hành né tránh, để tránh khai lâm tầm công phạt. Nơi xa, Kim Thiên Huyền Nguyệt mắt thấy từng cảnh tượng ấy, trong lòng tràn ngập một loại không nói ra được vui vẻ cùng cảm động, tái nhật khóe môi đều hiện lên lên một vòng ý cười. Nàng biết rõ, công tử đây là tại vì nàng xuất khí. Cũng có người ý đồ đối nàng tiến hành công phạt, có thể còn tại nửa đường tự bị lâm tầm chặn đường, dùng tuyệt đối nghiện ép tư thái xuất thủ, đem nó đánh tan. Dù cho là danh liệt chư thiên thánh vương bản thứ 17 tân như giáp liều mạng, đều căn bản là vô pháp kiềm chế lại lâm tầm tiến công, ngược lại là bị lâm tầm lần lượt áp chế, ho ra máu liên tục. Giữa sân, tiếng kêu sợ hãi, tiếng gào thét, tiếng mắng chửi xen lẫn kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh liên tiếp mà vang vọng. Trong khu vực này, huyết vũ trận trận, tràn ngập thảm liệt khí tức, nhìn thấy mà giật mình mà lâm tầm, giống như quét ngang mà đi ma thần, một đường chinh phạt, một đường đánh đâu thắng đó, không có nhưng cùng chi đối cứng người. Âm âm mưa ánh sáng bạo tráng bên trong, lại một người bị lâm tầm một quyền nện ở trên thân, phòng hộ ở trên người giáp trụ đều bỗng nhiên sụp đổ, mà người này cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn bị đào thải. Đến tận đây, đã có trọn vẹn chín cái hồng hoang đạo đình truyền nhân bị trấn áp, tại tân như giáp bên người, đã chỉ còn lại không đến 6 người. Tổn thương, đã qua nữa mà tân như giáp đám người nội tâm sớm đã bao trùm lên một tầng sợ hãi âm ảnh rùng mình bị lâm tầm cho thấy nghịch thiên chiến lược kinh hãi đến trốn đi mau gia hỏa này căn bản không phải chúng ta có thế địch nhanh đi hướng khổng chiêu sư huynh cứu trợ tân như giáp bọn người trực tiếp lựa chọn bỏ chạy căn bản là không có cách nào lại đánh đối thủ như liêm đao mà bọn hắn như rơm rạ thế thì còn đánh như thế nào chỉ tiếc bọn hắn căn bản không biết tâm cảnh bị lửa giận kích thích phía dưới lâm tầm từ vừa mới bắt đầu không có ý định thả đi một cái Kẹt văn đến kịch liệt, đổi mới đến muộn. Chương 1971 Phong vân động Nguồn Mê truyện audio.com Một cổ vô hình thôn phệ lực lượng, dùng lâm tầm thân ảnh làm trung tâm, ầm vang khuếch tán thập phương. Phụ cận núi đá có cây trong nháy mắt hóa thành bột mịn, hư không sụp đổ ra một cái vòng xoáy khổng lồ, hướng bốn phía khuếch tán. Đáng chết, đây là cái gì lực lượng, vì sao vô pháp ngăn cản có tiếng thét chói tai vang lên những cái kia hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy hồng hoang đạo đình truyền nhân cảm giác cảm giác như bị một cái đại thủ từ phía sau nắm lấy hung hăng lôi kéo bỏ chạy thân ảnh đều bỗng nhiên trì trệ âm âm thập phương đều là chấn hư không đều hóa thành phong bạo tuyền cơn xoáy kinh khủng thôn phệ lực lượng để lâm tầm chỗ đứng yên chi địa giống như hóa thành một cái tinh không lỗ đen tân như giáp bọn người liều mạng giãy giụa lại như thân xa vào đầm lầy ngược dòng mà đi sắc mặt gặp lộ ra phí sức vẻ kinh hãi đây là rất lớn đạo lực lượng đúng lúc này lâm tầm thân ảnh mở ra một hơi thi triển ra thái huyền kiếm khí thiên nguyên nhất trảm hám thiên một quyền kiếp long cửu biến đại diễn phá hư chỉ các loại chờ chút đạo pháp phân biệt phóng tới tân như giáp bọn người trong lúc nhất thời phiến khu vực này đều hỗn loạn lâm vào rung chuyển bên trong bụi mù tràn ngập hừng hực thần huy bao trùm càng khôn có người bị vô ngần kiếm khí quét trúng kêu thảm thương xót có người bị quyền kình nệnh ở trên thân bay rớt ra ngoài có người bị đoạn đao chém nát bảo vật thất khiếu chảy máu. Có người. Từng cảnh tượng ấy máu tanh hình tượng, gần như đều là trong phút chốc đồng thời phát sinh. Làm yên hà di tán, hết thảy đều kết thúc. Giữa sân, loại trừ một chỗ mệnh phù bên ngoài, tự chỉ còn lại tân như giáp một người, những người khác đều bị đào thải ra khỏi cục. Kim Thiên Huyền Nguyệt nội tâm dân lên không thể ức chế chấn động, công tử hắn. Càng ngày càng cường đại. Tân như giáp nếu như bị kích thích đến mất hồn phách, thần sắc thảm đạm, hai mắt vô thần. Hắn trong môi thì thào không, đây không có khả năng. Một người, sao có thể có thể làm được một bước này, ngươi khẳng định gian lận, ngươi khẳng định vận dụng bí pháp cấm kỵ. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc hắn bỗng nhiên dữ tợn, giống như điên cuồng, gào thét kêu to. Lâm tầm lạnh nhạt nói. Ngoài giới nhiều như vậy để cảnh đại nhân vật nhìn xem, kim mổ như gian lận, còn có thể bình yên đứng ở chỗ này không, ngươi khẳng định gian lận. Tần như giáp đại hống, hốc mắt phím hồng, hắn không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Bọn hắn một nhóm hơn 10 người, đều là hồng hoang đạo đình hạch tâm truyền nhân, tùy ý xách ra một cái, đặt tại hồng mông thế giới những châu khác bên trong đều có thể nói là bá chủ nhân vật, lóa mắt vô song. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại bị một người giết đến quang mũ cởi giáp, quân lính tan rã, hoàn toàn bày biện ra binh bại như núi đổ cục diện. Cái này khiến tân như giáp tâm đều chảy máu, làm sao có thể tiếp nhận lâm tầm đã lười nhát nói thêm nữa. Bạch. Đoạn đau lướt đi, hàng mang lóe lên, ngắn mũi mấy hơi thở, liền đem tân như giáp đánh tan, triệt để đào thải ra khỏi cục. Gặp bị đào thải, tần như giáp vẫn phát ra không cam lòng mà phẫn nộ kêu to. Gian lận, người cái này ti tiện đồ vật nhất định giang lận. Ngoại giới, đông đảo đế cảnh đại nhân vật đều là hiếm thấy trăm mặt, dùng bọn hắn chi tâm tính cùng lịch duyệt, tại mắt thấy lâm tầm trận này dùng một đối nhiều, tuyệt đối nghiền ép chiến đấu về sau, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một trận gần sống, vô pháp bình tĩnh. Gian lận sao căn bản không có khả năng. Bọn hắn nhiều như vậy lão gia hỏa cùng một chỗ nhìn chăm chăm chỗ này có thể sẽ để gian lận tình huống xuất hiện thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho bọn hắn càng thêm cảm giác được cái này kim độc nhất đáng sợ. Một người, thế như trẻ tre, nghiền ép toàn trường, một đám hồng hoang đạo đình truyền nhân từ đầu đến cuối hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, cái này không thể nghi ngờ lộ ra quá kinh người. Nửa ngày, Thái Thúc Hoàng mới cảm khái tự như nói ra. Phóng nhãn chư thiên thượng hạ thánh vương cảnh cường giả, cái này kim độc nhất cũng có thể nói là số một tồn tại, mà cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong có thể tới sánh vai người, nhất định là ít càng thêm ít giờ khắc này, hỏa linh nữ đế, nhìn khung ma đế mấy người cũng á khẩu không trả lời được. Tại tuyệt đối sự thật trước mặt, liền bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, tại ngay từ đầu thời điểm bọn họ đích xác là đánh giá thấp tên này gọi kim độc nhất người trẻ tuổi. Hạ Hà hành liệt uống một chén rượu, hướng hạ tiểu trùng chớp mắt nói. Nhà đầu, ngươi cảm thấy cái này kim độc nhất như thế nào như hắn chính là lâm tầm ca ca, đó chính là trên trời dưới đất nhất đẳng ghê gớm, nếu không phải, coi như ta không nói. Hạ tiểu trùng giòn tiếng nói, hạ hành liệt nhìn không được cười lên đi mang người chữa thương đánh tan tân như giáp một đoàn người về sau lâm tầm mang theo kim thiên huyền nguyệt cùng một chỗ rời đi phiến chiến trường này trước đó chưa tới một canh giờ bên trong hắn trước sau đánh tan vũ hoàng bọn người dùng đại trận khốn trụ đồ thiên giác bọn người dù cho là cuối cùng bị tổ phi vũ yên vũ nhu đồ thiên giác vây công cũng hữu kinh vô hiểm phá vây mà đi cho đến vừa rồi giận dữ cưng chiều tân như giáp một đoàn người về sau lâm tầm mặc dù chưa từng bị thương thế nhưng đều cảm nhận được một trận mỏi mệt trong lòng của hắn có một loại dự cảm, bắt đầu từ hôm nay, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, sợ là sẽ có rất nhiều ánh mắt hội, sẽ nhìn chăm chú trên người mình. Quả nhiên, ngay tại cùng ngày, liên quan tới hắn chiến tích tự như một trận như gió bão, tại huyền hoàng bí cảnh bên trong quét sạch lan truyền. Trong lúc nhất thời đưa tới không biết bao nhiêu giật mình cùng xôn xao thanh âm. Chẳng ai ngờ rằng, một cái vân châu luận đạo đệ nhất nhân, lại hội, sẽ, hung mạnh đến tình trạng như thế, bằng sức một mình, đều có thể trấn áp lục đại đạo định bực này thế lực hạch tâm truyền nhân vây công. Kim độc nhất, Lăng Hồng Trang nghe được tin tức này lúc, vừa đánh tan một đám đối thủ, đoạt được hơn 10 khối mệnh phù, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Xem ra, có thể chịu được đối chiến nhân vật bên trong, đem thêm ra một người. Nàng trong con ngươi hiện lên một vòng sáng bóng. Đồ thiên giác sư đệ mang theo một đoàn người xuất kích, đều không phải là đối thủ của hắn. Như thế xem ra, người này chiến lực mạnh, có thể dùng đi tranh một chuyến chư thiên thánh vương bản trước ba liệt kê. Hoàng phủ thiếu nông như có điều suy nghĩ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn biết rõ lần này huyền hoàng bí cảnh bên trong có rất nhiều thâm tàng bất lộ yêu nghiệt nhân vật như nguyệt như hỏa như tri bạch có thể duy chỉ có không nghĩ tới tại vân châu bực này địa phương lại cũng toát ra một cái có thể xưng kinh người nhân vật hung ác như bị ta đụng phải ngược lại là muốn thử thử một lần người này chi sâu cạn hoàng phủ thiếu nông thân ảnh vĩ ngạn như thần trong con ngươi thần mang phun trào cái người này vẫn là như dĩ vãng như vậy hung tàn a à. áo gai thiếu niên huyền cửu giận thổn thức nguyên bản hắn còn muốn lấy nếu có thể tại lần này luận đạo thịnh hội bên trên cùng lâm tầm gặp nhau tự luận bàn một cái tranh thoáng cái cao thấp nhưng bây giờ hắn cuối cùng vẫn nhìn được ý nghĩ này thứ đáng chết này hồng hoang đạo đình khổng chiêu biết được việc này lúc sắc mặt lập tức trở nên vô cùng băng lãnh hắn vô pháp quên luận đạo thịnh hội trước khi bắt đầu tại huyền hoàng đạo đình ngoại sơn môn bị lâm tầm một kích bị thương tràn cảnh cái này bị hắn coi là sỉ nhục để hắn không nghĩ tới chính là hiện nay tân như giáp các loại chờ một đám đồng môn sư huynh đệ lại tất cả đều gặp người này độc thủ nếu không trấn áp ngươi ta hồng hoang đạo đình truyền nhân mặt mũi còn đi chỗ nào đặt khổng chiêu nội tâm sát cơ mãnh liệt cùng này đồng thời tổ phi vũ đồ thiên giác đều là đã triển khai hành động tại liên lạc đồng môn sư huynh đệ muốn cùng một chỗ hành động triển khai một trận nhằm vào lâm tầm hành động kim huynh đụng phải đại phiền toái a lục độc bộ thở dài thần sắc sáng tối chập chân ở bên cạnh hắn tạ vũ hoa vương đồ tô mộ hàng lãnh tu gia đều là thần sắc khác nhau. Bọn hắn đều là đến từ Vân Châu, đã từng kiến thức lâm tầm tại Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên biểu hiện, nhưng căn bản không nghĩ tới, cái này từng để ép bọn hắn một đầu gia hỏa, chân chính chiến lực lại hồi, sẽ, cường đại đến mức độ này. Hiện nay, càng không đạo đình, hồng hoang đạo đình, chúng ma đạo đình truyền nhân, sợ đều đã đối kim huynh ghi hận trong lòng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là chúng ta biết đến, phải chăng còn có những người khác để mắt tới kim huynh, căn bản là không có cách xác định. Lục độc bộ trầm ngâm nói, chư vị, các ngươi nói chúng ta muốn hay không tiến đến trợ giúp Kim Huynh, một câu, lệnh, làm, tạ vũ hoa bọn người đều là trầm mặt, nội tâm do dự. Trợ giúp ta xem là đi chịu chết, gia hỏa này nghiễm nhiên đã là mục tiêu công kích, chúng ta lấy cái gì đi cùng những cái kia kinh khủng nhân vật đối kháng, vương độ không chút do dự nói, theo ta thấy, để hắn tự sinh tự diệt tốt nhất. Lúc mới đầu, Lục Huynh không phải đã từng mời Kim Độc Nhất cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ hành động sao, nhưng bọn hắn có thế cũng không cho chúng ta một cái rõ ràng trả lời chắc chắn, Tô Mộ Hàng hít sâu một hơi, nói, huống chi, chỉ bằng lực lượng của chúng ta, căn bản không có khả năng đi cùng những cái kia quái vật khổng lồ hạch tâm truyền nhân đối kháng, như đi trợ giúp kim độc nhất, cực có thể sẽ để chúng ta đều tùy theo gặp nạn, rất là không khôn ngoan. Xem ra, tất cả mọi người là cho là như vậy. Lục độc bộ trầm giọng nói, vậy thì làm như vậy đi. Tạ Vũ Hoa nguyên bản muốn nói gì, gặp này trong lòng thở dài, lập tức không có nói chuyện hào hứng. Mà lúc này, một mực trầm mặt lãnh tu gia bỗng nhiên quay người, hướng nơi xa bước đi lãnh huynh, ngươi đi nơi nào, lục độc bộ nhìn không được nói. Ta nghe nói, kim độc nhất là vì cứu trợ đằng nghi thần, quy sơn hành, mới có thể bị những đại thế lực kia truyền nhân để mắc tới, hiện tại hắn gặp rủi ro, ta đi làm chút ít chuyện nên làm. Lãnh tu gia cũng không quay đầu lại, thân ảnh dần dần đi xa. Gặp đây, lục độc bộ đám người thần sắc đều là âm tình bất định. Gia hỏa này đơn giản liền là hành động theo cảm tính, khi hắn gặp kia kim độc nhất liên lụy bị đào thải lúc, ta nhìn hắn phải chăng hối hận. Vương đồ hừ lạnh người có chí riêng chúng ta vẫn là làm tốt chính mình sự tình quan trọng lục độc bộ thở dài hắn biết rõ không đi cứu trợ kim độc nhất mới là sáng suốt nhất lựa chọn chỉ là trong lòng cuối cùng có chút không thoải mái thật giống như làm ra cái này lựa chọn về sau bị mất một vài thứ đồng dạng chỉ hy vọng kim huynh hắn người hiền tự có thiên tướng có thể kiên trì đến cuối cùng tạ vũ hoa cũng u u thở dài tại toàn bộ huyền hoàng bí cảnh bên trong phong vân biến ảo thời điểm một đầu không có một ngọn cỏ cự đại khe rảnh chỗ sâu, được mở mang một cái dưới đất hang động. Bên ngoài hang động, bao trùm lấy che lắp khí tức đạo văn cấm trận. Trong huyệt động, Kim Thiên Huyền Nguyệt tại nuốt thần dược, tiến hành chữa thương, Lâm Tầm thì một bên điều tức khôi phục thể lực, một bên nghiên cứu Huyền Không Sư huynh lưu lại ngọc giảng. Bầu không khí tĩnh mịch, tự nhiên ngăn cách. Ngoại giới mưa gió, hai người cũng căn bản không hề hay biết. Nếu có thể một mực trốn ở chỗ này, trốn đến lần này luận đạo kết thúc, vậy cũng tốt bỗng nhiên, ngay tại chữa thương Kim Thiên Huyền Nguyệt nói khẽ. Lâm Tầm không nhịn được cười, mắt đen sâu thẳm. Cùng ngươi có đồng dạng ý nghĩ đồng đạo tuyệt đối không phải số ít, bất quá trốn đi cũng không phải là cách pháp, huyền hoàng bí cảnh tự lớn như vậy, lại không có thời gian hạn chế, như bị đào thải đi đầy đủ cường giả, lần này luận đạo cũng sẽ không kết thúc. Chương 1972 Di Vô Nhai Nguồn Mê Truyện Audio.com Kim độc nhất biến mất, theo thời gian chuyển dời, phân bố tại huyền hoàng bí cảnh bên trong cường giả, đều là phát hiện bị rất nhiều kinh khủng nhân vật để mắt tới kim độc nhất, tự như bốc hơi khỏi nhân gian, không có bất cứ tin tức gì. Kẻ này khẳng định ẩn nấp rồi, lục soát, liền là đào ba thước đất, cũng muốn đem nó bắt tới. Đồ thiên giác mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn đã triệu tập đến một đám càng không đạo đình cường giả, đồng thời đạt được hoàng phủ thiếu nông duy trì, tại phát hiện lâm tầm lúc, chỉ cần truyền ra tin tức, hoàng phủ thiếu nông liền sẽ chạy tới đầu tiên trợ giúp không tệ, cái này kim độc nhất rõ ràng là phát giác được danh tiếng không đúng, co đầu rút cổ lên, mọi người cùng nhau tìm kiếm, cái này huyền hoàng bí cảnh cũng không lớn, bằng vào chúng ta nhân thủ, không ra bảy ngày, liền có thể đem mảnh này thiên địa triệt để tìm kiếm một lần. Tổ phi vũ trầm giọng mở miệng. Ở bên cạnh hắn, đi theo chúng ma đạo đình một đám truyền nhân, có thể nói là đội hình xa hoa, không thiếu một chút danh liệt chư thiên thánh vương bản trước 30 nhân vật hung ác. Đồng thời, vô luận là đồ thiên giác, vẫn là tổ phi vũ, căn bản không lo lắng đang tìm kiếm trên đường, liệu sẽ tao ngộ cái gì đối thủ? Dù sao, đầu óc bình thường điểm cường giả, nhìn thấy bọn hắn như thế thật lớn đội hình, sợ là trước tiên liền sẽ chuồn đi, căn bản không dám cùng bọn hắn đối kháng. Một khu vực khác, dùng khổng chiêu cầm đầu hồng hoang đạo đình truyền nhân, cũng đang tìm kiếm lâm tầm hạ lạc, khí thế hung hung, nghiễm nhiên một bộ không giết lâm tầm thề không bỏ qua tư thế. Tại loại này oanh oanh liệt liệt lùng bắt hành động phía dưới, nguyên bản một chút giấu kín tại huyền hoàng bí cảnh các nơi cường giả, đều âm thầm kêu khổ. Những người này, phần lớn nắm giữ lấy tiền hành nặc tung thần diệu thủ đoạn chờ mong giấu kín dùng cái này tránh đi thảm liệt chém giết kiên trì đến cuối cùng căn bản là đối tranh đoạt mệnh phù không báo cái gì hy vọng nhưng bây giờ theo thế lực khắp nơi đại quy mô lùng bắt lâm tầm hành động triển khai làm cho bọn hắn ẩn thân chi địa đều bị khám phá ra không biết bao nhiêu người bị đồ thiên giác tổ phi vũ bọn hắn thuận tay cho đào thải ra khỏi cục cái thằng trời đánh kim độc nhất chính mình dẫn xuất lớn như vậy họa cũng không để ý người khác chết sống kể từ đó cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong chỗ này còn có ẩn thân chi địa lần này xong không còn ẩn thân chi địa tự như chúng ta kiểu người như vậy đâu có thể nào là lục đại đạo đình thập đại chiến tộc những cái kia truyền nhân đối thủ rất nhiều người oán trách đối lâm tầm oán thầm không thôi một mảnh băng thiên tuyết địa chỗ sâu nhanh nơi này có một tòa dưới mặt đất hầm băng làm tổ phi vũ đồ thiên giác một đoàn người tìm kiếm đến nơi đây lúc một cái bị băng tuyết bao trùm dưới mặt đất hầm băng cảnh tượng xuất hiện tại trong thần thức một tích tắc này trong lòng mỗi người đều là không hiểu phát lành cảm nhận được một cổ như có như không khí tức nguy hiểm. Cái này sẽ không phải liền là kia kim độc nhất ẩn thân chi địa a, có người kêu lên. Cũng có người ỷ vào người đông thế mạnh, muốn đi lên trước quanh mở cái này hầm băng, lại bị Tổ Phi Vũ một cái ngăn lại. Không nên động. Mọi người cẩn thận. Thần sắc hắn hiếm thấy ngưng trọng. Đây không phải kim độc nhất khí tức. Đồ thiên giác thần sắc cũng thay đổi. Chẳng lẽ là. Yên Vũ Nhu con ngươi có trục lại, tự như đoán được cái gì mắt thấy ba vị đưa thân chư thiên thánh vương bản mười vị trí đầu nhân vật tuyệt thế, giờ khắc này đều là một bộ như lâm đại địch thần sắc, những người khác đều là trong lòng nghiêm nghị, lộ ra vẻ cảnh giác. Bầu không khí cũng theo đó kiềm chế khắc nghiệt, chỉ có lạnh thấu xương phong tuyết âm thanh gạo thét lên. Kim độc nhất người này đã cường đại đến để các ngươi liên hợp cùng một chỗ mới dám xuất thủ trình độ, một đạo bình thản như nước thanh âm, đột nhiên tại gió tuyết này thiên địa bên trong vang vọng. Mỗi một chữ đều là như đạo âm đang vang vọng, mờ mịt vô định, nhưng lại thẳng đến lòng người tổ phi vũ đồ thiên giác yên vũ nhu sắc mặt lại là biến đổi chỉ thấy kia dưới mặt đất trong hầm băng có một đạo thân ảnh thon gầy xuất hiện nhẹ nhàng vừa cất bước tự xuất hiện tại ngoại giới phong tuyết tràn ngập hắn một bộ bạch bào mái đầu bạc trắng toàn thân không có chút nào bất luận cái gì khí thế có thể nói làm cho người ta cảm thấy bình thản không có gì là cảm giác nhưng khi mỗi người đụng chạm lấy trọng mắt của hắn lúc trong lòng đều là sợ hãi cả kinh như bị một thanh sắc bén tuyệt thế kiếm phong hung hăng đâm một cái cơ thể đều nổi lên một lớp da gà đây là như thế nào một đôi mắt trong suốt như nước, bình tĩnh như gương, trong đó lại tự như dũng động chư thiên vạn tượng, có nhật nguyệt tinh thần phù trầm trong đó, sáng tối chập chờn. Một tích tắc này, tất cả mọi người bằng sinh một loại cảm giác, cho dù là bọn họ người đông thế mạnh, nhưng tại đối mặt cái này tóc trắng áo trắng nam tử lúc, lại tự như chỉ còn lại chính mình một người, cảm thấy một loại không nói ra được kiềm chế cùng thấp thẩm. Di vô nhai. Tổ phi vũ trong môi nhẹ nhàng đọc lên một cái tên. Ba chữ, lại tự như có một loại ma lực kỳ dị, mọi người hô hấp cứng lại, cùng nhau biến sắc. Nguyên lai là hắn. Cái kia chế bá chư thiên thánh vương bản hạng nhất 600 năm truyền kỳ, một cái lệnh, làm, chư thiên thượng hạ đều là chú mục cường giả tuyệt thế. Hắn, cũng bị coi là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh thật vô địch. Bởi vì từ hắn cuộc khởi trở thành chư thiên thánh vương bản hạng nhất một khắc này đến nay, đã chưa từng lại có qua bại một lần, cũng lại không từng có người có thể rung chuyển vị trí của hắn, tất cả mọi người trong lòng phát khổ, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, một trận lùng bắt kim độc nhất hành động, lại lại tìm ra dạng này số một kinh khủng tồn tại. Trước đó là chúng ta hành động thường có chút ít lỗ mãn, Di Huynh chớ trách, chúng ta lập tức đi ngay. Hít sâu một hơi, đồ thiên giác chấp tay hành lễ. Dù là hắn đồng dạng danh liệt chư thiên thánh vương bản 10 vị trí đầu, thế nhưng là cùng Di vô nhai bực này nhân vật truyền kỳ so sánh, nhưng như cũ chênh lệch không ít, không phải do hắn không cúi đầu. Nói, hắn liền muốn mang theo mọi người rời đi. Đã thấy Di Vô Nhai thanh âm bình thản nói: "Quấy rầy của ta thanh tu, Tự như vậy rời đi đem các ngươi mệnh phù lưu lại, ta thả các ngươi đi." Rất bình thản một câu, nhưng lại để Đồ Thiên Giác bọn người trong lòng cùng nhau chấn động, bước chân dừng lại. "Đem mệnh phù lấy ra." Tổ Phi Vũ cắn răng nói. Hắn biết rõ, trong truyền thuyết Di Vô Nhai tâm cảnh như nước, tính tình như sắt, cho tới bây giờ nói một không hai, hắn nói như vậy, coi như làm như vậy. Nếu không, Di Vô Nhai sẽ dùng hành động để chứng minh cái gì gọi là không nghe lời đại giới tổ phi vũ nói cái thứ nhất đem mệnh phù giao ra theo sát lấy đồ thiên giác yên vũ nhu cũng nhất nhất giao ra trên thân mệnh phù những người khác gặp đây chấn động tại di vô nhai uy thế đồng thời cũng đều o a a đem mệnh phù giao ra làm xong đây hết thảy tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra một loại cảm giác như từ đây lần luận đạo ngay từ đầu di vô nhai liền chưa từng ẩn núp ẩn nấp đi cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong nên có bao nhiêu cường giả sẽ ở dưới tay hắn đào thải ra khỏi cục như hắn hữu tâm tranh đoạt mệnh phù ai có thể bảo trụ đã thấy di vô nhai nhìn cũng không nhìn những cái kia mệnh phù mà là nói ra một vấn đề cuối cùng kia kim độc nhất là ai tổ phi vũ khẽ giật mình chợt nói này đến từ vân châu chiến lực thâm bất khả trắc giống như một cái vô pháp dụng lẽ thường hình dung yêu nghiệt hắn một hơi đem lâm tầm hảo hảo tán dương một trận không chút nào keo kiệt đồ thiên giác bọn người đều là rất nhanh minh ngộ tới tổ phi vũ làm như thế rõ ràng là nghĩ câu lên di vô nhai hứng thú nói không chính xác liền sẽ đối kia kim độc nhất động thủ suy nghĩ một chút như di vô nhai bực này nhân vật xuất thủ kia kim độc nhất còn không phải chơi xong di vô nhai lẳng lặng nghe xong con ngươi nâng lên nhìn về phía tổ phi vũ thật tổ phi vũ trong lòng không hiểu rất gấp gáp nhưng vẫn là nhắm mắt nói thiên chân vạn sát di vô nhai lúc này mới gật đầu nói nói như thế cái này kim độc nhất đích thật là cái nhân vật bất quá ngươi cũng đừng cho là ta nhìn không thấu tâm tư của ngươi đơn giản là muốn cho ta mượn chi thủ tới đối phó kia kim độc nhất tổ phi vũ thần sắc hơi cương vừa muốn giải thích chỉ thấy di vô nhai tiếp tục nói nhưng người này có cơ hội sẽ tiến vào cổ tiên cấm khu ta có lẽ sẽ thử một lần khả năng nhìn các ngươi đi thôi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa dứt lời hắn thân ảnh hư không tiêu thất tổ phi vũ đồ thiên giác bọn người liếc nhìn nhau đều là không chút do dự quay người mà đi cho đến rời đi kia phiến băng thiên tuyết địa bọn hắn lúc này mới như trút được gánh nặng thở dài một hơi cái này di vô nhai trở nên càng ngày càng đáng sợ đối mặt hắn lúc ta đều có ngưỡng vọng nguy nga chi sơn nhỏ bé cảm giác tổ phi vũ ánh mắt phức tạp Nghe nói, mấy trăm năm trước, hắn đã có được trở thành tuyệt đỉnh chuẩn đế năng lực, sở dĩ một mực áp chế cảnh giới, liền là đang chờ đợi một cái cơ hội. Yên Vũ nhu nhẹ giọng thì thào. Nào chỉ là Tổ Phi Vũ, nàng tại đối mặt Di Vô Nhai lúc, cũng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có khẩn trương. Đáng tiếc, Di Vô Nhai lại đối kia kim độc nhất không có hứng thú. Đầu thiên giác than nhẹ. Đi thôi, Di Vô Nhai không xuất thủ, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, còn không diệt được một mình hắn? Tổ Phi Vũ hít sâu một hơi, bước nhanh đến phía trước bước đi những người khác vội vàng đuổi theo cùng này đồng thời ngoài giới huyền hoàng chủ phong bên trên mắt thấy đây hết thảy một đám đế cảnh đại nhân vật thần sắc cũng đều hơi khác thường vân nham đạo hữu cái này di vô nhai chính là các ngươi bàn vũ đạo đình truyền nhân hắn bây giờ tại đạo đồ tìm kiếm bên trên đến tột cùng đạt đến một bước nào có người hỏi trong lúc nhất thời sở hữu ánh mắt đều nhìn về bàn vũ đạo đình vân nham đại đế vân nham đại đế mỉm cười mang theo một vòng phát ra từ nội tâm tự hào nói theo ý ta tại tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong di vô nhai đứa nhỏ này có thế có một không hai cùng thế hệ độc bộ cổ kim có một không hai cùng thế hệ độc bộ cổ kim rải rác bác tự nghiễm nhiên xem di vô nhai là cổ xưa vãn kim đến tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đệ nhất nhân cái này khiến không ít đế cảnh trong lòng lăn lộn cũng có trong lòng người xem thường đối với cái này cũng không tán đồng nhưng lại cũng vô pháp phản bác bởi vì di vô nhai người này đã chế bá chư thiên thánh vương bản 600 năm tự như thật vô địch sai bỗng dưng hạ Hà hành liệt mỉm cười mở miệng vân nham ngươi thiếu cho bản thân truyền nhân trên mặt thiếp vàng lại không nâng đương thế liền nói dĩ vãn tuế nguyệt giữa tháng nhưng có một cái không người có thể so không người có thể đạt bị thế nhân phụng làm chiêu thiên thượng hạ thánh cảnh vô địch mãnh nhân tới so sánh di vô nhai cái này tiểu oa nhi còn kém chút ít hỏa hầu lời nói này vừa ra đang ngồi đế cảnh bên trong có không ít người thần sắc lại mất tự nhiên Chiêu thiên thượng hạ thánh cảnh vô địch tại dĩ Vãn tuế nguyệt bên trong chỉ có một người từng có được như thế danh hiệu chỉ là, người kia đến từ phương thốn sơn, mà phương thốn sơn thì là một cái để đang ngồi không ít đế cảnh nhân vật đều không nguyện nhất lên một cái thế lực. Vân Nham đại đế trong lòng hơi có chút không thoải mái, nhìn không được nói. Hạ hành liệt, ngươi lại cầm một cái sớm tại thượng cổ thời đại đã chết mất nghiệt chướng cùng di vô nhai so sánh, không cảm thấy quá phận, hạ hành liệt cười ha ha, ngửa đầu nâng ly một phen, phối hợp vỗ đùi nói. Thánh cảnh bên trong, ai có thể xưng vô địch ai dám nói bất bại duy phương thốn sơn huyền không một người tai. Câu nói này, tại năm đó tin không cổ đạo bên trên, ai chưa nghe nói qua người vân nhằm cảm thấy quá phận, nhưng tại bản tòa xem ra, cái này di vô nhai. Liền là không bằng năm đó huyền không a. À. bảy Chương 1973 Thế sự ân tình vốn như thế. Nguồn Mê truyện audio com Huyền không Cái tên này, để đang ngồi đại đế đều là sinh lòng vi diệu cảm xúc. Thái cổ thời kỳ, trong bọn họ cũng có một chút chưa từng chứng đạo là đế, nói đến, vẫn là cùng huyền không cùng thế hệ người nhưng tại cái thời đại, hào quang của bọn họ hoàn toàn bị cùng là một người che lấp, cái kia chính là phương thốn sơn thứ 49 truyền nhân huyền không. Huyền không? Ai? Thái thúc hoàng bỗng nhiên phát ra thở dài, năm đó chúng đế đạo chiến, huyền hoàng đạo đình bảo trì trung lập, không đến sĩ đến, nhưng đối với huyền không vẫn lạc, thái thúc hoàng trong lòng cũng tiếc hận không thôi. Năm đó, huyền hoàng đạo đình một vị chuyên môn biên soạn chư thiên thánh vương bản lão quái vật từng đánh giá, như huyền không là đế, chính là đế cảnh nhất nhất lưu. Đáng tiếc như thế một cái quan lại một đoạn tuế nguyệt, kinh diễm chư thiên thượng hạ truyền kỳ, lại tại chúng đế đạo chiến bên trong vẫn lạc. Có gì có thể tiếc, phương thốn sơn hạng người, đều là đáng chém. Hỏa linh nữ đế hai đầu lông mày đều là lạnh lùng. Những này chuyện cũ năm xưa, liền đừng nhắc lại, huyền không cho dù vẫn lạc, đã từng là năm đó chúng ta cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, cái này di vô nhai cũng không tầm thường, cùng huyền không so sánh, khiếm khuyết chỉ là một cái hướng thiên hạ chứng minh chính mình là thật vô địch cơ hội. Thái thúc hoàng trầm năm nói, mà lần này luận đạo thịnh hội, đối di vô nhai mà nói, chính là như vậy một cái cơ hội, chư vị lại rửa mắt mà đợi là được. Thời gian trôi qua, tại thảm liệt, tàn khốc luận đạo tranh phong bên trong, huyền hoàng bí cảnh bên trong thời gian đã đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng, gần như ngày ngày đều có các loại chém giết cùng kịch chiến trình diễn, vô luận vì tranh đoạt mệnh phù, vẫn là vì sinh tồn, mỗi cái tu đạo giả đều là đang toàn lực mà tranh. Lúc đến bây giờ, tham dự luận đạo 1,849 người đã bị đào thải hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 600 cường giả chinh phạt trong đó, trong đó đến từ các châu cường giả tổn thất thảm trọng nhất chiếm bị đào thải cường giả bên trong tuyệt đại đa số đến từ tinh không thế giới khác yêu nghiệt nhân vật cũng tổn thương không ít nhưng đồng thời cũng hiện ra một nhóm cực kỳ chói mắt nhân vật hung ác như đến từ cửu đại tinh vực một trong cảnh lưu tinh vực cảnh thiên nam một thân kiếm đạo thông thiên triệt địa đánh đầu thắng đó như đến từ bạch đồ tinh vực ôn dư chấp chưởng đạo chi lĩnh vực tinh hà phi lưu một chút danh liệt chư thiên thánh vương bản bên trên lừng lẫy nhân vật đều bị hắn trấn áp thần dũng cái thế tự như cảnh thiên nam ông dư bực này yêu nghiệt chiến lược chi thịnh đều là có thể xưng kinh thế lệnh làm ngoại giới một đám đế cảnh đều liên tiếp ghé mắt khách quan mà nói đến từ lục đại đạo đình thập đại chiến tộc các loại chờ trung thổ đạo châu cường giả tổn thương là nhẹ nhất đồng thời chỗ tổn thương cường giả có một nửa đều là bị lâm tầm đào thái sự thật này cũng là làm cho lâm tầm kia kim độc nhất danh tự càng thêm làm cho người chú mục đồng dạng điều này cũng làm cho tổ phi vũ đồ thiên giác khổng chiêu bọn người càng thêm thống hận bởi vì tổn thương tại lâm tầm trong tay những cường giả kia, phần lớn là đến từ bọn hắn thế lực sau lưng bên trong. Cho nên, dù là thời gian đã đi qua nửa tháng, liên quan tới lùng bắt lâm tầm hành động, còn tại oanh oanh liệt liệt tiến hành. Ông một trận tối tâm đạo văn cấm trận ba động, kinh động đến ngay tại dưới mặt đất trong huyệt động tỉnh tu lâm tầm. Huyền Nguyệt, chúng ta nên đổi địa phương. Lâm tầm nói đã đứng dậy. Đoạn thời gian này, hắn cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cách mỗi một hai ngày, liền sẽ đổi một cái địa phương ẩn nút tiềm ẩn mỗi một lần ẩn nút, Lâm Tầm liền sẽ bố trí rất nhiều đạo văn cấm trận. Có bố trí tại hang động trước, đưa đến che lấp khí tức dịu dụng, có bố trí tại cự ly hang động mấy ngàn trượng chi địa phương hướng khác nhau bên trên, đưa đến sớm dự cảnh tác dụng. Giống như lúc này, kia một trận kinh động Lâm Tầm tối tâm ba động, liền đến từ mấy ngàn trượng bên ngoài một tòa đạo văn cấm trận, mặt ngoài đã có cường giả tới gần phiến khu vực này. Có kín đáo như vậy cùng xâm nghiêm phòng ngự cấm trận bảo hộ, làm cho Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt những ngày này ngược lại là cũng không gặp được cái gì hung hiểm. Được. Kim Thiên Huyền Nguyệt gật đầu, nàng bây giờ thương thế đã triệt để khép lại, cả người khôi phục trước kia thần thái, dung mạo tuyệt thế, thần vận như tiên. Đi ra hang động, Lâm Tầm tiện tay thu hồi bậy ra cấm trận, vừa mới chuẩn bị cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt cùng một chỗ lặng yên không một tiếng động rời đi, lại đột nhiên ngơ ngẩn. Sau một khắc, hắn đã cười nói: "Thật đúng là đúng dịp, lần này không phải địch nhân, mà là một chút người quen, đi, chúng ta đi qua cùng bọn hắn gặp một lần." Người quen Kim Thiên Huyền Nguyệt vừa nghĩ cũng theo đi qua. Một mảnh hoang vu trên vùng quê, làm phát giác được kia bị phát động đạo văn cấm trận lực lượng lúc, Lục Độc Bộ bọn người đều là trong lòng căng thẳng, tránh ra thật xa. Quan sát nửa ngày, gặp cũng không hung hiểm, Lục Độc Bộ lúc này mới nói ra. Thì ra là thế, đây là một tòa phòng ngự chi trận, một khi bị đụng vào, liền sẽ bị tìm phục tại phiến khu vực này bên trong cường giả phát giác được. Yêu thích ẩn núp hạng người, thường thường cẩn thận nhất cẩn thận, bất quá, chúng ta cũng không thể tùy tiện xâm nhập đi vào. Tạ Vũ Hoa nói thật nhanh, tiếp xuống chúng ta chỉ có thể lại thay đổi phương hướng ghê tởm vương đồ non nớt như hài đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra ngang ngược chi khí đến bây giờ cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong tình trạng càng ngày càng ác liệt cùng hung hiểm đáng hận nhất chính là bởi vì kim độc nhất bị lùng bắt khiến cho cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong lại không một mảnh an toàn ẩn thân chi địa hắn càng nói càng tức thật sự là gần nhất những ngày gần đây đám người bọn họ vô luận đi đến đâu liền sẽ bị để mắt tới vô luận giấu ở nơi nào chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện có đến vài lần bọn hắn kém chút tự bị đào thải không phải chúng ta vận khí chênh lệch cũng không trách kim độc nhất hiện tại huyền hoàng bí cảnh bên trong đã đào thải không biết bao nhiêu cường giả có thể sinh tồn xuống tới một cái sau một cái cường đại tới so sánh chúng ta những người này tự lộ ra kém không ít tạ vũ hoa nhìn không được nói tại vân châu chúng ta có thể tại cùng thế hệ bên trong ngẩng đầu ưỡn ngực kiêu ngạo tự phụ nhưng tại lúc này huyền hoàng bí cảnh bên trong chúng ta chúng ta cũng chỉ bất quá là trong mắt người khác con mồi thôi thanh âm bên trong toát ra một vòng đắng chát, những ngày này, nếu không phải bọn hắn một mực liên thủ hợp tác, sợ là sớm đã bị đào thải ra khỏi cục. Nhưng ai đều tin tưởng, theo thời gian chuyển dời, giống như bọn hắn những nhân vật này, cực có thể tùy thời đều có bị đào thải bị loại nguy hiểm. Làm sao không trách kim độc nhất, vương độ bất mãn nói, những người khác một biết rõ chúng ta là Vân Châu tới, cũng không dám cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ hành động, chỉ sợ bị càng khôn, chúng ma, hồng hoang những đại thế lực kia truyền nhân hiểu lầm, liên lụy đến chính mình. Thậm chí, một số người còn kêu gào lấy muốn bắt giữ chúng ta, dùng cái này đến bức hiếp kim độc nhất chủ động hiện thân, cái này còn có thể không trách kim độc nhất, theo ta thấy, chúng ta sở dĩ luân lạc tới hiện tại như vậy cũng bách tình trạng, hơn phân nửa nguyên nhân liền là cái này họ kim hại. Tạ Vũ Hoa nhíu mày. Chính mình không chịu nổi, có thể nào đem sai lầm đẩy tại trên thân người khác, đủ rồi. Lục độc bộ ngắt lời nói, không nên nói nữa những này, việc cấp bách là trước tiên tìm một cái có thể cung cấp dấu kín địa phương, để tô mộ hàng chữa thương. Bên cạnh, một mực trầm mặt Tô Mộ Hàng thần sắc yếu ớt, trước đó hắn từng tại một trận chiến đấu bên trong mang trọng thương, cho đến hiện tại còn chưa từng khôi phục. Vương Đồ cùng Tạ Vũ Hoa lập tức tất cả câm miệng. Chỉ là, liền tại bọn hắn dự định cải biến phương hướng, rời đi phiến khu vực này lúc, hai đạo thân ảnh quen thuộc từ đằng xa bồng bềnh mà tới. Lục Độc Bộ đám người nhất thời sửng sốt. Kim huynh, Huyền Nguyệt cô nương tại sao là các ngươi? Lục Độc Bộ thốt ra, hắn thực sự quá kinh ngạc, vạn không nghĩ tới lại lại ở chỗ này đụng phải Lâm Tầm cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt những người khác cũng là sững sờ. Vương đồ thần sắc hơi cương, có thể trong ánh mắt lại không che giấu chút nào mâu thuẫn cùng bài xích. Tô mộ hàng khóe môi run rẩy, nội tâm một trận than thở, thật đúng là đúng dịp, cũng không biết vừa rồi bọn hắn trò chuyện, phải chăng đã bị kim độc nhất gia hỏa này nghe được. Tạ vũ hoa ánh mắt phức tạp. Thời gian nửa tháng, trước mắt cái này nam tử nghiễm nhiên đã trở thành huyền hoàng bí cảnh bên trong được chú ý nhất nhân vật phong vân một trong. Dù là hắn bây giờ đã trở thành mục tiêu công kích, tình cảnh không thể lạc quan, vẫn như trước vô pháp cải biến hắn cường đại sự thật. Ta cũng không nghĩ tới, có thể ở chỗ này nhìn thấy các vị. Lâm Tầm ánh mắt quét qua mọi người, tự mở miệng cười, đúng rồi, lãnh tu gia không phải cùng các ngươi cùng một chỗ hành động sao, hắn ở đâu Kim huynh không có gặp hắn, Tạ Vũ Hoa nhìn không được nói. Lâm Tầm khẽ giật mình. Có ý tứ gì, Tạ Vũ Hoa thấp giọng nói. Chúng ta, nghe nói ngươi tình cảnh không ổn, sớm tại 5 ngày trước thời điểm, lãnh tu gia đã một mình rời đi, nói là muốn đi tìm ngươi thanh âm có chút mất tự nhiên kim thiên huyền nguyệt nhạy cảm phát giác được cái gì bỗng nhiên nói nhưng vì sao chỉ là hắn một người rời đi sẽ không phải lúc trước các ngươi cũng không tính viện trợ ta cùng kim huynh lãnh tu gia mới có thể một mình hành động a à, tạ vũ hoa trong lòng đáng chát vương đồ thì lãnh đạm nói huyền nguyệt cô nương giúp người loại sự tình này giúp là tình cảm không giúp là bản phận lúc ấy chính chúng ta còn thân mình lo chưa xong nào có năng lực đi viện trợ các ngươi dừng một chút hắn tiếp tục nói còn có họa là kim độc nhất chính mình dẫn xuất nhưng hôm nay ngay cả chúng ta đều bị hắn liên lụy thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm oán khí trong lúc nhất thời bầu không khí đều trở nên ngột ngạt trở nên tế nhị lâm tầm đem đây hết thảy xem ở đáy mắt nghe vào trong lòng lại nhìn lục độc bộ đám người thần sắc trong lòng đã là hiểu rõ kim thiên huyền nguyệt thì cảm thấy rất không thoải mái thanh âm lạnh lùng nói kim huynh xem mọi người là người mình mới có thể tại đằng nghi thần quy sơn hành gặp rủi ro lúc trước tiên tiến hành cứu trợ Người vương đồ dù là liền là lo lắng trước họa vào thân, không giúp đỡ, cũng đều có thể không cần phải nói ngồi chăm chọc. Nguyên bản người quen gặp nhau, hẳn là một kiện chuyện vui, nhưng trước mắt này một màn lệnh, làm, kim thiên huyền nguyệt trong lòng một trận chán ghét. Không giúp tự không giúp, lẫn nhau đều lý giải, nhưng làm hết thảy sai lầm đều đẩy lên công tử trên thân, cái này không khỏi tự quá mức. Tốt, mọi người khác, đừng, tranh chấp. Lục độc bộ cười khổ khuyên can, kim huynh, trước đó chúng ta không có khai thác hành động đi giúp ngươi cũng là bởi vì tự thân tình cảnh đáng lo không phải là không muốn mà là không thể mong rằng ngươi lý giải lâm tầm cười cười gật đầu nói minh bạch xét đến cùng hắn cùng lục độc bộ bọn người chi giang cũng không nhiều sâu già mồm đơn giản là cùng đi tự vân châu trận doanh thôi hỗ trợ hay không toàn bằng tâm ý liền có thể lục huynh chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi miễn cho bị người khác hiểu lầm lại liên lụy đến chúng ta vương đồ không nhịn được nói một câu, để lâm tầm lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Chương 1974 Đổi chát Nguồn Mê truyện audio com Vương đồ, Kim Thiên Huyền Nguyệt rõ ràng trong mắt hàng mang lóe lên, vừa muốn nói cái gì, tự bị lâm tầm phất tay ngăn lại. Chúng ta đi thôi. Lâm tầm quay người rời đi. Kim Thiên Huyền Nguyệt gặp đây, lường vương đồ, lục đọc bộ bọn người một chút, nói. Từ hôm nay trở đi, lẫn nhau chi gian lại không liên quan, các ngươi đi các ngươi dương quan đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc mộc dứt lời nàng quay người đuổi kịp lâm tầm lục độc bộ muốn nói lại thôi nhưng cuối cùng thét dài thở dài trong lòng hơi có chút cảm giác khó chịu một trận luận đạo tranh phong lại làm cho quan hệ lẫn nhau vỡ tan cái này khiến lục độc bộ cũng không khỏi có chút hoài nghi bọn hắn làm như thế là có hay không quá không gần nhân tình vương đồ thì cười lạnh cái gì lại không liên quan trước kia thời điểm chúng ta cũng căn bản không có bất kỳ quan hệ gì quả thực là tự mình đa tình tạ vũ hoa thần sắc ảm đạm trong lòng sinh ra không hiểu lửa giận, nói. Vương Đồ, trong lòng ngươi có oán khí, thế nhưng khác, đừng, đại biểu chúng ta. Lục độc bộ cùng Tô Mộ Hàng vội vàng khuyên bảo, lãnh tu gia đã rời đi, lúc này bọn hắn cũng đã chặt đứt cùng Kim Độc Nhất, Kim Thiên Huyền nguy quan hệ trong đó, tại bực này thời điểm, nội bộ bọn họ chi gian cũng không thể lại nháo ra mâu thuẫn gì. Một lúc sau, đám người bọn họ lúc này mới rời đi. Khi vương đồ sắc mặt đơn giản quá ghê tẩm. Đuổi kịp lâm tầm về sau, Kim Thiên Huyền Nguyệt nhìn không được nói, không che giấu chút nào chính mình chán ghét. Lâm Tầm Thuận miệng nói. Đơn giản là vì tự vệ mà thôi, có thể lý giải. Công tử ngươi không tức giận, Kim Thiên Huyền Nguyệt khẽ giật mình. Lâm Tầm nhìn không được cười nói. Hắn còn không đáng đến ta sinh khí, rất sớm thời điểm, ta tự tao ngộ qua tương tự đối đãi, hoặc là xem ta là hồng thủy mạnh thú, hoặc là xem ta làm hại hoạn, chỉ sợ tránh chi không bằng, bị liên lụy đến. Huống chi, ta có thể căn bản là không có nghĩ tới muốn để ai tới giúp ta, cái này vương độ lại cùng ta không có gì giao tình nói đến đây lâm tầm chợt nhớ tới một sự kiện huyền nguyệt chúng ta còn được đi tìm bọn họ một chuyến vì sao lãnh tu gia đồng dạng cùng ta không có gì giao tình nhưng lại lại chủ động lựa chọn muốn giúp ta đây chính là một cái ân tình lớn mà tại lục độc bộ trong tay hẳn là nắm giữ lấy có thể cùng lãnh tu gia liên hệ với phương pháp ta muốn đi tìm lãnh tu gia lâm tầm nói đã quay người đi trở về được kim thiên huyền nguyệt thống khoái đáp ứng tô huynh chúng ta liền ở đây chỉnh đốn đi. Một tòa không chút nào thu hút thấp bé dãy núi trước, lục độc bộ đánh giá một phen bốn phía tình huống, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Được. Tô Mộ Hàng đáp ứng, hắn thân chịu trọng thương, hoàn toàn chính xác cần kịp thời an dưỡng. Tạ Vũ Hoa, vương đồ tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là, liền tại bọn hắn dự định đục khai một cái động phủ ẩn nút chỉnh đốn lúc, nơi xa bỗng dưng truyền đến một tràng tiếng xé gió. Sưu sưu sưu, lít nha lít nhít tu đạo giả thân ảnh, giống như từng đạo chói lọi lưu quang, từ đằng xa gào thét mà đến, thanh thế hạo đảng. Cầm đầu, rõ ràng là càng không đạo định đồ thiên giác, chúng ma đạo đình tổ phi vũ, huyền hoàng đạo định yên vũ nhu sát, tại phía sau bọn họ, còn đi theo một đám cường giả. Không được. Lục độc bộ bọn người toàn thân trở nên cứng, như rơi vào hầm băng, sao có thể nghĩ đến, tại cái này rừng núi hoang vắng chi địa, lại đụng phải dạng này một chi chân dung đội hình xa hoa cường giả đội ngũ. Trốn. Bọn hắn không chút do dự lách mình tự đi. Chỉ là, còn tại nửa đường, bọn hắn tự bị đoàn đoàn vây khốn thực lực chênh lệch quá lớn đối phương đều là lục đại đạo định bực này thế lực lớn hạch tâm truyền nhân không nói những người khác liền là tổ phi vũ đồ thiên giác yên vũ nhu ba người đều đủ để để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng xong lục độc bộ bọn người trong lòng cùng nhau toát ra một cái ý niệm trong đầu thần sắc thảm đạm đều là kia kim độc nhất hại đều là kia kim độc nhất hại vừa rồi chỉ cùng hắn gặp mặt một lần mà thôi tự làm hại chúng ta muốn bị đào thải gia hỏa này liền là cái mười đủ mười xác tinh giờ khác này vương đồ nhìn không được hàng giọng kêu to tràn ngập không cam lòng cùng oán hận a à, tổ phi vũ nguyên bản không có đem lục độc bộ bọn người để ở trong mắt chỉ coi làm là dọc theo đường bên trên đụng phải một chút con mồi liền định động thủ đem lục độc bộ bọn người đào thải nhưng khi nghe được vương đồ hắn lập tức lộ ra sắc mặt khác thường khu tay nói trước đừng động thủ vây khốn tại lục độc bộ bốn phía một đám cường giả động tác trong tay đều là dừng lại ngươi nói ngươi vừa rồi nhìn thấy kim độc nhất tổ phi vũ ánh mắt như điện khóa chặt tại vương đồ trên thân. Yên Vũ Nhu, đồ thiên giác mấy người cũng tinh thần nhất chấn, những ngày gần đây, bọn hắn tại huyền hoàng bí cảnh bên trong khắp nơi tìm kiếm lâm tầm hạ lạc, còn kém đào ba thước đất. Thậm chí, đang lùng bắt trên đường, còn chọc tới di vô nhai cái này kinh khủng gia hỏa, làm cho bọn hắn đến nay nhớ tới, trong lòng tự một trận hoảng sợ. Có thế cho dù như thế, bọn hắn cho đến bây giờ cũng không thể tìm kiếm đến lâm tầm, cái này khiến bọn hắn đều là tức sôi ruột khí không chỗ phát tiết. Lúc này, vương đồ kia mang theo oán khí một câu, thì để bọn hắn trước tiên ý thức được, cơ hội tới. Lục độc bộ biến sắc, liền vội vàng lắc đầu. Không có. Bạch. Tổ phi vũ ánh mắt như dao, quét lục độc bộ thoáng cái, thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi còn dám lắm miệng, đừng trách ta trước tiễn ngươi lên đường. Lục độc bộ sắc mặt âm tình bất định, trong lòng tràn ngập khó nói lên lời đánh bại, tại Vân Châu, hắn là chói mắt nhất thế hệ tuổi trẻ cường giả một trong. Nhưng tại tổ phi vũ bực này danh liệt chư thiên thánh vương bản 10 vị trí đầu tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, hoàn toàn tựu không đáng chú ý ta nhận ra bọn hắn cùng kim độc nhất đồng dạng là đến từ vân châu cường giả có người bỗng nhiên mở miệng nói toạc ra lục độc bộ bọn người thân phận lập tức lục độc bộ đám người sắc mặt lại là biến đổi mà tổ phi vũ yên vũ nhu đồ thiên giác ba người liếc nhau đều lộ ra vui mừng nói cho ta kim độc nhất ở nơi nào ta không chỉ để các ngươi rời đi đồng thời sẽ không cướp đoạt mạng của các ngươi phù nếu không hậu quả chính các ngươi rõ ràng nhất tổ phi vũ trầm giọng nói áo quần hắn rộng mở tóc dài rối tung, gánh vác một thanh trường kiếm, tràn ngập thô kệch giả tính. Người tới nói. Tổ phi vũ ánh mắt nhìn chầm chầm vương đồ. Vương đồ hít sâu một hơi, nói. Thật thả chúng ta đi, vương đồ, ngàn vạn không thể nói. Tô mộ hàng hét to, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong hết thảy, đều bị ngoại giới đế cảnh đại nhân vật xem ở đáy mắt, ngươi như đổi chát kim huynh, dù là có thể may mắn trốn qua nhất kiếp, cũng chú định sẽ tại người trong thiên hạ trước mặt thân bại danh liệt. Oanh! Bỗng dưng, đồ thiên giác xuất thủ cách không một chữ nhấn ra tô mộ hàng nguyên bản tự bị thương tại là thân trực tiếp bị một chữ trấn áp thân thể hung hăng đập xuống đất miệng mũi phun máu sắc mặt đều trở nên trắng bệch trong suốt không biết sống chết đồ thiên giác trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ lục độc bộ cùng tạ vũ hoa cũng không khỏi một trận cháy bỏng nội tâm tuyệt vọng đều đem ánh mắt nhìn về phía vương đồ dùng ánh mắt ngăn lại cái sau chỉ là vương đồ lại ngoảnh mặt làm ngơ nghiến răng nghiến lợi nói cái này kim độc nhất làm hại chúng ta liên tiếp gặp liên lụy, cho dù các ngươi không hỏi, ta cũng sẽ nói cho các ngươi biết tung tích của hắn. Tổ phi vũ cười nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, đạo hữu là người thông minh. Mau nói đi. Đồ thiên giác nhìn không được thúc giục. Thời gian một chén trà trước, chúng ta tại ngoài trăm dặm một mảnh hoang nguyên bên trên đụng phải hắn, lúc rời đi, hắn cùng kim thiên huyền nguyệt tiện nhân kia cùng một chỗ, về phía tây nam phương hướng rời đi, các ngươi như hiện tại toàn lực đuổi theo, khẳng định có thể đuổi kịp vương đồ không chút do dự tự đổi chắc lâm tầm. Nghe vậy, lục độc bộ, tạ vũ hoa trong lòng đều là thở dài, tay chân băng lãnh, vương đồ cách làm, làm bọn hắn đều cảm thấy trái tim băng giá. Mà bị trấn áp trên mặt đất tô mộ hàng, càng là muốn trách cả mí mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy. hắn thấy, dù là liền là cùng lâm tầm mỗi người đi một ngã, cũng đoạn không thể làm ra ti tiện vô sĩ như thế sự tình. Đây chính là đổi chắc. Vì tại cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong sóng sót xuống dưới, liền tôn nghiêm cùng liêm sĩ cũng không cần, tốt, đã thấy tổ phi vũ ngửa mặt lên trời cười to, đạo hữu người sản khoái nói chuyện sản khoái, người có thể rời đi. Vương đồ cũng cười, chợt hắn tự ngơ ngẩn, nói. Ta những người bạn này đâu, bọn hắn, bên cạnh đồ thiên giác lộ ra một vòng lãnh khốc chi sắc, bọn hắn không phối hợp, cũng chỉ có thể đưa bọn hắn lên đường. Vương đồ cả giận nói. Không phải nói, muốn thả tất cả chúng ta sao, thế nào, ngươi không muốn đi, đồ thiên giác không nhịn được nói. Vương đồ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nội tâm dãy dụ vô cùng. Hắn đương nhiên muốn đi, nếu không cũng sẽ không như vậy phối hợp, có thể hắn rõ ràng hơn, dù là tự mình một người bình yên rời đi, nhưng dùng không được bao lâu, tất nhiên sẽ bị đào thải bị loại, nguyên nhân rất đơn giản, một mình hắn, căn bản không có tư cách cùng những cường giả khác đối kháng. Mau cút. Đồ thiên giác hét lớn. Các vị, ta Vương Đồ đều có chút không dám nhìn tới lục độc bộ đám người ánh mắt. Ngươi đi đi, chúng ta lại cùng loại người như ngươi cùng một chỗ kết minh đồng hành, quả thực là mắt bị mù lục độc bộ thần sắc xanh xám tạ vũ hoa không nhìn thẳng vương đồ nhân gia để ngươi cúc đâu còn chưa cúc trên đất tô mộ hàng khàng giọng hét lớn hư vương đồ cắn răng một cái xoay người rời đi đồ huynh ngươi đến giải quyết tốt hậu quả ta mang những người khác đuổi bắt kim độc nhất tổ phi vũ nói đã mang theo yên vũ nhu các loại chờ một đám cường giả hướng nơi sa na di mà đi giữa sân chỉ còn lại có đồ thiên giác cùng sáu cái càng không đạo đình truyền nhân các vị không muốn ý tứ đây chính là luận đạo tranh phong, nhiều đào thải một cái đối thủ, đối với chúng ta mà nói, liền có hơn một chút thành công hy vọng. Đồ thiên giác thần sắc lạnh khốc, vung tay lên, đưa bọn hắn lên đường. Bên cạnh hắn sáu cái càng không đạo định hạch tâm truyền nhân, đều là cùng một chỗ từ khác nhau phương hướng tiến lên, toàn thân quanh quẩn sát ý, nguyên bản đã rời đi vương đồ, đứng yên tại tại chỗ rất xa, ngắm nhìn phiến khu vực này, non nớt như hài đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ dữ tận. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn thay kia kim độc nhất suy nghĩ, đáng đời các ngươi bị đào thải thế nhưng nhưng vào lúc này hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy giữa sân, bị vây nhốt lục độc bộ, tạ vũ hoa, tô mộ hàng ba người trước người, đột ngột thêm ra một vòng phong mang. Đó là một thanh đoạn đao, chảy xuôi tối tâm đạo quang phong mang nội liễm, theo nó nhẹ nhàng quét qua. Khi phụ cận hư không, bị cắt ra một đạo tròn trịa cái khe to lớn. kia vây công tiến lên sáu tên cạn không đạo đình truyền nhân, cỡ nào cường đại cùng đáng sợ, lại tại đoạn đao cái này quét xuống một cái, bị hung hăng đánh bay ra ngoài ầm ầm một khu vực như vậy oanh minh rung chuyển, thần huy bắn tung tóe, vang lên một trận kinh sợ tiếng kêu. Mà phân bố tại khác biệt vị trí đồ thiên giác, vương đồ, lục độc bộ bọn người tầm mắt bên trong, một đạo tuấn nhổ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trường bên trong. Kia một thanh đoạn đao, quanh quẩn tại hắn quanh thân, khoan khoái bay múa. Chương 1975 Chấn động lòng người ngoài ý muốn Nguồn Mê truyện audio.com Khi xuất hiện ở trong sân một thân ảnh, chính là Lâm Tầm nguyên bản hắn trở lại tìm lục độc bộ là vì lấy được cùng lãnh tu gia liên hệ nhưng lại ngoại ý muốn phát hiện tình cảnh như vậy kim độc nhất đồ thiên giác con ngươi ngưng tụ giật mình lên tiếng vừa rồi thời điểm tổ phi vũ yên vũ nhu mới mang theo một đám cường giả rời đi tiến về đuổi bắt kim độc nhất ai có thể nghĩ tới hắn lại sẽ xuất hiện ở chỗ này kim huynh lục độc bộ cùng tạ vũ hoa cũng lộ ra vẻ không thể tin được bọn hắn vốn cho rằng lần này tai kiếp khó thoát sẽ bị đào thải bị loại đồng dạng không nghĩ tới, ngay tại nguy cấp này vạn phần thời khắc, vốn đã cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã, phân rõ giới hạn lâm tầm, hồi, sẽ, kịp thời tới cứu. Quá ngoài ý muốn. Cũng làm cho trong lòng bọn họ kích động sau khi, cũng không khỏi dâng lên nồng đậm ấy nấy. Trước mấy trận, làm nghe nói lâm tầm trở thành mục tiêu công kích, bị thế lực khắp nơi đuổi bắt lúc, bọn hắn vì tự vệ, không có cùng lãnh tu gia cùng một chỗ tiến về viện trợ lâm tầm. Dù là liền là lúc trước thời điểm, bọn hắn lo lắng bị lâm tầm liên lụy, mà vội vàng rời đi nhưng tại lúc này, Lâm Tầm lại lại bất kể hiềm khích lúc trước, kịp thời xuất hiện, giúp bọn hắn hóa giải khó xử, cái này khiến trong lòng bọn họ làm sao có thể không hổ thẹn, Kim huynh, trước kia là chúng ta có lỗi với ngươi, hôm nay chi ân tình, chúng ta tâm lĩnh, còn xin ngươi mau mau rời đi, chớ có xen vào nữa chúng ta. Trọng thương Tô Mộ Hàng từ dưới đất bò dậy, khang giọng hét lớn, đi mau, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Đi không có khả năng. Đồ Thiên giác phát ra hét dài một tiếng, Tổ huynh, yên cô nương, mời nhanh chóng trở về, Kim độc nhất kẻ này đã xuất hiện. Sống âm như đạo âm, khuấy động cửu tiêu, hướng tại chỗ rất xa khuếch tán mà đi. Đơn đã độc đấu ngươi không được, quần công. Các ngươi càng không được. Lâm tầm mắt đen sâu thẳm. Lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lóe lên, ngàn nhiên xuất kích. Lại, không có bất kỳ cái gì giữ lại, vừa mới động thủ, liền đem tự thân chân chính uy năng vận chuyển mà ra. Trong chốc lát, hắn như biến thành một người khác, có tuyệt thế chi lăng lệ, có khoáng thế phong thái, có cái thế chi thần uy cái kia rực rỡ bạch kim đạo thể phóng thích đại quang minh, tốc độ nhanh chóng, đúng như phụ quan lược ảnh, nà di chi giang không có dấu vết mà tìm kiếm. Theo hắn một chỉ điểm ra. Phốc. Nhất tới gần lâm tầm một tên càng không đạo định hạch tâm truyền nhân, mi tâm chảy máu, giữa lông mày xương cốt đều bị đâm xuyên, mắt thấy liền bị đánh chết, một cổ na di lực lượng xuất hiện, hiểm lại càng hiểm đem người này mang ra huyền hoàng bí cảnh. Lâm tầm nhìn cũng không nhìn, tay áo vung lên, chi chiếc thái huyền kiếm khí gào thét mà ra, hướng một cái khác đối thủ bao phủ đi người kia đem hết toàn lực đối cứng đem tự thân lực lượng vận chuyển tới cực điểm tình trạng trên thân thể thần huy bao trùm đạo quan giao chức ngưng tụ ra thập bát trọng chiến ấn mỗi một trọng chiến ấn đều có lấy uy lực quỷ thần khó dò thập bát trọng chồng chất lên nhau giống như như bài sơn đảo hải tầng tầng lớp lớp uy lực cũng là gấp bội tự như chồng lên thập bát trọng càng không chiến ấn càng không đạo đình chí cao truyền thừa một trong hung hoành vô song chỉ là bực này chí cao truyền thừa tại lâm tầm thái huyền kiếm khí phía dưới nhưng căn bản không đáng chú ý qua trong giây lát mà thôi chỉ thấy kia tầng tầng chiến ấn liền bị trùng trùng điệp điệp dày đặc kiếm khí từng cái đánh tan oanh minh chấn thiên bắn tung tóe lên đầy trời chói mắt quan vũ âm âm người kia thân ảnh đều bị tự như đại dương kiếm khí bao trùm đào thải ra khỏi cục trong chớp mắt hai cái càng không đạo định truyền nhân lần lượt bị đánh tan vừa mới khai chiến lâm tầm biểu hiện ra vậy tuyệt đối nghiện ép vô địch phong phạm lệnh làm lục độc bộ bọn người đều là trừng to mắt kém chút không dám tin tưởng Vân Châu luận đạo thi đấu bên trên, bọn hắn đều là từng thấy thức lâm tầm phong thái, thế nhưng là thời điểm đó hắn, hoàn toàn tự vô pháp cùng lúc này đánh đồng. Quá mạnh. Lục độc bộ bọn người đối lâm tầm nhận biết đều bị triệt để phá vỡ, tự như thấy được một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ. Nhanh cùng một chỗ động thủ, nhất định muốn chịu đựng. Viện quân của chúng ta lập tức tới ngay. Đồ thiên giác hét lớn. Hắn cũng không chút do dự toàn lực xuất kích. Là một sớm đã lĩnh giáo qua lâm tầm chiến lực cường giả, hắn cũng là rõ ràng nhất lâm tầm đáng sợ. Cần biết, lúc trước hắn dẫn một đám người, đều bị lâm tầm dùng một tòa đại trận hố đến tổn thương thảm trọng, cuối cùng cho dù là cùng tổ phi vũ, yên vũ nhu cùng một chỗ liên thủ, đều không thể lưu lại lâm tầm, ngược lại bị cái sau dễ như trở bàn tay chỗ phá vây mà đi. Dết! 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 con sót lại bốn cái càng không đạo đình truyền nhân cùng đồ thiên giác cùng một chỗ, toàn lực hướng lâm tầm sát phạt, hoặc thôi động bí pháp, hoặc tế ra bảo vật trong lúc nhất thời phiến khu vực này bảo quan lưu chuyển đạo âm oanh chấn thiên địa ảm đạm tạ cô nương chúng ta cũng cùng tiến lên đi giúp lấy kim huynh giết địch lục độc bộ cắn răng một cái thần sắc kiên quyết nội tâm của hắn tràn ngập ấy nấy cùng cảm kích cấp thiết muốn muốn tiến hành bổ cứu được tạ vũ hoa không cần nghĩ ngợi liền đáp ứng cũng không các loại chờ hai người xuất thủ tự bị một đạo yếu điệu thân ảnh màu trắng ngăn cản là kim thiên huyền nguyệt nàng áo trắng như tuyết tuyệt mỹ thanh lãnh nói các ngươi quan chiến liền có thể, Kim Huynh có thể dặn dò qua, để cho ta phụ trách an toàn của các ngươi. Lập tức, lục độc bộ cùng tạ Vũ Hoa đều là nỗi lòng phức tạp. Năm đó tại Vân Châu luận đạo so sánh bên trên lúc, bọn hắn còn có thể cùng lâm tầm sánh vai thoáng cái, nhưng bây giờ, lại lại vội vàng đều không thể giúp. Giữa sân, chiến đấu kịch liệt, sân hà chấn động, có cây bột mịn, hỗn loạn tưng bừng cùng trung chuyển. Xa xa mắt thấy một màn này, vương đồ thần sắc dữ tợn, nội tâm hò hét. Đánh bại hắn, đánh bại hắn, nhất định muốn đem hắn đào thải. Lâm Tầm xuất hiện, kích thích vương đồ tâm cảnh đều trở nên vặn vẹo. Trước đó hắn, vì mạng sống, không tiếc đổi chắc Lâm Tầm đem đổi lấy cơ hội, đồng thời cuối cùng đều không để ý lục độc bộ, tô mộ hàng, tạ vũ hoa, một mình đào mệnh. Mà tại bực này thời điểm, lại là Lâm Tầm đứng ra, tại cứu vãn lục độc bộ bọn người. Hai tướng so sánh, tôn lên hắn vương đồ cũng quá không chịu nổi, để tinh thần của hắn cũng là tuôn ra một cổ vô pháp nói rõ nồng đầm oán hận. Oanh! bỗng nhiên giữa sân vang lên kinh thiên động địa oanh minh chỉ thấy nguyên bản vây khốn lâm tầm đồ thiên giác bọn người đều là cùng nhau bị đánh bay thân ảnh lão đảo từng cái hét lên kinh ngạc mà giữa sân lâm tầm thân thể lập lòe lóa mắt tuyệt thế giơ tay nhất chân chi gian tràn ngập bẻ gãy nghiền nát lớn lao uy năng mọi người vây khốn lại đều không thể áp chế hắn vây khốn cục diện ngược lại bị hắn nhất cử phá vỡ ngay sau đó theo lâm tầm thân ảnh thúc đẩy cái này đến cái khác đối thủ giống như giấy tự như, bị từng cái trấn áp tại chỗ, kêu thảm đào thải ra khỏi cục. Giữa sân đã chỉ còn lại đồ thiên giác đang dãy dụa. Một màn này, để vương đồ con mắt lộ ra, nắm đấm đều nắm chặt, trong môi thì thào. Điều này có thể, gia hỏa này sao có thể có thể như thế cường đại, cần biết, những cái kia đều là càng không đạo định hạch tâm truyền nhân, không thiếu một chút danh liệt chư thiên thánh vương bản bên trên lừng lẫy nhân vật. Nhưng tại lâm tầm trước mặt, lại tự như gà đất chó xanh. Nào chỉ là vương đồ, lục độc bộ, tạ vũ hoa tô mộ hàng cũng không khỏi hít vào khí lạnh cái này mới là hắn chân chính uy năng sao mà lúc này đồ thiên giác đang khổ cực chèo chống một đoạn thời gian trước hắn tự bị vây ở đại trận bị lâm tầm đánh cho trọng thương nếu không phải yên vũ nhu cùng tổ phi vũ kịp thời tới cứu sớm bị đào thải ra khỏi cục mà bây giờ cảnh tượng giống nhau ngay tại một lần nữa trình diễn đáng chết tổ phi vũ bọn hắn vì sao còn chưa tới đồ thiên giác vô cùng lo lắng muốn trách cả mí mắt một người cùng lâm tầm chính diện đối cứng hắn hoàn toàn ở vào bị đánh áp trạng thái vô luận hắn thi triển cỡ nào diệu pháp tế ra cỡ nào bảo vật đều bị lâm tầm dùng tuyệt đối nghiện ép tư thái phá vỡ làm cho hắn giật gấu vá vai thua chị kém em không bao lâu đã ho ra máu liên tục thụ trọng thương mắt thấy hắn như vậy không chịu nổi lục độc bộ bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng đây chính là danh liệt chư thiên thánh vương bản 10 vị trí đầu ngoan nhân a nhưng lại một bộ bị kim huynh hoàn toàn chà đạp thê thảm bộ dáng dừng tay bỗng dưng tại chỗ rất xa vang lên như kinh lôi hét to một đám thân ảnh hóa thành thần hồng, nà di hư không mà đến, thành thế hùng vĩ. Cầm đầu bất ngờ chính là tổ phi vũ cùng yên vũ nhu. Khi thấy giữa sân chỉ còn lại đồ thiên giác tại vất vả chèo chống, lại thân chịu trọng thương lúc, tổ phi vũ bọn hắn từng cái cũng đều lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn vừa mới rời đi bao lâu, tự phát sinh bực này thảm không nở nhìn một màn lục độc bộ bọn người cùng nhau biến sắc, tổ phi vũ đợi người tới, chừng hơn 20 hào cường đại chi cực nhân vật hung ác, tình thế đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tiếp tục quan chiến liền có thể mà lúc này kim thiên huyền nguyệt vẫn như cũ lộ ra rất tỉnh táo không có chút trung động nào vô luận là trốn vẫn là chiến hắn đối lâm tầm đều có tuyệt đối tự tin nơi xa vương đồ nhìn không được nhếch miệng cười lên nội tâm oán hận phiên gian đảo hải lên men kim độc nhất a à kim độc nhất xem ngươi kế tiếp còn như thế nào cậy mạnh tổ huynh yên cô nương mau tới giúp ta đều đã bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng đồ thiên giác giờ phút này mừng rỡ như điên giống như gần như chết chìm bắt được người còn sống hy vọng đúng lúc này lâm tầm bỗng nhiên mỉm cười nói biết rõ ta vì sao lưu ngươi đến bây giờ sao lưu ta đến bây giờ đồ thiên giác cảm thấy không thể tưởng tượng chẳng lẽ oanh nhưng vào lúc này lâm tầm biền chỉ đâm ra phong mang chi thứ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi cũng lăng lệ đến chưa từng có cực điểm tình trạng ngưng tụ tại đầu ngón tay một điểm mũi nhọn ánh sáng mà thôi lại chiếu sáng sơn hà đồ thiên giác thi triển đạo pháp cùng trên người lực lượng phòng ngự đều là tại một nhát này phía dưới ầm vang sụp đổ khi một điểm phong mang, giống như một vòng kinh diễm vạn cổ tuế nguyệt ánh sáng, đâm vào đồ thiên giác lòng ngực. Chỉ là, không đợi cái này phong mang đánh xuyên đồ thiên giác trái tim, nhìn nát hắn thần hồn, cả người hắn bỗng biến mất nguyên địa. Bị đào thải. Một vị danh liệt chư thiên thánh vương bản thứ 9, danh mãn thiên hạ càng không đạo đình hạch tâm truyền nhân, đúng là tự như vậy bị loại. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, như hắn như vậy nhân vật tuyệt thế, cho dù còn sống, cũng đều không có tư cách nữa tham dự vào cổ tiên cấm khu tranh phong bên trong khi thấy một màn này, chạy đến viện trợ tổ phi vũ, yên vũ nhu đều ngơ ngẩn, con người khuếch trương, nội tâm tuôn ra không nói ra được phẫn nộ cùng hàng ý, phẫn nộ chính là, lâm tầm ở ngay trước mặt hắn trấn áp đồ thiên giác, mà bọn hắn lại chưa kịp đi cứu trợ. Cảm thấy trái tim băng giá chính là, đồ thiên giác cỡ nào cường đại một vị nhân vật tuyệt thế, lại cứ như vậy bị đào thải. Cần biết, đồ thiên giác chiến lực, cũng không so tổ phi vũ, yên vũ nhu kém bao nhiêu. Giờ khắc này, bao quát kim thiên huyền nguyệt, cùng lục độc bộ bọn người, cũng không khỏi sinh lòng chấn động đồ thiên giác. Tuyệt đối là huyền hoàng bí cảnh bên trong một cái cự đầu tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra, đem không chút huyền niệm chỗ tại lần này luận đạo bên trong chỗ hết tài năng, giành được tham dự cổ tiên cấm khu tư cách. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ, ngoài ý muốn cứ như vậy phát sinh. Chương 1956 Hắn chân chính ác chủ bài, nhảy sợ tờ, nội dung không đổi. Nguồn Mê truyện audio com Trước đó một chút chương tiết tiêu đề số lượng sai lầm, hiện tại đã sửa chữa tới âm ngoại giới mắt thấy đồ thiên giác bị lâm tầm đào thải một màn kia lúc hỏa linh nữ đế trước người công văn cùng công văn bên trên rượu trân tu cùng một chỗ sụp đổ hóa thành bột phấn bay lạ tả nàng hai đầu lông mày hiển hiện một vòng lạnh ý tự như cố nén nội tâm lửa giận nói tốt một cái kim độc nhất bản tọa ngược lại là khinh thường năng lực của hắn phụ cận một đám đế cảnh liếc nhau đều là không có lên tiếng bình thường mà nói lần này luận đạo tranh phong tự như đồ thiên giác dạng này trác tuyệt nhân vật gần như không ngờ xuất hiện bị đào thải nguy hiểm một là thực lực của hắn đầy đủ cường đại hai là sau lưng của hắn đứng đấy càng không đạo đình dù cho là tại huyền hoàng bí cảnh bên trong cũng có được rất nhiều giúp đỡ cái này khiến hắn bị đánh bại có thể cơ hồ có thể không cần tính nhưng ai cũng không nghĩ tới ngoài ý muốn vẫn là phát sinh một cái theo vân châu đi ra kim độc nhất lại cường hoành đến rối tinh rối mù một chọi một đồ thiên giác không được lấy cỡ nào đối một đồ thiên giác bọn hắn đồng dạng thảm bại mấu chốt nhất là cái này kim độc nhất còn căn bản cũng không cố kỵ càng không đạo đình, xuất thủ không chút nào nương tay, như thế mới đưa đến đồ thiên giác bị đào thải. Có thế rất hiển nhiên, hỏa linh nữ đế có chút không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Ha ha, ngươi bây giờ cuối cùng thừa nhận khinh thường kim độc nhất người này, hạ hành liệt cười ha hả, không tệ, không tệ, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ này. Mọi người đều thần sắc cổ quái. Hỏa linh nữ đế thì tức giận đến kém chút thổ huyết, cắn răng trừng mắt hạ hành liệt, vừa muốn nói cái gì, tự bị chúng ma đạo định nhiên khung ma đế khuyên giải nói đạo hữu lại bất giận ngươi xem kim độc nhất người này lúc này cũng đã ở kiếp nạn trốn lần này hắn có thế không còn đạo văn cấm trận có thể lợi dụng hư hỏa linh nữ đế lãnh đạm nói nếu không phải các ngươi chúng ma đạo định truyền nhân không thể kịp thời viện trợ chỗ này có thể phát sinh chuyện thế này nàng cũng biết bây giờ nói những này đã vô dụng nhưng trong lòng liền là có chút không thoải mái mắt thấy nhiên khung ma đế thần sắc có chút không vui nàng khẽ thở dài một tiếng nói thôi, lại quan chiến là được. Không chỉ là nàng, lúc này cái khác đế cảnh nhân vật ánh mắt gần như đều rơi vào huyền hoàng bí cảnh lâm tầm trên thân, lộ ra vẻ chú ý, đây là luận đạo thịnh hội bắt đầu đến nay, thực lực chi gian cực kỳ cách xa dàn co. Một phe là kim độc nhất cầm đầu trận doanh, nhưng loại trừ hắn chiến lực trác tuyệt bên ngoài, những người khác bên trong, cũng chỉ có kim thiên huyền nguyệt tương đối có chút nội tình. Những người khác hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Một phe là dùng tổ phi vũ, yên vũ nhu cầm đầu nhân vật tuyệt thế, chừng hơn 20 người, hoặc là đến từ càng không đạo đình hạch tâm truyền nhân hoặc là đến từ chúng ma đạo đình hạch tâm truyền nhân đội hình như vậy tại bây giờ huyền hoàng bí cảnh bên trong gần như đều có thể đi ngang lúc này hai phe này chi gian đem sinh ra chém dết kia lũ lũ xuất nhân ý dự đoán phá vỡ người nhận biết kim độc nhất lại nên như thế nào hóa giải khốn cục trước mắt tất cả mọi người hiếu kỳ dết dết cho ta kẻ này giữa sân tổ phi vũ phát ra như lôi đình hét lớn triệt để tức giận bị đồ thiên giác bị đào thải một màn kia thật sâu kích thích vết những cái kia càng không đạo đình, chúng ma đạo đình truyền nhân cũng đều bị chọc giận, từng cái sát cơ trùng tiêu, triển khai vây công. Âm âm mảnh này thiên địa lôi đình mãnh liệt, đạo âm kinh tiêu, các loại kinh khủng đạo pháp như dày đặc như nước chảy tiết ra, khuấy động thập phương, chấn vỡ tầng mây. Các loại bảo vật như không cần tiền tự như, lóe ra tựa là hủy diệt quan trạch, tại trong hư không tung hoành gào thét, lệnh, làm, thiên địa đều ảm đạm gào thét. Bực này một màn, quả thực quá mức đáng sợ, hơn 20 vị có thể xưng thế gian đỉnh tim tuyệt đỉnh thánh vương đồng loạt ra tay, như đặt tại ngoại giới, tạo thành lực phá hoại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Ngoại giới một đám đế cảnh đều hô hấp một trận, ám đạo người tuổi trẻ bây giờ, đơn giản một đời sau một đời biến thái. Lục độc bộ bọn người toàn thân phát lạnh, rùng mình. Chỉ nhìn xa xa, đều làm bọn hắn tâm thần rung động túc, cảm nhận được một loại như muốn hít thở không thông uy hiếp, có thể nghĩ, thân vùi lấp trùng vây bên trong kim độc nhất, lại nên thừa nhận rất lớn áp lực. Vết đi, vết đi, ha ha ha. Vương Đồ nhếch miệng cười lên, non nớt như đồng tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là dữ tận cùng phấn khởi. Dù cho là Kim Thiên Huyền Nguyệt, tâm đều bỗng nhiên treo lên, ngăn ở cổ họng, làm xong tùy thời xuất kích trợ giúp Lâm Tầm chuẩn bị. Không phải nàng đối Lâm Tầm không tự tin, mà là dạng này một trận vây công chi chiến, quá mức kinh thế hải tục. Lâm Tầm đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Tại đối phương xuất thủ kia một cái chớp mắt, hắn cũng động. Hắn thân ảnh lấp lóe, giống như một vòng hết, nên vọt lên. Ken đoạn đau gào thét mà ra, phát ra sục sôi rõ ràng năm, tự như khát vọng ăn no nê tiên huyết thanh âm, tại trong hư không chém ra kinh diễm vô song quỷ tích. Oanh! Mà tại lâm tầm thể nội, tinh khí thần như hồng lô sôi trào vận chuyển, tất cả lực lượng đều bị hắn vô cùng tận thủ đoạn phóng thích. Giờ khắc này hắn, giống như đại long xuất uyên. Một mảnh dày đặc tử sắc lôi bạo bao phủ mà đến, trong đó lóe ra kinh thế đại đạo pháp tắc, lại diễn hóa ra một đám rất sống động tử kỳ lân, hung uy thao thiên. Lâm tầm dưới chân hiện ra một đầu băng ly, ngẩng đầu vẫy đuôi, một tiếng ầm vang, đem kia một đám tử kỳ lân đánh tan, hóa thành quang vũ bay lạ tả. Ken. Đoạn đao cùng một thanh kim sắc chiến mâu giao phong, hỏa hoa văng khắp nơi, kim sắc chiến mâu phát ra vù vù, bị hung hăng đánh bay. Mà Lâm Tầm quanh thân thì hiện ra vô số thái huyền kiếm khí, bỗng nhiên khuếch tán ra. Thập phương kiếm vũ. Cái này truyền thừa từ thái huyền kiếm kinh tuyệt diệu một kích, cực kỳ thích hợp dùng tại quần chiến bên trong. Âm âm kịch liệt chém vết va chạm giống như vô số núi lửa cùng một chỗ phun trào, trong lúc nhất thời, phiến khu vực này đều tự như sụp đổ, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quan. Càng có chấn thiên gào thét tiếng la dết vang vọng, giống như viễn cổ thần ma gào thét, đủ để khiến thế nhân sợ hãi, lệnh, làm, chúng sinh tuyệt vọng. Chỉ một lát sau mà thôi, lâm tầm thế công tự bị áp chế, lâm vào vây khốn. Hắn lẽ loi một mình, mà đối thủ thì là hơn 20 cái, trong đó tổ phi vũ, yên vũ nhu cũng đều là đứng hàng chư thiên thánh vương bản 10 vị trí đầu nhân vật tuyệt thế, cho dù lâm tầm vô cùng hết sức phạm vi kích, đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Đây cũng là hắn từ khi đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ đến nay, lần thứ nhất cảm thấy một loại triệu nặng uy hiếp. Cần biết, ban đầu ở tuyền cơ đạo tông lúc, hắn còn có thể tay không tất sắc và rồng rã sáu vị chuẩn đế đối kháng. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tổ phi vũ, yên vũ nhu những này lục đại đạo đình hạch tâm truyền nhân, từng cái chiến lực là bực nào đáng sợ. Không khoa trương địa thuyết, tự như tổ phi vũ, yên vũ nhu hai người, cũng đều đã có được vượt cảnh giới cùng chuẩn đế ganh đua cao thấp kinh khủng nội tình. Bất quá, càng là cảm thấy áp lực cùng uy hiếp, lâm tầm mắt đen tựu càng sáng ngời cùng sâu thẳm, tự giống như yên lặng vô ngần tuế nguyệt đại uyên đang dần dần thức tỉnh. Nội tâm có sôi trào chiến ý tại nhóm lửa. Dết, mọi người toàn lực ứng phó, tru kẻ này. Tổ phi vũ tóc dài rối tung, một cái trường kiếm trảm không, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, có xuyên qua nhật nguyệt, phát thiên trảm địa chi uy. Kim huynh, dùng ngươi sức một mình, lại có thể cùng chúng ta nhiều người như vậy đối kháng, trận chiến này cho dù bại, cũng đã mất tổn hại uy danh của ngươi. Yên Vũ Nhu u u than nhẹ. Nàng trưởng nữ ức vạn ống ánh sáng long lanh u lam giọt nước, mỗi một giọt nước đều là hóa thành như sợi tơ mũi nhọn, phóng xuất ra cực đoan lăng lệ sát phạt chi lực. Ti Vũ Vi Đao, có thể giảo sát quỷ thần. Uy danh bị đào thải bị loại, cũng chú định đem cùng cổ tiên cấm khu không có duyên phận, đến lúc đó, muốn một chút hư ảo uy danh thì có ích lợi gì, có người cười lạnh. Kim độc nhất, khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, lại dãy dụa cũng là phí công. Có người quát lớn. Cái khác như trào phúng, nói móc thanh âm cũng liên tiếp vang lên. Lúc này, bọn hắn đã xem lâm tầm đoàn đoàn vây khốn, vững vàng áp chế, tự cho là nắm vững thắng lợi, đại cục nhất định, trong lòng đều là thống khoái vô cùng. Một cái vân châu luận đạo đệ nhất mà thôi, nhưng lại làm cho bọn họ lùng bắt nhiều thiên tài rốt cục bắt lấy, trước đó mỗi người bọn họ trong lòng có thể nhẫn nhịn một đám lửa khí. Mà bây giờ rốt cục có phát tiết cơ hội. Huyền Nguyệt cô nương, Kim Huynh không chịu nổi, chúng ta mau động thủ đi. Lục độc bộ, tạ vũ hoa, tô mộ hàng đều cháy bỏng vô cùng, lòng nóng như lửa đốt. Lần này lâm tầm là vì cứu bọn họ mới luân lạc tới trình độ như vậy, cái này khiến bọn hắn đều lại không lo được cái gì đào thải hay không, chỉ muốn đi cùng lâm tầm kề vai chiến đấu. Dù là thua, cũng không oán không hối. Kim Thiên Huyền Nguyệt môi anh đạo nhất, nội tâm cũng bắt đầu dao động, nàng hít sâu một hơi, đang lúc muốn nói gì lúc quanh trong chiến trường bỗng nhiên sinh ra một cổ kinh khủng vô biên lực lượng ba động lệnh làm phương này thiên địa rung lên có đất trung núi chuyển cảm giác chỉ thấy bị vây nhốt bên trong lâm tầm trên thân đột nhiên hiện ra một mảnh hỗn độn tự như đạo chi lĩnh vực tối tâm thâm thúy không thể gọi tên cùng này đồng thời lâm tầm quanh thân khí thế cũng thay đổi trước đó hắn phong mang kinh thế lăng lệ phách tuyệt mà lúc này hắn tự như đến từ thái cổ đại uyên chúa tể có một loại có thế thôn thiên có thế phệ địa có thể đoạt tận vạn vật tạo hóa bá đạo chi khí cái này. Không tốt, khí tức của hắn lại trở nên đáng sợ. Điều này có thể, tổ phi vũ, yên vũ nhu bọn người đều là lành cả tim, cảm nhận được một loại không nói ra được khoảng hốt, giờ phút này lâm tầm trên thân phóng thích ra khí tức, lại có một loại muốn đoạt đi bọn hắn tâm trí, thần hồn kinh khủng cảm giác. Ngoại giới, một đám đế cảnh đại nhân vật cũng con ngươi ngưng tụ, đây là cỡ nào đạo chi lĩnh vực đáng tiếc, bọn hắn chung quy là tại ngoại giới quan sát, căn bản là không có cách rình mò đến trong đó huyền cơ cùng thần diệu, cũng không có người có thể nhận ra âm âm trong chiến trường đạo chi lĩnh vực lăn lộn giống như giống như hỗn độn tối tâm, thật sâu không lường được to lớn không thể độ lượng tự như có thể thôn phệ thương khung vô số kinh hô vang lên bởi vì giờ khắc này thẳng hướng lâm tầm công kích vô luận là thần diệu đạo pháp vẫn là cường đại bảo vật đều bị một cổ kinh khủng thôn phệ lực lượng nghiền ép đánh tan một chút cường giả bảo vật càng là kém chút mất đi khống chế bực này một màn cũng là để tổ phi vũ bọn người trong lòng chấn động không thôi đây mới là kim độc nhất kẻ này chân chính ác chủ bài sao đã thấy lâm tầm lãnh mâu sâu thẳm, lạnh nhạt nói. Hiện tại, nên đổi ta bỏ ra đánh. Thanh âm vang lên lúc, tại sau lưng của hắn, kia một cái tự như hỗn động tự như đạo chi lĩnh vực, phút chốc hóa thành một cái thâm trầm tịch mịch đại uyên. Thanh âm rơi xuống lúc, cái này một cái đại uyên lướt ngang, nghiền ép càng khôn, đánh gãy thiên kim chỗ vĩ, phóng xuất ra vô tận thôn phệ chi lực. Thiên địa như vẻ bố, như bị một cái đại thủ cho hung hăng xé rách vò nát. Bạch. Bỗng dưng, một cây sáng như tuyết sắc bén đại kích thẳng hướng lâm tầm lại còn tại nửa đường tự bị nghiền nát đứt gãy âm vang bạo chết hóa thành đầy trời quan vũ bị cắn nuốt dọc nước không dư thừa mọi người thần sắc lại là biến đổi mà lâm tầm nhìn như không thấy chương 1957 ta trưởng đại uyên hoành áp toàn trường nguồn mê truyện audio com lâm tầm tiến lên đại uyên oanh minh xoay tròn phóng thích ra tối tâm khí tức áp bách đến cái này phương thiên vũ đều đang run rẩy lay động giờ khắc này hắn, khí thế quá kinh khủng. Nhanh, nhanh cùng một chỗ động thủ. Tổ phi vũ phát ra hét lớn, hắn cũng cảm thấy run sợ, tê cả da đầu, cũng không dám tin tưởng, vì sao một cái bị áp chế người, lại vẫn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy uy năng. Dết. 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 Một đám đến từ càng khôn, chúng ma hai đại đạo định truyền nhân đều là đã phát giác không thích hợp, không chút do dự triển khai toàn lực công phạt. Xoạt. Các loại đạo pháp lướt đi, hoặc ngưng kết thành lôi điện giao chức đạo ấn hoặc diễn hóa ra hung uy thao thiên thần cầm cổ thú. Có phong vân khuấy động, hóa thành chói lọi vô song mũi nhọn gào thét. Có thủy hỏa lao nhanh, hóa thành cuồng trào mãnh liệt phiên thiên dòng lũ. Có. Tuyệt đỉnh thánh vương cảnh nắm trong tay đạo pháp, đều lạc ấn lấy đại đạo pháp tắt lực lượng, nhất cử nhất động, liền có thể phiên sơn đảo hải, lực phá hoại đáng sợ chi cực. Mà ở đây những cường giả này đều là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, mỗi một cái tại đại đạo trên đường, đều có lấy siêu quần bạc tụy chi tạo nghệ, nắm trong tay đạo pháp cũng đều là phẩm tướng siêu tuyệt chí cao truyền thừa. Không khoa trương địa thuyết, tùy ý sách ra một người, đặt tại những châu khác cảnh nội, đều có thể tại cùng cảnh bên trong xưng tôn. Mà bây giờ, bọn hắn cùng một chỗ toàn lực xuất kích, sinh ra uy năng có thể nghĩ kinh khủng bực nào. Âm âm thiên địa rung chuyển, hỗn loạn tưng bừng. Loại kia một màn, giống như viễn cổ thần ma chinh chiến chi cảnh tái hiện tại thế, thánh hiền tiếng tụng kinh, đạo âm tiếng oanh minh, phản âm, ma âm. Không ngừng vang lên các loại kinh thế dị tượng cũng theo đó sinh ra, có nhật nguyệt vẫn lạc, có sơn hà sụp đổ, có hư không hủy diệt, có càng không điên đảo. Chỉ là, đối với lâm tầm trong mắt, đều không có chút ý nghĩa nào. Oanh! Theo hắn tiến lên, đại uyên che khuất bầu trời, tối tâm thần bí đại đạo pháp tắt lực lượng hóa thành vô tận thôn phệ niệm áp chi lực, khoách tán ra. Khi tầng tầng kinh thế dị tượng, tự như dễ dàng toái lưu ly, tại đinh tai nhất ốc nổ đùng bên trong ầm vang sụp đổ. kia mỗi loại thần diệu chí cao đạo pháp đều bị nghiền ép, nuốt hết, ma diệt khi thánh hiền tiếng tụng kinh, thần ma tiếng gào thét. Đều là hóa thành đẫm máu âm thanh, buồn gào âm thanh. Kia, từng màn đại phá diệt tràn cảnh, tại đại nguyên khuếch tán trung thượng diễn. Không thể ngăn cản. Đây là một loại tuyệt đối nghiền ép. Đạo pháp không được, bảo vật cũng tương tự không chịu nổi, khi truyền thừa cổ lão đạo kiếm, sắc bén tuyệt thế chiến đao, thần uy khó lường đại kích, chiến mâu, bảo ấn, bình ngọc, phù chiếu, linh lô. Hết thảy tại đại nguyên lướt ngang trấn áp phía dưới gào thét tán loạn âm âm thiên địa rung động chi gian, đại uyên chỗ qua chi địa, hoành áp toàn trường. Mà lâm tầm, thì như đại uyên chúa tể, rất có trấn áp hết thảy pháp, phá diệt chư thiên đạo phách tuyệt tư thái. Điều này có thể, trên đời vì sao lại có khủng bố như thế đạo chi lĩnh vực kinh sợ tiếng kêu to, liên tiếp vang lên, tổ phi vũ bọn người đều là hải nhiên, khó có thể tin, một người quét ngang toàn trường cái này quá bất khả tư nghị. Cần biết, trước đó lâm tầm, còn bị bọn hắn đoàn đoàn vây khốn, vững vàng áp chế, đều không ngẩng đầu được lên có thể theo lâm tầm phóng thích đạo chi lĩnh vực lại tại giây lát chi gian tự nghịch chuyển xu hướng suy tàn thay đổi cục diện thay đổi trước đó không chịu nổi tình cảnh đáng sợ nhất là giờ này khắc này hắn đã bắt đầu triển khai cường thế phản kích đây mới là công tử chân chính phong thái a kim thiên huyền nguyệt rõ ràng mắt đảo mắt dị sắc liên liên nguyên bản huyền tại cổ hồng tâm rốt cục rơi xuống bị chấn động đến lục độc bộ bọn người nghẹn hồng nhìn trân trối bọn hắn đã bị chấn động đến não hải trống không một người nghịch chuyển càng khôn uy áp quần hùng chuyện này quả thật tự như một cái kỳ tích khó mà tin nổi tại lúc này phát sinh. Ngoại giới, chúng đế trầm mặt, nỗi lòng bốc lên, mắt thấy lâm tầm nghịch chuyển cục diện thủ đoạn, để bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Nhưng càng quan trọng hơn là, dùng bọn hắn lịch duyệt cùng kiến thức, lại lại đều không thể nhận ra lâm tầm thi triển đạo chi lĩnh vực huyền cơ. Âm. Trong chiến trường, có người né tránh không kịp, bị đại uyên lực lượng dẫn dắt, thân thể như bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, cơ thể cơ bắp cùng xương cốt đều từng khúc nổ tung, giống như bị ma bàn nghiền ép, sắp bạo chết. Không, người này phát ra thống khổ hoảng sợ gào thét, toàn lực giãy dụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì, mắt thấy người khác liền bị đại uyên nuốt hết, một cổ na di ba động hiện lên, đem hắn mang ra huyền hoàng bí cảnh. Theo sát lấy, theo đại uyên oanh minh, khu vực phụ cận bên trong lại lần nữa có mấy cái cường giả bị kiềm chế, giống như phiêu linh tơ liễu rơi vào một cái cự đại ma bàn bên trong, thảm tao nghiền ép cái gì đạo pháp, cái gì phòng ngự bảo vật, đều nhất nhất phá diệt sụp đổ, căn bản bất lực ngăn cản, thoáng qua ngay tại từng đợt giữa tiếng kêu gào thê thảm bị đào thải. Mà Lâm tầm thần sắc trầm tĩnh, quanh thân phun trào tối tâm khí tức, nương theo đại uyên lướt ngang tiến lên, sát phạt giữa sân. Loại kia khí tức kinh khủng, như muốn nghiền nát nuốt hết cái này phương thiên vũ. Gần như rất ít người biết rõ, Lâm tầm tại chính mình đạo chi lĩnh vực bên trên trả giá tâm huyết cùng kinh lịch theo tiếng vào tin không cổ đạo đặt chân thánh vương cảnh một khắc này bắt đầu hắn liền đã mở trừ ra đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu mà vì cầu một cái cực điểm viên mãn cổ kim chưa từng có đạo chi lĩnh vực những năm gần đây hắn vì thế thôi diễn cùng suy nghĩ không biết bao nhiêu lần phù giao thuyền bên trên hắn nghiên cứu chư thiên bách thảo kinh thể ngộ thiên chỗ vạn vật chỗ chỗ dựng dục đại đạo bản chất huyền diệu vân châu luận đạo thi đấu bên trên hắn không cầu thứ tự bất kể thắng bại quan sát cùng thể nghiệm không biết bao nhiêu cường giả đạo chi lĩnh vực Mỗi một lần đối đại đạo cảm ngộ cùng trải nghiệm đều là sẽ bị hắn dung nhập tự thân đạo chi lĩnh vực, giống như Vạn Lưu nhập Hải, Vạn Đạo Quy Tông. Cho đến thu hoạch được đến từ Huyền Không Sư huynh lưu lại kia một phần ngọc giảng, để Lâm Tầm càng thêm kiên định chính mình yêu cầu mà nói. Huyền Không, tại thượng cổ thời đại danh xưng chiêu thiên thượng hạ, thánh cảnh vô địch. Mà Lâm Tầm yêu cầu thì là cổ kim tương lai, ta đạo duy nhất. Cho đến bây giờ, hắn đạo chi lĩnh vực đã vẹn vẹn chỉ kém một cơ hội, liền có thể thôi diễn đến cực điểm tận viên mãn tình trạng vì sao phía trước tới tham gia luận đạo thịnh hội trước lâm Tầm đã mất sợ cùng cảnh chi tranh mà đem ánh mắt nhìn về phía cảnh giới càng cao hơn hạch tâm ngay tại ở dùng hắn bây giờ chuẩn khống đại đạo lực lượng sớm đã các loại chờ tru sát chuẩn đế cảnh tồn tại đâu có thể nào hội sẽ lại đem ánh mắt hạn chế tại cùng thế hệ người tranh phong bên trong tuyền cơ đạo tông bên trong hắn dùng sức một mình đối kháng sáu vị chuẩn đế mà không bại chiến tích liền là đối với hắn thực lực tốt nhất thuyết minh Oanh thiên địa rung động nhật nguyệt vô quan một cái đại uyên lướt ngang nếu như thông hướng địa ngục đại môn muốn nuốt hết thập phương trấn áp vạn linh kêu thảm gầm thét thê lương thét lên các loại thanh âm sen lẫn tại u u oanh minh kịch liệt chém dết trong đụng chạm không ngừng vang vọng nơi này tự như hóa thành luyện ngục giờ khắc này lâm tầm không thể nghi ngờ là giữa sân chói mắt nhất chú mục một cái không ngừng có người bị đào thải đối mặt kia một cái đại uyên cho dù bọn hắn đã đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đỉnh tim tình trạng cũng đều cảm thấy nhỏ bé cùng bất lực vết nhanh chết tổ phi vũ muốn trách cả mí mắt hắn tóc tai bù xù sắc mặt tái xanh cũng không dám tin tưởng đây là sự thực vì sao vì sao ta cảm giác hắn cùng di vô nhai như vậy tương tự yên vũ nhu gương mặt xinh đẹp trắng bệch tinh mâu bên trong nổi lên khó có thể ngăn chặn kinh hãi vài ngày trước bọn hắn từng tại một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong gặp được di vô nhai lúc ấy mỗi người đều giống như vác trên lưng như rơi vào hầm băng sợ hãi cảm giác nguyên nhân ngay tại ở nhìn như khí tức không có gì là di vô nhai nhưng lại có một loại vô hình đại uy thế cho dù là bọn họ người đông thế mạnh nhưng tại trước mặt hắn lại đều có tứ cố vô thân kiềm chế mà bất lực nhỏ bé cảm giác mà lúc này yên vũ nhu lại lần nữa theo lâm tầm trên thân cảm nhận được loại cảm giác này cùng di vô nhai không giống lâm tầm cho nàng cảm giác giống như này cảnh vô địch thần chi có tuyệt đối nghiện ép thần uy có khoáng thế không hai chi phong phạm oanh bỗng nhiên một cổ cự đại vô song thôn phệ lực lượng trào lên mà đến nỗi lòng ở vào trong lúc khiếp sợ yên vũ nhu chỉ cảm thấy thân ảnh trì trệ như bị nhất trọng gông xiềng giam cầm hướng xa như vậy chỗ đại uyên lôi kéo nàng lúc này biến sắc cả người lượng quanh ức vạn mịt mờ quan vũ rực rỡ mỹ lệ lúc này mới đem kia một loại thôn phệ lực lượng hung hăng chấn khai mà tại bên người nàng một chút cường giả thì nhìn không được như bị bắt được bươm bướm tự như thân ảnh không bị khống chế rơi vào đại uyên bọn hắn sắc mặt viết đầy hoảng sợ không cam lòng thoáng qua tự bị đào thải bị loại ta và ngươi liều mạng tổ phi vũ gào thét thân ảnh như thiêu đốt cầm kiếm sát phạt kiếm khí như bạch hồng quán nhật trong chớp mắt bổ ra hàng trăm hàng ngàn lần mỗi lần một đạo kiếm khí đều như vậy hừng hực chiếu sáng thiên vũ chỉ là cuối cùng lại từng đạo rơi vào đại uyên tựa như từng vòng đại nhật vô thanh vô tức lâm vào hắc ám biến mất không còn tâm tích cái này khiến tổ phi vũ tay chân lạnh buốt hắn như thế nào như vậy cường đại kỹ dừng này mà thôi đúng lúc này lâm tầm liếc mắt nhìn hắn đưa tay chỉ một cái nhấn ra một đạo chỉ lực giữa không trung ngưng tụ, thương mang tối, hỗn hỗn động động, những nơi đi qua, đem kia hư không, bụi bặm, khí lưu đều hoàn toàn thôn phệ. Mà tại tổ phi vũ trong mắt, một chỉ này tự như một cái hư không bên trong vỡ ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem cả người hắn nuốt hết. Hắn toàn thân khẽ run rẩy, gần như ra ngoài bản năng toàn lực né tránh. Oanh! Tại hắn trước kia chỗ khu vực bên trong, mấy cái cường giả cũng không kịp phản ứng, tự bị kia một đạo chỉ lực bao phủ, biến mất ở trong sân. T tổ phi vũ hít vào khí lạnh trái tim đều không tự chủ hung hăng run rẩy hắn cũng không dám tưởng tượng vừa rồi như chính mình không có né tránh hậu quả kia nên hồi sẽ cỡ nào nghiêm trọng ngưng giờ khắc này yên vũ nhu cũng đã ý thức được thế cục nghiêm trọng không chút do dự thi triển ra chính mình đạo chi lĩnh vực chỉ thấy hoàn toàn mông lung như mộng huyễn tựa như mưa bụi phút chốc hóa thành một mảnh tràn ngập tình thơ ý họa giang sơn mưa bụi như màng bao hàm toàn diện yên vũ sơn hà lâm vào trong đó, như rơi mộng chỗ sâu, sẽ để cho tu đạo giả tại vô thanh vô tức mất đi ý thức cùng tâm trí, biến thành đợi làm thịt cừu non, cho lấy cho đoạt. Đáng sợ nhất là, cho dù là tâm cảnh cứng cỏi hạng người, bị vây ở cái này yên vũ sơn hà bên trong, cũng sẽ đụng phải các loại khó có thể tưởng tượng sát kiếp, gần như không chạy trốn có thể. Yên vũ sơn hà cũng bị huyền hoàng đạo định nhân vật và cả nhất trí coi trọng cùng tán thưởng, cho rằng một phương này đạo chi lĩnh vực phẩm tướng, có thể xưng siêu tuyệt, đủ khoáng cổ thước kim, ghi vào đại đạo sử sách. Đi yên vũ nhu thần sắc trang túc mà không linh toát ra bể nghệ phong thái không có trước đó kinh hoảng cùng giật mình đây hết thảy bắt nguồn từ nàng đối tự thân đạo chi lĩnh vực lực lượng tự tin chương 1958 như thế nhân kiệt thế có mấy người nguồn mê truyện audio com mông lung mưa bụi bay lả tả tự như ảo mộng giang sơn bao la hùng vĩ vạn tượng tuôn ra sinh đây là yên vũ nhu một thân đạo hành thể hiện là nàng có thể chỗ dựa chư thiên thánh vương bản hạng bảy chân chính nội tình chỗ cho nên, thời khắc này nàng lộ ra như vậy tự tin, quét qua mất tinh thần. Chỉ là, nương theo lấy kia thâm trầm tối tâm đại uyên lướt ngang hư không mà đến, thiên địa tối sầm lại, mông lung mưa bụi giống như bốc hơi, bị cắn nuốt dọc nước không dư thừa, kia bao là hùng vĩ sơn hà đều theo tại ù ù không ngừng tiếng oanh minh bên trong hủy diệt. Phốc. Yên Vũ Nhu ho ra máu, gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đạo hành cùng nội tình, lại đúng là tại thời khắc này lộ ra như vậy không chịu nổi một kích đây mới thực là đạo hạnh ở giữa đò sức, không có nửa điểm hư giả có thể nói. Mà cái này cũng cho Yên Vũ Nhu tâm cảnh tạo thành cực kỳ đã kích nặng nề, giống như bị người gõ một cái mùn côn, làm cho nàng đều có sụp đổ cảm giác. Vì sao? Vì sao một cái vân châu đi ra gia hỏa, sẽ như thế chi cường đại là phúc là họa, tự nhìn nàng về sau có thể hay không từ đây lần đã kích bên trong đi ra. Ngoài giới mắt thấy một màn này thái thúc hoàng than khẽ. Lần này chính diện đối cứng, đại đạo tranh phong, Yên Vũ Nhu đã thu một cách thảm hại yên cô nương đều bị đánh bại. Tổ phi vũ đều đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, phẫn hận, tức giận, kinh hãi, ngơ ngẩn, không hiểu. Phiên giang đảo hải lên men. Lúc này giữa sân, nguyên bản hơn 20 vị cường giả đội hình, bây giờ đã bị đào thải chỉ còn lại 9 người. Đồng thời cái số này còn tại tiếp tục gia tăng. Thân là chúng ma đạo định hạch tâm truyền nhân, làm chư thiên thánh vương bản bên trên bài danh thứ 8 nhân vật tuyệt thế, tổ phi vũ cũng gặp nhiều các loại nghịch thiên yêu nghiệt có thế duy chỉ có không nghĩ tới, một cái vân châu đi ra kim độc nhất, một cái từ vừa mới bắt đầu liền không có gây nên bất luận kẻ nào coi trọng gia hỏa, lại cường đại đến như thế dọa người tình trạng. Tổ phi vũ trong lòng cũng không khỏi dâng lên hối hận. Lúc trước, vì sao muốn trêu chọc dạng này một cái đối thủ âm âm? Thiên địa đang trung chuyển, kịch liệt chém giết còn tại tiếp tục. Chỉ là, tổ phi vũ bọn hắn ý chí chiến đấu đã sớm bị chấn động, bắt đầu dao động, trong lòng mỗi người đều đã ức chế không nổi mà bốc lên hàng ý, bắt đầu cảm thấy sợ hãi đối thủ quá mạnh. Một người, lại có hoành kích toàn trường, áp chế quần luân chi uy. Ở trước mặt hắn, cho dù như bọn hắn những này đến từ lục đại đạo định lóa mắt nhân vật, đều lộ ra như vậy ảm đạm cùng yếu đuối. Đây không có khả năng. Không có khả năng. Nơi xa, vương đồ thất hồn lạc phách, thần sắc thảm đạm. Trước đó hắn, mắt thấy lâm tầm bị vây nhốt một màn kia lúc, đừng đề cập có bao nhiêu phấn khởi cùng kích động, cho rằng lâm tầm tất nhiên sẽ bị đào thải bị loại nhưng bây giờ, hắn trong dự đoán hết thảy đều không có phát sinh không nói, tổ phi vũ bọn người ngược lại bị giết đến đều hữu chiêu không chịu nổi trạng thái. Đây hết thảy, đều để vương đồ không thể nào tiếp thu được. Huyền Nguyệt Cô Nương, Kim Huynh Hắn. Đến tột cùng là đến từ chỗ nào chúng ta vân châu chi địa, đâu có thể nào bồi dưỡng được hắn bực này thần nhân, lục độc bộ, tạ vũ hoa, tô mộ hàng bọn hắn đều là thần sắc hoảng hốt, chấn động liên tục. Kim Thiên Huyền Nguyệt lắc đầu. Nàng đương nhiên biết rõ, Lâm Tầm cũng không thuộc về Vân Châu, thậm chí không thuộc về Hồng Mông Thế Giới, nhưng có quan Lâm Tầm lai lịch, nàng cũng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng chỉ biết là, Lâm Tầm phía sau có một cái cường đại đến vô pháp tưởng tượng tông môn, hắn còn có một cái tự như nông phu mạo không đáng chú ý sư huynh. Mà vị sư huynh này, từng ba quyền tự đánh chết một cái đến từ địa tạng giới đế cảnh nhân vật, từng áp bách đến kim thiên thị lão tổ phù phong kiếm đế đều chỉ có thế cúi đầu. Vẹn vẹn một vị sư huynh, đều đã kinh khủng đến trình độ như vậy, làm sư đệ hắn, đâu có thể nào là tầm thường trên ý nghĩa cường giả, yên cô nương cẩn thận. Bỗng dưng, giữa sân vang lên tổ phi vũ kêu sợ hãi. Chỉ thấy, lâm tầm lôi cuốn đại uyên mà đi, một quyền đánh phía yên vũ nhu, quyền kình như đại long xuất uyên, phát ra thôn phệ lực lượng vô tận. Những người khác đã căn bản không kịp cứu trợ. Yên vũ nhu cũng đã phát giác được không ổn, gương mặt xinh đẹp trắng bệch trong suốt, tinh mâu bên trong không thể ức chế mà hiện lên ra một vòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ, chính mình cũng muốn đi vào đồ thiên giác theo gót, bị đào thải bị loại, lại không duyên tại cổ tiên cấm khu tranh đoạt sao tới. Bỗng dưng, một vòng ánh sáng màu lửa đỏ hà lưu chuyển, xuất hiện giữa sân, hóa thành một đạo xinh sáng linh lung thân ảnh, một bộ đồ đen, mái tóc đen nhánh chảy thành một đầu bím tóc, phiêu dắt phía sau, một tấm tuyệt thế dung nhan cô tiểu mà băng lãnh. Theo nàng một chưởng vỗ ra, một đầu hỏa hồng pháp tắc thần tiên lướt đi, đem yên vũ nhu trói buộc, hiểm lại càng hiểm địa mang đi. Oanh! Lâm tầm một quyền thất bại, quyền kình khuếch tán phía dưới, Đem Yên Vũ Nhu chỗ dựa hư không đều nuốt hết, ầm vang sụp đổ. Cái này khiến Yên Vũ Nhu kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đây tuyệt đối có thể nói là trở về từ cõi chết tự như một sát na, quá kinh hiểm. Lăng Sư Tỷ. Nhìn xem cứu chính mình áo đen nữ tử, Yên Vũ Nhu hốc mắt đều phím hồng, giống như chấn kinh quá độ ấu thú tìm được dựa vào. Giữa sân những người khác cũng đều chú ý tới áo đen nữ tử, tổ phi vũ bọn người càng là nhãn tình sáng lên, trong lòng phấn chấn. Lăng Hồng Trang. Huyền Hoàng đạo đình hạch tâm truyền nhân một cái hoàn toàn có thể truyền kỳ hai chữ để hình dung tuyệt thế yêu nghiệt. Đặt chân thánh vương cảnh đến nay không đủ trăm năm khoảng chừng, nàng đã vững vàng đưa thân chư thiên thánh vương bản đệ tam chi vị, như lại cho nàng một chút thời gian, đều có cơ sẽ đi tranh đoạt hạng cao hơn. Mà Lăng Hồng Trang, chính là Yên Vũ Nhu Sư tỷ Cái này khiến tổ phi vũ bọn người đều có nhìn thấy cứu tinh cảm giác. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm Long mày nhướng lên, nói. Rốt cục đến cái ra dáng Phía sau hắn đại uyên phù trầm, tối tâm thần bí, giống như không thể gọi tên hỗn độn thế giới, quy thế chi thịnh, đè ép toàn trường. Lăng Hồng Trang vỗ vỗ Yên Vũ Nhu bả vai, lúc này mới hướng Lâm Tầm nói: "Chuyện này, chúng ta Huyền Hoàng Đạo định không trộn rộn, nếu ngươi muốn theo ta chiến một trận, chờ tiến vào cổ tiên cấm khu cũng không muộn, đến lúc đó ta tất phụng bồi tới cùng." Thanh âm như như lưỡi đau khiếp người. Dứt lời, nàng hóa thành một vòng hỏa hà, mang theo Yên Vũ Nhu Na Di mà đi đi nguyên bản trong lòng phấn chấn coi là tới cứu tinh tổ phi vũ bọn người, lập tức cùng nhau mắt trợn tròn. Lăng Hồng Trang nào chỉ là đi, đồng thời còn mang đi Yên Vũ Nhu, căn bản cũng không để ý tới bọn hắn những người này chết sống. Mà Yên Vũ Nhu rời đi, làm cho bọn hắn bên này lập tức thiếu một cái cường hữu lực giúp đỡ. Lâm Tầm không có truy kích. Lăng Hồng Trang khí tức khác hẳn với thường, làm hắn cũng cảm nhận được một tia như có như không uy hiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, dù cho là toàn lực xuất thủ, nhất thời nửa khắc cũng căn bản phân không ra thắng bại việc cấp bách là giải quyết giữa sân những này đối thủ. Không nói nhảm, Lâm Tầm lại lần nữa dương khai sát phạt. Oanh. Đại Nguyên Oanh Minh, tối tâm thôn phệ khí tức khuếch tán phóng thích. Trước đó tổ phi vũ bọn người đau khổ lùng bắt Lâm Tầm nhiều ngày, trong lòng tức sôi ruột khí. Có thể Lâm Tầm trong lòng làm sao không như thế đoạn thời gian này, hắn cách mỗi một hai ngày, liền muốn đổi một cái ẩn nút địa phương, giống như một cái lão thử tự như trốn đông trốn tây. Sở dĩ như thế, đơn giản là vì để cho Kim Thiên Huyền Nguyệt chữa thương mà không phải thật tự e sợ cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong chém giết cùng chiến đấu. Mà bây giờ, Kim Thiên Huyền Nguyệt sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, Lâm Tầm đầu có thể nào gặp lại Lưu Tình đồng dạng, người khác có lẽ sẽ kiên kỵ cùng lo lắng lục đại đạo đình uy thế, có thể đối Lâm Tầm cũng không áp dụng. Cần biết, những này đối thủ hoặc là đến từ càng không đạo đình, hoặc là đến từ chúng ma đạo đình, mà Lâm Tầm bây giờ đều đã triệt để tin tưởng, lúc trước phá hủy phương thốn sơn cơ nghiệp thế lực đối địch bên trong, tự có càng không đạo đình chúng ma đạo đình thì thuộc về bàn quan ngư ông đắc lợi tại phương thốn sơn gặp nạn thời khắc thừa cơ xuất kích chia cắt cùng cướp đoạt phương thốn sơn có thế lực tại dưới bực này tình huống lâm tầm đâu có thể nào sẽ bỏ qua bọn hắn ngược lại là huyền hoàng đạo đình một mực bảo trì trung lập làm huyền hoàng đạo đình truyền nhân yên vũ nhu cứ việc được cứu đi lâm tầm cũng chưa nói tới có bao nhiêu không cam lòng âm âm sau đó trong thời gian có người bị đại uyên thôn vệ trong nháy mắt đào thải ra khỏi cục có người bị lâm tầm quyền kình cùng kiếm khí đánh tan bị mang ra huyền hoàng bí cảnh làm chỉ còn lại tổ phi vũ các loại chờ năm người lúc trong bọn họ tâm còn sót lại ý chí chiến đấu triệt để sụp đổ hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy đi đi mau a à. tổ phi vũ cái thứ nhất trước trốn cái gì không cam lòng cùng phẫn nộ tất cả đều bị hắn hết thảy ném đến sau đầu trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ không thể bị đào thải dù là liền là mất hết mặt mũi cũng nhất định phải tại huyền hoàng bí cảnh bên trong sóng sót xuống dưới nếu không liền đem mất đi tiếng về cổ tiên cấm khu cơ hội Lâm Tầm đâu có thể nào trơ mắt nhìn xem bọn hắn rời đi, không chút do dự triển khai lăng lệ sát phạt. Mấy hơi thở chi gian, liền lại đào thải ba người. Chỉ là, khi hắn đang chuẩn bị truy đuổi lúc, lông mày lại không dễ phát hiện mà nhíu, cuối cùng vẫn dậm chân dừng bước. Đừng để ta lần sau gặp lại đến các ngươi. Lâm Tầm hít sâu một hơi, quay người trở về giữa sân. Kim Huynh. Mắt thấy trận này khoáng thế chi chiến lục độc bộ bọn người, cùng nhau tiến lên đón, mỗi người thần sắc đều vô cùng kích động, nội tâm phun trào không hiểu chấn động cùng cảm kích. Trước đó, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, sớm đã cùng bọn hắn phân rõ giới hạn lâm tầm, lại sẽ ở bọn hắn gặp rủi ro lúc, không chút do dự đến đây cứu giúp. Càng không có nghĩ tới, một mình hắn mà thôi, tự giết đến đồ thiên giác, tổ phi vũ bọn người quân lính tan rã, bị bại rối tinh rối mù. Mắt thấy lâm tầm đấu thời gian chiến tranh phong thái, làm bọn hắn đều hoàn toàn bị kinh diễm đến, cho đến lúc này cũng còn có hoảng hốt cảm giác. Cái này chưa thiên thượng hạ, tự như như vậy nhân kiệt, lại có mấy người các vị, nơi đây không nên ở lâu, chờ huyền nguyệt trở về, chúng ta lập tức rời đi. Lâm tầm nói thật nhanh. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn thì xa xa nhìn về phía nơi xa. Trước đó, hắn đã truyền âm căn dặn Kim Thiên Huyền Nguyệt đi bắt một người, tính toán thời gian, lập tức liền có thể trở về. Tại Lâm Tầm cùng Tổ Phi Vũ bọn hắn ở giữa chiến đấu không có kết thúc lúc, Vương Đồ đã hoảng hốt chạy trốn. Trên đường đi, non nớt tự như đồng tử trên mặt đều là không cam lòng, kinh hoảng, vẻ oán hận. Cái này đáng chết Kim Độc nhất, hắn nếu sớm nói hắn như vậy cường đại ta đâu có thể nào chọn không đi viện trợ hắn lại đâu có thể nào hội sẽ xem hắn làm tai họa lo lắng bị liên lụy nội tâm của hắn gào thét trái tim đều đang chảy máu có hậu hối hận cùng ảo não nhưng càng nhiều hơn chính là oán hận còn có tổ phi vũ bọn hắn từng cái chỉ là hư danh liền một cái kim độc nhất đều bắt không được đơn giản liền là phế vật sớm biết như thế tự không nên đem kim độc nhất tin tức tiết lộ cho các ngươi, không giết chết hắn không nói, ngược lại làm cho ta thành một cái đổi chắc đồng bạn tiểu nhân, về sau còn như thế nào tại trước mắt người đời ngẩng đầu lên, vương đồ hận đến răng đều nhanh cắn nát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh vặn vẹo dữ tợn. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên. Làm sai chuyện thì nên trả ra cái giá tương ứng, trốn cũng vô dụng. Tháng này chỉ bổ canh, không có tăng thêm, để không ít đồng hại cảm giác rất bắt gấp, kim ngư nội tâm cũng rất ấy nấy hiện tại đã là cuối tháng cuối cùng một ngày, sở dĩ đêm nay vô luận như thế nào cũng sẽ tăng thêm. Ân, ừ, không cầu mọi người thẻ bao nhiêu nguyệt phiếu, chỉ cầu mọi người cầm trong tay còn lại nguyệt phiếu đầu, qua đêm nay rạng sáng liền sẽ hết hiệu lực, như thế cũng quá lãng phí. Chương 1959 Lai lịch như mê Nguồn Mê truyện audio com Một câu, giống như một cái tiếng sấm. Vương đồ toàn thân cứng đờ, bỗng nhiên nhảy lên một cái, tự như đồng tử trên thân thể bỗng nhiên hiện ra một đầu cự đại hỏa mãn lân phiến bao trùm đầu sinh độc giác thân thể uốn lượn như dãy núi tản mát ra phần thiên khí tức khủng bố đây là bởi đạo chi lĩnh vực lực lượng chỗ diễn hóa ngưng tụ là vương đồ một thân đạo hành thể hiện hỏa mãn bay lên không rít lên một tiếng vô tận hỏa vũ đổ xuống mà ra phụ cận núi đá đều bị dung luyện hóa thành nước canh lăn lộn hừ bọn ngựa đấu xe thôi kim thiên huyền nguyệt kia yểu điệu thân ảnh hiển hiện, hiện trắng nõn ngón tay thon dài vạch một cái, một thanh chói mắt kim sắc linh kiếm chém vết mà ra. Qua trong giây lát, hỏa mãn kia cự đại đầu lâu bị chém xuống. Oanh! Khắp thiên hỏa vũ tùy theo tán loạn. Vương đồ biến sắc, tại vân châu luận đạo thi đấu bên trên, kim thiên huyền nguyệt bằng vào lần lượt trút ra hạnh vận thiêm mà tấn cấp, cuối cùng danh liệt đệ thất. Nguyên bản, vương đồ còn không tin tưởng dạng này một cái nữ tử sẽ có được nhiều lực lượng cường đại, nhưng bây giờ xem ra, hắn sai. Mười phần sai. Huyền nguyệt cô nương, chúng ta sớm đã phân rõ giới hạn, vì sao ngươi lại theo đuổi ta, vương đồ kêu to. Đợi ngươi gặp Kim Huynh, hỏi lại cũng không muộn. Kim Thiên Huyền Nguyệt nói, đã lại lần nữa dương khai sát phạt. Ghê tẩm. Các ngươi vì sao tất cả đều nhằm vào một mình ta, vương đồ khuôn mặt nhỏ vặn vẹo xanh xám, tự như điên cùng tự như, cùng Kim Thiên Huyền Nguyệt đối cứng. Chỉ là chỉ một lát sau mà thôi, hắn liền bị Kim Thiên Huyền Nguyệt trấn áp, đánh cho miệng mũi phun máu, tê liệt trên mặt đất. Nếu không phải Kim Thiên Huyền Nguyệt không có ra tay độc ác, hắn sợ là đã sớm bị đào thải ra khỏi cục. Huyền Nguyệt cô nương, van cầu ngươi, buông tha một ngựa, ta cam đoan về sau. Vương Đồ thương xót cầu xin tha thứ, chỉ là không đợi nói xong, tự bị Kim Thiên Huyền Nguyệt một cái mang theo phía sau vạt áo, hướng nơi xa Na Di mà đi. Khi nhìn thấy Kim Thiên Huyền Nguyệt mang theo tự như giống như chó chết Vương Đồ theo tại chỗ rất xa lướt đến lúc, lục độc bộ bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đều là cảm thấy rất sung sướng. Bực này bội bạc gia hỏa, coi như giúp cho nghiêm trị phu phu, vương độ bị ném ra ngoài đi, lăn xuống tại lâm tầm trước người, mặt mũi bầm dập, vô cùng chật vật. Có thể hắn không lo được những này, vội vàng cầu khẩn. Kim Huynh, Kim Huynh, van cầu ngươi xem ở mọi người đều là Vân Châu trận doanh phương diện tình cảm, tha ta một lần đi. Tha thứ ngươi không có khả năng. Tô mộ hàng thần sắc âm trầm, cắn răng nói, ngươi bài xích cùng mâu thuẫn Kim Huynh, có thể lý giải, có thể ngươi thiên không nên, vạn không nên đi đổi chắc Kim Huynh, ta sớm đã cùng ngươi nói, tự như như ngươi loại này ti tiện vô sĩ cách làm, chắc chắn thân bại danh liệt. Ta. Ta. Vương đồ thần sắc lúc trắng lúc xanh, triệt để hoảng hồn. Thời gian không nhiều, ta cho ngươi một cái cơ hội, là chính ngươi đoạn, vẫn là ta giúp ngươi yên tâm, cái này huyền hoàng bí cảnh sẽ không chết ngươi, ngươi kết quả sau cùng đơn giản là bị đào thải mà thôi. Lâm tầm thần sắc lãnh đạm, chính như Tô Mộ Hàng nói, vương đồ mâu thuẫn cùng bài xích chính mình, có thể lý giải, có thể duy chỉ có tại đổi chắc chính mình trong chuyện này, tuyệt đối vô pháp tha thứ. Kim Huynh, ngươi đây là muốn đem ta vào chỗ chết bức a? vương đồ gào rít, Lâm tầm ngoảnh mặt làm ngơ, nói. Tạ đến ba tiếng, một, hai. Giờ khắc này, vương đồ đỏ ngầu cả mắt, nhìn về phía lục độc bộ bọn người, chờ mong bọn hắn vì chính mình cầu tình, có thể hắn nhìn thấy, thì là lần lượt từng cái một không che giấu chút nào chán ghét cùng khinh bỉ khuôn mặt. Ba. Làm lâm tầm đến tới ba, vương đồ bỗng nhiên phát ra trống to một tiếng, thần sắc giữ tận nói. Kim độc nhất, ngươi khinh người quá đáng, ta hắn vừa muốn quẳng xuống một phen ngoan thoại để phát tiết nội tâm phẫn nộ cùng oán hận lúc chỉ thấy lâm tầm một chưởng nhấn ra oanh chưởng lực che khuất bầu trời tựa như đem hắn thân thể từng tất từng tất trấn áp cờ bắp băng liệt gần cốt sụp đổ toàn thân chảy máu trong miệng phát ra thê lương bị đau thét lên loại kia thê thảm bộ dáng lệnh làm lục độc bộ bọn người toàn thân đều khẽ run rẩy đây chính là đổi chác kim độc nhất sẽ đối mặt với hạ tràng sau cuối cùng vương độ kia một phen ngoan thoại đều chưa nói xong tự bị đào thải bị loại Chúng ta cũng mau chóng rời đi nơi này." Lâm Tầm tự như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, dương mắt nhìn chung quanh, liền mang theo mọi người cách lúc mở màn bên trong. "Nguyệt Như Hỏa, ngươi nói không sai, cái này kim độc nhất đích thật là một cái cường đại đến đầy đủ để cho chúng ta vô cùng coi trọng nhân vật hung ác." Lâm Tầm bọn người vừa rời đi, một đạo tắm rửa ở trong quang minh, hành tẩu lúc dưới chân lại hiện ra một vài bức ma đạo độ án nam tử xuất hiện giữa sân. Hắn một bộ hắc bào, tóc trắng như tuyết, thân tuôn ra quang minh mà cất bước tại hắc ám bất ngờ chính là tri bạch. Ở bên cạnh hắn, khí tức lăng lệ như thiên thượng thần kiếm nguyệt như hỏa trầm năm nói. Ngươi cảm thấy, hắn cùng di vô nhai so sánh, ai mạnh ai yếu, di vô nhai tên kia hành sự vô cùng điều thấp, tự tiến vào huyền hoàng bí cảnh, gần như không có xuất đầu lộ diện, như đặt tại trước kia, ta còn có thể phỏng đoán ra một chút mánh khóe, nhưng hôm nay, ngay cả ta cũng nhìn không thấu hắn. Tri Bạch nghĩ nghĩ nói, ngược lại là cái này kim độc nhất rất ngoài dự liệu, rõ ràng cũng đang cầu xin tác cực điểm thuế biến tuyệt đỉnh chi đạo, như vừa rồi hắn thi triển, chính là hắn cực điểm lực lượng, như vậy ta còn có lòng tin cùng hắn ganh đua cao thấp. Dừng một chút hắn tiếp tục nói. Nhưng nếu hắn vừa rồi cũng không đem cực hạn của mình bại lộ, vậy liền. Khó mà nói. Nguyệt như hỏa con ngươi khẽ hít một cái, gật đầu nói. Bất kể như thế nào, vì khi tiến vào cổ tiên cấm khu tư cách, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong, chúng ta vẫn là không nên lại cùng loại người này đồng thủ. Tri Bạch cười cười, cảm khái nói. Đến từ lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc di vô nhai, hoàng phủ thiếu nông, Lăng Hồng Trang, Thương Tử Diễn, Phong Bắc Linh. Cùng đến từ cái khác tinh không thế giới cảnh thiên nam, ông dư, nghịch trục lưu nghịch trục lưu. Vẹn vẹn ta đã biết, có thể cùng bọn ta ganh đua cao thấp nhân vật hung ác, đều đã có gần 20 người. Như lại thêm những cái kia còn chưa hiển lộ sừng đầu nhân vật hung ác. Chờ tiến vào cổ tiên cấm khu lúc, cũng chú định sẽ không tịch mịch. Nguyệt như hỏa thật dài mở rộng thoáng cái lưng mỏi, nói. Đại Đào tranh phong, bạn nên như vậy, có đối thủ mới có chinh phạt cạnh tranh niềm vui thú, đúng, ngươi cũng đừng quên, tự như người ta như vậy một lòng cầu đạo, không để ý tới thế sự gia hỏa, nhưng còn có không ít. À, ta đương nhiên sẽ không quên bọn hắn. Tri Bạch cười lên. Nguyệt Như Hỏa chợt nhớ tới một sự kiện, nói. Vừa rồi chúng ta ẩn nấp trong bóng tối, tự hồ đã bị kim độc nhất phát giác, sợ dĩ hắn mới không có đuổi theo giết tổ phi vũ bọn người. Ngươi nói, kim độc nhất gia hỏa này có thể hay không vì vậy mà ghi hận chúng ta, Tri Bạch khẽ giật mình, yên lặng nói. Theo ta thấy đến, kim độc nhất hẳn là sẽ không là như thế hạng người bụng già dạ hẹp hòi, huống chi, tổ phi vũ còn sống không tốt hơn sao, các loại, chờ, tiến vào cổ tiên cấm khu, hắn như lại đụng phải kim độc nhất, vậy coi như không phải bị đào thải đơn giản như vậy. Hai người trò chuyện với nhau, cùng rời đi phiến chiến trường này. Ngoại giới, huyền hoàng chủ phong bên trên. Mắt thấy lâm tầm dùng sức một mình, lần lượt đánh tan đồ thiên giác, tổ phi vũ đám người một trận khoáng thế chi chiến hậu, một đám đế cảnh tồn tại đều có chút vô pháp bình tĩnh vừa tại linh văn một đạo bên trên có xuất thần nhập hóa chi tạo nghệ lại tại đại đạo tìm kiếm bên trên trưởng khống cực điểm sát phạt chi lực kim độc nhất người này đến tột cùng là lai lịch gì có người hỏi Chưa vị phải chăng phát hiện người này chiến đấu sử dụng truyền thừa cùng thủ đoạn nhưng đồng dạng vô pháp nhìn ra bất kỳ đầu mối nào cũng có người ánh mắt chấp động cảm giác lâm tầm trên thân tồn tại rất nhiều bí ẩn chuyện này có lẽ hẳn là hỏi một chút hạ huynh thái thúc hoàng đem ánh mắt nhìn về phía hạ Hà hành liệt không ít người đều giật mình từ vừa mới bắt đầu hạ hành liệt tự đối lâm tầm ưu ái có thừa nhìn bằng con mắt khác xưa thậm chí vì người này không tiếc đi cùng hỏa linh nữ đế nhìn khung ma đế tranh chấp cái này khó tránh khỏi sẽ cho người cho rằng hạ hành liệt sớm rõ ràng lâm tầm nội tình không dối gạt chư vị bản tọa hoàn toàn chính xác đối với người này có hiểu biết chỉ là liên quan tới hắn lai lịch bản tọa cũng không tốt nói thêm cái gì nghĩ nghĩ hạ hành liệt mập mờ nói một câu lệnh làm một đám đế cảnh đều lộ ra vẻ suy tư các ma kiếm đế hạ hành liệt đều biết tiểu bối, đồng thời còn không muốn điểm phá này tên lai lịch, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này kim độc nhất lai lịch tất nhiên không có khả năng đơn giản. Từ đầu đến cuối, cũng không ai đem Lâm Tầm lai lịch hoài nghi đến Phương Thống Sơn trên đầu. Nguyên nhân ngay tại ở, hắn từ đầu đến cuối liền xuyên mang theo như ý đạo bảo, che đậy quanh thân hết thảy mê hoặc, có thể tránh đi đế cảnh nhân vật điều tra. Lý Huyền Vi sư huynh cũng đã nói, chỉ cần không sử dụng đại đạo vô lượng bình, đại đạo vô trung tháp các loại, chờ, đế bảo, dù cho là đế cảnh cũng vô pháp nhìn ra như ý đạo bào che lấp. Hạ hành liệt trong lòng thì một trận nói thầm, lâm tầm a à lâm tầm, bản tọa thế nhưng là đã dùng hết thủ đoạn giúp ngươi che lấp thân phận, về sau ngươi nếu dám đối với con gái ta không tốt, bản tọa không phải là hung hăng thu thập ngươi không thể. Bên này trò chuyện thời khắc, càng không đạo định hỏa linh nữ đế, chúng ma đạo định nhiên khung ma đế thần sắc đều là hiển hiện một vòng u ám chi khí. Hai người bọn họ đại đạo định một đám hạch tâm truyền nhân liên thủ, lại bị lâm tầm một người giết đến quân lính tan rã, thảm bại kết thúc cái này khiến trong lòng bọn họ đều là rất cảm giác khó chịu. Nghĩ sinh khí đều không được. Dùng thân phận của bọn hắn, như đi cùng một tên tiểu bối so đo, không phải là trở thành đang ngồi một đám đế cảnh nhân vật trong mắt chê cười không thể. À, chư vị mau nhìn, tên này liệt chư thiên thánh vương bản thứ mười thương tử diễn, lại lại thể hiện ra cực kỳ nghịch thiên chiến lực, nhìn hắn loại kia uy thế, đều đã không kém gì lăng hồng trang, hoàng phủ thiếu nông. Có ý tứ, xem ra những trong năm này, thương tử diễn người này cũng là ẩn nhẫn rất lâu. Không chỉ là thương tử diễn, các ngươi xem cái này phong bắc linh ta nhớ được là bài danh tại chư thiên thánh vương bản hạng 6, có thể hắn hiện tại cho thấy thực lực nhưng đồng dạng kinh người chi cực rất nhanh một đám đế cảnh lực chú ý tự bị huyền hoàng bí cảnh khu vực khác bên trong tình hình chiến đấu hấp dẫn huyền hoàng bí cảnh không lớn có thể phân bố trong đó cường giả không khỏi là đương thế nhất đẳng tuyệt đỉnh thánh vương cảnh tồn tại trong đó không thiếu một chút biểu hiện cũng không so lâm tầm kém tuyệt thế yêu nghiệt như thương tử diễn phong bắc linh biểu hiện ra thực lực để những cái kia đế cảnh nhân vật cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Có người, lặng trăng phục trảo, ẩn nhẫn nhiều năm, không lên tiếng thì thôi, nhất minh liền có thể kinh người. Thương tử diễn cùng phong Bắc linh hiển nhiên liền là loại nhân vật này. Chỉ bất quá, tương giao ở đây, vẫn là không có lâm tầm xuất hiện, mang cho những cái kia đế cảnh đại nhân vật ngoài ý muốn cùng giật mình nhiều nguyên nhân ngay tại ở. Thương tử diễn cùng phong Bắc linh là đã sớm danh dương thiên hạ nhân vật tuyệt thế, bọn hắn bây giờ biểu hiện được lại nghịch thiên, cũng đều không khiến người ta quá mức giật mình. Duy chỉ có lâm tầm, giống như một viên hoa phá thiên vũ mà đến sao chổi, tại lần này luận đạo thịnh hội trước đó, gần như cực ít người lưu ý đến hắn tồn tại. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khi hắn triển lộ phong mang lúc, mới khiến cho người cảm thấy vô cùng ngoại ý muốn. Chương 1960 Cuối cùng 108 người Nguồn Mê truyện audio.com Lâm tầm dùng sức một mình, đánh tan đồ thiên giác, tổ phi vũ các loại, chờ, một đám cường giả chiến tích, cũng là rất nhanh liền tại huyền hoàng bí cảnh bên trong truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, xôn xao nổi lên bốn phía, khiếp sợ nghị luận liên tiếp, làm cho lâm tầm cũng là nghiễm nhiên trở thành huyền hoàng bí cảnh bên trong được chú ý nhất nhân vật tuyệt thế một trong. Làm nghe nói tin tức này lúc, cũng tương tự đang tìm kiếm lâm tầm hạ lạc hồng hoang đạo đình truyền nhân khổng chiêu, sắc mặt cũng là một trận biến ảo chập chờn. Lúc trước, hắn từng tại huyền hoàng đạo đình ngoại sơn môn, bị lâm tầm kích thương, tuy là vết thương nhỏ, lại bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Sau đó, nghe nói Tân Như giáp một nhóm người bị lâm tầm đào thải tin tức lúc, khổng chiêu đã là lôi đình tức giận, không chút do dự mang theo một đám hồng hoang đạo đình truyền nhân, triển khai đối lâm tầm lùng bắt. Nhưng bây giờ, khổng chiêu do dự. Tại lâm tầm thủ hạ, đồ thiên giác bị đào thải, yên vũ nhu được cứu đi, tổ phi vũ chạy trối chết. Trọn vẹn hơn 20 người đội hình, đến cuối cùng chỉ còn lại mấy người may mắn không có bị đá bị loại. Cái này không thể nghi ngờ quá dọa người từ giờ trở đi, bỏ dở tìm kiếm kim độc nhất người này hành động. Cuối cùng, khổng chiêu hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. Lý trí nói cho hắn biết, như lại khăng khăng đi cùng lâm tầm khó xử, có thể hay không thu hoạch được tiếng về kia cổ tiên cấm khu tư cách liền sẽ trở nên rất huyền. Kim độc nhất, chờ tiếng vào cổ tiên cấm khu, ta cam đoàn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Khổng chiêu âm thầm cắn răng. Đồ thiên giác sư đệ bọn hắn lại bị đào thải. Hoàng phủ thiếu nông chấp tay tại cổng, trong con ngươi hiện lên một vòng hàng mang. Nguyên bản hắn đã đáp ứng, chỉ cần Đồ Thiên Giác bọn hắn phát hiện Lâm Tầm tung tích, chỉ cần phát ra tin tức, hắn liền sẽ trước tiên chạy tới viện trợ. Nhưng đến cuối cùng chờ đến, lại là Đồ Thiên Giác bọn người bị đào thải tin tức. Kim độc nhất. Kim độc nhất. Ta nhớ kỹ, Đồ sư để ngươi yên tâm, thù này, sư huynh thay ngươi báo. Hoàng phủ thiếu nông hít sâu một hơi, kiềm chế quyết tâm bên trong sát ý, như vẹn vẹn chỉ là đào thải, cũng quá tiện nghi hắn, hy vọng hắn có thể đi vào cổ tiên cấm khu, đến lúc đó ta sẽ chém đầu lâu, là đồ sư đệ ngươi rèn luyện một tôn chén rượu. Huyền hoàng bí cảnh bên trong phong vân biến ảo, lâm tầm thì mang theo kim thiên huyền nguyệt, lục độc bộ bọn người, lại lần nữa ẩn nút. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật trễ. Lúc này lâm tầm, mặc dù nhận hết chú mục, nhưng đồng dạng cũng đem hắn đẩy lên danh tiếng đỉnh sóng bên trên. Huống chi, hắn bây giờ bên người đi theo kim thiên huyền nguyệt bọn người, dù là hắn không sợ hết thảy, thế nhưng đến cân nhắc kim thiên huyền nguyệt bọn người liệu sẽ gặp tác động đến. Lựa chọn ẩn nút, không thể nghi ngờ là lập tức sáng suốt nhất lựa chọn một tòa trong huyệt động lâm tầm kiểm lại một chút những ngày này chém vết sau thu hoạch tổng cộng thu hoạch được mệnh phù 375 mai đây chính là một cái kinh người số lượng cần biết lần này tham dự vào luận đạo thịnh hội cường giả tổng cộng mới hơn 1.800 người mà lâm tầm trong tay mệnh phù số lượng thì mang ý nghĩa khoảng chừng 375 người tại bị đào thải về sau trở thành lâm tầm một người chiến tích sở dĩ lại có nhiều như vậy ngay tại ở lâm tầm chỗ đánh tan cường giả trên thân đều là mang theo số lượng đông đảo mệnh phù. Vẹn vẹn đồ thiên giác trên người một người, tự bị lâm tầm đoạt được 87 khối mệnh phù. Có những này mệnh phù, ta tại lần này luận đạo bên trong thành tích cũng đã sẽ không quá lần. Lâm tầm suy nghĩ. Hắn đã không có ý định lại đi chém giết cùng tranh đoạt, một là theo thời gian chuyển dời, cái này huyền hoàng bí cảnh bên trong cạnh tranh sẽ chỉ càng ngày càng thảm liệt. Thứ hai là bởi vì, hắn không có ý định bại lộ quá nhiều trên người thủ đoạn. Cần biết, ngoài giới nhưng có không ít đế cảnh đại nhân vật nhìn chằm chằm huyền hoàng bí cảnh bên trong phát sinh hết thảy dù là mặt như ý đạo bào đồng thời dùng bạch kim đạo thể xuất hiện có thể lâm tầm vẫn là không thể không phòng phạm cẩn thận một chút lục độc bộ bọn người đối lâm tầm quyết định cũng không có ý kiến bây giờ có lâm tầm tòa trấn dù là liền là tại ẩn phục lúc bị người phát hiện bọn hắn cũng có đối kháng vốn liếng cùng nội tình không cần giống như trước đó như vậy hoảng loạn bất quá tại ẩn phục trước đó lâm tầm một mình đi ra một chuyến hai ngày sau lâm tầm tại một tòa huyết tinh tràn ngập trên chiến trường phiêu nhiên rơi xuống đất một chưởng đánh ra đại địa rạng nứt khai một đạo cự đại khe rảnh khe rảnh chỗ sâu có một thân ảnh nằm tại kia hai tay ông ở phần bụng vị trí toàn thân không có chút nào khí tức ba động nhưng lúc này cái này một thân ảnh lại bỗng nhiên trận mở trong mắt bỗng nhiên đứng dậy lộ ra vẻ cảnh giác bất quá khi thấy người tới lúc thân ảnh này lập tức bật thốt lên kim huynh thế nào lại là ngươi lãnh tu gia ngươi như thế nào bị thương thành bộ dáng như vậy lâm tầm nhíu mày cái này một thân ảnh chính là lãnh tu gia lâm tầm cũng là thông qua lục độc bộ truyền thụ một cái bí pháp mới tìm kiếm đến lãnh tu gia khí tức chỉ là lãnh tu gia giờ phút này khí tức suy yếu sắc mặt trắng bệch một bộ nguyên khí tổn hao nhiều bộ dáng lãnh tu gia khổ sở nói kim huynh có chỗ không biết sau đó hắn đem sự tình ngọn nguồn nói cho lâm tầm nguyên lai vài ngày trước một mình hắn rời đi lục độc bộ đám người đội ngũ về sau vốn là muốn đi trước đi nguyên châu lâm tầm nhưng tại trên đường đi gặp phải một trận tập kích đến mức thụ trọng thương cũng là bằng vào một môn thần diệu liễm tức bí thuật mới khiến cho hắn tránh né tại cái này dưới đất chỗ sâu khe rảnh bên trong tránh thoát nhất kiếp kim huynh ngươi có biết đánh lén ta người là ai lãnh tu gia bỗng nhiên nói không đợi lâm tầm mở miệng hắn đã phối hợp nói là đến từ hắc ám -tam, tam đại cự đầu một trong địa tạng giới truyền nhân lâm tầm con ngươi ngưng tụ ngươi xác định lãnh tu gia vẻ mặt nghiêm túc nói kim huynh ta tu luyện chính là phật môn truyền thừa cũng coi là một tên tu phật người, một thân đạo hạnh đều là dung nhập đường của ta chi lĩnh vực bà sa phạm hỏa, bên trong, chỗ này có thể sẽ không nhận ra địa tạng giới truyền nhân khí tức, nói đến đây, hắn câu mày nói. Đây chính là bởi Lục Đại Đạo Đình liên thủ tổ chức luận đạo thịnh hội, bây giờ lại có hắc ám thế giới gia hỏa lẫn vào vào đây, ngoại giới những cái kia đế cảnh đại nhân vật chẳng lẽ cũng nhìn không ra sao, sự nghi ngờ này, Lâm Tầm trong lòng cũng tương tự có, liền giống bị hắn đánh tan Đào thải Vũ Hoàng bọn người, nhưng đồng dạng là đến từ hắc ám thế giới thần chiếu cổ tông truyền nhân. Liên hắn cùng lãnh tu gia đều có thể nhìn ra thân phận của đối phương ngoài giới những cái kia đế cảnh đại nhân vật đâu có thể nào hội sẽ nhìn không ra ở trong đó tất nhiên là có chúng ta vô pháp biết được ẩn tình lâm tầm nghĩ nghĩ nói lãnh tu gia ừ một tiếng hai người không có trì hoãn cùng rời đi mảnh này khe rảnh hướng kim thiên huyền nguyệt lục độc bộ bọn hắn ẩn phục chi địa lao đi trên đường lâm tầm cũng là hiểu rõ đến đánh lén lãnh tu gia địa tạng giới truyền nhân tổng cộng có bốn cái cầm đầu là một cái pháp hiệu ngộ huyền tăng nhân lực lực cực kỳ chi khủng bố. Cái này khiến Lâm Tầm nhớ tới tại phù giao thuyền bên trên lúc gặp được địa tạng giới truyền nhân Ngộ Minh. Mang theo lãnh tu gia trở về ẩn phục chi địa về sau, Lâm Tầm liền triệt để ẩn nút, không còn ra ngoài, một lòng tĩnh tu. Thời gian từng ngày đi qua. Rất nhanh, cự ly luận đạo thịnh hội bắt đầu đã đi qua một tháng thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, huyền hoàng bí cảnh bên trong cạnh tranh càng thêm tàn khốc cùng kịch liệt, vô luận là đến từ các châu cường giả, vẫn là đến từ lục đại đạo đình, thập đại chiến tộc nhân vật phong vân, hay là đến từ cái khác tinh không yêu nghiệt, tất cả đều thật nhiều bị đào thải bị loại. Mà bây giờ có thể lưu lại, thì một cái sau một cái cường đại, một cái sau một cái đồ biến thái. Một chút lóa mắt hạng người, như Hoàng Phủ Thiếu Nông, Lăng Hồng Trang, Nguyệt Như Hỏa, Tri Bạch, Ôn Dư, Cảnh Thiên Nam bọn người, càng là triển lộ ra khác biệt phong mang cùng phong thái, dẫn dắt phong tao. Những cái kia tại ngoại giới quan chiến đế cảnh nhân vật, đều liên tiếp cảm khái cùng tán thưởng, cho rằng đương thế những người tuổi trẻ này muốn xa so với bọn hắn năm đó càng trác tuyệt. Ngược lại là ẩn nút lên lâm tầm, tại đoạn thời gian này bên trong tự như biến mất, không có tin tức nữa truyền ra. Đương nhiên, so với hắn càng sâu chính là Di Vô Nhai, người này theo luận đạo ngay từ đầu tự ẩn nút, căn bản cũng không đã từng cùng đến tranh đoạt cùng trong chém giết. Thời gian chuyển dời. Tại lần lượt cạnh tranh cùng sát phạt bên trong còn sống sót cường giả số lượng càng thêm ít. Đến lúc này, ngược lại làm cho huyền hoàng bí cảnh lộ ra trống trải ra, lại không giống như lúc mới đầu như thế, một đường đi tới đều có thể gặp được rất nhiều cường giả đã kích, đồng thời, cạnh tranh đến bây giờ, có thể lưu lại cường giả không khỏi là ngoan nhân bên trong ngoan nhân, từng cái cổ tay kinh người. Dù là liền là gặp được đối thủ, một phát giác được không ổn, liền sẽ không chút do dự bức ra trở ra, không cầu giết địch, trước cầu tự vệ. Một chút cường giả càng là dứt khoát cũng cùng lâm tầm đồng dạng, ẩn núp lên, chỉ chờ lần này luận đạo kết thúc. Đối đây hết thảy, lâm tầm bọn hắn không hề hay biết đoạn thời gian này bên trong, Lâm Tầm tập trung tinh thần đều đặt ở đạo chi lĩnh vực bên trên, hắn có một loại vô cùng mãnh liệt dự cảm, chính mình khiếm khuyết một cái kia thời cơ, đã nhanh muốn tới. Ken. Cái này một ngày, bỗng nhiên có một đạo hùng hồn tiếng chuông tại Huyền Hoàng bí cảnh bên trong vang vọng, theo sát lấy Huyền Hoàng đạo đình trưởng giáo thái thúc hoàng thanh âm liền vang lên theo, luận đạo kết thúc, lúc này Huyền Hoàng bí cảnh bên trong đã chỉ còn lại các ngươi 108 người, các ngươi cũng đã trở thành lần này luận đạo người thắng trận. Thoại âm rơi xuống lúc, Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân bị một cổ vô hình lực lượng lôi cuốn, đột nhiên rời đi mảnh này thiên địa. Cùng này đồng thời, phân bố tại huyền hoàng bí cảnh khu vực khác cường giả, cũng đều trong cùng một lúc bị Na Di ra huyền hoàng bí cảnh. Huyền hoàng chủ phong, giữa sườn núi kia cự đại trên bình đài, Lâm Tầm các loại, chờ, 108 người thân ảnh lần lượt nổi lên. Trong chốc lát, bọn hắn lẫn nhau liếc nhìn, tại phân biệt giống như bọn họ chiến thắng mà ra cường giả thân phận. Lâm Tầm thấy được áo gai thiếu niên huyền cửu giận, cũng nhìn thấy cuồng đao chiến tộc đường tô, chúng ma đạo định hoa tinh ly, càng không đạo định chuyên hút hoành. Lại cũng đều kiên trì tới cuối cùng. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng chú ý tới rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người mình, đều là mang theo một loại vi diệu hương vị, tự hồ tại nhận thức lại hắn như vậy. Trong đó, cũng có băng lãnh địch ý cùng cừu thị. Như khổng chiêu, hoàng phủ thiếu nông bọn người, cũng không chút nào che giấu địch ý của mình. Ân bỗng nhiên, làm phát giác được trong đó một ánh mắt lúc, lâm tầm trong lòng bỗng dưng dâng lên một tia khí tức nguy hiểm hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa bàn vũ đạo đình trong trận doanh một cái bạch y tóc tuyết nam tử chính an tỉnh đứng yên tại kia cái kia một đôi con ngươi trong suốt như nước bình tĩnh như hồ tự như có thể phản chiếu chư thiên vạn tượng có nhật nguyệt tinh thần phù trầm trong đó sâu thẳm mà tĩnh mịch làm chú ý tới lâm tầm ánh mắt nam tử thần sắc lạnh nhạt cười cười cái này một cái chớp mắt lâm tầm trong đầu lặng yên hiện ra một cái tên di vô nhai